bước đến nắm lấy tay trái và tay phải của Trương Lập, nhìn vẻ mặt của họ, rõ ràng Trương Lập đã ngưng thở, chỉ là Nhạc Dương vẫn không chịu thừa nhận, không chịu bỏ cuộc mà thôi. Không khí trong cả gian phòng tựa hồ nặng chiếu, cơn gió lành lạnh nhẹ nhàng phất lên cơ thể mỗi người, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp nặng nề của Nhạc Dương, 1, 2, 3, 4. Ha, hu, màu của đêm đen từ đậm đặc chuyển sang nhạt dần, Nhạc Dương cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc những động tác ấy. Trương Lập vẫn lặng lẽ nằm yên, không khí trong phòng đặc quánh, Trác Mộc Cường Ba cũng cảm thấy mình sắp tắc thở đến nơi. Lúc này, cửa phòng bật mở, Mẫn Mẫn kinh hoàng chạy vào, "Anh Cường Ba, anh Ba Tang, anh Ba Tang." Trác Mộc Cường Ba giật bắn mình, "Ba Tang sao rồi? Anh ấy xảy ra chuyện gì hả?" Mẫn Mẫn thở gấp nói, "Anh Ba Tang, anh ấy chạy mất rồi, em, em." Không ngăn kịp, thì ra, Ba Tang tỉnh lại, liền hỏi Mẫn Mẫn xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe cô kể rõ ngọn ngành, Ba Tang giận dữ vô cùng, liền xông ra đòi đi tìm quách nhật niệm thanh liều mạng. Mẫn mẫn muốn ngăn cản, nhưng làm sao giữ nổi, cô liền vội vàng chạy đi báo cho Trác mộc cường ba. Tuy rằng ba Tang tinh thông kỹ thuật giết người, nhưng bọn họ đã hết sạch đạn dược, nếu phải đối mặt với đội quân phòng ngự nghiêm mật của quách nhật niệm thanh, kiến nhiều còn cắn chết voi. Dù là Pháp Sư Á là đến tước mẫu cũng phải rè ra từng bước một, phe này ba tang đi tìm quách nhật niệm thanh báo thù, thử hỏi có khác nào đâm đầu vào chỗ chết không chứ. Với tốc độ của ba tang, muốn đuổi kịp anh ta sợ rằng rất khó, phải lại, còn Trương Lập ở đây thì tính sao? Chắc Mộc Cường ba muốn đưa ra quyết định, nhưng chỉ thấy các suy nghĩ trong đầu mình bùng nhùng trộn lẫn như một đống bột hồ, lại thấy ngâm ngẩm đau nhói lên. Gã còn đang suy tính, chợt thấy ba tang quay về, mặt mũi và hai tay đẫm máu tươi, hai mắt đỏ rực, dưới ánh nến trông lại càng điên cuồng dễ sợ hơn bội phần. Anh trầm giọng nói, có người thả chim ở đầu thôn, bị tôi bắt gặp, giết chết hai tên rồi còn một tên đã chạy mất chim cũng bay mất rồi địch ô an cát mẫu cũng ở đâu chạy tới nói các vị mau đi đi nếu quách nhật niệm thanh đến đây thì không ai đi được đâu sợ rằng còn liên lụy đến cả thôn công nhật lạp này nữa đó trác mộc cường ba lại ngẩn người ra lữ cánh nam vội lên tiếng nhắc nhở đã đến lúc phải hạ quyết tâm rồi quách nhật niệm thanh nhận được tin tức nhất định sẽ dẫn quân vây công chạy trốn hay đào tẩu giờ phút này bọn gã cần phải có mục tiêu xác định ngoại trừ nhạc dương ánh mắt của những người còn lại đều hướng về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lời Pháp Sư Tháp Tây nói trước lúc lâm chung, cuối cùng cũng quyết định, mọi người thu dọn hành trang, trước khi trời sáng chúng ta sẽ rời khỏi đây. Cơ hồ như đã ước định từ trước, cả bọn bước tới trước giường Trương Lập quây thành một vòng, cúi đầu lầm nhầm hoặc thầm nói với Trương Lập mấy câu, sau đó lần lượt bước ra ngoài. Trác Mộc Cường Ba là người cuối cùng, gã nói với Nhạc Dương, Nhạc Dương, chúng ta phải đi rồi. Nhạc Dương vẫn nhìn Trác Mộc Cường Ba bằng ánh mắt đầy kỳ vọng ấy, nhoẻn miệng cười nói, Cường Ba thiếu ra, anh ấy chưa chết, vẫn còn thở mà. Trác Mộc Cường Ba không dám nhìn thẳng vào mắt Nhạc Dương, chậm chậm bước ra cửa, nói, tôi sẽ thu dọn hành trang giúp cậu. Đột nhiên nghe Nhạc Dương phía sau gầm lên, Cường Ba thiếu ra, đừng bỏ rơi trương lập mà. Trác Mộc Cường Ba tức thì cảm thấy tim mình co thắt lại, cổ họng mặn chát, gã cố đè nén xuống, nín chặt hơi thở, nhẫn nhịn không quay đầu lại, luồng oán khí từ từ tích tụ lại trên cánh tay. Thình linh, gã đấm mạnh một cú lên tường, cả gian phòng bằng đá khẽ rung lên một chặp. Khi cả bọn đã thu dọn hành trang, quay lại gian phòng, nhạc dương vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn chuyên chú nhẩm đếm, 11, 12, 13, 14, 15. Hít, ha, hít, ha, hít, ha, 1, 2, 3, 4. Lữ cánh nam đang định bước lên ngăn nhạc dương lại, chợt cảm thấy ngoài cửa ùa vào một cơn gió nhẹ, mùi hương thoang thoảng trong không gian tựa như một dòng nước ấm, bao bọc lấy mỗi trái tim băng lạnh của họ. Ngoảnh đầu, cô liền thấy mã cát. Mã cát mặc đồ trắng, trông rất nhã nhặn, tóc dài phủ vai, đôi chân để trần, dáng vẻ nghiêm trang lạ thường. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều sinh ra một ảo giác, tựa như mã cát không còn là tinh linh giữa chốn nhân gian này nữa, mà đã biến thành nữ thần trên trời, thân thể tắm trong một quầng sáng màu trắng sữa, trang nghiêm và bất khả xâm phạm. Họ đều tự giác lùi lại nhường lối cho cô. Mã Cát đến bên Nhạc Dương, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến Nhạc Dương dừng lại. Cô chậm chậm nói, "Để anh ấy cho em đi." Nhạc Dương hoảng hốt nói, "Mã Cát, Mã Cát, cô xem, cô xem, anh ấy vẫn còn thở, để tôi thử lại lần nữa, anh ấy có thể tỉnh lại mà." Đôi mắt Mã Cát vẫn bình tĩnh như thế, Nhạc Dương lại càng cuống hơn, chỉ nghe cô lặp lại, "Để anh ấy cho em đi." Ngữ điệu nhẹ nhàng, xong lại toát lên một thứ uy nghiêm không gì kháng cự nổi. Nhạc Dương không trả lời, Mã Cát vươn hai tay ra, ôm Trương Lập lên khỏi giường, xoay người, thân mình hơi trầm xuống, xém chút nữa đã gục xuống đất, nhưng cô vẫn nghiến răng, ôm chặt lấy Trương Lập, khó nhọc bước ra bên ngoài. Nhạc Dương ngơ ngẩn nhìn theo, cô vươn tay ra, cô ôm lấy Trương Lập, cô xoay người, cô bước đi, cô ra khỏi cánh cửa ấy, bóng hình mỗi lúc một xa dần. Anh phảng phất như chúng phải phép định thân, không chớp mắt, không hít thở, cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng yên ở đó lữ cánh nam bước lên khẽ vuốt nhẹ lên đầu nhạc dương nhạc dương cậu đã gắng hết sức rồi nhạc dương mới như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng khóc hòa, bổ vào lòng lữ cánh nam thúc thiết như trẻ con giáo quan không phải đã nói là sẽ đồng sinh cộng tử hay sao tại sao anh ấy lại rời bỏ chúng ta tại sao chứ lữ cánh nam ôm chặt đứa trẻ còn cao lớn hơn mình ấy lần đầu tiên khóe mắt cô dỉ ra một hàng lệ long lanh ba tan cũng hơi ngoảnh đầu sang hướng khác sáng sớm tờ mờ thôn công Nhật Lạp vẫn bao trùm trong màn đêm xám xịt, hai đống lửa cháy bừng bừng như điểm trời cảnh báo thế nhân, ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Trác Mộc Cường Ba, Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam, Mẫn Mẫn, Nhạc Dương, ba tang sáu người xếp thành hàng ngang, đeo trên lưng những chiếc ba lô nặng nề, lặng lẽ chăm chú nhìn ngọn lửa hừng hực, phát ra những âm thanh lách tách. Chúng tôi đi đây, Trương Lập. Chúng tôi đi đây, Pháp Sư Tháp Tây. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được bạc ba la thần miếu, chúng tôi sẽ mang theo lời chúc phúc của hai người. Căn nhà nhỏ đặt di thể của Pháp Sư Tháp Tây đã hoàn toàn bị ngọn lửa nhấn chìm, dân làng công nhật lạp được địch ô an cát mẫu dặn dò không được ra ngoài đều ở sau cửa ra vào, cửa sổ nhìn ngó, hệt như lần đầu tiên bọn họ đến ngôi làng nhỏ này vậy. Lưới lửa bên dưới chiếc vạc lớn bập bùng bất định, hơi nước nghi ngút phủ che phía trên, dường như còn nghe thấy cả tiếng nước đang sôi ủng ục, mã cắt ôm chặt trương lập, từng bước từng bước nhích lên bậc thang bằng đá, bên trong thân hình gầy guộc mong manh ấy tưởng chừng ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận trong màn hơi nước phần vít mã cắt nhẹ nhàng cởi bỏ mọi vật bên ngoài của mình và trương lập trở về với hình thái nguyên thủy nhất của loài người khi giáng sinh xuống thế gian này tựa như hài nhi sơ sinh thân thể trần truồng của cô ẩn hiện giữa màn khói lan tỏa hai mắt cô nhìn thẳng về phía trước miệng nói lớn con mã cắt a mễ là vợ của trương lập trương lập là người chồng duy nhất của con con yêu chàng tôn trọng chàng phục tùng chàng, chàng là toàn bộ sinh mệnh của con. Giờ đây trời dáng điềm lành, hồn chàng đã trở về cõi trung ấm, con nguyện đi theo chàng, mong chư thần đoái thương, để linh hồn chúng con được hợp nhất làm một, vĩnh viễn chẳng bao giờ phân ly. Nói xong, mã cắt ôm trương lập nhảy vào bên trong chiếc vạc khổng lồ ấy, tùng một tiếng, nước bắn tóe lên, trong làn khói mờ mờ, thấp thoáng trông thấy làn da trắng bóc như ngà voi. Vẻ thanh khiết của cô khiến người ta không dám nhìn thẳng, càng nhìn càng thấy hổ thẹn trong lòng mã cát đứng trong vạc nước sôi, chỉ lộ ra hai vai và đầu, phía dưới, ngọn lửa vẫn cháy hừng hực, hơi nước dâng lên mỗi lúc một nồng đậm. Đứng giữa vạc nước sôi sùng sục ấy, mà cô tựa như hoàn toàn không cảm thấy gì. Trương Lập tựa hồ đang nằm trên mặt nước, còn mã cát thì như người mẹ đang tắm cho con thơ, dùng ánh mắt tự ái, dịu dàng. Chăm chú nhìn vào gương mặt người yêu, chăm chú nhìn làn da của người yêu. Từ lúc mã cát bế ngang trương lập đứng ở mép vạc nước sôi ấy, mọi người đã không nỡ nhìn thêm, ai nấy đều chầm chậm ngoảnh mặt đi. Cùng với lời thề văng vẳng của mã cát, họ nặng nề cất bước chân, rời xa khỏi ngôi làng nhỏ thanh bình ấy, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng túm túm, cả bọn chắc một cường ba đều như bị trúng đạn, người khẽ run lên, xong không ai quay đầu lại, họ không dám quay đầu. Người nào người nấy đều nghiến chặt răng, nuốt nước mắt, càng đi càng xa, càng đi càng xa dần. Họ cũng không thể trông thấy, vạc nước sôi ấy ục 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 nổi lên vô số bọt khí, một đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên mở bừng ra, sáng quá. Khi chim đưa thư truyền tin đến chỗ quách nhật niệm thanh, thì đã gần trưa. Loảng xoảng tiếng nổ vỡ ẩm ý làm tên lính đưa tin giật bắn mình, chỉ thấy hai tay quách nhật niệm thanh nắm chặt mảnh giấy đó, không ngừng run rẩy Tên binh sĩ ấy vô cùng kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến vị tước mẫu vương dù có núi đổ ngay trước mặt cũng không biến sắc này trở nên như vậy. Lập tức chuẩn bị 10 con ngựa, à không, tự ta sẽ đi, Quách nhật niệm thanh lao ra như một cơn gió, tên binh sĩ vẫn còn đang ngẩn người, ngây ngốc nhìn chén trả vỡ dưới đất. Không, không xong rồi, một tên trong đội thân vệ của quách nhật niệm thanh kinh hãi kêu toáng lên, đại vương. Đại vương đã xông thẳng vào khu rừng có người lỗ mặc. Thiết kỵ đội, mau, đuổi theo, viên đội trưởng tức khắc hạ lệnh, bảo vệ đại vương. Đuổi kịp được không, đại vương dắt theo những con ngựa tốt nhất rồi, không kịp cũng phải đuổi. Cát mã đốt lửa, muốn tuấn táng từng chữ như nhúm máu không ngừng lớn lên trước mắt quách nhật niệm thanh nhất định phải ngăn nàng lại nhất định phải đợi ta đến quách nhật niệm thanh thúc ngựa lao như điên cuồng cành lá trong rừng vướng vào khiến khắp mình mẩy y toàn là thương tích y đã không thể nào ngăn được cơn thác lũ tình cảm trào dâng lên trong tâm khảm mình nữa mã cát nàng là đồ ngốc sao nàng lại ngốc vậy những kẻ từ bên ngoài đến đều là lũ xấu xa lừa đảo không đáng để nàng chết vì chúng đâu ta đưa nàng đến thôn công nhật lạp Hy vọng nàng có thể sống một cách bình yên hạnh phúc. Ta không dám mong rằng sau này sẽ gặp lại nàng, nhưng trời rủ lòng thương, không ngờ chúng ta lại được trùng phúc. Mã Cát, nàng có biết trong lòng ta nhớ nhung nàng biết bao nhiêu không? Nàng sớm đã chiếm toàn bộ trái tim này của ta rồi. Đừng chết, dù thế nào, ta cũng tha thứ cho nàng. Ba năm rồi, ta vẫn lặng lặng ẩn nhẫn, không dám nói với bất cứ ai, chỉ sợ lộ ra phong thanh, để cho đối thủ biết được ta không thể để nàng bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh này được. trước nay luôn có người của ta ngấm ngầm bảo vệ nàng, nàng có biết không? ta vẫn luôn ở trong bóng tối, lẳng lặng bảo vệ cho nàng. mười năm rồi, từ ngày chúng ta ly biệt, không đêm nào là ta không mơ thấy nàng. khi ta đói khát đến nỗi phải ăn cả rễ cỏ mọc hoang, khi ta đau đớn không sao ngủ nổi, khi ta bị ném vào đống người chết vì tật bệnh, chỉ cần nghĩ đến gương mặt nàng, nghĩ đến nụ cười của nàng, là ta lại có dũng khí để tiếp tục sinh tồn nguyện vọng của mã cắt còn chưa thành hiện thực, ta nhất định phải sống. Nàng là lý do duy nhất để ta tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Vó ngựa đi qua đâu, bùn đất tung tóe lên tới đó. Khi quách nhật niệm thanh sông vào thôn công Nhật Lạp, mười mấy con chiến mã đều đã bị y bỏ lại hết dọc đường, chỉ còn một con duy nhất y đang cưỡi. Giống như y, mình mẩy con ngựa cũng đẫm máu tươi. Con người máu ấy nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chiến mã liền hí dài một tiếng, mệt mỏi gục xuống. Người máu guồng chân chạy thẳng đến cổng thôn, thật khó mà tin nổi, một thân thể như thế, lại chạy được với tốc độ nhanh nhường ấy. Từ xa, y đã thấy ánh lửa hừng hực, sáng chói rực rỡ trên màn trời đang ngả về đêm, một luồng khí nóng lan tỏa đi khắp bốn xung quanh. Trước vạc lớn, chỉ có một người đang ngồi, quách nhật niệm thanh chẳng buồn để ý đó là ai, gầm lên, chỉ tay quát lớn, dập tắt ngay. Địch ô an cát mẫu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm lớn, không khỏi giật thoát mình, chỉ thấy trong ánh chiều tà, Dường như có một con dã thú trọng thương đang lao bổ về phía mình. Khi cái bóng ấy đến gần, ông mới nhìn rõ hóa ra là một người toàn thân đẫm máu tươi, đợi khi nhìn rõ chiều cao và thể hình của người ấy, Địch Ô An cắt mẫu lại càng thêm kinh hãi. Từ đây đến tước mẫu, chim bay cũng phải mất hơn nửa ngày, nếu cưỡi ngựa phóng đến, thời gian quyết không thể nào dưới một ngày được, vị vị tước mẫu vương này, lẽ nào đã bay đến đây? Ông chưa kịp nghĩ gì, Quách Nhật Niệm Thanh đã xông đến trước cái vạc lớn ấy liên tục quát lên, dập tắt mau. Dập tắt mau, thấy xung quanh không có công cụ gì để dập lửa, y liền nhấc một tảng đá lớn, ném thẳng vào giữa đống lửa, hoa lửa bắn tung tóe, xém chút nữa thì cháy cả râu tóc và y phục của địch ô an cắt mẫu. Quách nhật niệm thanh vẫn không dừng tay, lại nhấc một tảng đá lớn hơn, dơ cao quá đầu, tương thẳng vào cái vạc, phát ra những tiếng oang oang oang, sau hai ba lượt như thế, chỉ nghe rắc một tiếng. Cái vạc đã nứt toác, nước sôi sùng sục liền theo khe nứt bắn túa ra ngoài nước đổ xuống lửa, kêu lên xèo xèo, khói trắng ngùn ngụt bốc lên. Quách nhật niệm thanh lách sang một bên, cánh tay bị nước sôi bắn trúng, mà như hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn cứ tiếp tục ném đá, đoạn nhấc bổng địch ô an cát mẫu vẫn chưa hết hoảng hồn lên, gần giọng hỏi, nói đi, chưa từng xảy ra chuyện gì. Chưa từng xảy ra chuyện gì, có đúng không? Địch ô an cát mẫu nhìn vị tước mẫu vương tân nhiệm trước mặt mình với ánh mắt xót xa, cúi đầu đáp, đại vương, ngài. Chậm mất rồi. Nói bậy, Quách nhật niệm thanh gầm lên một tiếng, nhấc bổng cả địch ô an cát mẫu vốn cao hơn mình rất nhiều lên không trung, nhìn bộ dạng như thể sắp ném ông già vào trong vạc nước. Nhưng rồi y lại thoáng trần trừ, vung tay đập mạnh địch ô an cát mẫu xuống đất, chỉ tay vào ông gần giọng quát lên, người gạt ta. Đôi mắt y, tựa hồ đã gồ hẳn ra ngoài, y bước hai bước lại chỗ cái vạc, rồi lại quay đầu, khản giọng hét lên, người gạt ta. Nói đoạn, y bước thẳng đến chỗ cái vạc lớn ấy. Lúc này, ngọn lửa bên dưới vẫn chưa tắt hẳn vẫn đang âm ỉ cháy nhưng nước trong vạc thì đã chảy hết quách nhật niệm thanh không nói một lời ôm lấy một chân vạc mùi thịt cháy khét lẹt cùng làn khói xanh lập tức bốc lên nồng nặc địch ô an cát mẫu lớn tiếng kêu lên đừng làm vậy đại vương quách nhật niệm thanh như không nghe thấy tiếng gọi của ông dường như cũng quên cả đau đớn cơ thịt cuồn cuộn gồ lên trên thân thể lùn ngùn dồn ra sức mạnh kinh người a à, cùng với tiếng hét của y cái vạc lớn không ngờ đã từ từ nghiêng hẳn sang một phía. Cơ bắp quách nhật niệm thanh căng cứng, lực đạo chuyển từ gạt sang nâng, rồi từ nâng sang đẩy, từ đẩy sang nhấc, cuối cùng đã hất đổ cả cái vạc lớn. Một tiếng ầm vang lên, cái vạc lăn lông lốc mấy vòng dưới đất, chậm chậm dừng lại. Quách nhật niệm thanh run rẩy bước đi mấy bước, rồi mới từ từ trụ vững thân hình, chậm rãi lại gần. Các thứ bên trong vạc đã bị đun suốt một ngày trời, da thịt sớm đã tan chảy thành nước, giờ bên trong chỉ còn lại một đống xương trắng mà thôi không hai đầu gối quách nhật niệm thanh run run quỳ gục xuống bên cạnh không 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 y giống như kẻ đã phát cuồng đột nhiên đập mạnh đầu vào cái vạc sắt địch ô an cắt mẫu thấy vậy vội vàng đứng lên ngăn cản quách nhật niệm thanh đừng làm vậy đại vương đừng làm vậy quách nhật niệm thanh đứng phát dậy chỉ thấy mặt mũi y đầm đìa những máu từ ngực đến đùi cháy đen khét lẹt lại có máu tươi dỉ ra càng nhìn càng thấy khiếp hãi y chỉ vào đống xương trắng trong vạc quát lên xương cốt của mã cắt đâu lọc ra cho ta a à, địch ô an cắt mẫu lộ vẻ khó xử hai mắt quách nhật niệm thanh đỏ ngầu khóe miệng dỉ máu chết rồi cũng không thể để chúng ở bên nhau được phân ra cho ta không để địch ô an cắt mẫu kịp nói gì y lại nói tiếp đám địch ô các ngươi rất hiểu biết về xương cốt con người cơ mà không phân biệt được ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Nói đoạn, y cởi chiếc áo đã rách bươm, nhuốm đầy máu tươi của mình ra, cẩn thận trải xuống đất, rồi bắt địch ô an cát mẫu đặt xương cốt của mã cát lên trên. Địch ô an cát mẫu không biết làm sao, chỉ đành nhặt từng khúc từng khúc xương lên một, miệng lẩm nhẩm đây là của A Mế. Đây là, của Trương Lập. Quách nhật niệm thanh đứng bên cạnh, đờ đẫn quan sát. Bóng đêm sắp bao trùm cả mặt đất, một người mặt mũi lấm lem chạy đến, chính là Tô Lang, người đưa tin đến tước mẫu bị ba tang chặn lại ở dưới chân thành, cũng chính là tai mắt của quách nhật niệm thanh gài lại đây. Y bổ nhào tới, quỳ trước mặt quách nhật niệm thanh, khóc lóc van vỉ, đại vương, tiểu nhân vô dụng, không thể ngăn mã cắt lại được. Quách nhật niệm thanh vẫn thẫn thờ nhìn đống xương trắng, hờ hững hỏi, người đã đi đâu? Tô lang lắp bắp đáp, lúc bọn tiểu nhân truyền tin cho đại vương, bị đám người ấy phát hiện, liền nổi giận giết chết hai người kia rồi, tiểu nhân. Tiểu nhân, vì vậy người bỏ trốn, phải không? Giọng quách nhật niệm thanh lạnh như băng đá, tiểu nhân có tội tiểu nhân tiểu nhân đáng chết đáng chết tô lang đập đầu lia lịa xuống đất vậy thì ngươi chết đi quách nhật niệm thanh vung tay một cái máu tươi đã tóe lên địch ô an cát mẫu kinh ngạc phát hiện cổ tô Lang như thể vừa bị một lưỡi đao sắc bén lìa qua để lại một vết cắt bằng phẳng nhưng mà nhưng trong tay đại vương đâu có thứ gì chứ ông mới thoáng ngây người ánh mắt quách nhật niệm thanh đã quét đến ai bảo ngươi dừng tay lại tiếp tục cho ta Địch Oan cắt mẫu không dám chậm trễ, vội ngoan ngoãn chia đống xương ra làm hai. Quách Nhật Niệm Thanh cẩn thận nâng phần xương cốt của mã cắt lên, phung chân đá tung bộ xương của trương lập vương vãi tung tóe, rồi xải bước chân đi về phía đông ngôi làng. Địch Oan cắt mẫu nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Quách Nhật Niệm Thanh, nhặt cái đầu lâu có tám chín phần giống của con người lăn lông lốc dưới chân mình lên, lắc đầu thở dài: Đại vương, tôi không cố ý gạt ngài đâu, xin hãy lượng thứ cho thân già này dứt lời ông ném cái xương sọ ấy sang một bên bước tới cạnh thi thể của tô lang địch ô an cắt mẫu định an táng cho y dẫu sao thì cũng cùng sống chung trong thôn công nhật lạp này mấy năm rồi cái chết của quách nhật niệm thanh quách nhật niệm thanh cẩn trọng ôm đống xương cốt đi thẳng ra bãi cỏ bên bờ hồ lúc ấy trời đang chuyển sang sầm tối bầu trời hình con rắn của thánh vực vặn vẹo lóe lên những sắc màu mê ảo quách nhật niệm thanh cởi túm áo ra cầm cái đầu lâu lên hôn thật sâu sau đó hướng hốc mắt của cái hộp sọ đó ra phía bãi cỏ, dịu dàng nói, mã cát, nàng còn nhớ không? Hồi nhỏ, ta đã gặp nàng ở đây. Ồ, có một cô bé, cô bé này sắp chết rồi ư? Nè, nè, tỉnh lại đi, sao lại ngủ ở đây? Em sẽ bị độc trùng cắn đó, sẽ bị người lỗ mặc ăn thịt đó. Cô bé ấy mở mắt, ánh mắt thương tâm ấy, nỗi ai oán mà bất lực ấy, tức thì khiến trái tim đứa bé trai đau nhói. Nào, uống chút nước đi, Em tên là gì? A à Mế, Mã Cát A à Mễ. Bố mẹ em đâu? A, à, có phải cũng giống anh, bố mẹ đều chết trong chiến tranh rồi không? Mã Cát, từ hôm nay, anh sẽ là anh trai em, em sẽ là em gái anh. Dù phía trước có bao khó khăn, dù chiến tranh có kéo dài chừng nào chăng nữa, chúng ta cũng phải dũng cảm tiếp tục sống, bố mẹ trên trời sẽ dõi theo chúng ta, sẽ bảo vệ cho chúng ta. Mã Cát, chúng ta phải đi tiếp về phía đông, người trong làng đều chạy hết cả rồi quân đội yaka có thể đánh tới đây bất cứ lúc nào em có sợ không không sợ có anh trai ở đây thì không sợ hi 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 anh ơi xem kìa đó là gì đó là âm thanh đã vô số lần xuất hiện trong cơn mộng mị in hẳn vào sâu trong ký ức của quách nhật niệm thanh bấy giờ bãi cỏ này cũng vàng rực như ngày hôm nay những ngày tháng ấy sao mà tươi đẹp thế mỗi khi đến buổi hoàng hôn lũ tầm riêng trong đám cỏ lau sẽ bắt đầu phát sáng Quần sáng màu trắng sữa nhấp nháy như chân trâu dùng tay chạm khẽ một cái từng đám từng đám tầm diên liền bay vút lên tựa như những vạt hoa tuyết đung đưa theo gió giải xuống những âm thanh trong vắt ngân nga a à, đẹp quá đó là tinh linh tuyết chúng đang nhảy múa trên chiến trường những đứa trẻ bị mất cha mất mẹ sau khi chết đi đều hóa thành tinh linh tuyết chúng sẽ bảo vệ chúc phúc cho những người bạn may mắn sống sót của mình em gái em có biết không khi tinh linh tuyết bay lên nhảy múa năm ấy, mùa màng nhất định sẽ bội thu. Ưm, ừ, em biết rồi, anh à. Tiếng ngâm vĩnh hằng không đổi khi tầm diên giao phối ấy, là bài hát của tinh linh, người nào nghe qua một lần sẽ mãi mãi không thể nào quên, là khúc hợp sướng ngợi ca sự sống, là sự ấm áp như được ôm trong vòng tay mẹ. Khi hai đứa bé tay nắm tay, đắm mình trong vũ điệu của tinh linh tuyết, khoảnh khắc ấy đã trở thành vĩnh hằng. Trong lòng bàn tay chúng, là thế giới nhỏ của riêng mình. Đi giữa chiến trường khói lửa, đi trên mặt đất bị vó sắt dài xéo, xuyên qua những đống thây người trồng chất, hai đứa bé vẫn tay nắm tay, mang theo khao khát cầu sinh, đi từ ngôi làng không người này đến ngôi làng không người khác. Anh ơi! Ừ! Tại sao phải đánh trận thế? Ừm, không biết nữa, đó là chuyện của người lớn. Anh nhớ cha từng nói, nơi nào có người, là nơi ấy có tranh chấp, tranh chấp lớn dần, rồi biến thành chiến tranh. Ừm, vì vậy, cứ nơi nào có người, là sẽ có chiến tranh. Vậy! có nơi nào không có chiến tranh không? A à mễ không cần chiến tranh, a à mễ ghét chiến tranh lắm. đợi anh lớn lên rồi, nhất định sẽ khiến chiến tranh phải kết thúc, cho mã cát một thánh vực không có chiến tranh. hay quá, anh à, chúc ta móc ngoéo nhé. quách nhật niệm thanh ôm chặt cái đầu lâu đó vào lòng, thấp giọng lẩm nhẩm, mã cát, nàng có biết không? ta vẫn luôn cố gắng để kết thúc chiến tranh, chỉ cần ta thống nhất được thánh vực, thì sẽ không còn chiến tranh nữa. chẳng phải nàng cũng đã đáp ứng? chỉ cần ta có thể khiến cho Lang Bu và Yaka không còn chiến tranh nữa, nàng sẽ đợi chờ ta, trở thành vợ ta hay sao? Sao nàng lại quên mất? Quách nhật niệm thanh ngẩng đầu lên, bầu trời hình rắn vẫn đang vùng vẫy, ánh sáng chưa chịu tan đi, phía chân trời ánh lên một vạt đỏ máu, như vầng tàn nguyệt, như làn mi cong vút. Quách nhật niệm thanh như đang nhìn về quá khứ, khi ấy, có hai đứa bé vai kề vai, cùng ngắm nhìn tia sáng cuối cùng của một ngày. Anh à! Ừm! Tại sao, bầu trời thánh vực lại như thế kia. Vì có núi, thần núi niệm thanh đường cổ lạp đã kéo hai bên dạng núi lớn quay lại, để bảo vệ chúng ta, như thế, người khác sẽ không tìm được chúng ta nữa. Tại sao phải làm cho những người khác không tìm thấy chúng ta? Truyền thuyết kể rằng, rất lâu, rất lâu trước đây, chiến tranh ở bên ngoài kia còn nhiều hơn, dữ dội hơn nơi này bội phần, tổ tiên chúng ta vì chạy trốn chiến tranh nên mới tới đây, chỉ là giờ đây. Nơi này cũng trở nên như thế rồi. Vậy thì thế giới ở bên ngoài kia có còn chiến tranh không? Ai biết được chứ, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, rốt cuộc có thế giới bên ngoài kia hay không, cũng không ai biết cả. Anh à, anh à, có phải chỉ cần vượt qua ngọn núi lớn là đã ra đến bên ngoài không? Không, trong truyền thuyết, bên ngoài dạng núi lớn vẫn là núi non, những ngọn núi này đều rất cao, tuyết phủ trắng xóa, giống như những cánh hoa sen, tầng tầng lớp lớp bọc lấy nơi này. Phải vượt qua vô số núi cao, mới có thể ra được bên ngoài. Còn phía dưới kia là biển lớn mênh mông vô tận, phải đi đến tận cùng của biển lớn mới là thế giới bên ngoài. Nơi chúng ta cư trú đây chia làm 3 tầng, trên, giữa và dưới, mỗi tầng lại có thể chia làm hai tầng nhỏ, tổng cộng là 6 tầng trời. Thấp nhất, ở nơi núi liền với biển là ngạ quỷ, trên một chút nữa là xúc sinh và dã thú, hai tầng ở giữa là nơi loài người chúng ta sinh sống, tầng trên cùng, nơi liền kề với núi tuyết là trốn của thần thánh. Đi lên trên mà không được sự chỉ dẫn và cho phép của thần linh, thì không thể tìm thấy đường ra bên ngoài, nếu đi xuống, ắt sẽ bị ngạ quỷ và dã thu ăn thịt. Tổ tiên của chúng ta tới nơi này không biết đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà vẫn chưa từng có người nào đi ra khỏi đây cả. Bên ngoài, sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là, chắc là cũng không khác chỗ chúng ta là mấy, có núi có sông, có bầu trời, có biển lớn. Em muốn đi xem nơi đó quá, biết đâu bên ngoài lại không có chiến tranh nữa thì sao? Không thể nào, chỉ cần là nơi có con người thì sẽ có chiến tranh, đây là quy luật vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Em à, em phải kiên trì lên, phía trước có khói bếp, nhất định là có người, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, phải cùng dũng cảm tiếp tục sống. Bà ơi, cháu xin bà, hãy cứu em gái cháu, cháu đập đầu lại bà. Bốp, bốp, bốp. Đứa bé trai kia là ai? Là thằng bé chắc ngõ nhận nuôi, còn dẫn theo một đứa bé gái nữa. Em gái nó sắp chết rồi đến tìm chắc ngõa trị bệnh. Con bé ấy bệnh lắm, xem chừng chẳng sống được lâu nữa đâu. Ừm, đang lúc chiến tranh loạn lạc, bản thân chắc ngõa còn chẳng đủ ăn, phải nuôi thêm hai đứa trẻ nữa, sợ là sẽ chết đói cả thôi. Ai, ai bảo chứ? Binh sĩ Yaka đánh đến rồi, mọi người mau chạy đi. Bà ơi, bà dẫn em gái nấp vào khu rừng đá bên phải kia đi, quân lính Yaka cưỡi ngựa, bọn chúng sẽ đi theo đường lớn, bên đó không có dã thú, mấy ngày nay cháu đều đến xem xét rồi an toàn lắm còn cháu thì sao cháu sẽ dụ bọn lính nghe ca đi theo hướng khác bà ơi nếu cháu không quay lại thì sợ rằng cháu không thể quay lại nữa rồi xin bà hãy nói với em cháu anh trai nó phải đến một nơi rất xa thế nhưng sẽ có một ngày anh trai sẽ quay lại đón nó xin bà nói với mã cát rằng anh trai nhất định sẽ thực hiện lời hứa lúc xưa cháu cháu đừng ta sắp chết rồi sao bàn tay ai vậy Ấm áp quá. Đừng cử động, nằm yên đấy, để tôi lấy cho ông ít nước. Giọng nói này, êm ái như tiên nữ vậy, lẽ nào tiên nữ trên trời hạ xuống nhân gian để cứu vớt kẻ vừa bò ra khỏi địa ngục như ta đây. Nào, uống chậm chậm thôi, đừng vội. Cô gái này là ai? Thân thiết quá, nụ cười ấy dường như chỉ mẹ ta mới có. Cẩn thận nào, ghé đầu lên chân tôi này, như vậy sẽ đỡ hơn. Xin lỗi, mắt trái của ông hỏng mất rồi. Cô gái tại sao nàng phải đau buồn nàng đang đau buồn vì ta đấy ư nàng là ai nàng nàng là ai có thể nói với ta tên của của nàng không tôi tên là mã cát a mễ cỏ lau vàng ruộm lay động theo gió vất qua thân thể quách nhật niệm thanh như từng đợt sóng xô bờ để mặc cho con sóng ấy lướt qua kẽ tay quách nhật niệm thanh vuốt phe chiếc đầu lâu lại tự nói một mình lúc đó ta vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với nàng ta vẫn cứ nghĩ rằng sẽ có sẽ có cơ hội sau đó, y cúi xuống, ghé miệng sát vào chỗ mang tai của chiếc đầu lâu, khẽ hỏi, như đã từng hỏi vô vàn lần trong mộng, nàng gả cho ta nhé. Nàng gả cho ta nhé. Người cưỡi trên lưng ngựa thình lình buông ra một câu. Ưm, um. Mã Cát A Mễ, nàng là cô gái xinh đẹp nhất ta từng gặp trên đời này, nàng không chỉ cứu lấy tính mạng ta, mà còn mang cả trái tim ta đi nữa. Ta lấy tư cách người nắm giữ vương quyền tương lai của Tước Mẫu, xin thề, cả cuộc đời này, ta sẽ bảo vệ nàng như bảo vệ con người mắt mình gả cho ta nhé ta sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của nàng ông có thể làm cuộc chiến tranh này ngừng lại không chuyện này không thành vấn đề ta sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này ông có thể khiến thánh vực trở lại phồn vinh như thời vương triều thái dương trong truyền thuyết không ta ông có thể đưa mã cát rời khỏi nơi này đi xem thế giới bên ngoài kia như thế nào không khi ông làm được những việc ấy hãy đến tìm mã cát nếu khi đó mã cát còn chưa gả cho ai tôi sẽ suy nghĩ vì nàng, ta sẽ bất chấp tất cả, hãy đợi ta. Con ngựa tung vó lao vút đi, mang theo một trái tim hân hoan, để lại một cô gái mơ màng man mác. Thật sự, có thể làm được không? Cô hoang mang lắc lắc đầu. Mã cát, nàng vẫn hệt như hồi nhỏ, không thay đổi một chút nào, mộng tưởng ấy của nàng, hãy để ta thực hiện cho nhé. Một cơn gió lướt qua, quách nhật niệm thanh hơi xe mình, tựa hồ như thấy lạnh, phải rồi, đã chảy quá nhiều máu, những vết bỏng kia vẫn đang dỉ nước vàng. Cảm giác này sao mà quen thuộc, khiến y nhớ lại quãng thời gian ở tầng bình đài thứ ba, vương quốc của tuyết trắng, vùng đất lạnh giá ấy. Đột nhiên, y nhớ đến giọng nói của một người, liền cúi nhìn chiếc đầu lâu trong lòng mình, không khỏi nở một nụ cười thảm thiết, sư phụ, đây chính là thứ còn quý trọng hơn cả mạng sống mà người nói đến đó sao. Tiểu tử lùn, tại sao ngươi lại đến đây? Tôi muốn tìm đường ra ngoài, muốn đi xuyên qua lãnh địa của người thượng qua ba. Nếu họ ngăn cản ngươi thì sao? tiêu diệt bọn họ. Ha ha ha, khá lắm, có chí khí. Tiểu tử lùn, ta nói cho người biết, tầng bình đài thứ ba này vốn chẳng có người thượng qua ba gì cả. Suy nghĩ của ngươi ngây thơ quá, các người không thể vượt qua được nơi bọn chúng canh giữ đâu, với lực lượng của các ngươi, muốn tiêu diệt bọn chúng, về cơ bản. Là rất khó, đặc biệt là lúc này, chúng đã có vua của mình, đến cả ta, cũng chỉ có thể lén lút nấp từ xa mà thôi. Muốn qua được nơi ấy, hãy đợi một hai chục năm nữa, khi nó chết già. Ừm, nói không chừng lại có vua mới được sinh ra, vẫn không thể qua được đâu. Quách nhật niệm thanh, cho dù thây chất thành núi, máu chảy thành sông, con cũng nhất định phải tìm được đường ra bên ngoài ư. Được lắm, ta có thể truyền cho con trí tuệ của ma quỷ, nhưng trước hết, con phải có quyết tâm vứt bỏ được tất cả mọi thứ của con người, con phải chấp nhận mất đi thứ còn quý trọng hơn cả mạng sống của mình, có làm được không? Con không cha không mẹ, trên cõi đời này chỉ còn lại một thân một mình có gì mà không buông bỏ được chứ sư phụ xin người dạy con thuật quyền mưu đợi khi thống nhất được yaka và lang bu con nhất định sẽ dẫn theo đại quân đạp bằng nơi này mở ra một con đường thông với thế giới bên ngoài kia nói không chừng đến lúc đó cũng được kha 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 chúng ta bắt đầu nói từ tính người nhé màn đêm nồng đậm chậm chậm xâm chiếm không gian tựa như dòng mực đổ vào làn nước gió cũng dừng lại bãi cỏ sắc vàng trở nên tĩnh lặng chỉ là không còn lũ tầm diên bay lên nhảy múa và âm thanh trong vắt ấy nữa. Quách nhật niệm thanh không ngừng lại nhảy, lẩm bẩm một mình bên mép nước, lúc cười lớn, khi lại rơi nước mắt, nàng muốn ta thành tước mẫu vương, ta liền trở thành tước mẫu vương, nàng muốn ta kết thúc chiến tranh, ta liền vì nàng mà thống nhất thánh vực, kết thúc chiến tranh, nàng muốn rời khỏi nơi đây, ta sẽ dẫn đầu toàn bộ binh sĩ ở thánh vực này, mở ra một con đường máu. Sao nàng lại ngốc như vậy, sao lại không chịu đợi ta? Ta sắp làm được rồi chỉ cần vì nàng không có việc gì mà ta không thể làm được nhưng không có nàng tất cả những thứ ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu nếu không có nàng tất cả những thứ này còn ý nghĩa gì nữa tiếng gầm như sấm của quách nhật niệm thanh vang lên trong đêm đen tĩnh mịch dội đi dội lại giữa bãi cỏ không bóng người khi sắc vàng trên bãi cỏ dần lui đi quách nhật niệm thanh kiên quyết đứng thẳng dậy cẩn thận nâng gói xương cốt từng bước từng bước đi về phía giữa hồ nước làn nước lạnh dịu dàng như bàn tay tình nhân bao bọc lấy bàn chân y, hai đầu gối, rồi thắt lưng, rồi vai, rồi. Ngập cả đầu y, một tràng bọt khí nổi lên ùng ục. Quách nhật niệm thanh và gói xương cốt ấy, không trồi lên nữa. Bầu trời thánh vực cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chừng, bốn phía tĩnh mịch như tờ, vạn vật đều lặng lẽ. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, mắc kin bỗng nhiên thay dùng mình ớn lạnh, tức thì cảm giác đến từng sợi lông tơ khắp toàn thân cũng dựng ngược cả lên. Đó chắc chắn là một con sói, lông bon gờ mưa, và trông thể hình dường như còn lớn hơn sói sám Bắc Mỹ một chút. Chỉ có điều, con sói đó còn chưa lại gần, đã khiến Merkin và Sauce cùng cảm thấy căng thẳng, cả hai đều cực kỳ kinh ngạc trước phản ứng này của cơ thể mình. Trong mà Ma Merkin, thể hình của con sói đang tiến lại gần đó có thể coi như hạng cao lớn khỏe đẹp trong đan, nhưng ánh mắt nó lại không hề có sự hung tàn, ngược lại toát lên một vẻ khinh thường, tựa hồ như ánh mắt của sát thủ vậy. Còn điều Sauce suy nghĩ nhiều hơn lại là chủng loại của con sói này y lúc tung trong trí nhớ mình, thậm chí đã liên tương gở tới cả loài ma sói trong các truyền thuyết châu U thời xưa. Sứ giả của sói Bọn Trác Mộc Cường ba đều không biết đã xảy ra biến cố gì, tước mẫu dường như rơi vào trạng thái hỗn loạn, binh lính đi lùng sục khắp nơi, nhưng hình như không phải tìm kiếm bọn họ. Nhân lúc rối ren ấy, bọn họ đi suốt một ngày một đêm, rồi chặt cây kết một tấm bẻ gỗ nhỏ ở Thác Nhật, vượt qua biển sinh mệnh, đặt chân lên địa giới Yaka. Lữ cánh nam tính toán, ba người bọn Merkin hành trang gọn nhẹ, lại đi trước họ khoảng một tuần, nhưng vì Merkin chưa thông thuộc địa hình ở đây, cũng không có bản đồ, tốc độ tiến lên mỗi ngày áng chừng chỉ bằng 2 phần 3 so với bọn họ. Vì vậy, nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sau khoảng 2 tuần nữa là họ sẽ đuổi kịp bọn y. Đi. Có điều, tuy trên bản đồ của Pháp Sư Tháp Tây không có chú thích, nhưng dựa vào những gì ông kể lúc còn sống, thì muốn đi hết địa giới của Yaka cũng mất khoảng 2 tuần. Có nghĩa là, sau khi đuổi kịp bọn Merkin, đoạn đường phía sau, chính là tầng bình đài thứ ba mà cả hai bên đều chưa từng đặt chân lên, vậy nên phe nào tìm thấy bạc ba la thần miếu trước đều do bản lĩnh quyết định. Họ trở lại chỗ doanh trại bí mật của khước ba ca nhiệt và nghiêu nhị hoa, lấy vũ khí giấu ở đó ra. Vì số người giảm đi đáng kể, nên còn thừa khá nhiều vũ khí, nhìn các cạm bẫy được bố trí mới ở xung quanh, cả bọn bất giác lại nhớ đến trương lập. Sau đó là một hành trình dài đằng đẵng và gian khổ vô cùng, theo lời dặn dò của Pháp Sư Tháp Tây, họ không đi về những nơi tập trung nhiều liều bạt, cũng không tiếp xúc quá nhiều với dân chúng ở Yaka, mỗi ngày đều giữ nguyên tốc độ tiến lên phía trước. Chỉ là, cả quãng đường ấy, ai cũng có cảm giác thiêu thiếu gì đó, khi màn đêm buông xuống, gió lạnh phất qua, lòng người thảy trào lên một nỗi yêu sầu không thể nói được thành lời. Đúng rồi, họ thiếu mất tiếng cười, từ khi Trương Lập chết, nhạc dương cũng không cười nữa. Trước đây, dẫu có xảy ra chuyện gì đau buồn đến mấy, Trường lập và nhạc dương vẫn có thể khiến mọi người tạm thời quên đi cảm giác khổ sở buồn đau. Trác Mộc Cường ba thầm thở dài, thì ra một hành trình gian khổ nếu mất đi tiếng cười mới thực sự là một hành trình gian khổ. Mọi người ít nói hơn hẳn, ăn cơm, ngủ, sáng sớm hôm sau lại đeo những chiếc ba lô chịu nặng vội vã lên đường, tất cả trầm mặc lặng lẽ, thi thoảng có gặp phải những kỳ tích tự nhiên khiến người ta phải trầm trồ cảm thán, cũng chẳng ai buồn phát ra một tiếng kêu bày tỏ sự kinh ngạc. Ở Yaka, những ngọn núi hình dáng kỳ dị do dung nham dồn tích lại dần dần ít đi, thay vào đó là thảo nguyên bát ngát vô tận. Tình hình ở Yaka còn thảm hại hơn tước mẫu nhiều, tuy rằng chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng 10 thôn làng thì đến chín bỏ không, khắp nơi ngổn ngang những đống đổ nát tan hoang. Vượt qua thảo nguyên rộng lớn của Yaka, càng tiến về phía trước, lại càng lạnh lẽo. Gió lạnh bạo ngược hoành hành, cỏ vàng vọt gầy chưa cúi dặp ngọn, để lộ ra những mạch đá trơ trọi, bốn bề càng hoang lương khôn tả theo tấm bản đồ của Pháp Sư Tháp Tây để lại, và bản đồ trong tay họ có, tầng bình đài thứ hai này khác tầng bình đài thứ nhất, ở phần rìa bình đài có một số hỏi hình chữ chi xếp gạch dưới tiếp nối với tầng bình đài thứ ba, đương nhiên, họ cũng có thể chọn đi đường tắt giống Pháp Sư Tháp Tây, leo thẳng lên vách đá hình dạng sóng thần bên ngoài, nhưng ngay cả thân thủ như Pháp Sư Tháp Tây cũng buộc phải nhảy xuống, thì họ cũng không cần phải thử lại lần nữa làm gì cả. Lạ một điều là, dọc đường đi, họ không hề phát hiện ra tung tích của bọn Merkin thi thoảng gặp những chỗ giao lộ phải đi qua, phát hiện những căn lều của dân du mục lưu lạc, họ cũng đến thăm dò thử, nhưng đều không có tin tức gì của Mơ ba kẻ ấy tựa như đã tan biến vào thinh không. Hôm đó, bọn Trác Mộc Cường ba đã đến gần mép bình đài, hoàng hôn buông xuống một vùng hoang dã, lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua. Bọn Trác Mộc Cường ba tìm được một ngôi làng không người, bỏ hoang đã rất lâu, lều bạt phải thô, giá gỗ, đồ sắt đều đã rỉ sét cũng nát tàn tạ. Lữ cánh nam quan sát xung quanh, rồi cho rằng ngôi làng này ít nhất cũng hoang phế đã 10 năm trở lên. Sau một ngày bôn ba mệt mỏi, cả bọn quyết định qua đêm ở đây. Gió lạnh buốt xương làm những ngọn cỏ trên triển đá run lên nhẹ nhẹ, ba tang vẫn như mọi ngày, đứng trên một tảng đá trần trụi, hờ hững nhìn đăm đắm về một hướng xa xăm. Trác Mộc Cường ba bước lên trước, điềm đạm nói, ba tang, anh có phát hiện. Ba tang nói, hả? Trác Mộc Cường ba nói, có thứ gì đó đang bám theo chúng ta. Càng đi về phía bắc, cảm giác này càng rõ rệt. Giọng ba tang cất lên nghe khàn khàn, anh sợ à. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không phải tôi sợ, mà là cần phải làm rõ, chúng ta không thể hy sinh vô vị thêm nữa. Anh đã phát hiện ra từ sớm rồi, phải không? Ba tang liếm môi trên, vẫn chăm chú nhìn về phía xa xa, còn nhớ tôi từng nói với anh một câu không? Đêm hôm ấy ở thôn công bố, tôi đã có một cảm giác rất quen thuộc, không phải là quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, mà là nỗi sợ khi cái chết gần kề. Trác Mộc Cường ba nói, sau này cảm giác ấy lại xuất hiện à? Ba Tăng cười gần, không phải lại xuất hiện, mà là chưa hề biến mất. Ngưng lại dây lát, ba Tăng tiếp tục cất tiếng, sau khi bọn nhạc dương trở lại thôn công Nhật Lạp, có một đêm cảm giác này của tôi cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể xông vào trong thôn làng, về sau không hiểu tại sao, lại từ từ rút đi. Trác Mộc Cường ba lấy làm kinh ngạc, chỉ gần đây gã mới cảm thấy như có gì đó đi theo mình, nhưng nghe ba Tăng nói, thì dường như cái thứ ấy vẫn luôn bám theo bọn gã ngay từ lúc ban đầu, liền buột miệng truy hỏi, đó là gì? Sói, hay người lỗ mặt, hay là thứ gì khác? Ngón tay ba tang bất giác khẽ run lên, trầm giọng nói, là bọn chúng. Sau khi trở về từ núi tuyết, lúc nằm trong bệnh viện, tôi đã nhớ lại một số sự việc, những đốm sáng màu da cam ấy, là sói. Trên núi tuyết, chúng tôi đã gặp phải sói, rất giống lũ sói tôi từng gặp trước đó, có điều, vẫn còn một số thứ quan trọng nhất, tôi lại không tài nào nhớ ra nổi. Trác Mộc Cường ba thở dài nói, đừng tự ép mình quá, ba tang, nếu tầng bình đài thứ ba là nơi anh đã quen thuộc, biết đâu lại có thể nhớ lại gì đó. Ngón tay ba tang lại khẽ run lên, anh không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nhủ, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, Cường ba thiếu ra, tuy chưa từng thấy cảnh vật ở đây, nhưng cảm giác kinh hoàng quen thuộc ấy đã cảnh báo thân thể tôi, bọn chúng đang lùa chúng ta rời xa khỏi nơi này, nhất định là có thứ gì đó nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không muốn nhớ lại càng đi về phía trước cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn lúc này nhạc dương bước lại gần lớn tiếng nói cường ba thiếu ra tôi tìm được cái này tay anh giơ cao một thứ gì đấy chớp chớp sáng đợi nhạc dương bước đến gần chắc một cường ba mới nhìn rõ trên tay anh là một tấm thẻ tên gắn với dây xích nhỏ bằng sắt rất giống thẻ tên họ phát hiện trên người kẻ nhảy dù lúc vừa lên tầng bình đài thứ hai, chỉ là kích cỡ khác nhau mà thôi. Chắc Mộc Cường ba vẫn chưa nói gì, ba tang đã giật lấy tấm thẻ ấy, đặt lên lòng bàn tay mình. Nhạc Dương nói, bên trên có ký hiệu. Chữ, ba tang lạnh lùng nói. Gì cơ? Chữ Krishna, là chữ của nền văn minh Krishna cổ đại. Nói đoạn, ba tang lấy trong người ra một tấm thẻ bài gắn với dây xà tích có kích cỡ, nhìn giống hệt như thế, đây là của tôi, Mã Long Kỳ, những tấm thẻ tên này để phân biệt những con nhện khác nhau trong đội. Hà, Nhạc Dương cầm lấy hai tấm thẻ tên, dơ lên đối chiếu, quả nhiên, ngoài ký hiệu và con số phía sau ra, chất liệu, hình dáng, phương pháp chế tác của cả hai tấm thẻ này giống hệt nhau. Anh nói, vậy là thứ này thuộc về đồng đội cũ của anh. Cũng là người của đội nhện xanh à? Ký hiệu này nghĩa là gì vậy? Ngao đỏ, Ba Tang nhận lại miếng thẻ kim loại. Có nhầm lẫn không? Trác Mộc Cường ba hỏi ba tang lắc đầu đối với người lính tên tuổi và thân phận đều là những thứ bị yêu cầu phải quên đi chỉ có biệt danh và số hiệu trên tấm thẻ sắt này mới là thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của họ đặc biệt là với những binh sĩ thuộc đơn vị tác chiến đặc biệt như chúng tôi mỗi tấm thẻ tên này đều là độc nhất vô nhị tuyệt đối không thể trùng lập hay nhầm lẫn được nhạc dương lập tức nói vậy người có biệt danh ngao đỏ này anh ta có phải là ba tang gật đầu đúng thế cũng là một thành viên trong nhóm săn trộm chúng tôi A, à, nhạc dương không kìm được khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba cũng nói, chẳng phải anh nói, những thành viên khác đều đã. Ba Tang nói, khi đó chúng tôi bị đàn sói truy đuổi, chia làm hai nhóm, một nhóm mười mấy người, nhóm kia chỉ có bốn năm người, nhóm chúng tôi chỉ còn một mình tôi sống sót. Dựa theo tình hình lúc ấy, tôi nghĩ rằng nhóm kia có lẽ không thể có ai thoát chết được. Trác Mộc Cường ba lại hỏi, Tây Mễ thì sao? Ba Tang lắc đầu, Tây Mễ y đã không còn là thành viên của nhện xanh nữa rồi trác mộc cường ba trầm ngâm vậy có nghĩa là anh chỉ cho rằng những người khác đều đã chết cả rồi còn trên thực tế cũng có khả năng vẫn còn những người sống sót khác nhạc dương nói cường ba thiếu ra chuyện này không quan trọng mấu chốt là chủ nhân của cái thẻ tên này từng cùng với anh ba tang đến nơi đó và bị sói đuổi đến đây cũng có nghĩa là phương hướng chúng ta đang đi chính là nơi anh ba tang và nhóm săn trộm từng đi qua Trác Mộc Cường ba lờ mờ cảm thấy Nhạc Dương nói không ổn lắm, vấn đề khi nãy gã muốn hỏi rất quan trọng, nhưng tại sao quan trọng thì nhất thời gã lại không nghĩ ra nổi, dường như đột nhiên quên bẵng đi luôn vậy. Vừa nãy mình muốn hỏi gì nhỉ? Trác Mộc Cường ba vắt óc suy nghĩ. Ba tang gật đầu, ừm, gần như có thể khẳng định, phía trước chính là nơi chúng tôi từng đi qua. Tầng bình đài thứ ba, bạc ba la thần miếu. Nhạc Dương nói, tôi đi báo với giáo quan. Rốt cuộc là vừa nãy mình muốn hỏi gì vậy nhỉ? Trác Mộc Cường Ba vẫn đang suy nghĩ. Cũng ở giữa chốn hoang vu vắng vẻ ấy, cách chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba chừng nửa ngày đường, đang có người đốt một đống lửa. Merkin khều khều ngọn lửa, nói với Sos, anh khẳng định, chỉ có hai con sói thôi chứ. Sos nói, dựa theo dấu vết để lại, thì là hai con sói, nhưng tôi cũng không dám khẳng định. Merkin lấy làm thắc mắc, tại sao? Sos đưa tay lên giờ giờ vết sẹo trên mặt, trầm giọng nói, anh có biết, Gần như ngay từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy dường như có động vật gì bám theo phía sau chúng ta, thể hình còn không hề nhỏ. Tôi cũng dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để dò la dấu vết của chúng, nhưng mãi đến gần đây mới phát hiện ra một số dấu vết. Tuy nhiên, những dấu vết này hoàn toàn không phải do tôi phát hiện ra, mà giống như là bọn chúng cố ý để lại vậy. Những phương pháp của tôi dường như không có tác dụng gì cả. Anh có biết bây giờ cảm giác của tôi như thế nào không? McKin nhìn sau chằm chằm chỉ nghe y nói tiếp, tôi cảm thấy, hai con sói này hành sự hoàn toàn trái ngược với bản năng động vật. Tôi chưa từng thấy con sói nào theo dấu vật săn lâu như vậy, hơn nữa vẫn tiếp tục theo dõi con mồi cho dù chúng gần như không có khả năng săn giết, bọn chúng. Bọn chúng dường như bám theo chúng ta, hoàn toàn chỉ vì mục đích theo dõi thôi vậy. Merkin lấy làm khó hiểu, liền hỏi, rốt cuộc anh muốn nói gì vậy? Sos nói, hành vi này, chỉ có ở con người thôi. Merkin đã hiểu, bèn gật đầu nói, ý anh là, có người huấn luyện bọn sói này, lệnh cho chúng theo dõi chúng ta. Nét mặt so hết sức phức tạp, nếu là như vậy thì tốt quá. Điều tôi lo lắng là, không ai huấn luyện cũng như ra lệnh, mà bọn chúng vẫn có thể có hành vi như thế. Merkin sốt ruột ném cành cây cuối cùng vào đống lửa, vỗ vỗ tay đứng lên, chẳng hiểu nổi ngôn ngữ của mấy nhà sinh vật các anh nữa, tóm lại, chỉ cần bọn sói ấy không cản đường chúng ta. Ừm, Merkin thoáng nghĩ ngợi, rồi nói, anh thử nghĩ cách xem có thể khống chế bọn sói ấy không, sói chắc là loài động vật dễ thao túng thôi, phải không? Đối với thao thú sư các anh ấy, sau trầm ngâm, vậy thì còn phải xem là sói gì nữa? Merkin đang định trả lời, bỗng thấy mắc ôm một bó củi khô, hoảng hốt chạy trở về, chưa kịp lại gần đã nói, ông, ông chủ, hình như, hình như có thứ gì đó bám theo chúng ta. Dứt lời, hắn ném bó củi xuống đất, hai tay chống gối thở hổn hển, chẳng ra làm sao cả, có gì mà mày sợ cuống cả lên thế. Merkin quát một tiếng, ngước mắt nhìn ra xa, trên đường chân trời nơi hai sắc đỏ và vàng hòa trộn với nhau ấy, từ từ xuất hiện một cái bóng, thon dài, khỏe khoắn, đuôi cụp, bước chạy nhanh nhẹn. Trên bầu không xám xịt sắp tối sập, đôi mắt nó ánh lên thứ sắc vàng yêu dị. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, Merkin bỗng nhiên thấy dùng mình ớn lạnh, tức thì cảm giác đến từng sợi lông tơ khắp toàn thân cũng dựng ngược cả lên đó chắc chắn là một con sói, lông bóng mượt, thoạt trông thể hình dường như còn lớn hơn sói sám Bắc Mỹ một chút, chỉ có điều, con sói đó còn chưa lại gần, đã khiến Merkin cùng Sauce đều cảm thấy căng thẳng, cả hai đều cực kỳ kinh ngạc trước phản ứng này của cơ thể mình. Trong mắt Merkin, thể hình của con sói đang tiến lại gần đó có thể coi như hạng cao lớn khỏe đẹp trong đàn, nhưng ánh mắt nó lại không hề có sự hung tàn, ngược lại toát lên một vẻ khinh thường, tựa hồ như ánh mắt của sát thủ vậy, còn điều Sauce suy nghĩ nhiều hơn. Lại là chủng loại của con sói này, Y Lục Tung trong trí nhớ mình, thậm chí đã liên tưởng tới cả loài ma sói trong các truyền thuyết châu Âu thời xưa. Con sói dừng lại cách ba người chừng 50 bước, dùng mình một cái như muốn rũ đi lũ giận bám trên lông, nó không tiến lên, cũng không đi vòng vòng xung quanh, mà chỉ nghiêng đầu quan sát bọn họ. Khi bị con sói nhìn chằm chằm, Mookin cảm thấy toàn thân khó chịu lạ kỳ, không kìm được cảm giác muốn vẩy tay rút súng ra, nhưng đã bị Sauce ấn tay lại. Sauce nói, "Để đấy tôi." Nói đoạn, y bắt đầu lục lọi ba lô tìm được một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một thứ gì đấy trông như dầu cao. Sauce quẹt thứ ấy vào lòng bàn tay, xoa xoa một lúc, rồi nói, cơ quan phát triển nhất của loài sói là khứu giác, thế giới của chúng là thế giới của các loại mùi. Nói đoạn, y vừa tiếp tục xoa tay, vừa tiến về phía con sói. Sauce mới nhích chân được hai bước, con sói dường như đã dự cảm được điều gì đó, khẽ lúc lắc cái đầu sang hai bên như một tay đấm bốc, thân thể cong lại, chi trước vươn thẳng, chi sau cong lại, đột nhiên tăng tốc lao vút về phía sauce. Khóe mắt sauce giật giật, y xòe 10 ngón tay chắn trước ngực, chỉ thấy con sói đó chạy đến cách y chừng 4, 5 mét thì nhảy bật lên, không ngờ đã bay qua đầu sauce. Sauce không khỏi thầm kinh hãi, sói trưởng thành bình thường có thể nhảy xa khoảng 5-6 mét, nhưng con sói này chỉ bật một cái, không ngờ đã nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách hơn 8 mét. Điều này, đối với một thao thú sư bắt thú, gần như có thể coi là một sai lầm chí mạng. Cũng may là con sói này dường như không có ý đồ tấn công Source, nó chỉ vượt qua Source, trực diện đối mặt với Merkin. Vì có Source chắn trước mặt, Merkin không thể nhìn rõ con sói ấy di động thế nào, tới khi y nhìn được, thì con sói đã chỉ còn cách y chưa đầy 5-6 bước, sẵn sàng để trồm lên vồ ngã y xuống đất. Chẳng những thế, khi đối mặt với ánh mắt đó, Merkin không ngờ lại ngẩn ra một thoáng, quên cả rút súng. Lúc y nhớ ra, thì con sói đã xoay thân, bắt đầu dịch chuyển theo phương ngang, tốc độ dịch chuyển nhanh không tưởng ấy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Merkin. Khi tay y chạm vào khẩu súng, con sói đã lách ra bên ngoài tầm nhìn của y, vòng ra phía sau lưng rồi. Merkin vội xoay người gấp, vẫn không thấy con sói đó đâu. Chỉ nghe tiếng sauce vang lên nhắc nhở, sau lưng anh. Merkin lại xoay vút người lại, lần này thì thấy rồi, có điều con sói lại đã chạy ra xa bốn năm chục bước. Nó ngoảnh đầu, ngước nhìn Merkin một cái. Merkin không biết có phải mình gặp ảo giác hay không nhưng dường như y trông thấy, con sói ấy đang nhìn mình nở một nụ cười bí hiểm, kế đó, chỉ thấy nó tả sung hữu đột, liên tiếp đổi hướng mấy lần, chớp mắt một cái đã biến mất trong lùm cỏ âm u. Merkin đã cầm súng trên tay, vậy mà thậm chí một viên đạn cũng không thể bắn ra được. Y ngây người nhìn Sos, hai người thậm chí còn chưa chạm vào con sói ấy, vậy mà như vừa trải qua một trận đại chiến, đều đang khẽ thở hổn hển, quay sang nhìn mắt, thấy hắn đã mềm nhũn người ngồi thụp xuống đất, mồ hôi mồ kê đầm đìa túa ra trên mặt. Sau khi con sói biến mất một lúc lâu, Merkin mới thở hắt ra một tiếng, đó là quái vật gì vậy? Còn Sauce lại nói, thì ra, bọn chúng có thực lực đuổi giết bọn Trác Mộc Cường Ba kia cơ đấy. Anh nói cái gì? Nghe Sauce nhắc đến tên Trác Mộc Cường Ba, Merkin liền gặng hỏi thêm. Sauce nói, tôi nói là, nếu có hai con sói như vậy, bọn chúng hoàn toàn đủ năng lực phục kích sát hại bất cứ thành viên nào trong nhóm của tên Trác Mộc Cường Ba đó. Chỉ cần có tên lạc khỏi đội ngũ thì chắc chắn sẽ chết chứ chẳng nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều, tại sao chúng lại không ra tay nhỉ? Makin nhìn khẩu súng trên tay mình, vẫn còn chưa hoàn hồn lại hẳn, cái thứ ấy, có thật là sói không? Sauce nói, anh thấy rồi đấy, ngoài sói ra, còn có thể là thứ gì được nữa. Makin đá cho mắc một cái, bảo hắn đi nhặt thêm củi, rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa, lẩm bẩm một mình, bọn chúng có ý gì vậy? Cảnh cáo hay là khiêu khích chúng ta? Không, Sos cũng bước đến cạnh y, nói, suy nghĩ của tôi trái ngược với anh, tôi cho rằng, đó là một hành động bày tỏ hảo ý. Hảo ý, Merkin càng lúc càng thêm mù mờ. Sos nói, nghĩ thử xem, bọn chúng đã theo dấu bọn Trác Mộc Cường ba lâu như vậy rồi, nhưng có bao giờ lộ mặt ra đâu. Nó xuất hiện ở đây, ý là muốn nói với chúng ta, cho các người biết, chúng ta ở đây, chúng ta là chủ nhân nơi này, chúng ta đang quan sát các người đấy. Merkin trầm mặc không nói gì, ngước mắt nhìn bốn bề, chỉ thấy xung quanh mờ mờ hư ảo, cây cỏ sao động. Lần đầu tiên, y cảm thấy nơi này còn nguy hiểm hơn những gì y tưởng tượng rất nhiều. Đống lửa cháy phát ra những tiếng lách tách lách tách, sau trầm mặc dây lát, rồi lại nói, có lẽ, chúng sẽ còn xuất hiện nữa, ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Cách, 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 mắc bỏ đống củi vừa nhặt được về xuống đất. Tầng bình đài thứ ba. Sau khi rời khỏi thôn làng không người ấy, bọn Trác Mộc Cường ba lại tiếp tục tiến về phía trước, ba tang phỏng đoán, họ hiện đã ở độ cao trên 4000 m so với mực nước biển. Sắc xanh minh mang dần dần lui lại, lãnh địa của màu trắng ngày một mở rộng, vùng đất thần bí luôn che phủ trong làn mây mờ kia, cũng chỉ còn cách họ trong gang tấc nữa mà thôi. Đi thêm 4 năm ngày nữa, họ phát hiện ra hai đống đá lớn ở ven đường, cao đến mười mấy mét, thoạt trông như những kim tự tháp nhỏ, trên các tảng đá đều viết đầy những lời cảnh cáo bằng cổ văn, nét chữ đỏ hồng rực rỡ. Pháp sư Á La nói: "Xem ra, đây chính là ranh giới của người thượng qua ba với dân cư tầng bình đài thứ hai rồi." Mẫn Mẫn nói: "Thế này có hơi quá đáng không? Đã hết tầng bình đài thứ hai đâu, chúng ta cũng chưa thấy bất cứ chỗ ngoặt nào để chuyển lên tầng bình đài bên trên, vậy mà đã đặt mốc giới ở đây rồi." Lữ Cánh Nam lắc đầu, "Đây không phải cột mốc chỉ giới của người thượng qua ba thiết đặt, mà là lời cảnh cáo của dân chúng sống trên tầng bình đài thứ hai này tự thiết đặt ra." Nhạc Dương hỏi: "Trên những tảng đá này viết gì vậy?" Pháp Sư Á La Đáp, trên đó viết, tiếp tục tiến về phía trước, sẽ đi vào thế giới của băng tuyết, không còn đường đi nữa. Băng Nguyên trải dài ra vô tận mút ngàn, trừ phi có thần linh chỉ đường dẫn lối, băng không sẽ vĩnh viễn lạc lối giữa vùng băng tuyết ấy. Nói xong, Pháp Sư Á La chợt đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi hỏi Nhạc Dương, sao rồi? Vẫn chưa phát hiện dấu vết gì của bọn Mơ Kinh à. Nhạc Dương lắc đầu nói, có lẽ tại bọn chúng ít người quá, chỉ có ba người thôi, nếu chúng cẩn thận xử lý dấu vết sau khi cắm trại thì khó phát hiện lắm." Trác Mộc Cường ba hỏi, "Pháp sư vẫn không yên tâm về bọn Mookin sao?" "Phải, pháp sư Á La Lo Âu nói, trong bọn chúng có một tên thao thú sư, còn chúng ta thì không." "Phải biết rằng, sức mạnh của một thao thú sư không phải do bản thân kẻ đó quyết định, mà phải xem môi trường xung quanh có nhiều dã thú thích hợp cho kẻ ấy thao túng điều khiển hay không." Nơi này địa thế bằng phẳng, tầm nhìn rất thoáng, đến cỏ dại cũng thừa thớt cực kỳ bất lợi cho giã thú sinh tồn, muốn đối phó với thao thú sư thì đây là nơi tốt nhất để làm điều đó, nếu vào trốn rừng sâu rậm rạp, sợ rằng chúng ta không thể đuổi theo bọn mất kinh, mà ngược lại, còn phải đi vòng để tránh mặt chúng cũng không chừng. Vừa nhắc đến thao thú sư, cả bọn đều nhớ lại tình cảnh thê thảm khi bị bọn người lỗ mặc truy đuổi trong rừng, ba tang gần giọng phẫn hận, thao thú sư. Kết liễu hắn đi. Pháp sư Á la trầm ngâm, không, đừng coi thường thao thú sư, tuy rằng năng lực chiến đấu của họ không mạnh, nhưng khả năng né tránh, chạy trốn, e rằng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đấy. Phải biết rằng, thân thủ của họ đều được huấn luyện trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, thứ mà họ phải đối mặt khi luyện tập, đều không phải là con người. Nghe Pháp Sư Á là nói vậy, chắc một cường ba bất giác nhớ lại người thổi rắn ở Putumayo. Con rắn san hô đỏ cực độc ấy tuyệt đối không phải đang hôn người thổi rắn, mà nó thực sự muốn cắn chết đối phương. Sở dĩ người thổi rắn ấy vẫn bình yên vô sự, chắc chắn là vì đúng vào khoảnh khắc con san hô đỏ chuẩn bị táp chúng, y đã né ra với tốc độ mắt thường khó có thể nhận ra. Nghĩ tới đây, gã cơ hồ lại nhớ ra điều gì đó, sự việc ấy dường như có gì đó kỳ quặc, chừng như có điểm không ổn lắm, nhưng mỗi khi chắc một cường ba tập trung ngẫm nghĩ, là lại cảm thấy không sao sắp xếp được các mạch tư duy, càng sắp càng loạn. Cuối cùng, gã đành phải vỗ vỗ lên chán, từ bỏ việc truy tầm linh cảm vừa thoáng hiện lên trong tích tắc, tiếp tục cùng đồng đội tiến về phía trước. Mấy tiếng đồng hồ sau, Merkin đi vòng quanh đống đá lớn ấy, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Mark vội hỏi, ông chủ, sao vậy ạ? À? Merkin nói, ký hiệu đến đây thì không thấy nữa. Sauce đứng bên cạnh, hai mắt sáng bừng lên, sao lại không thấy? Ký hiệu rõ ràng như vậy, lẽ nào hai người không thấy? Merkin liếc nhìn, liền trông thấy ký hiệu mà Sauce nói đến, chẳng qua chỉ là một vết cào của móng sói trên tảng đá, liền lắc lắc đầu, đó không phải thứ tôi muốn tìm. Sauce dường như không nghe thấy Merkin nói gì, y đột nhiên thụp người xuống, hít mạnh một hơi, rồi ngẩng đầu lên, hoang mang đưa mắt nhìn quanh quất. Merkin hỏi, tìm gì đấy? Sauce nói, sứ giả mới, chỉ ở ngay gần đây thôi. Cái gì? Merkin vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua thân thể mình, từ đầu xuống gót chân, ngẩng đầu lên gần như cùng lúc với Sauce. Chỉ thấy trên đống đá xếp bừa bãi ấy, không hiểu từ lúc nào đã có thêm hai con sói từ trên cao đang chầm chầm nhìn xuống. Mắc há hốc miệng, nhưng không thốt ra được âm thanh nào. Merkin cũng được một phen thất kinh hồn vía, không ngờ bị hai con sói này đến sát gần như vậy mà vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Y thầm tính toán thời gian mình rút súng và quỹ tích đường đạn, trong óc đồng thời hình dung ra cảnh tượng con sói nhảy lên theo các góc độ và phương hướng khác nhau. Nghĩ đến con sói hôm trước, cảm giác cũng lại dội lên, trong óc y hiện lên rõ ràng hình ảnh một góc chết, một góc chết chí mạng. Sos thì ngược lại, gương mặt ghê rợn của y nở ra một nụ cười bí hiểm, dường như y đã nắm bắt được điều gì đó, không ngừng gật gật đầu với một trong hai con sói, đồng thời chia tay ra. Trong ánh mắt run rẩy của mắt, con sói đó chạy bước nhỏ đến phía trước mặt Sos, không cần ngẩng đầu lên cũng cao ngang với bàn tay chia xuống của y rồi. Chỉ thấy nó khẽ hít lòng bàn tay của Sos một cái, đôi mắt hình tam giác không còn lộ ra vẻ hung hãn nữa, mà lại lè lưỡi liếm liếm tay y. Sos chậm chậm nhấc tay lên, từ từ nhích người ra phía trước, sau đó vỗ nhẹ lên đầu con sói một cái. Con sói nheo nheo mắt, dường như không có vẻ phản kháng. Bàn tay vuốt dọc đầu sói ra phía sau, chà nhẹ lên bộ lông nó, khi y nhấc tay lên, con sói liền mở mắt, đảo một vòng như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, rồi chạy trở lại chỗ đống đá, chạm đầu vào con sói còn lại, cổ họng phát ra những tiếng ư ử thấp trầm. Merkin bấy giờ mới thở phào một tiếng, mắc căn nhân, ông Sauce, ông, cũng thật là có thủ đoạn lợi hại như vậy mà không nói sớm, làm tôi sợ, sợ đến toát cả mồ hôi ra rồi. Sau lau mồ hôi dịn ra trên chán, nhìn chăm chằm không chớp mắt vào hai con sói đang gừ gừ với nhau đó, lầm nhầm nói, quả đúng là. Kết quả tiến hóa tự nhiên sao? Hai con sói chạm đầu vào nhau một lúc, rồi lần lượt xuống khỏi đống đá, chạy về phía trước mặt ba người. Merkin và mắt đều không ghim được, lùi về sau nửa bước. Hai con sói chạy được chừng 10 bước, liền dừng lại, xoay một vòng như con ngựa, rồi tiếp tục đi về phía trước. Merkin hỏi, chúng có ý gì vậy? Sos chăm chú quan sát, thấy hai con sói đó chạy được một quãng lại quay thêm một vòng nữa, bấy giờ mới nói, xem ra, chúng ta không cần đến những ký hiệu kia của anh nữa rồi, đi theo bọn chúng. Chủ nhân của vùng đất này, sẽ đích thân dẫn đường cho chúng ta. Merkin nghi hoặc hỏi, thật không? Thế này có nguy hiểm quá không? Biết đâu đây chỉ là trò lừa đảo của chúng. Sos nói, trong từ điển của loài sói, không có hai chữ nói dối. Y ngưng lại dây lát, rồi cười khùng khục hỏi, nghe nói loài cáo trời sinh đã sợ lũ sói rồi. Lẽ nào anh cũng? Mắc phát ra một chàng âm thanh như thể muốn cười mà lại không dám cười, bị mất kiên chừng mắt lườm cho một cái. Hắn nhủ thầm trong bụng, cười đi, cười đi, ông chủ chừng mắt nhìn ta, nhưng kẻ ông ấy căm tức lại không phải ta. Một chút oán giận nhỏ nhoi này cứ tích tụ dần, đợi khi chúng tích tụ đến một mức độ nào đó thì. Sauce ông cũng phải cẩn thận đấy. Merkin đẩy cho Mark một cái, gần giọng ra lệnh, mày, đi theo xem sao. Mark vội dặn ra một nụ cười miễn cưỡng, vâng, ông chủ. Ngày hôm sau, Nhạc Dương đột nhiên đưa ra đề nghị, hy vọng mọi người có thể dừng lại một chút, tôi cảm thấy phía trước có nguy hiểm, muốn tạm thời dừng lại để trinh sát cẩn thận đã. Anh nói, bọn Trác Ngộ Cường ba đều lấy làm kinh ngạc, nơi này địa thế bằng phẳng, Tuy cũng có những tảng đá lớn ở tầng trên rơi xuống đứng sừng sướng giữa vùng hoang nguyên, nhưng chắc chắn không phải là vùng đất nguy hiểm gì cả. Và lại, chỉ có nhạc dương cảm thấy có nguy cơ, còn chắc một cường ba lẫn ba tang đều không cảm ứng được gì, điều này thật kỳ quái. Mẫn mẫn lập tức phản đối, nơi này có gì mà nguy hiểm chứ? Có giã thú thì phát hiện được từ xa, và lại địa thế rộng rãi, tầm nhìn rất thoáng, cho dù kẻ địch có muốn sắp đặt cảm bẫy cũng không biết chúng ta đi theo đường nào nữa mà tốt nhất là nên mau chóng lên tầng bình đài thứ ba đi, nếu để bọn Merkin đến trước, không biết bọn chúng sẽ sinh chuyện gì nữa. Có điều, Lưu Cánh Nam lại ủng hộ Nhạc Dương, cô nói, chính vì nơi này thoạt nhìn có vẻ rất an toàn, nói không chừng kẻ địch sẽ lợi dụng tâm lý lơ là cảnh giác của chúng ta. Nhạc Dương nói cậu ấy cảm thấy nguy hiểm, vậy thì chắc chắn đã phát giác ra dấu hiệu gì đó rồi, chúng ta không thể có thêm tổn thất nữa, để tôi và Nhạc Dương cùng đi kiểm tra lại một lượt cho chắc ăn những người còn lại không thể phân tán ra nữa, cứ ở lại chỗ khuất nẻo này mà nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ tin của chúng tôi. Lữ cánh nam và nhạc dương mang theo các thiết bị trinh sát, tiến về phía mép bình đài. Lúc nhạc dương chuẩn bị cất bước, Pháp Sư Á la lướt qua bên cạnh anh, khẽ niệm, vô gian địa ngục, có thể không vào, thì chớ nên vào. Nhạc dương cười khổ một tiếng, thầm nhủ, ta không vào địa ngục, còn ai vào địa ngục nữa đây? Nhìn theo bóng hai người đi xa dần, Trác Mộc Cường ba hỏi Ba Tang, anh có cảm thấy gì không? Ba Tang lắc đầu, nếu là cảm bẫy hay gì đó tương tự thì chúng ta không thể cảm nhận được, cậu lính trinh sát đã nói cậu ta phát giác được điểm khả nghi thì cứ để cậu ta đi tra xét thôi, có điều. Ba Tang chậm chậm nói, so với hôm qua, tôi thấy tâm trạng mình còn thoải mái hơn một chút. Trác Mộc Cường ba vội hỏi, cảm giác có gì đó đang bám theo chúng ta biến mất rồi à? Ba Tang lắc đầu, chỉ nhạt đi thôi. Trác Mộc Cường ba thở dài, nói đến cạm bẫy, thì Trương Lập là giỏi nhất. Ba tang hừ khẽ một tiếng, chân di mạnh lên những viên đá vụn dưới đất. Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam đi một mạch hơn nửa ngày, nếu không phải vẫn giữ liên lạc, Trác Mộc Cường ba còn tưởng rằng họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Mãi đến chiều, hai người mới mệt mỏi trở lại, Nhạc Dương trông có vẻ rất ủ rũ, Lữ Cánh Nam báo với cả bọn, những tình huống nguy hiểm có thể xuất hiện xung quanh đây về cơ bản đều đã bị loại trừ vô duyên vô cớ chậm chế mất một ngày, đêm hôm đó mẫn mẫn cứ cằn nhằn mãi, chắc một cường ba phải vỗ về an ủi một hồi, bảo rằng an toàn trên hết, và lại bọn mất cũng không thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Chừng hơn 10 ngày sau đó, cuối cùng họ cũng đến được chỗ rẽ ngoặt ở ranh giới giữa hai bình đài. Lúc này, họ như thể sắp lên đến chân trời, chỉ thấy bầu trời hình con rắn nằm trong mây mù dường như ở ngay trước mắt mình, cơ hồ vươn tay ra là chạm đến. Đuôi rắn ngoằn ngoèo gấp khúc, chót cùng hóa thành một tia sáng rồi biến mất không tâm tích. Vách núi hai bên từ dưới chĩa lên sừng sững, hình thành nên kết cấu đấu cùng XP, thoạt trông như cột trống trời xuyên vào mây mù, khiến người ta có cảm giác như đang bước đi trong một tòa cung điện kỳ vĩ. Con người nhỏ bé như trùng kiến, đi mấy ngày có khi cũng chưa vòng qua được một cây cột trụ đó. Địa hình nơi này giống như con đường hình chữ chi vòng quanh quả núi, sau mỗi lần rẽ ngoặt độ cao lại tăng lên một bậc, chỉ là đoạn đầu địa hình hơi chật hẹp, đá dưới chân lởm chởm, có lúc còn trơn trượt, đi trên đó chẳng khác nào phải leo bám vách đá. Càng tiến lên, nhiệt độ càng thấp, trên một vài tảng đá xương kết thành váng, trời không gió mà vẫn lạnh run người. Càng tệ hơn nữa là, vùng xương mù mờ mịt vốn ở tận chân trời che phủ tầng bình đài thứ ba, giờ đây đã mỗi lúc một tiến gần bọn họ hơn. Ngày thứ hai sau khi bắt đầu rẽ ngoặt, họ tiến vào giữa màn sương mù. Mây mù vẫn chưa dày lắm, trong khoảng 50 mét còn nhìn thấy người được, chỉ có điều, ngoài 50 mét thì không thể phân biệt đâu là người, đâu là đá núi nữa. Ngoài ra, đường đi rất gập gành khúc khuỷu, Pháp Sư Á la cho rằng, nếu kẻ địch phục kích ở đây thì khó mà tránh né được. Bọn Trác Mộc Cường Ba không thể không đề cao cảnh giác, mỗi lần Nhạc Dương đi lên dò đường, Trác Mộc Cường Ba đều dặn dò hết sức cẩn thận. Họ đi như vậy được hai ngày, đường dưới chân bắt đầu rộng rãi hơn, cuối cùng cũng coi như đã đặt chân được lên rìa bình đài thứ ba. Trong hai ngày này, vẫn không xuất hiện mối nguy nào từ phía kẻ địch. Bọn Trác Mộc Cường Ba đành suy đoán rằng, bọn Mắc Kin nôn nóng muốn tìm bạc ba la thần miếu, nên đã bỏ qua điểm phục kích tốt nhất, hoặc căn bản không hề nghĩ đến chuyện dừng lại phục kích. Còn một mối nguy đáng sợ hơn bội phần, đàn sói đã từng hoan nghênh chào đón Pháp Sư Tháp Tây, họ cũng chưa từng gặp phải. Theo suy đoán sơ bộ của Pháp Sư Á La, họ cách nơi Pháp Sư Tháp Tây trực tiếp leo lên vách đá khoảng chừng 10 ngày đường, trong 10 ngày tới đây này cũng có khả năng xảy ra những sự việc hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu. Một điều nữa khiến Nhạc Dương càng lo lắng hơn là màn sương mù mờ mịt kia. Anh vốn tưởng rằng màn sương ấy che phủ nơi lưng chừng núi, xuyên qua khu vực đó thì cả tầng bình đài thứ ba sẽ trọn vẹn hiện ra phía trước. Ai ngờ đã đi suốt hai ngày trời, sương mù vẫn không có dấu hiệu tan đi, ngược lại còn có xu thế mỗi lúc một dày đặc. Nhạc Dương nói mối lo này của mình với mọi người, Pháp Sư Á la lại khiến cả bọn thêm kinh hãi, mọi người đã quên lời cảnh báo trên cột mốc chỉ giới rồi hay sao? Những người đặt chân lên vùng đất này sẽ lạc lối giữa băng tuyết. Băng và tuyết thì khó lòng khiến người ta lạc lối được, chỉ có màn sương mù này mới có thể. Nếu tôi đoán không lầm, khoảng 1 2 tháng từ giờ, hoặc lâu hơn nữa, sợ rằng chúng ta vẫn phải đi trong màn sương này đấy. "Hả?" Nhạc Dương Cả Kinh ngoảnh đầu lại hỏi, "Anh Ba Tang?" Ba Tang trầm ngâm hồi tưởng, "Không, nơi chúng tôi từng đến ấy không có sương mù, chỉ là trên những ngọn núi tuyết xung quanh có sương mù rất lớn." bọn tôi phải vật lộn ở hành lang gió Tây suốt nửa tháng trời. Nhạc Dương thở phào, cũng may, chỉ có nửa tháng. Lữ cánh nam nghĩ ngợi dây lát, lắc đầu nói, không đúng, hành lang gió Tây là gió từ phía bên ngoài thổi xung quanh núi tuyết, còn chúng ta đang ở khoảng không gian được vây bọc bởi các ngọn núi, hai con đường này hoàn toàn khác nhau. Mẫn mẫn nói, nhưng cũng không thể nào cả tầng bình đài thứ ba này đều bao bọc trong sương mù được, anh Ba tang đã nói nơi ấy không hề có sương mù mà lữ cánh nam đáp đây là hiện tượng bổ khuyết và thiên lệch trong vận động của các thể không định hình chắc mọi người đều biết các hiện tượng như bão hay vòi rồng đúng không trên bản đồ khí tượng vị trí tâm bão lại chẳng hề có mây tương tự như vậy ở trung tâm vòi rồng cũng không có gió và các tạp vật khác màn sương mù này cũng có thể coi như một loại thể lưu không định hình cùng tồn tại với gió và khí áp ở trung tâm của nó cũng có thể xuất hiện tình trạng tương tự với bão hay vòi rồng pháp sư á la nói Điều này cũng có thể giải thích tại sao mấy trăm năm nay, những người ở tầng bình đài thứ hai đã vô số lần muốn chinh phục Sanrila, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy Sanrila ở đâu đã thất bại, thậm chí không một ai có thể trở về nữa. Họ dùng mắt để quan sát thế giới này, nhưng chiến lang của người qua ba lại chủ yếu dựa vào khứu giác để phân tích thế giới. Trong màn sương mù dày đặc, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì, còn lũ sói thì lại không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Trác Mộc Cường 3.4 nói, lợi dụng sương mù dày đặc, phối hợp với chiến lang, đây đích thực là một tuyến phòng ngự kiên cố không gì phá nổi, chúng ta làm sao mới vượt qua được đây. Lữ cánh nam dường như cũng đắm chìm vào trong suy tưởng, cũng không phải hoàn toàn không có cách, ba tang và đường thọ không phải đã vào được Sanrila thông qua đường trên núi tuyết hay sao. Và lại, lúc ban đầu họ không bị đàn sói tập kích, chẳng phải vậy sao. Đường thọ sống sót chạy trở ra được đấy thôi. Hơn nữa, trong các thôn làng chúng ta đi qua cũng có không ít truyền thuyết về các dũng sĩ từng đến được Sanrila, vậy thì nhất định phải có cách vượt qua được màn sương mù này mà không bị bầy sói tấn công ba tang anh có nhớ lần đó nhóm người các anh gặp phải bầy sói như thế nào hay không nhạc dương thầm nghĩ lẽ nào bầy sói cũng lựa chọn cho ai đi qua vùng sương mù dày đặc này ừm cường ba thiếu ra là thánh sứ tuy trước mắt vẫn chưa biết anh ấy thánh ở chỗ nào nhưng huyết thống chắc là thuộc hàng thượng đẳng rồi ba tang nghiêm túc nhắm nghiền mắt lại bắt đầu đào sâu vào trí nhớ, hồi tưởng lại tình cảnh của bọn họ khi ấy lữ cánh nam nói không sai mấy lần đầu họ đều không gặp nguy hiểm cho đến lần cuối cùng cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy trong hồi ức của ba tang xuất hiện một đám đàn ông miệng ngậm thuốc lá tay cầm thanh đao đẫm máu miệng cười khi khi lột ra linh dương lúc đó bọn họ chỉ nghĩ rằng nơi này là một khe núi khuất gió và bọn linh dương tây tạng ghé vào đây để trốn lạnh trên đường di chuyển của chúng nhìn đống ra linh dương chất lên như ngọn núi nhỏ những gã đàn ông ấy tựa hồ như thấy vàng chất đống lên trước mắt mình À, phải rồi, bọn họ cũng từng tìm kiếm xem khe núi này có đường ra nào khác không. Bấy giờ mới phát hiện khe núi này lớn hơn những gì họ tưởng tượng rất nhiều. Có lần cả bọn đã đi suốt một ngày một đêm, mà cảnh tượng đập vào mắt vẫn là thảo nguyên mênh mông. Lần sau họ lại đi thêm hai ngày đường nữa, vẫn không thấy tận cùng. Và lại bọn họ cũng phát hiện ngoài chỗ bọn họ đi xuống, những nơi khác đều không thể leo ra ngoài trở lại. Để không bị lạc trên thảo nguyên vô tận, họ không dám tiếp tục đi nữa cho đến lần cuối cùng. Săn linh dương Tây Tạng ở đó thực quá dễ dàng, gần như giết mãi cũng không hết, và lại bọn chúng cứ đứng yên ở đó, chẳng biết chạy trốn, hoàn toàn không cần phải dồn hết nhân lực đi bắt giết linh dương, nhưng lòng hiếu kỳ của con người thì vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Tại sao trong núi tuyết lại có một nơi thế này? Đây rốt cuộc là đâu? Rốt cuộc rộng lớn chừng nào? Trong đội ngũ của nhện xanh bắt đầu xuất hiện hai dòng ý kiến trái ngược. Chỉ có một số ít kiên trì cho rằng, cứ tập trung làm việc, giết càng nhiều càng tốt, đợi khi nào kiếm đủ tiền thì từ bỏ cái nghiệp này, sống cuộc đời thoải mái, đại đa số còn lại thì muốn đi sâu vào vùng trung tâm Thảo Nguyên. Số lần đến Thảo Nguyên giữa núi tuyết ấy càng nhiều, số người muốn đi vào sâu hơn bên trong cũng tăng lên. Cuối cùng, lần đó, họ chuẩn bị đủ lương thực, chỉ để lại mấy người xác định phương vị, duy trì liên lạc và tiếp tục săn giết Linh Dương, còn những thành viên mạnh nhất đều gia nhập vào chuyến đi dài. Ba Tăng còn nhớ, lúc xuất phát, người nào người nấy đều hưng phấn, cười đùa vui vẻ, gương mặt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Hành trang nặng nề đeo sau lưng, trên người khoác trang phục thám hiểm vùng băng tuyết, ai nấy uy phong lẫm liệt, bọn họ đều có thể nằm trong hàng ngũ những chiến binh ưu tú nhất thế giới cơ mà. Trên đường đi xảy ra những chuyện gì thì ba tang không nhớ nổi, nhưng anh vẫn nhớ, mặc dù đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng 4 năm ngày sau, trong đội vẫn xuất hiện những ý kiến muốn quay về. Thảo Nguyên Minh mông dường như đi mãi không hết, dẫu là hoàng hôn minh mang, cảnh đẹp tuyệt trần, nhưng ngày nào cũng ngắm thì cũng sẽ thấy chán nơi ấy ngoài cỏ và linh dương ra dường như chẳng còn gì khác nữa rốt cuộc là đã đi bao lâu họ gặp người trước hay gặp sói trước tại sao lại tách đội ra ba tang gắng sức lục lọi trong ký ức phải rồi thứ đầu tiên họ gặp phải không phải con người cũng không phải sói mà là một kiến trúc cổ đại bị tàn phá nặng nề kiến trúc ấy ba tang không thể nào nhớ nổi sục sạo khắp trong óc cũng chỉ có các kiến trúc như đảo huyền không tự hay cánh cửa sinh mệnh đột nhiên anh sực nhớ ra một chuyện phải rồi đó là nơi cơn ác mộng bắt đầu những ký ức quan trọng trong ký ức của ba tang xuất hiện mấy con sói con đang lẫm chẫm tập đi cơ mang chúng về hắn vui vẻ nói mới bắn chết một con sói mẹ nhặt về mấy con con thịt sói này ăn không khác thịt chó đặc biệt là sói con đang bú nướng lên mùi vị mới gọi là thơm ngon lúc đó còn có la ca nít vào yêu nữa Ba tang nhớ, khi ấy mình chuẩn bị nếm thịt sói, đao đã rút ra cầm trong tay. Nhưng cơ lại nói, hắn vất vả mang sói con còn sống về đây, chính là để giữ cho chất thịt được tươi mềm, giết bằng đao thì mùi vị sẽ mất cả ngon đi. Nói đoạn, hắn dìm đầu con sói xuống nước, dây lát sau, cả mấy con sói con đều tắt thở. Bấy giờ, hắn lại dậy cả bọn vót que gỗ xuyên qua mình sói con, nướng trên lửa. Thịt sói nướng thơm nước, làm ai nấy đều chảy cả nước miếng. Đúng lúc cả bọn chuẩn bị đánh chén mà chưa kịp bắt đầu thì Santos quay lại, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói gì đó rất nhanh, Ba Tang không nghe rõ lắm, chỉ nhớ hắn ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, "Sói đến rồi." "Sói đến rồi." Sói đến rồi. Anh vẫn còn nhớ, Nick còn cười khùng khục bảo, "Sói thì có gì đáng sợ, cho một phát súng là xong, vừa khéo đang thiếu thịt để chia đây." Santos đi đâu vậy nhỉ? Ba Tang lại lục tìm trong ký ức mơ hồ, phải rồi, sau khi đến nơi ấy Họ chia ra làm hai nhóm, một nhóm nghỉ ngơi tại chỗ, một nhóm đi thám sát tình hình xung quanh. Santos thuộc nhóm đi dò đường kia. Cho đến khi Laka hỏi, những người khác đâu hết cả rồi, và Santos trả lời bằng giọng tột cùng khiếp hãi, chết hết. Chết tiệt hết cả rồi, cả bọn mới bắt đầu ý thức được sự việc này nghiêm trọng đến mức nào. Lũ sói đến, việc này không đáng sợ, điều kinh khủng là mỗi con sói đều ngậm một phần thân thể người, có đầu lâu, tay chân, ngực bụng, xương cốt và nội tạng từ những áo quần rách dưới và màu da, vẫn lờ mờ có thể nhận diện được đó là ai. Không biết kẻ nào nổ súng đầu tiên, chỉ biết bọn ba tang đã kinh hoàng lia ra một loạt đạn kéo dài. Sau đó, cả bọn mới bàng hoàng nhận ra, lũ sói chỉ bỏ lại một đống tay chân vương vãi, rồi chạy biến đi đâu mất. Nhìn thi thể của đồng bọn bị cắn xé nát bươm thành vô số mảnh, đám nhện xanh có kẻ hoảng hốt, có kẻ khóc giống lên, có kẻ căng thẳng nhìn quanh quất. Lúc đó, bọn ba tang hoàn toàn không ngờ bầy sói lại am tường cả tâm lý chiến, hạt giống của sự sợ hãi đã giải xuống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong tâm trí mỗi người. Tuy rằng trước đây, đám người từng trải qua huấn luyện đặc biệt này cũng từng có người bị thương, bị chết, nhưng chưa bao giờ họ trông thấy nhiều người chết thê thảm như thế. Xong, tất cả mọi thứ ấy mới chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Gượm đã, lũ sói kia đi đâu rồi? Ba tang tự hỏi mình trong hồi ức, lại ngẫm nghĩ, phải rồi, nơi đó mọc đầy một thứ cỏ cao ngang nửa người, có những tảng đá lớn, có cây, cây cối cao lớn che cả ánh mặt trời như trong rừng rậm nhiệt đới. Và lại, rất nhiều trong số những tảng đá ấy, không giống như hình thành một cách tự nhiên, là cột đá, tường đá hay tượng đá sụp đổ. Ba tang không nhớ nổi hình dáng của những tảng đá ấy nữa, nhưng hình ảnh của lũ sói thì đã xuất hiện vô cùng rõ nét trong tâm trí anh, lông màu xám vàng, đôi mắt xanh biếc, thể hình cao lớn, tốc độ như chớp, ẩn hiện như bóng ma. Bọn họ căn bản không kịp sót thương cho đồng đội, chỉ thấy lùm cỏ đung đưa một cái, là đã có người biến mất như thể vừa sụp xuống hố bẫy, kế đó là tiếng rú gào thảm thiết. Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, nhưng khi loạt đạn lia tới thì đã không còn âm thanh gì nữa, khiến bọn ba tang không thể không dựa lưng vào nhau, tạo thành tuyến phòng ngự hình tròn. Nhưng không ai ngờ được, phía trên đầu đột nhiên rơi xuống một đống nội tạng và các phần cơ thể của những người đã chết. Tất cả đều không sao hiểu nổi, lũ sói làm cách nào mà leo lên cây được. Chúng làm thế nào mà mang được cả xác người lên nữa. Những cái xác ấy, có cái đã bị xé toang ra, có kẻ vẫn còn sống, nội tạng bị móc giống, hai mắt lồi ra, miệng há ra rồi lại ngậm vào, nhưng chỉ khọc khọc mà không phát ra tiếng kêu được, vì không còn phổi nữa, bàn tay nắm chặt, run rẩy. Khi những kẻ chỉ còn chút hơi tàn ấy co giật vươn tay ra, thần kinh của đám còn sống kia cuối cùng hết sức chịu đựng, hoàn toàn sụp đổ. Đàn nhện xanh đã hoàn toàn rối loạn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ chạy tháo mạng. Kể từ hôm đó, bọn ba tăng bắt đầu bước lên một con đường thấm đẫm máu tanh ba tang không nhớ nổi bọn họ đi bao nhiêu ngày mới đến vùng đất chết ấy đồng thời cũng không nhớ nổi đã chạy bao nhiêu ngày mới ra khỏi khu rừng cây cối um tùm đó anh chỉ nhớ được mỗi ngày đều có người chết mỗi ngày đều có tiếng kêu rú thảm thiết vang lên xung quanh mình đáng sợ nhất là cho dù bọn họ có cẩn thận đề phòng tới mức nào sáng ngày hôm sau vẫn đều trông thấy những mảnh thi thể của những người đã chết ngày hôm trước xuất hiện ở xung quanh mình tựa hồ như để cảnh cáo những kẻ còn sống dù các người có chạy thế nào dù các người chạy trốn đến đâu cũng chỉ có kết cục là cái chết mà thôi bọn sói tấn công không chọn thời gian không phân địa điểm có khi một hai ngày chúng không giết người nào cũng có khi lại đột nhiên giết chết mấy người liền ban ngày không thấy bóng bọn sói ở đâu đến khi trông thấy thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và một cái xác không hồn như vậy cũng còn đỡ mỗi khi đêm về nhìn từ xa những đôi mắt màu vàng cam chết chóc tựa như những bóng u linh phiêu đáng Đặc biệt sau khi đám Ba Tang hết sạch đạn dược, những đốm sáng chớp chớp ấy lại càng đến gần bọn họ hơn nữa. Kể từ hôm bắt đầu chạy trốn, không một ai trong bọn họ dám ngủ, người nào cũng mệt mỏi cực độ, có kẻ thậm chí còn phải tự đâm dao vào da thịt để không ngủ thiếp đi. Trên đường chạy, nhiều người đã hoàn toàn sụp đổ, không tự sát thì cũng cười ngây ngốc đi về phía đàn sói, kéo lại cũng không được. Ba Tang và vài người nữa là những kẻ kiên trì được tới phút cuối cùng, dọc đường còn có một số thành viên khác giữ chốt liên lạc gia nhập vào rồi lại có những người chết mới. Bọn họ giống như một lũ lợn bị lùa vào lò mổ, bị đàn sói vây công vờn như mèo vờn chuột mà không hề có khả năng kháng cự. Suốt chặng đường đào vong ấy, người mỗi lúc một ít, còn bọn sói tham gia vào hành động vây bắt bọn họ, lại dường như càng ngày càng đông thêm. Giờ đây ba tang đã nhớ lại, mỗi bước hành động của đàn sói đó đều như đã được tính toán một cách nghiêm mật và cẩn trọng, tấn công đến đâu là chắc đến đó. Khi bọn họ còn vũ khí trên tay, tinh lực đầy đủ, bầy sói lợi dụng triệt để cây cối và các lùm cỏ xung quanh, đặc biệt là lợi dụng xác chết của những người khác trong bọn, gieo hạt giống sợ hãi vào tâm trí mỗi người, đồng thời không ngừng quấy nhiễu suốt ngày đêm, khiến các con mồi mệt mỏi cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần, không dám nghỉ ngơi dù chỉ trong giây lát. Đến khi bọn họ chạy ra khỏi rừng cây, thì đạn dược cũng đã tiêu hao gần hết, thể lực cũng như tinh thần đều đến cực hạn của sự chịu đựng. Lúc này, bọn sói lại càng hoàn toàn nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay, sẽ không ngừng lởn vởn xung quanh đám người đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Đuổi, chúng sẽ đi, không đuổi, chúng lại đến, sau đó phát động tấn công vào những thời gian không định trước, khiến bọn ba tăng phải tiêu hao hết thể lực vào việc chạy trốn, kẻ nào chạy chậm nhất sẽ bị lũ sói giết chết. Những thành viên tinh thông nghệ thuật giết người của biệt đội nhện xanh gặp phải bầy sói tinh danh này thì đã hoàn toàn dã ra như một đống bùn nhão không rõ là ai khơi ra ý nghĩ vì bọn họ ăn thịt sói con nên bọn sói này đến báo thù bọn chúng sẽ giết từ từ giết từng người một để cho đám người này rơi vào sợ hãi tột độ mà không thể kháng cự ba tang hoàn toàn tin vào lý do này bởi vì trong suốt quá trình đuổi giết điều khiến người ta kinh hoàng nhất là bọn sói cắn xé nát bấy thi thể của những kẻ xấu xố móc hết nội tạng của họ ra nhưng lại không ăn thịt mà quảng trả những cái xác bị tàn phá ấy cho đám người sống bọn chúng chỉ giết người đồng thời dường như còn hưởng thụ lạc thú do việc giết chóc mang lại, giống như cảm giác của bọn Ba Tang khi dùng cành cây xuyên qua thân thể sói con nướng xèo xèo trên đống lửa vậy. Ba Tang lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề, tại sao ban ngày không trông thấy sói đâu, đến tối lại có thể nhìn thấy mắt chúng sáng lập lòe? Lúc đó bọn họ đã chạy ra khỏi rừng, bốn phía đều là thảo nguyên bát ngát, phải lại cỏ ở đó mọc không cao lắm, đâu thể nào che khuất được thân thể của bọn sói ấy? anh vất vả bới tìm trong đống ký ức hỗn loạn, đúng rồi. Nhớ ra rồi, lần đó, ba tang cũng trông thấy sói, ở ngay trước mặt mình. Santos khi ấy đi còn chẳng vững, lảo đà lảo đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thình lình bị một con sói tha đi mất. Con sói ấy rất lớn, ngậm Santos tha đi mà như ngậm một con cừu vậy. Nó đấp vào cổ họng hắn, cơ thể và cái đầu Santos liền mềm rũ ra, rồi cứ thế bị kéo đi. Ba tang đang đứng ngay bên cạnh, nhưng chỉ biết chố mắt ra nhìn mà không thể nhúc nhích, thậm chí còn quên cả bỏ chạy. Nhưng con sói ấy từ đâu chui ra vậy? Trong đầu Ba Tang không ngừng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Santos khi bị con sói ấy kéo lê đi. Nó nhảy ra từ đâu vậy? Rốt cuộc, phải rồi, ở dưới đất, nhớ ra rồi, trước khi nhìn thấy con sói đó, trên mặt đất chỉ có một đụn cỏ, con sói ấy đội cả đất nhảy vọt lên. Khi anh trông thấy nó thì Santos đã bị cắn cổ lùi đi mất rồi. Rồi sau đó, Ba Tang thấy những đám cỏ xung quanh nhích động bốn năm con sói nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc chúng tản đi, trên lưng con nào cũng đều choàng lên một thảm cỏ, như một cái yên ngựa che phủ khắp toàn thân. Lũ sói ấy, không ngờ lại còn biết ngụy trang nữa. Đó đâu phải là sói chứ, rõ ràng là một bầy quái vật. Rốt cuộc, ba tang cũng hồi tưởng lại tất cả những sự việc ấy, khi anh giật mình sực tỉnh khỏi nỗi sợ của quá khứ, liền phát hiện chắc một cường ba và nhạc dương đang ghi chặt bên trên, còn toàn thân mình thì run rẩy dữ dội, mồ hôi ướt đầm đìa. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đều đang thở hổn hển, nhưng Ba Tang hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Ba Tang chớp mắt hai cái, pháp sư Á là ấn tay lên trán anh, chậm rãi nói, "Được rồi, anh ta tỉnh lại rồi." Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa yên tâm, lại hỏi, "Ba Tang, anh còn nhận ra tôi không?" Cho đến khi Ba Tang hỏi ngược lại, "Tôi đã làm gì vậy?" Cường Ba thiếu gia, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương mới dám thở phào buông tay ra. Thì ra, mới đầu Ba Tang chỉ đứng yên trầm tư, nhưng rồi rất nhanh sau đó, Nhạc Dương liền phát hiện ra ánh mắt anh trở nên hoảng loạn, rồi hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Anh biết, đây chính là triệu chứng mối khi bệnh của Ba Tang lên cơn, bèn vội vàng gọi chắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam lập tức tước hết vũ khí trên người Ba Tang, vậy mà anh ta vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Vì trang bị của họ đã tiêu hao hết sạch sau mấy lần chiến đấu, còn trong đống đồ của Mức Kim lại không có thuốc đặc hiệu trị bệnh của Ba Tang mẫn mẫn đành tìm một ống thuốc an thần đang chuẩn bị tiêm thì Ba Tang đột nhiên phát bệnh. Trông anh như thể đang chiến đấu với một đám kẻ địch vô hình, vừa phòng thủ rất tốt, tuyệt đối không để ai lại gần, vừa cực kỳ căng thẳng và hoảng hốt nhìn ngó khắp xung quanh. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cách Ba Tang gần nhất, liền hợp lực ra tay, cũng phải tốn mất bao công sức mới chế phục được Ba Tang mà không gây tổn thương gì cho anh. Nhìn những vết bầm xanh bầm tím trên người Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, Ba Tang khẽ gật đầu tỏ vẻ ái náy không đợi người khác hỏi anh đã tự nói tôi nhớ lại một số sự việc dứt lời bèn kể lại toàn bộ quá trình đụng độ với đàn sói cho cả bọn nghe nghe ba tăng kể xong mẫn mẫn nói là vì ăn thịt sói con mà dẫn đến hành vi trả thù của cả đàn sói à ba tăng gật đầu nhưng nhạc dương lại hỏi ngược lại nếu là hành vi trả thù của đàn sói tại sao không giết chết hết một lượt mà phải giết từng người từng người một như vậy lẽ nào lại có loại sói thích hưởng thụ cảm giác giết chóc à ba tăng nghĩ ngợi dây lát rồi nói, mới đầu chúng không đủ khả năng giết chết toàn bộ chúng tôi, trên đường chạy trốn, không ngừng có những con sói mới gia nhập vào cuộc đuổi giết này. Hơn nữa, giờ nghĩ lại, mới thấy trong cả quá trình đó, đàn sói thương vong rất ít. Chúng đã trả giá thấp nhất để giành lấy thắng lợi lớn nhất. Người có biệt hiệu ngao đỏ kia, chính là một kẻ trong nhóm đi thăm dò xung quanh mà Santos báo là đã tử vong toàn bộ đó à?" Lữ Cánh Nam đột nhiên hỏi, sau khi nghe Ba Tan xác định lại, cô bèn nói vẫn không ổn lắm, nếu vì các anh ăn thịt sói con mà bị đàn sói tập kích, vậy thì vì lý do gì mà đội đi dò đường kia lại bị chúng tàn sát? Rốt cuộc họ đã thăm dò được điều gì? Và lại, trong tình hình như vậy, mà vẫn còn người sống sót chạy thoát được, làm sao lại có chuyện này? Hoặc giả, trên đường chạy trốn, người đó đã ngã từ trên tầng bình đài thứ ba xuống, tấm thẻ quân nhân bằng sắt ấy là do dân chúng địa phương nhặt được. Mẫn mẫn nói, không thể thế được, lữ cánh nam phản đối, cứ giả dụ bọn ba tang khi ấy đã ở tầng bình đài thứ ba, thì ngã từ tầng thứ ba xuống, chỉ có thể rơi thẳng xuống biển mà thôi. Nhạc Dương nói, cũng có nghĩa là, chỉ còn khả năng, người đồng đội kia của anh ba tang đã tự chạy thoát. Bọn Trác Mộc Cường ba ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, trong tình huống ấy mà vẫn có thể chạy thoát khỏi đàn sói, đích thực là một chuyện kỳ lạ. Bản thân ba tang cũng nói, tôi biết, vẫn còn một số điểm quan trọng nhất chưa thể nhớ ra, nếu nhớ được tại sao tôi lại sống sót, làm thế nào tôi chạy thoát được biết đâu lại có thể giải thích được nguyên nhân hắn ta thoát được cũng nên trong tâm trí ba tang vẫn còn rất nhiều nghi hoặc trong những đoạn hồi ức rời rạc ấy có mấy lần số lượng thành viên trong nhóm giảm đi cực nhanh nhưng có vắt óc thế nào cũng không sao nhớ nổi những người đó biến mất như thế nào ba tang chỉ nhớ được những chi tiết vụn vặt thoạt tiên họ không chạy theo con đường ban đầu sau đó dường như họ đã bị bọn sói dồn ép đến một nơi nào đó mỗi lần nhớ đến nơi ấy ký ức của ba tang đều như một bức tường xây nên từ những vết máu khô cứng, có vô số cánh tay trắng toát từ bên trong vươn ra, vung vẩy, quều quào khua loạn xạ, ngoài hình ảnh ấy ra, anh không thể nhớ được gì nữa. Nhưng lúc này, anh đã lờ mờ cảm giác được, nguyên nhân khiến thân thể mình kháng cự không muốn tiến lên nữa, chính là vì nơi ấy. Còn cả Tây Mễ nữa, Tây Mễ, là mày, rốt cuộc mày đã làm gì? Đội trưởng, tôi, tôi, tôi cũng không còn cách nào khác, mày, mày dẫn chúng đến đây chúng ta đều bị mày hại chết rồi. Nếu tôi không làm vậy, tôi, tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Tôi, tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn biến thành như thế. Tôi, tôi không muốn đến nơi ấy. Trước đoạn đối thoại này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Căn nguyên mối hận khắc cốt ghi tâm của mình với Tây Mễ, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Nhạc Dương nói, theo tôi thấy, điểm mấu chốt quan trọng nhất, có lẽ là những lời của người tên Santos kia nói lúc quay lại. Mẫn mẫn chặt lưỡi, đáng tiếc là lúc ấy anh ba tang không nghe rõ pháp sư á la nói còn một chuyện cũng rất kỳ quái đàn sói ấy tại sao chúng không ăn những cái xác đó thật sự chỉ là khiến đám săn trộm của ba tang kinh hoàng và sợ hãi thôi sao mọi người đều trầm ngâm nghĩ ngợi chợt nghe nhạc dương lên tiếng hay đó là lệnh của người thượng qua ba pháp sư á la lập tức nói đây chính là điểm kỳ quái nhất trong cả quá trình ấy bọn ba tang không hề gặp một người thượng qua ba nào đúng vậy không Ba Tang, anh có nhớ đã từng gặp người nào khác ngoài đồng bọn của mình không? Không, Ba Tang quả quyết lắc đầu. Đột nhiên, một giọng nói nhảy vào ký ức anh, đó là gì vậy? Là người à, đó hình như là giọng của đội trưởng, cái đó lại có vô số người tuyệt vọng hét lên, không. Không, tôi muốn trở về, tôi muốn trở về, trong tiếng thét tuyệt vọng ấy, Ba Tang nghe thấy giọng của mình, đúng vậy, mình cũng là một trong những kẻ đang kêu gào ấy, anh dần dần sâu chuỗi âm thanh đó và nơi đó lại với nhau bức tường đỏ rực, những cánh tay trắng hiếu, dòng suy nghĩ lại đột nhiên đứt đoạn, ba tang đau đớn chống tay lên chán. Mẫn mẫn lại hỏi, vậy thì, hồi trước anh ba tang có bảo đã có lần thấy người qua ba. Đó là lần thứ hai tới đây, chúng tôi, chỉ thấy một người qua ba đó thôi. Ba tang trả lời, trong khoảnh khắc, anh hồi tưởng lại nét mặt của người qua ba đó và Santos, phải rồi, cả hai đều kinh hoàng như nhau, đều sợ hãi tột cùng, cũng một vẻ run rẩy toát lên từ trong tuyệt vọng. Người qua ba đó, lẽ nào người qua ba đó cũng gặp phải chuyện gì rồi. Ba tang vội vàng nói thông tin này ra với những người còn lại. Pháp sư Á la trao mày nói, không thể nào, nếu là người qua ba, ít nhất cũng không thể nào bị lũ sói gây tổn thương, trừ phi. Nhạc dương nhanh miệng tiếp lời, trừ phi lũ sói ấy, đã không thể nào khống chế được nữa. Pháp sư Á la chỉ khẽ lắc đầu. Ba tang sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định cảnh cáo mọi người. Chỉ nghe anh nói, phía trước có một nơi rất khủng khiếp thứ thực sự đã hủy diệt tinh thần và ý chí của chúng tôi không phải thi thể của đồng bọn cũng không phải những đợt tấn công bất ngờ của đàn sói mà là nơi ấy có rất nhiều người chìm vào tuyệt vọng tôi nghĩ tôi cũng vậy nhạc dương vội vàng hỏi nơi đó là nơi nào vậy có gì ở đấy một lúc lâu sau ba tang mới bất lực lắc đầu tôi tôi không nhớ nổi nhìn vẻ mặt suy sụp mệt mỏi của ba tang chắc mộc cường ba chỉ còn biết an ủi đừng tự ép mình quá không nhớ ra được thì thôi, cho dù phía trước có gì, thì cũng không thể làm khó chúng ta được. Gã ngoảnh đầu lại, nhìn vùng xương mù minh mông mờ mịt, xốc lại ba lô trên vai, hờ hững nói, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Mặc dù Pháp Sư Á La đã suy đoán, còn phải đi khoảng 10 ngày nữa mới gặp đàn sói, nhưng sau khi nghe ba tăng kể lại những đoạn hồi ức vỡ vụn của mình, ai nấy đều không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Một con sói như thế, cả một đàn sói như thế, bọn họ có thể đối phó được không? Và lại, nếu địch ô an cắt mẫu nói không sai, lúc bọn ba tang đến tầng bình đài thứ ba này, người thượng qua ba vẫn còn có lãnh địa riêng của mình, giữa những lãnh địa ấy còn có những vùng đệm có thể đi qua được. Giờ đây, toàn bộ người thượng qua ba đã có vua của mình, đã được thống nhất lại rồi. Họ sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào đây? Ngày hôm sau, nhiệt độ giảm, sương mù càng dày đặc, tầm nhìn xa chỉ còn chưa đầy 30 mét, giữa những tảng đá lớn nằm rải rác, thi thoảng cũng nhìn thấy một vài loài thực vật chịu rét, thân cây không lớn, nhưng trong sương mù nhìn như bóng ma thấp thoáng, khiến người ta phải nơm nớp lo âu. Thấy cả bọn đều đã hơi thấm mệt, chắc Mộc Cường ba bèn đề nghị nghỉ ngơi một lát, Nhạc Dương nói cái cây phía trước có vẻ khá lớn, có thể nghỉ ở đó được. Nhưng lúc họ lại gần, cái cây ấy lại dường như đã dịch chuyển sang ngang một chút. Lần thứ hai tiếp xúc với Merkin. Nhạc Dương rụi rụi mắt mấy lượt, nói, tôi có nhìn lầm không vậy, cái cây vừa nãy hình như vừa di động thì phải. Mẫn mẫn hoảng hốt nhìn nhạc dương, còn chắc một cường ba thì nói, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, chúng ta đến đó là nhìn rõ ngay thôi mà. Họ lại tiếp tục tiến về phía ấy, nhưng bước chân dần dần chậm lại, vì khi khoảng cách rút ngắn, họ liền phát hiện, phía trước bóng cây ấy, hình như có một người, vả lại, bên cạnh cái bóng người cao lớn đó, còn có những cái bóng khác đang chuyển động. Liền sau đó, họ liền nghe thấy một cái bóng trong màn xương phát ra tiếng kêu, hả, cái gì vậy? Tiếng Anh, gần như cùng lúc ấy, cũng có người dùng tiếng Anh quát lớn, thằng ngu. Lần này thì họ nghe thấy rất rõ, đó là giọng của Mokin. Không ngờ hai bên lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bọn trác mộc cường ba lập tức rút súng cầm tay, có điều ở hai bên bọn họ đều không có chỗ nào để né tránh, cái cây gần nhất cũng ở cách xa hơn chục mét. Ngược lại, bọn Mokin đã chiếm mất địa lợi, hiển nhiên là đám người này cũng nghỉ ngơi ở đây, hai bên có tảng đá lớn, phía sau có cây. Nhạc Dương còn nhìn thấy, trong màn sương mù mờ mịt dưới đất có khá nhiều cái bóng thấp thoáng. Vừa nãy, chính là những cái bóng này đang di chuyển, thoạt trông như thể những binh sĩ đang nằm ẩn nấp, lẽ nào Merkin lại có thêm trợ thủ đến đây? Cha cha cha, cường ba thiếu ra, Merkin bước ra khỏi màn sương mù, thân hình từ từ lộ ra trước mắt bọn chắc một cường ba. Y đã đổi trang phục mùa đông, nhưng vẫn khó mà che giấu được những khối cơ bắp cuồn cuộn gồ lên, dần dần, gương mặt Y đã lộ rõ, cũng vẫn là nụ cười giả lạ ấy. Tôi nghĩ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm Ba Tang vừa thấy bộ mặt cười cười ấy là đã ác cảm, hàn học chửi ra một câu. Hai hàng lông mày của Merkin khẽ nhướng lên, chắc một cường ba liền đưa tay giữ nòng súng của Ba Tang lại, ra hiệu cho anh ta đừng quá kích động. Merkin cười khi khi nói, vậy mới phải chứ, đâu cần phải vừa gặp mặt là đã đánh đánh giết giết rồi, sao không bình tâm mà ngồi xuống nói chuyện chứ. Nói tới đây, nụ cười ấy đột nhiên biến mất nét mặt y trở nên nghiêm túc dị thường đoạn đường phía trước sẽ cực kỳ khó khăn dựa vào các vị hay chúng tôi muốn đơn độc tiến lên sợ rằng khó lòng vượt qua nổi chúng ta đều không dễ dàng gì mới đến được nơi này tôi vẫn nhắc lại câu nói ấy tôi hết sức thành khẩn có lời mời với các vị cường ba thiếu gia gia nhập với chúng tôi đi mọi người cùng đồng tâm hiệp lực tiến lên còn về việc phân chia các thứ trong bạc ba la thần miếu thế nào đến đó rồi chúng ta sẽ thương lượng tiếp ông nói bảy Mẫn Mẫn đột nhiên hét lên, "Ông là đồ xấu xa bị ổi, dọc đường cứ lén lén lút lút bám theo sau chúng tôi, đánh cắp các đầu mối chúng tôi tìm được, làm tổn thương đồng bạn của chúng tôi, vậy mà còn muốn nói chuyện hợp tác nữa hả? Ông làm gì anh trai tôi rồi? Sao ông lại bắt cóc anh ấy? Ông nhốt anh ấy ở đâu rồi? Giờ anh ấy ra sao? Ông trả lời đi." Lần trước gặp mặt kinh, Mẫn Mẫn còn chưa kịp hỏi han thì đôi bên đã nổ súng, lần này cô vừa nhìn thấy y liền xả ra một loạt những câu hỏi chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Theo sau các vị, rốt cuộc là ai nghiên cứu bạc ba la thần miếu trước? Điều này sợ rằng rất khó nói phải không? Tôi nghĩ, giáo quan Lữ Cánh Nam đây hẳn biết rất rõ, tôi cũng đã bỏ ra khá nhiều tâm sức vì ngôi thần miếu này rồi. Còn việc gặp phải cảm bẫy nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm đầu mối, có tử thương gì cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng vậy không? Người của tôi chết còn nhiều hơn các vị nhiều, cùng lắm, chúng ta cũng chỉ có thể coi là cạnh tranh công bằng thôi. Còn nữa, cô bé, cô nói chúng tôi đánh cướp đầu mối các vị tìm được, vậy thì tôi cũng muốn hỏi lại một câu, đầu mối quan trọng nhất ấy, rốt cuộc là các vị cướp từ chỗ tôi, hay là tôi cướp từ chỗ các vị vậy? Cái đầu mối khốn kiếp đó là do các vị ăn cắp của tôi đấy nhé, đến cả cổ cách kim thư của các vị, cũng là đồ ăn cướp của tôi. Mấy chuyện này, tôi đã chẳng buồn để tâm, các vị có tư cách gì mà nói chứ? Tiếng chung của Mơ chẳng ra sao, nhưng về mặt logic thì lại rất rõ ràng. Nói đến lịch sử nghiên cứu bạc ba la thần miếu của gia tộc kim, sợ rằng chẳng có mấy tổ chức bắt đầu sớm được hơn bọn họ. Về những đầu mối kia, dù cổ cách kim thư là giành được trong một cuộc đấu giá công bằng, nhưng hai đầu mối quan trọng khác thì đúng thực là họ đã cướp trên tay Merkin. Còn về tử thương, thủ hạ của Merkin đích thực chết nhiều hơn họ rất nhiều. Vì vậy, bọn chắc Mộc Cường ba nghe xong, trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu, cảm giác tên đó rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lý, đang ngụy biện, xong lại chẳng thể nào tìm được lý do gì để bác bỏ cả. Merkin vừa lớn tiếng biện luận, vừa lẳng lặng ra hiệu cho mắc lại bên cạnh mình, nhân lúc bọn chắc một cường ba thoáng ngẩn người ra ấy, khe khẽ hỏi, con bé kia tên là Mẫn phải không, anh trai của nó ở. Bệnh viện Andrea, chúng ta có làm gì hắn không nhỉ? Mắc thì thào đáp, ông chủ, ông quên rồi sao? Năm ngoái ông bảo tôi dẫn người đến bệnh viện, thằng đó chưa nói gì thì đã. Tôi báo cáo chuyện này rồi mà, Merkin ra hiệu tỏ ý biết rồi, rồi bảo hắn im miệng lùi lại. Lữ cánh nam nói khẽ vào tai Trác Mộc Cường Ba, người này không đáng tin cậy. Trác Mộc Cường Ba nhẹ nhẹ gật đầu, nói với Merkin, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi về anh trai của Mẫn Mẫn mà. Ông nói mình có thành ý, vậy thì hãy cho chúng tôi biết tình hình và vị trí hiện tại của đường thọ đi, chuyện này chắc là không khó chứ. Merkin lại trưng ra nụ cười giả lả, khóe miệng nhếch lên. Chỉ thấy kẻ có biệt hiệu cáo lửa này đảo mắt một vòng, nói, Chuyện này, hiển nhiên cũng là một sự hiểu lầm khác. Vừa nói, y vừa đổi sang một bộ mặt hiền hòa nhìn mẫn mẫn, cô mẫn, anh cô rất khỏe, tôi có thể đảm bảo với cô, tin tôi đi. Đảm bảo của mày, ai mà tin được, ba tang lớn tiếng gắt, mơ kinh thoáng biến sắc mặt, biết là sắp hỏng việc tới nơi. Quả nhiên, ba tang đã lạnh lùng nhấn giọng tiếp lời, mày cũng từng đảm bảo với tao, sau khi tìm được tây mế, mày sẽ giao hắn cho tao xử lý để trả công, tao sẽ dám thì mọi hành động của cường ba thiếu ra cho mày. Trước đây, mọi hành động của bọn tao mày đều rõ như lòng bàn tay, nhưng còn tây mễ, mày lại để hắn bán mạng cho mày. Mày là thằng lừa đảo. Anh ba tang. Ba tang, anh. Ba tang. Bọn chắc một cường ba đều kinh ngạc hết sức, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, ai nấy đều ngẩn ra nhìn ba tang. Ba tang vẫn nhìn chầm chầm vào mất kinh, chầm chậm nói, sau khi mọi người đến trại giam tìm tôi, hắn cũng theo đến. Ngay từ đầu, tên này đã bám theo mọi người rồi, hắn dùng tiền bạc dụ dỗ tôi, muốn tôi thay đổi chủ ý, gia nhập với mọi người, dám thị mọi người. Lúc bấy giờ, tôi là kẻ bán mạng vì tiền, nên đã nhận lời hắn. Merkin không đợi ba tang nói hết, đã chỉ mặt anh quát lên, nói bậy. Người ngậm máu phun người. Ba tang chừng mắt nói, nếu tao không nói cho mày biết những chỗ Tây Mỹ có thể lẩn trốn, mày có tìm được hắn không? nếu không phải tao báo cho mày kế hoạch hành động của chúng tao, mày có thể theo đến Putumayo không? Mày có tìm được cuộn da sói trong địa cung Maya không? Khi tao không liên lạc với mày nữa, mày lại trở mặt, nói muốn vạch trần tao. Ha ha, tức cười thật, ông mày đây làm thì làm, không làm thì không làm, xưa nay đều không phải do người khác nói là được. Bọn Trác Mộc Cường ba đều lạnh lùng nhìn mất Kim, ba tang còn chưa dứt lời, y đã đổi một bộ mặt khác, khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn khốc vốn có, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng, ta đã có lòng mời các người nhập bọn, nhưng các người lại nghĩ đủ cách làm khó, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Đã không còn gì để nói, thì cũng đừng trách ta đấy. Cả bọn đang tưởng rằng Merkin sẽ lại sử dụng tuyệt kỹ sát thủ tiệp khắc, thì y đột nhiên lắc mình một cái, nhường chỗ cho người thần bí mặc đồ đen, choàng khăn đen che mặt kia. Thao thú sư, ba tang gầm lên một tiếng, dương súng bắn luôn. Lúc này, bọn họ mới hiểu tại sao pháp sư Á la hết lần này đến lần khác nhắc nhở họ phải lưu tâm đến thân thủ của thao thú sư chỉ thấy người Sos hơi nghiêng đi một cái đã né được loạt đạn bắn thẳng chính diện mình tay phải chống mạnh xuống đất cả người lộn một vòng trên không trung nòng súng của Ba Tang liêng ngang cánh tay Sos cong lại ấn mạnh xuống đất không ngờ lại đẩy cả thân hình lên không chẳng thể ngờ được cánh tay khô gầy khẳng khiu ấy lại có sức bật mạnh chẳng kém gì cơ bắp dưới chân toàn bộ loạt đạn Ba Tang bắn ra đều rơi vào khoảng không Sauce lượn mấy vòng trên không trung như cái bánh xe gió, rồi hạ xuống phía ngoài xa mấy mét, vừa chạm đất, lập tức đưa tay trái ra đặt vào gò má bên phải, năm ngón tay xòe rộng. Bọn Trác Mộc Cường ba vừa nhìn lập tức biết ngay, bàn tay kia đã ném ra thứ gì đó. Nhạc Dương lúc này bỗng nhiên sực tỉnh ngộ, nếu những cái bóng nằm dưới đất kia không phải đám lính lác mới đến của Mertzkin, vậy thì chỉ có thể là do tên Sauce này gọi tới, mà xung quanh đây dường như chỉ có. Anh vội hét lớn không được để hắn ra tay, hắn đang điều khiển. Muộn rồi, Sos khàn khàn giọng nói, lúc này, những cái bóng trong màn xương dường như cùng lúc nhận được chỉ lệnh, chớp mắt một cái đã hóa thành mấy tia chớp đen, vây bọn Trác Mộc Cường ba vào giữa. Lúc này, Nhạc Dương mới nói ra những chữ cuối cùng, sói đấy. Cái đầu to tướng, miệng rộng, đôi mắt tam giác lạnh lùng, xưa nay, ngoài con người ra, bọn chúng vẫn luôn được so sánh là những kẻ đi săn thành công nhất trong giới tự nhiên khi những sinh vật này từ từ hiện hình trong màn xương mờ mịt, khóe mép hơi nhếch về phía sau, để lộ ra hàm răng sắc nhọn gây người, tướng mạo hung tàn đó khiến mẫn mẫn sợ cuống lên, vội nắm chặt lấy vạt áo chắc mộc cường ba. Bọn chắc mộc cường ba đều không thể ngờ, họ lại đụng mặt với lũ sói ở Sandrila trong tình cảnh thế này. Bọn chúng tổng cộng có 8 con, thể hình đều lớn hơn lũ sói xám thông thường nhiều, bốn con màu xám, hai con trắng, hai con đen, nhìn điệu bộ hiệp đồng tác chiến của chúng, Rõ ràng là thuộc một gia tộc sói đã cùng nhau sinh tồn trên vùng đất này một thời gian dài. Vừa thấy lũ sói xuất hiện, Ba Tang vừa nãy còn nổ súng bắn sau lập tức dừng lại, đồng thời đưa tay ngăn Nhạc Dương và Lữ Cánh Nam đang giơ súng lên. "Đừng nổ súng, lần đầu tiên họ nghe thấy giọng Ba Tang khàn khàn mà run rẩy như thế, nổ súng là chết chắc đấy." Nhạc Dương không hiểu, thì thào thắc mắc, "Có mỗi tám con thôi mà." Lữ Cánh Nam chợt hiểu ra, thì ra là vậy, sói có khứu giác cực kỳ phát triển bắn chết lũ sói này, những con khác sẽ ngửi thấy mùi chết chóc của đồng loại trên người chúng ta. Muốn tiếp tục tiến lên, sẽ cực kỳ khó khăn, tên thao thú sư này rảo hoạt thật. Ba tang cười khổ nói, nổ súng, chưa chắc đã giết chết được bọn sói này, ngược lại là chúng ta. Cùng lúc ấy, Pháp Sư Á La cũng nói với Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam, tôi không cảm nhận được sát khí của lũ sói này, hình như chúng vẫn chưa chuẩn bị săn mồi đâu. Sos cười gần một tiếng, tay trái đặt trên má bên phải đột nhiên nắm lại thành nắm đấm, rồi xòe ra, chuyển từ bên trái sang bên phải, chặt mạnh xuống. Rõ ràng còn cách nhau mấy chục mét, nhưng trong mắt Pháp Sư Á La, bàn tay so tựa như một thanh kiếm khổng lồ đang chém xuống. Ông vội đẩy chắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam một cái, bản thân cũng bật người lên cao, đồng thời cổ tay hất mạnh, dây móc bắn ra. Nào ngờ, ông đã nhanh, lũ sói càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc Pháp Sư Á La đẩy chắc Mộc Cường Ba ra, đã có một con sói sám rời đàn lao vút lên. khi pháp sư á la tung mình vọt lên không, nó cũng nhảy vút lên tảng đá lớn trước mặt, rồi nghiêng mình bật lên theo phương ngang, cú nhảy đó vẽ thành một đường cầu vồng tuyệt mỹ. Bấy giờ pháp sư á la vừa mới bắn dây móc ra, đầu dây còn chưa đến cành cây, cả người ông đang lơ lửng trên không đã bị con sói sám ấy hút phải, rơi thẳng xuống đất. bảy con sói còn lại không hề nhúc nhích, dường như với thân thủ của pháp sư á la bị hút ngã trên không trung rơi xuống đất vốn là chuyện hết sức bình thường vậy. Bọn Trác Mộc Cường ba, thậm chí cả mấy người bọn Mặc Kin, thảy đều kinh hãi tột cùng. Đây chính là lũ sói đã ép pháp sư Tháp Tây phải nhảy xuống vách núi, chính là lũ sói khiến cho đội đặc nhiệm nhện xanh hoàn toàn không có năng lực chống trả, đây chính là chiến lang của đội quân ánh sáng vô địch. Pháp sư Á La rơi bịch xuống đất, còn chưa đứng dậy, đã vội hét lên, chạy. Chạy mau. Bọn Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn nhau, Nhạc Dương, Mẫn mẫn cùng lúc ném ra lựu đạn sáng, chắc một cường ba và ba tăng cùng lúc nổ súng về phía Merkin và Sos, Lưỡi cánh nam bật lên trước kéo Pháp Sư Á la lại, rồi nằm thụp xuống đất. Sau một tiếng nổ vắng trời, sáu người nhanh chóng nhằm thẳng hướng bạc ba la thần miếu bỏ chạy. Không ai ngờ được, mới chạy vài bước, bỗng dưng có hai con sói vụt ra, cắt ngang đội hình, rồi lại có thêm bốn con sói từ phía sau đuổi tới, còn hai con nữa vẫn chưa thấy đâu. Không ai biết lũ sói này làm sao tránh được hai quả lựu đạn sáng ấy, lẽ nào tiếng nổ lớn cùng ánh sáng chói lòa không hề ảnh hưởng gì đến bọn chúng hay sao? Không ai kịp suy nghĩ đến những vấn đề ấy nữa, hai con sói chen vào giữa đội hình của họ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào bất cứ ai, nhưng nổ súng về phía bọn chúng thì lại sợ tổn thương đến những người khác. Thế phòng ngự của bọn Trác Mộc Cường ba trong chớp mắt đã hoàn toàn tan rã. Hai người phụ trách đoạn hậu là Trác Mộc Cường 3 và Ba Tang, nếu bị bọn sói phía sau đuổi kịp, ắt sẽ bị bao vây nên đành phải chạy theo một hướng khác. Bốn con sói trộm đầu lại một chỗ, tựa như bàn bạc gì đó, rồi cũng lần lượt chia làm hai hướng tiếp tục truy đuổi. Merkin vung tay phủi phủi đám bụi bám trên người, chậm chậm bước ra từ phía sau tảng đá lớn, chắt lưỡi khen ngợi, lợi hại, can, cứ thế này thì chỉ cần ba chúng ta cũng có thể thong dong đến được bạc ba la thần miếu rồi. Sauce chẳng hề để tâm đến lời khen ấy, hờ hững nói, còn không mau gọi người của anh đến đi, anh cũng thấy lũ sói đó lợi hại thế nào rồi đấy. Merkin ngạc nhiên hỏi, nói vậy là ý gì? Lũ sói ấy lợi hại, không phải càng tiện cho chúng ta sử dụng sao? Sos cười khẩy châm biếm, hừ, cho chúng ta sử dụng. Tôi nói cho anh biết, hiệu lệnh vừa nãy tôi phát ra vốn không phải là vậy, những con sói đó chỉ hành động theo chỉ lệnh của chính bản thân chúng thôi, thực là khiến người ta khó mà hiểu nổi. Và lại, tôi chỉ thử điều khiển một đàn sói nhỏ đã khó như vậy, trên chặng đường phía trước, còn có hàng trăm hàng nghìn đàn sói như vậy nữa, nếu bọn chúng tấn công chúng ta, anh thử nghĩ xem tỷ lệ sống sót của ba người chúng ta là bao nhiêu phần trăm. Merkin ngạc nhiên, nhưng chỉ trầm ngâm không nói gì. Chỉ nghe, mắc lắp ba lắp bắp, ông, ông Sauce, ông không nói đùa đấy chứ. Sauce lạnh lùng nhìn Merkin nói, nói đùa, đừng trách tôi đây không nói trước. Và lại, anh không gọi bọn chúng đến sớm một chút, đến lúc thực sự cần người, mà chúng lại không xuất hiện thì anh tính sao chứ. Ben, Merkin gật đầu đáp, chuyện này thì không cần lo lắng, tôi tuyệt đối tín nhiệm Kha Phu. Và lại, tôi đã lắp đặt thiết bị phát tín hiệu rồi, bọn họ chưa đến có lẽ vì điều kiện thời tiết chưa cho phép thôi. Đêm nay, tôi sẽ gọi lại một lần nữa. Can, anh yên tâm đi, tôi sẽ không để chúng ta phải rơi vào tình cảnh khốn cùng như bọn chúng đâu. Sos nghe vậy mới khẽ gật đầu một cái. trác một cường ba và ba tan chạy về phía rìa mép tầng bình đài thứ ba, còn Pháp Sư Á La và những người còn lại chạy theo hướng ngược lại. Tám con sói ấy quả rất tinh thông chiến thuật, sụp vào giữa hai nhóm, khiến bọn họ càng chạy càng xa nhau hơn. Xa xa vẳng lại tiếng súng nỉ đoàn tàn mát, hẳn là lữ cánh nam và nhạc dương đã nổ súng bắn bọn sói rồi. Nhưng cùng với tiếng súng mỗi lúc một xa dần, chắc Mộc Cường ba biết hiệu quả không được lớn lắm. Trước đây gã từng một mình gặp phải đàn sói, tuy ánh mắt chúng rất hung hãn, nhưng vẫn còn bản tính của sói, chưa đến lúc đói khát thì tuyệt đối không tùy tiện săn giết con mồi, thậm chí chúng còn hơi rè rặt sợ hãi gã nữa, nhưng đàn sói này thì hoàn toàn khác hẳn, chúng đã bị tên thao thú xưa kia làm mất đi bản tính vốn có tên đó rốt cuộc đã làm gì chứ trác mộc cường ba vừa chạy vừa suy nghĩ ba tang cũng trầm mặc không nói năng gì cảm giác bức bách khi bị lũ sói đuổi phía sau khiến anh nhớ lại thêm nhiều điều đưa mắt nhìn những tảng quái thạch trong màn xương rất nhiều cảnh tượng mơ hồ trong ký ức đều trở nên sáng rõ những hình ảnh lướt qua trong đầu anh bị đàn sói truy đuổi ác đấu với chúng bàn tay ba tang lại càng nắm chặt hơn pháp sư á la không sao hiểu nổi đây là chiến lang của người thượng qua ba ư. Sao họ để chiến lang đi khắp nơi như vậy? Nếu là chiến lang, tại sao lại dễ dàng để thao thú sư khống chế như vậy? Lẽ nào đẳng cấp của tên thao thú sư kia đã thuộc hàng cực cao rồi ư? Pháp sư Á La nhớ lại hơn 10 năm trước từng nghe những vị tiền bối mật tu nói chuyện, kẻ địch của bọn họ phân chia những người có năng lực điều khiển muông thú ra thành 5 loại đẳng cấp, thao thú sư dường như chỉ là loại có thân phận thấp nhất. Hầu hết các cao thủ mật tu của họ đều bị một số kẻ được gọi là cổ sư hạ sát, và lại còn có những kẻ đáng sợ hơn cổ sư nữa. Kẻ đó rốt cuộc thuộc đẳng cấp nào? Không, thực lực của hắn có vẻ không mạnh lắm, lũ sói ở đây mới thực sự là những kẻ mạnh. Trong lòng Nhạc Dương cũng đang thầm tính, tên thao thú sư ấy thật đáng sợ, phải rồi, nói như pháp sư Á La, năng lực của thao thú sư là do năng lực của các sinh vật hắn có thể khống chế quyết định, ở vùng đất khắp trốn đều là chiến lang của người qua ba này năng lực của tên thao thú sư đó gần như là vô hạn. Nhất định phải tìm cách hạ gục hắn, bằng không, tuyệt đối không ai có thể đối địch với bọn chúng được. Chắc Mộc Cường Ba cũng đã nổ súng, mặc kệ sau này có bị đàn sói truy sát hay không, tình hình trước mắt đã quá bức bách. Nhưng rồi sau đó, gã nhanh chóng phát hiện ra, mỗi lần nổ súng đều không thể bắn trúng mục tiêu. Một mặt vì bọn gã đang di chuyển với tốc độ cao, không thể ngắm bắn, mặt khác, cũng bởi quỹ tích di chuyển của bọn sói đang bám đuổi sau lưng kia quá đối kỳ dị, dường như chúng có năng lực tiên tri, đoán trước được đường đạn, mỗi lần đều có thể né được trong gang tắc. Sau lưng gã và ba tang có ba con sói, năm con còn lại hiển nhiên đã đuổi theo bọn lữ cánh nam rồi. Trác Mộc Cường ba bất giác cười gần lạnh lẽo, thầm nhủ, chúng mày cũng coi trọng bọn tao phết đấy nhỉ. Đưa mắt nhìn sang phía ba tang nãy giờ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, Trác Mộc Cường ba không khỏi lấy làm lo lắng, một người đàn ông dù đối mặt với tử thần cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn từng là thành viên của một trong những đội lính đặc nhiệm ưu tú nhất thế giới, không ngờ lại bị mấy con sói làm tê liệt hoàn toàn ý chí phản kháng hay sao. Trác Mộc Cường ba thoáng suy nghĩ, cuối cùng quyết định lên tiếng nhắc nhở Ba Tang, Ba Tang, chúng ta cứ chạy mãi thế này cũng không phải cách. Anh phải biết rằng, sói là loài động vật có thể chạy liên tục cả ngày với vận tốc gần 20 km trên giờ đấy, một khi bắt đầu bổ lưới vây công, tốc độ của chúng lại càng kinh người hơn cặp chân này của chúng ta, mãi mãi cũng không thể chạy nhanh hơn bốn chân của lũ sói ấy. Cứ tiếp tục thế này, cuối cùng cũng bị chúng dồn ép đến sức cùng lực kiệt mà thôi. Không ngờ, ba tăng ngoảnh đầu lại, trong mắt hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, mà dường như đã trở lại với vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Chỉ nghe anh điềm đạm nói, lũ sói này, có thể giết được. Anh nói gì, chắc một cường ba bắn ra phía sau hai phát súng, dảo chân chạy nhanh thêm mấy bước. Ba tăng nói, tôi nhớ lại cả rồi, trên đường chạy trốn, chúng tôi cũng giết được khá nhiều sói chứ chẳng phải hoàn toàn không chống cự gì, chỉ là lúc đó bọn chúng đông quá, còn giờ đây chỉ có ba con thôi. Chắc Mộc Cường ba lại nhả thêm hai phát đạn, nói, nhưng với tốc độ này, chúng ta khó lòng ngắm bắn được. Mà nếu dừng lại, nói không chừng sẽ lập tức bị chúng bổ nhào tới đè xuống mất. Ba tang gật đầu, đúng thế, lũ sói này dường như đã được huấn luyện đặc biệt hay sau đó, trong phạm vi khoảng 50 bước xung quanh kẻ địch, chúng sẽ đột nhiên thay đổi phương hướng sông tới. Đa phần là sông lên theo quỹ đạo hình chữ chi, nhưng tốc độ biến hướng cực nhanh, khi họng súng của chúng ta lia qua, thì cũng chính là lúc bọn chúng rời khỏi vị trí ấy, nhắm vào nó mà bắn thì không bao giờ chúng, cần phải bắn vào. Vị trí tiếp theo của chúng, nói đoạn, vừa khéo phía trước xuất hiện một cây cổ thụ lớn. Ba tang đột nhiên tăng tốc chạy về phía đó, nhảy vọt lên cao, bắn dây móc ra, mượn đà sông về phía trước. Anh lấy thân cây làm trung tâm, vạch trên không trung một đường cong tuyệt mỹ đu ngược trở lại, đồng thời tay phải đã cầm súng liên tiếp nã đạn dọc theo quỹ tích hình cung ấy. Trác Mộc Cường ba chỉ kịp trông thấy nòng súng của Ba Tang vẽ thành một vệt lửa hình rẻ quạt. Gã kinh ngạc chạy lướt qua bên cạnh Ba Tang, ngoảnh đầu lại nhìn đàn sói. Trong ba con sói truy kích họ ấy, có một con đen, một con trắng và một con xám. Hai con sói đen sói trắng liền nhảy sang hai bên, còn con sói xám thì hú lên một tiếng dài chân trước gấp lại, lộn hai ba vòng dưới đất, rồi không nhúc nhích gì nữa. Lúc này, thân hình ba tang cũng vẽ trên không chung một đường cong hoàn chỉnh, anh thu dây, hạ xuống đất, nhanh chân chạy đuổi theo trác mộc cường ba. Đại chiến giữa người và sói. Khá lắm, ba tang, anh hạ được một con rồi. Trác mộc cường ba thực lòng tán thưởng, ba tang lại chỉ lạnh lùng buông một câu, đây là kinh nghiệm đổi bằng tính mạng của vô số chiến hữu đó. Hai con sói mất đi đồng bọn cơ hồ phát cuồng, chúng rú gào bi thảm đột nhiên tăng tốc trác mộc cường ba cũng muốn học theo ba tang nhằm vào quỹ đạo chuyển động của chúng mà nhả đạn nhưng vẫn khó đạt được hiệu quả mong muốn con sói đen lúc thì nhảy bên trái thoát sau đã bổ sang bên phải chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trác mộc cường ba dừng lại dương súng xạ kích nó đã đuổi sát đến bên cạnh gã rồi ba tang vừa đưa họng súng sang yểm hộ cho trác mộc cường ba con sói trắng lập tức nhân cơ hội ấy bổ về phía anh con sói đen kia cũng cực kỳ giảo hoạt khi làn đạn của ba tang khóa chặt khoảng giữa nó và chắc một cường ba, nó bỗng nhiên chộp mạnh hai chân trước xuống đất, dừng sững lại như phanh xe ngay phía trước chỗ loạt đạn lia tới. Đợi khi ba tang phải quay sang tự bảo vệ mình, hai chân sau nó đã dồn đủ sức lực để bật mạnh lên. Động tác dừng rồi bật lên ấy hết sức nhịp nhàng, lại vừa khéo tránh được thêm một loạt đạn nữa của Trác Mộc Cường Ba xả tới. Con sói đã tiến sát đến trước mặt, Trác Mộc Cường Ba không kịp bóp cò nã đạn, đành dơ súng lên chống đỡ con sói ấy đạp mạnh lên báng súng một cái, dường như định mượn lực hất ngã Trác mộc cường ba, nhưng bước chân gã rất vững chắc, con sói lại còn bị hất ngược ra phía sau. Chắc mộc cường ba nhân cơ hội ấy, lập tức dương súng lên, thuận đà bắn luôn, không ngờ, bóp cò mấy lượt liền, khẩu súng vẫn không chịu nhả đạn. Chắc mộc cường ba ngây người, không ngờ cú đạp của con sói trùng hợp thế nào lại trúng vào bộ phận nào đó trên thân súng, khiến khẩu súng của gã trong thoáng chốc đã biến thành cái que cời lò vô dụng mắt thấy con sói lăn một vòng dưới đất rồi lại bật dậy, chắc Mộc Cường Ba không kịp xem kỹ rốt cuộc khẩu súng ấy làm sao, đành ném luôn khẩu súng ấy về phía nó, đồng thời đưa tay rút ra một khẩu USP XV tiếp tục xả kích. Con sói đen ấy cũng thoáng ngẩn ra, dường như không ngờ chắc Mộc Cường Ba vẫn còn súng nữa, liên tiếp nhảy tương tương lên như linh dương trên mặt đất, vừa tránh đạn của gã, vừa tranh thủ thời gian chống giữa hai phát súng, ngậm lấy khẩu tiểu liên chắc Mộc Cường Ba ném đi nằm lăn lóc dưới đất, rồi chạy tót ra đằng xa. Trác Mộc Cường ba quay sang phía Ba Tang, thấy tình hình cũng không khác mình là bao, tuy trên tay Ba Tang vẫn còn vũ khí, nhưng con sói trắng áp sát quá, cứ quấn lấy xung quanh, thành thử khẩu súng trên tay anh ta cũng không dễ gì nhả đạn, nhiều lúc phải sử dụng như dao đâm hay gậy, ngoài ra còn phải dùng cả nắm đấm để cầm cự với nó. Trác Mộc Cường ba đang định chi viện cho Ba Tang, đột nhiên lại giật mình cảnh giác, bất đắc dĩ đành dồn sự chú ý tập trung vào màn sương mù mờ mịt ở xung quanh, con sói đen ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bổ tới từ bất cứ phương hướng nào. Gã vừa nảy ra ý định xoay người, lại chợt nghe thấy tiếng động lạ, con sói đen đã hiện ra trên trích phía trước. Trác Mộc Cường ba vội dơ súng bắn, thoát cái, con sói đã lùi vào màn xương, từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ khoảng cách hai ba chục bước với gã. Định làm tiêu hao hết đạn của ta chắc, Trác Mộc Cường ba bất giác đưa tay sờ vào túi đạn đeo ở bên thắt lưng, mấy băng đạn vẫn còn đầy nguyên, gã cũng yên tâm phần nào. Đúng khoảnh khắc đó, gã đột nhiên phát hiện, con sói đen kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở mé bên tay phải, ánh mắt nó, không ngờ lại đang khóa chặt vào túi đạn mình vừa sờ tay vào. Chắc một cường ba không khỏi giật mình kinh hãi, lẽ nào, động tác vừa nãy của mình đã khiến con sói đó biết tầm quan trọng của túi đựng đạn này rồi sao? Đột nhiên, gã lại nghĩ đến một vấn đề khác, con sói đen cướp khẩu súng của gã đi, không bỏ chạy, cũng không tiếp tục tấn công dồn dập mà chỉ giữ khoảng cách nhất định, khiến mình buộc lòng phải cảnh giác đề phòng, không thể phân thân yểm trợ cho ba tang chẳng lẽ ba tang đang gặp nguy hiểm tuy không biết con sói trắng kia sẽ dùng cách gì đối phó với ba tang nhưng chắc mộc cường ba vẫn quyết định chậm chậm di chuyển về phía anh ta quả nhiên chắc mộc cường ba vừa di động con sói đen liền bổ nhào tới một mặt gã cẩn thận nổ súng xa kích mặt khác chú ý quan sát quy luật di động của đối phương đồng thời tiếp tục chậm chậm áp lại gần ba tang tuy vẫn chưa bắn chúng được con sói đen nhưng chắc mộc cường ba đã cảm giác được mỗi viên đạn bắn ra càng lúc càng gần với điểm đặt chân của nó đồng thời gã cũng phát hiện ra trong khi nhảy qua nhảy lại con sói đen không chỉ đang quan sát mình mà từ ánh mắt ấy gã có cảm giác dường như đối phương đang suy tính điều gì đó đúng vào khoảnh khắc trác mộc cường ba bắn hết một băng đạn chuẩn bị thay băng khác con sói đen bất chợt ngẩng cao đầu bốn chân guồng tăng tốc trác mộc cường ba hết sức trầm tính nạp đạn cài chốt đổi súng sang tay trái lẩy cò đồng thời tay phải rút ra một khẩu súng khác gã đã tính toán kỹ càng, phạm vi này rất thích hợp để chi viện cho ba tang. Trác Mộc Cường ba hai tay dơ ngang, cùng lúc tấn công cả hai hướng. Áp lực dồn lên ba tang lập tức giảm đi đáng kể, khiến anh cũng rảnh tay phần nào, liền cùng Trác Mộc Cường ba phối hợp hình thành một lưới hỏa lực, bắn cho hai con sói kia phải nhảy tránh như choi choi. Nhưng nỗi lo trong lòng Trác Mộc Cường ba vẫn không hề giảm đi một chút nào. Nếu như lúc nãy, con sói đen kia đã lẩn vào làn sương mù lâu rồi, tại sao giờ chúng lại không chạy nữa? chúng đang che giấu điều gì chứ không kịp nghĩ nhiều nữa gã và ba tang gần như đồng thời cảm giác được nguy hiểm chỉ cách mình trong gang tấc cảm giác nguy hiểm ấy chỉ vừa mới xuất hiện đã thấy một cái bóng xám bổ nhào lên lưng ba tang như một tia chớp trác mộc cường ba há miệng định kêu lên song còn chưa kịp phát ra tiếng ba tang đã bị đè ngã lăn xuống đất rồi ba tang phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn vừa bị đè xuống liền lập tức giơ chân ra đạp thật mạnh đồng thời rút loan đao ra văng cánh tay giật mạnh ba lô trên lưng một cái. Đương nhiên, cú đạp và văng người ấy của ba tang đều chật lất, thanh đao vung lên, suýt chút nữa thì chém bay mất cả một mảng cái ba lô. Trác Mộc Cường ba trông thấy rõ ràng, con sói xám ấy thình lình quất một vuốt lên gáy ba tang, rồi lập tức dùn mình, tránh khỏi lưỡi đao chém tới, lại nhân cơ hội đó cắn vào thứ gì đeo ở thắt lưng anh, hất đầu ném văng thứ ấy ra xa, kế đó nhún mình bật lên lao vút qua đầu ba tang, chân sau lại móc vào giật luôn cả khẩu súng đi mất áp lực trên lưng vừa giảm xuống, ba tang lập tức ngẩng đầu lên, một tay che chắn những chỗ yếu hại vùng đầu mặt, tay kia vung đao chém vù vù, bảo vệ toàn thân, rồi bật người đứng dậy. Trác Mộc Cường ba vừa để ý quan sát ba tang, vừa nổ súng bắn con sói đen, buộc nó phải tránh ra xa, lòng muốn giúp ba tang một tay mà lực bất tòng tâm. Lại một băng đạn nữa bắn hết, lần này Trác Mộc Cường ba còn chẳng kịp thay băng khác, mà trực tiếp rút luôn một khẩu USP nữa, vừa bắn vừa giật lùi về phía sau. Ba con sói đó giành được lợi thế, cũng không ham chiến đấu, chỉ hú dài một tiếng chói tai, rồi quay đầu ẩn vào trong xương. Trác Mộc Cường Ba vừa gọi tên Ba Tang vừa chạy về phía anh ta, trong đầu không ngừng suy nghĩ, con sói xám đó ở sau lưng Ba Tang từ lúc nào? Lẽ nào nó vẫn luôn lén bám theo chúng ta sao? Có tới bốn con sói đuổi theo chúng ta? Không, hình dạng ấy, màu lông ấy, hình như chính là con sói xám bị Ba Tang giết chết mà. Lẽ nào, nó giả chết, nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường ba lập tức toát hết mồ hôi lạnh, nếu mình không nhìn lầm, vậy thì lúc ba tang bắn dây móc đu vòng qua thân cây rồi bắn ngược trở lại ấy, đạn chỉ sướt qua mình con sói xám đó mà thôi. Không ngờ nó lại thừa cơ giả chết, làm bọn gã lơ là cảnh giác, để hai con sói một đen một trắng dụ địch phía trước, còn nó thì lợi dụng màn xương yểm hộ, nín thở lặng lẽ tiến lên. Khi gã và ba tang đang bận ứng phó với hai con sói kia, nó liền bất ngờ nhào lên tập kích từ góc độ và vị trí hai người không thể ngờ đến được, Chiến thuật này khiến Trác Mộc Cường ba nảy sinh một cảm giác quen thuộc lạ thường, gã vắt óc suy nghĩ, đột nhiên sực nhớ ra, trên vùng băng nguyên khả khả Tây Lý, ba anh em nhà sói xám đã đối phó với con đại kim điêu bằng cách này. Dụ địch trước, rồi tập kích từ phía sau, đợi cho kẻ địch không còn biến hóa được nữa, chỉ còn biết mệt mỏi ứng phó, liền tung ra một đòn chín mạng. Còn khi con sói xám giả chết, tiềm phục, hai con sói còn lại cũng gặp biến mà không kinh, vừa khéo bày tỏ niềm bi phẫn cho bọn Trác Mộc Cường ba xem tất cả đều là chiến thuật bất ngờ nảy sinh trong quá trình truy đuổi, năng lực ứng biên ấy. Phương thức tư duy ấy, năng lực hợp tác đó, lũ sói này, rốt cuộc là sói gì vậy chứ? Trác Mộc Cường Ba chạy đến trước mặt Ba Tang, cảnh giác đưa mắt đảo một vòng, rồi mới hỏi, không sao chứ, Ba Tang? Phi, Ba Tang nhổ ra đống bùn đất trong miệng, đưa tay quệt vết máu ở chỗ phía trên huyệt thái dương, hàn học nói, mẹ nó, ra tay đúng lúc tôi vừa bắn hết viên đạn cuối cùng, bọn này cũng may mắn thật đấy bắn hết viên đạn cuối cùng. Trác Mộc Cường ba chợt thấy dùng mình gai lạnh, gã nhớ lại động tác nghiêng tai lắng nghe của con sói đen khi nãy, có lẽ nào bọn sói đó đang đếm số đạn còn lại trong băng. Nếu vậy thì cũng có nghĩa là đòn đột kích nhằm vào ba tang không phải một sự trùng hợp, mà là chúng đã nắm rõ khi nào họ bắn hết đạn. Trác Mộc Cường ba bỗng sực nhớ ra một vấn đề, vội vàng cúi xuống nhìn chỗ thắt lưng ba tang, trái tim gã lập tức trầm xuống, quả đúng là vậy. Con sói ấy, đã ngầm cái túi đạn đầy ắp của Ba Tang đi mất rồi. Ba Tang cũng vừa nhận ra mình đã mất vũ khí và đạn dược, không khỏi gầm lên giận dữ, chẳng nói chẳng rằng rút hai khẩu súng lục ra, khí thế hùng hổ xông lên đòi tính sổ với lũ sói. Trác Mộc Cường ba trầm mặc đưa cho Ba Tang hai băng đạn. Vì vũ khí quá nhiều, đeo cả trên người cực kỳ bất tiện, nên họ đều chỉ cầm vũ khí chính, ngoài ra có thêm hai khẩu súng lục, còn một khẩu tiểu liên thì nhét trong ba lô. Nhìn những cái bóng lao qua lao lại trong màn sương mờ mờ kia, hiển nhiên lũ sói sẽ không để bọn Trác Mộc Cường ba có cơ hội mở ba lô ra lấy vũ khí mới. Ba tang liếc mắt nhìn Trác Mộc Cường ba một cái, nhét hai băng đạn vào hai bên hông, hai người đứng dựa lưng vào nhau không chạy nữa. Họ cần nghỉ ngơi tại chỗ một lúc để hồi phục thể lực. Con sói xám vừa nãy, Trác Mộc Cường ba nghi hoặc nói. Ba tang khẳng định, chính là con tôi tưởng là mình bắn chúng, con khốn ấy giả chết. Chẳng có viên đạn nào của tôi bắn chúng nó cả, chính là bọn chúng, bọn này trăm phần trăm chính là lũ sói mà tôi gặp phải mười mấy năm trước tuyệt đối không được coi chúng là sói bọn chúng là một đội quân đặc biệt là những tinh anh trên chiến trường mà chúng ta chưa bao giờ biết đến phương thức chiến đấu của chúng đủ khiến những kẻ mang tiếng là bộ đội đặc trùng vũ khí tận răng như tôi đây phải xấu hổ bọn chúng mới là những chiến sĩ đích thực và lại còn là những chiến sĩ ám sát cực kỳ đáng sợ nữa trong lòng ba tang vẫn hết sức bất an tuy rằng bộ óc anh không ngừng ra lệnh cho mình không được sợ hãi nhưng trong đầu vẫn có một âm thanh khác đang nói đến rồi đến rồi hệt như trước đây chúng sẽ tước đoạt lấy thứ vũ khí có uy lực lớn nhất trên người ta sau đó từ từ biến ta thành những kẻ tay không tất sắt đến lúc ấy chúng sẽ không phân biệt ngày hay đêm không ngừng truy đuổi dày vò ta khiến ta không thể ngủ không dám dừng lại liên tục như vậy cho đến khi ta chỉ còn biết cái chết và nỗi sợ mà thôi Chắc mộc cường ba cũng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của nhóm những người còn lại chiến đấu với kẻ địch như vậy, họ sẽ làm như thế nào đây? Không hiểu sao, đúng lúc này, chắc Mộc Cường Ba lại chợt nhớ đến nụ cười của Trương Lập, gã bất giác mỉm cười, thầm tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, đoạn nói với Ba tang cũng chẳng có gì đáng sợ cả đâu, bọn chúng lợi hại đến mấy, thì cũng không thể đứng thẳng lên bằng hai chân sau, dùng hai chi trước cầm súng bắn chúng ta chứ. Ba tang chẳng hề phản ứng trước câu nói đùa của Trác Mộc Cường Ba, bốn phía xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có sương mù, những cái bóng và gió. Yên tĩnh dược dây lát, những cái bóng trong sương mù đột nhiên biến mất, cả ba cái bóng ở ba hướng khác nhau cùng lúc biến mất, Trác Mộc Cường ba nói, bọn chúng đâu rồi? Ba tang lắc đầu, không biết bọn chúng lại dở trò gì nữa, xem chừng như muốn làm chúng ta tự lộ sơ hở, nhất định bọn chúng đang nấp ở đâu đó quan sát phản ứng của chúng ta đấy. Xung quanh không còn bóng con sói nào, ngược lại càng khiến bọn họ thêm lo lắng, Trác Mộc Cường ba và ba tang dựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm dây lát, đoạn nói, theo anh, tên thao thú sư ấy. Ba tang lắc đầu, tôi luôn liên lạc đơn tuyến với bọn chúng, sau này cũng không tiếp xúc trực tiếp bao giờ, nên không biết tên thao thú sư đó là ai. Từ sau chuyến ở đảo huyền không tự trở về, tôi cũng không liên hệ gì với đám người ấy nữa. Trác Mộc Cường ba nói, tôi biết, tôi tin anh. Ý tôi là, anh cảm thấy, tên thao thú sư kia rốt cuộc đã ra lệnh gì cho đàn sói tại sao hắn làm được như vậy? Mệnh lệnh, nhất định là xé nát chúng ta ra rồi. Ba Tăng nói, chắc hắn đã giải chất thông tin gì đó lên người chúng ta, khiến bọn sói người được là liền tấn công điên cuồng. Tấn công điên cuồng, chắc Mộc Cường ba lắc đầu, anh xem bọn sói ấy, có vẻ gì là điên cuồng hay không? Bọn chúng còn lý tính hơn cả những người trầm tĩnh nhất chúng ta từng gặp đấy. Có lẽ, ba Tăng cũng không đưa ra được phán đoán gì. Trong nhóm bọn họ không có người nào là thao thú sư, cũng không biết thao thú sư có thể làm những gì, nhưng có thể khẳng định được một điểm, cái tên mặc áo đen đó chỉ cần vung tay một cái, là đã khiến bọn họ không thể không bỏ chạy thục mạng, đã hai lần như vậy rồi. Rốt cuộc hắn làm cách nào vậy? Hai người cùng nghĩ một vấn đề, lại chìm vào tĩnh lặng. Không biết bao lâu sau, phía trước chợt vang lên tiếng gầm gừ, một cái bóng đen đang lao về phía hai người họ với tốc độ cực nhanh. Ba tang giơ súng lên bắn luôn, đồng thời nhắc nhở chắc một cường ba, chú ý hai bên. Cái bóng đen đó nhanh vô cùng, thoát cái đã đến gần họ, nhưng không ngờ sau mấy phát súng của ba tang, cái bóng ấy vẫn liều mạng xông bừa tới trước. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại nói, không ổn, cái bóng đen ấy hình như hơi lớn thì phải. Ba tang trao mày, bóng đen đã xông ra khỏi màn sương đập vào mắt họ, hai người cùng lúc biến sắc, đồng thanh kêu lên, chạy mau. Thì ra, bà con sói ấy không biết đã đẩy ở đâu đến một khúc cây khô, đường kính khoảng 60cm, dài chừng 4-5m, Ba con sói đẩy khúc cây từ trên dốc xuống. Bản thân khúc gỗ lăn đã mỗi lúc một nhanh, ba con sói lại ở phía sau chạy theo góp sức đẩy thêm. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đều không ngờ được, bọn sói ấy lại tìm được xe tông ở ngay gần đấy, không thể trực diện đối đầu, đành phải di chuyển sang ngang né tránh. Thể lực của sói hồi phục tương đối nhanh, khi khúc cây đó lăn ầm ầm qua chỗ bọn Trác Mộc Cường Ba vừa dừng chân nghỉ ngơi, ba cái bóng liền nhảy vọt lên, tiếp tục truy kích bọn gã. Hai người chỉ còn biết tiếp tục tháo chạy trác mộc cường ba vừa chạy vừa nghĩ suy đoán theo thời gian thì khoảng cách giữa mình và khúc cây kia cũng khá xa ba con sói ấy dựa vào lẽ gì mà đoán được mình và ba tang sẽ không tranh thủ khoảng thời gian đó chạy trốn nhưng rồi gã nhanh chóng nhớ lại một số kiến thức từng học ngày trước trên giảng đường giáo sư phương tân đã phát một đoạn băng cho cả lớp gã xem một con sói mẹ dẫn theo mấy con con ung dung đi xuyên qua cả đàn bò rừng lớn một số con bò hoàn toàn không để ý đến chúng tiếp tục gặm cỏ một số con thì chỉ cảnh giác nhìn chầm chầm vào lũ sói, cũng có vài con bê con tò mò quan sát. Lúc ấy, giáo sư Phương Tân hỏi, mọi người có biết tại sao đàn sói lại có thể ung dung đi xuyên qua giữa đàn bò rừng, mà không sợ lũ bò tấn công không? Phải biết rằng, lũ bò này khi nổi điên lên, thì mấy con sói ấy chẳng thể nào kháng cự được đâu. Không thấy ai trả lời, giáo sư lại chầm chậm giải thích, vì cơ quan khứu giác của động vật họ chó cực kỳ nhạy bén. Chúng ta đều biết, các cảm xúc của con người biểu đạt ra ngoài như mừng vui, giận dữ, buồn đau hay vui vẻ không chỉ là một thứ biểu hiện mà thực chất là cả một quá trình biến đổi sinh hóa bên trong cơ thể. lấy giận dữ làm ví dụ, khi các bạn nổi giận, nhiều loại hormone trong cơ thể sẽ tăng đột biến, làm tim đập nhanh, mạch máu căng phòng. quá trình này không chỉ con người mới có mà rất nhiều động vật có vú và thậm chí là cả các loài động vật khác cũng đều có. còn động vật họ chó Khoang mũi cấu tạo đặc biệt của chúng có thể nhạy bén phát hiện ra được sự thay đổi hormone bên trong cơ thể các bạn. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong trường hợp này, bọn chúng biết được con bò rừng nào đang hiếu kỳ, con nào đang căng thẳng, con nào hoàn toàn không để ý. Biết được những yếu tố này, khi đi xuyên qua giữa đàn bò, chúng chỉ cần tránh những con nào đang căng thẳng, dễ bị kích động, tự nhiên sẽ hết sức an toàn. Phải nhớ kỹ, thế giới mà động vật họ chó nhìn thấy hoàn toàn khác với thế giới trong mắt con người chúng ta đấy rốt cuộc chắc Mộc Cường ba đã hiểu, ba con sói ấy sở dĩ dám táo tận rời xa khỏi vị trí, một mặt là bởi, với khứu giác của chúng, căn bản không sợ bị mất dấu bọn họ, mặt khác, bọn chúng biết rõ mình và ba tăng có đang căng thẳng hay không, thể lực tiêu hao chừng nào, biết chắc rằng bọn gã nhất thời sẽ không có ý nghĩ thừa cơ đào tẩu. Vậy nên, chúng đảo mấy vòng xung quanh, khiến hai người bọn gã mê hoặc rồi ung dung bỏ đi kiếm thứ để chắn đạn. Một hành vi thoạt nhìn tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực chất lại là một trận tâm lý chiến vô cùng tinh vi tỉ mỉ. Che đạn, Trác Mộc Cường ba bỗng giật thoát mình, vừa hay nhìn thấy Ba Tang lại thay băng đạn mới, bắn thêm mấy phát nữa. Gã vội kêu lên, "Ba Tang, anh còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu phát súng không?" Ba Tang ngẩn người, dường như đang gắng sức nhớ lại, nhưng vừa chạy vừa nã đạn, lúc dừng lúc không, làm sao nhớ được chi tiết đến thế, chỉ đành lắc lắc đầu. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, "Thế này không ổn." bản thân chúng ta không biết mình còn bắn được bao nhiêu phát súng, vậy mà lũ sói lại biết. Bọn chúng sẽ nhằm đúng lúc chúng ta bắn hết viên đạn cuối cùng để lao lên đột kích. Đừng bắn nữa, ba tang, chắc một cường ba nhắc nhở, cứ vậy không thể bắn chúng được bọn sói ấy đâu, mục đích của chúng là dụ cho chúng ta bắn hết đạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Chắc một cường ba nhớ lại lúc cận chiến vừa mới rồi, bọn sói ấy thực ra cũng không có ưu thế gì lớn lắm, chỉ là khi ấy bọn gã cầm súng dài không thể phát huy được hết khả năng chiến đấu còn giờ đây cả gã và ba tang đều chỉ còn súng lục trác mộc cường ba cất một khẩu usp vào bao súng rút dao găm ra nói với ba tang cận chiến với chúng thôi ba tang nhìn trác mộc cường ba một tay cầm súng một tay cầm dao đều là vũ khí ngắn nhưng dao găm có thể chém rách được lớp da sói khi áp sát cận chiến tuy rằng khoảng cách một cú nhảy của lũ sói này cũng khá xa nhưng khẩu súng lục còn lại trên tay hoàn toàn có thể bù đắp được. Phương pháp chiến đấu này cũng rất đáng thử một phen. Nghĩ đoạn, ba tăng cũng học theo trác mộc cường ba, cất bớt một khẩu súng, rút thanh đao lưới cong của mình ra, rồi lại áp lưng vào nhau tiếp tục tác chiến. Ba con sói dừng lại, đứng thành hình chữ phẩm XV. Bọn chúng không ép lại gần, mà đang dò xét, đi vòng quanh. Theo quan sát của Trác Mộc Cường Ba, ba con quái tinh danh này đang tìm xem đấu pháp mới của bọn gã có sơ hở gì không. Được một lúc, cả ba con sói ấy đột nhiên ngồi bệt xuống, nhìn chừng chừng vào gã và ba tang, tựa hồ như đang nói, không chạy nữa hả? Lấy đao ra à, vậy thì chúng ta cùng đợi, xem kẻ nào kiên trì hơn. Hành động này lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Trác Mộc Cường ba, bọn gã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là phải chiến đấu với chúng, vậy mà ba con sói ấy lại chỉ ở bên ngoài tầm chiến đấu, làm ra vẻ các người chạy thì ta đuổi, các người không chạy thì ta rình. Nhớ lại những kỹ xảo săn mồi của lũ sói, Trác Mộc Cường ba than thầm không ổn, đọ sức nhẫn nại với mấy con sói này thực sự không phải là một cách hay chút nào. Ba tang rõ ràng cũng nếm mùi đau khổ rồi, chỉ nghe anh hầm hực nói, cứ rằng dai thế này không phải cách, bọn chúng có thể mấy ngày liền không ăn không uống, về mặt này chúng ta không phải là đối thủ của chúng đâu. Trác Mộc Cường ba cũng chỉ còn nước cười khổ, tôi biết. Gã ngẫm nghĩ dây lát, rồi nói, vậy chúng ta cứ di chuyển chậm chậm, vừa khôi phục thể lực, vừa nghĩ cách tìm chỗ nào đấy khiến bọn sói không thể tấn công từ cả bốn hướng được. Ba tang dựa lưng vào Trác Mộc Cường Ba, hỏi, cứ giữ nguyên tư thế này à? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, cứ vậy mà chậm chậm di chuyển thôi, không thể để cho chúng có cơ hội. Trác Mộc Cường Ba và Ba tang dựa lưng vào nhau như vậy, chậm chậm chuyển động như một con cua. Vòng vây hình chữ phẩm của ba con sói cũng chậm chậm dịch chuyển theo bọn họ, chỉ là khó mà tìm được cơ hội tấn công. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy rõ mồn một, một, con sói trắng đang nhíu chặt mày lại, trong lòng cũng lấy làm an ủi, hừ, cuối cùng cũng khiến chúng mày vô kế khả thi rồi. Chẳng ngờ, hai người di chuyển chưa được bao xa, bỗng nhiên cả ba con sói cùng ngẩng đầu, hướng lên bầu trời hú một tiếng dài, à hú hú. Tiếng sói chu như một lưỡi kiếm sắc đâm xuyên qua màn sương mù mê ảo, vang đi xa tít tắp. Cái chết của ba tang Vừa nghe thấy tiếng kêu đó, ba tang lập tức biến sắc, âm thanh đã vô số lần vang lên trong những cơn ác mộng kinh hoàng, giờ đây thình lình xuất hiện trở lại, khiến anh không khỏi giật thoát mình, vội cuống cuồng nói, không ổn. Cường ba thiếu ra, bọn chúng đang gọi thêm đồng bọn đấy. Lời vừa dứt đã nghe khắp bốn phương tám hướng vẳng về những tiếng hồi đáp, tiếng sói chu trầm bổng kéo dài, tựa hồ bản thân âm thanh ấy thôi đã sở hữu một thứ ma lực nhiếp hồn, khiến người ta nghe mà phải run rẩy khiếp đảm. Trác Mộc Cường ba đâu phải không biết tiếng kêu này có ý nghĩa như thế nào, giáo sư Phương Tân từng có lần dẫn riêng gã đi điều tra nghiên cứu tiếng của loài sói. Gã còn nhớ, giáo sư đã tiến hành phân loại tiếng sói chu một cách có hệ thống và quy chuẩn, như tiếng chu vừa nãy, chính là tín hiệu để triệu tập đồng loại. Giáo sư Phương Tân còn dạy gã, dựa vào tiếng chu có thể đoán biết được có bao nhiêu con sói sẽ gia nhập, ngoài ra, thanh điệu của tiếng chu còn cho ta biết những thông tin quan trọng khác như vị trí, khoảng cách. Nhưng đến lúc cần vận dụng những kiến thức ấy, gã lại quá căng thẳng, đến nỗi không sao nhớ nổi nữa. Ở một nơi cách Trác Mộc Cường ba và Ba Tang rất xa, Sos bỗng đứng bật dậy, mất kinh hỏi, bọn sói đó kêu gào gì thế? Hình như khắp nơi đều có sói chu thì phải. Tiếng chu triệu tập, Sos nói bằng giọng khẳng định, bọn sói cùng một đàn nghe thấy tiếng chu này sẽ lập tức có phản ứng, biểu lộ vị trí của mình, những đàn sói khác cũng sẽ hồi đáp, bày tỏ lập trường của mình là muốn gia nhập hay đừng quấy rầy ta, đừng đặt chân lên lãnh địa của ta. Mark nói, lẽ nào, bọn sói cảm thấy không đối phó nổi mấy tên ấy, nên buộc phải gọi thêm đồng bọn. Merkin cười khẩy, cha cha, giờ thì náo nhiệt rồi. Sos trầm mặc lắc đầu, chuyện này cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Nói đoạn, y lại ngoảnh đầu hỏi, người của anh bao giờ mới đến? Merkin đáp, đừng nóng, bọn chúng phải trèo đèo vượt núi, cũng phải mất một ít thời gian chứ, phải vậy không? Trong sương mù, chắc một cường ba và ba tang không còn đi theo kiểu cua bò ngang nữa, mà chọn một hướng đột phá vòng vây. Nếu bị cả đàn sói tập trung lại bao vây, hậu quả thật khó mà lường nổi, Nói khó nghe một chút thì là chết không đất chôn thây. Trác Mộc Cường ba gồm chân chạy băng băng, vẫn không thể nào lý giải nổi, ngay từ đầu, lũ sói này đã cắt đứt liên hệ giữa hai bọn gã và nhóm của Pháp sư Á La, buộc họ phải chạy theo hai hướng khác nhau. Sau đó, lại áp sát lại gần bằng bộ pháp hình chữ chi, giả chết tập kích, đếm số đạn, cướp túi đạn dược, đến cuối cùng lại dùng tiếng chu để tập hợp thêm đồng bọn vây công, bất luận là chiến thuật tâm lý hay chiến thuật vận động, đều có thể nói là cao hơn bọn gã một bậc một đàn sói như vậy sao lại ngoan ngoãn nghe theo lệnh tên thao thú sư kia chứ rốt cuộc tên đó đã làm gì ba con sói chỉ từ từ truy đuổi không áp sát quá cũng không để khoảng cách kéo dài ra xa quá trác mộc cường ba và ba tang không dám tùy tiện nổ súng với khoảng cách đó cộng thêm sương mù ngăn cản tầm nhìn họ gần như không có khả năng gây tổn thương cho lũ sói nhưng cả hai đều hiểu rất rõ cứ tiếp tục chạy mãi thế này không cần đợi lũ sói tấn công họ cũng kiệt sức mà chết đã đến nước này thì không thể không nhờ đến ký ức của ba tang được rồi chắc mộc cường ba không kìm được buột miệng hỏi ba tang anh còn nhớ lúc đó làm sao mà thoát được chúng không ba tang gầm gừ nói đừng ồn đang nghĩ đây sương mù những tảng đá nằm bừa bãi khắp nơi chạy trốn thục mạng tình cảnh này sao mà giống với mười mấy năm về trước ba tang hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi mình vào tù mỗi ngày việc đầu tiên anh làm khi mở mắt ra chính là guồng chân chạy cuống cuồng chạy vì mạng sống dường như lúc nào cũng có một áp lực vô hình thúc phía sau lưng. Anh lăn từ trên núi tuyết xuống, rồi lại hùng hục giữa đống bùn đất, không dám dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một phút một giây, cứ thế chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt mới gục xuống ngủ thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt, những đôi mắt yêu dị rực sáng ấy lại như những bóng mà bám theo như bóng với hình. Anh không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu, cũng không biết sức mạnh gì khiến hai chân mình hoạt động liên tục như một cỗ máy. Cho dù đã đến thành phố, nhìn thấy nhà dân san sát nhìn thấy người qua kẻ lại rộn ràng tấp nập, trong lòng vẫn có một âm thanh không ngừng vang lên nhắc nhở, tìm một nơi an toàn, tìm một nơi an toàn. Lúc đó chạy đến đâu nhỉ, thành phố đầu tiên mình nhìn thấy, ba tang gạt những hồi ức đó sang một bên, lại tiếp tục đào sâu vào trong ký ức hỗn độn. Trước khi đào tẩu, bọn sói ấy đã khép kín vòng vây, các đồng đội đều biến thành những đống xương trắng hiếu, bản thân anh cũng đang ở giữa vòng vây chập trùng, nhưng... Suốt cuộc làm sao mà chạy thoát được chứ nhỉ? Ba Tang vừa chạy vùn vụt, vừa nghiến răng hồi tưởng lại. Nhưng trong ký ức của anh, mãi vẫn không hiện lên hình ảnh mình chạy thoát được bằng cách nào. Ngược lại, bức tường thành màu máu cùng vô số cánh tay trắng vươn ra thì cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác. Chỉ là cảnh tượng bên trong thành như thế nào thì anh không sao nhớ nổi. Anh không nhớ nổi họ đã thấy gì ở đó, cũng không nhớ nổi làm sao mình chạy thoát được, không nhớ nổi làm thế nào mình chạy được đến tận hasa Sa. Trong ký ức của anh toàn là những hình ảnh trong quá trình trốn chạy từ những chiến hữu bên cạnh mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu, đến cảnh một mình mình chạy như điên cuồng trên thảo nguyên, giữa vùng tuyết trắng mênh mang. Khoảng thời gian ấy, ba tang không dám nhìn bầu trời đêm, không dám nhìn ngắm sông dài, không dám ngoảnh đầu lại, chỉ một mực cắm đầu cắm cổ chạy, giống hệt như lúc này, nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập, chạy, chạy thật nhanh. Chắc Mộc Cường Ba vừa chạy vừa quan sát nét mặt ba tang, không khỏi có chút hối hận, nếu trong lúc này mà ba tang đột nhiên mất khả năng khống chế thì đúng là vô cùng tai hại gã đang nghĩ không biết có nên lên tiếng nhắc nhở ba tang giúp anh ta thoát khỏi hồi ức nguy hiểm ấy hay không thì ba tang bất thình lình tăng tốc trác mộc cường ba vội vàng đuổi sát theo sau vốn dĩ nếu giữ được tốc độ chạy ổn định thì họ vẫn có thể cầm cự được một khoảng thời gian kha khá nhưng chạy thuộc mạng kiểu ba tang thế này chỉ riêng đuổi theo bắt kịp cũng đủ khiến trác mộc cường ba mệt lửa người ra rồi gã chạy sau lưng ba tang hét lớn ba tang chậm thôi, bọn sói ấy đâu có đuổi rát quá. Dứt lời, gã ngoảnh đầu lại nhìn ra phía sau một cái, mồ hôi lạnh thức thì túa ra khắp người. Thì ra, những cái bóng mờ mờ trong màn xương của lũ sói đuổi phía sau, không biết từ lúc nào, đã từ ba biến thành bốn. Lần này, chắc Mộc Cường ba không nhìn lầm, những cái bóng đang chuyển động ấy, không thể nào sai được, chính là bốn con sói. Ba tan căn bản không hề nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường ba, anh ta đã dần dần chìm trở lại vào hồi ức xa xăm. Trong mắt anh, đã chẳng còn chắc một cường ba nữa, giữa đất trời chỉ còn lại một mình mình mà thôi, âm thanh vốn bị đè nén xuống tận sâu thẳm đáy lòng kia lại vẳng lên, chạy. Chạy nhanh lên, không được dừng lại. Chắc một cường ba bám sát phía sau ba tang, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra sau quan sát. Gã thấy rất rõ, bọn sói đang truy đuổi hai người từ bốn con đã tăng lên năm con, sáu con, bảy con. Mỗi lúc một nhiều, về sau, trong sương mù chỉ toàn thấy bóng sói nhấp nhô, không đếm nổi nữa trong khi đó ba tang đã xông lên phía trước gã chừng mấy mét chạy mãi chạy mãi chắc một cường ba chợt phát hiện xương mù phía trước hình như đã loãng dần lẽ nào đã sắp ra khỏi khu vực xương mù che phủ rồi nhưng chúng ta có chạy ngược theo lối cũ xuống tầng dưới đâu nhỉ trác mộc cường ba đang nghĩ vậy chợt thấy phía trước lờ mờ xuất hiện một vệt dài không thẳng thớm bằng phẳng nhưng lại kéo dài mãi sang hai bên vách đá trác mộc cường ba giật mình sực tỉnh bọn họ cứ cắm đầu cắm cổ chạy giờ đã ra đến mép tầng bình đài thứ ba này rồi. Nhưng ngoảnh lên nhìn ba tang, dường như anh ta vẫn không có ý dừng lại, vẫn cứ tiếp tục xông thẳng tới chỗ vách đá treo leo. Mặc kệ bọn sói vậy, Trác mộc cường ba tăng tốc, bật lên hai bước dài, rồi nhảy trồm tới, vươn cả hai tay ra, rốt cuộc cũng tóm được một cẳng chân ba tang, hai người cùng ngã nhào ra đất. Lúc này, đầu Trác mộc cường ba chỉ cách mép vách đá chưa đến một mét. Nhưng ba tang vẫn chưa chịu dừng lại, hai tay không ngừng vươn ra quều quào, hai chân đạp lia lịa rốt cuộc cả trác mộc cường ba cũng bị anh ta kéo lê đến mép vực trác mộc cường ba không biết mình đã bị ba tang đạp cho bao nhiêu cú cuối cùng cũng nhổm được người chống một chân xuống đất tìm điểm dồn sức lôi ba tang ngược trở lại gã vung tay tát cho ba tang hai phát thật mạnh rồi nắm cổ áo vừa rung vừa giật lớn tiếng quát ba tang ba tang tỉnh lại đi tỉnh lại đi ba tang cũng không biết là chiêu nào hiệu quả ánh mắt đờ đẫn thẫn thờ của ba tang dần dần có sinh khí trở lại nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi vừa định thần lại là hơn hai chục con sói đang trợn mắt trừng trừng hung hãn vây thành nửa vòng tròn dồn họ vào một góc bên mép vách đá sâu thăm thẳm trác mộc cường ba cũng biết lần này không thể chạy được nữa phía sau lưng đã là vách núi dốc đứng tuy rằng không cao như chỗ pháp sư tháp tây leo lên nhưng trong sương mù thế này chẳng ai biết được phía dưới kia tình hình như thế nào mà dám nhảy xuống cả còn phía trước mặt họ là hai chục con sói thể hình cường tráng liều mạng ư Tạm không nói đến đạn dừa còn lại chẳng bao nhiêu, mà dẫu còn đầy đủ súng ống chăng nữa, ở đây có nhiều sói như vậy, với tốc độ của chúng, dù có bắn hạ được một hai con, thì át cũng bị những con khác xé xác. Lẽ nào, nơi đây chính là điểm cuối cùng trong hành trình của bọn họ hay sao? Sao có thể vậy chứ? Chắc một cường ba không tài nào hiểu nổi. Lũ sói vây thành một vòng, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là muốn ra tay cả, dường như chúng đang thưởng thức cảnh chắc một cường ba đánh ba tang, có mấy con còn ngồi bệt xuống, lắc lư cái đầu, như thể đang bình phẩm. Lũ sói ấy thực sự bị tên thao thú sư kia điều khiển ư? Hay là người thượng qua ba ra lệnh cho chúng? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy một người thượng qua ba nào xuất hiện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc một cường ba bất thình lình dùng tiếng tạng cổ nói lớn, có phải bộ tộc qua ba không? Chúng tôi không phải kẻ địch của các vị, chúng tôi không có ý xâm phạm các vị. Xin hãy ra đây đi, em mờ thanh chìm vào màn xương rồi tan biến, Trác Mộc Cường Ba lại hét lên thêm mấy lượt nữa, song hoàn toàn chẳng hề có chút hồi âm gì. Chỉ có lũ sói kia, là hiếu kỳ quan sát sinh vật cao lớn đang gào thét lên ấy, chốc chốc lại có hai ba con trụm đầu vào nhau, tựa hồ bàn bạc xem lát nữa nên chia phần thức ăn như thế nào vậy. Bị bầy sói bao vây, dồn vào trốn đường cùng, ba tang đột nhiên như chạm phải dòng điện, toàn thân co giật run rẩy dữ dội. Chuột rút, Trác Mộc Cường Ba giật mình, đây là biểu hiện khi cơ thể người hoạt động quá độ, cơ bắp không còn chịu sự khống chế của hệ thần kinh nữa. Sắc mặt ba tang cũng trở nên cực kỳ khó coi, hai bàn tay nắm chặt, răng nghiến ken két. Đó không phải là biểu hiện của sự sợ hãi, từ ánh mắt ba tang, chắc một cường ba nhận ra dường như anh ta đã nhớ ra điều gì đó. Nét mặt ấy, như thể ba tang đang phải gắng chịu đựng một nỗi khuất nhục cực kỳ khủng khiếp vậy. Trong giây lát, cơ bắp ba tang không còn run rẩy nữa, ánh mắt ba tang bỗng trở nên thờ ơ hờ hứng chỉ thấy anh đảo mắt một vòng nhìn lũ sói đang bao vây xung quanh, rồi bình tĩnh cất tiếng, cường ba thiếu ra, dẫu thế nào, chúng ta cũng phải sống, đúng thế không? Dĩ nhiên rồi, chắc một cường ba đáp, tôi đã nói, chúng ta phải bình yên trở về, dù thế nào thì cũng không thể không làm gì, cứ thế chôn thân trong bụng sói được. Vậy thì tốt, hơi thở của ba tang bỗng nhiên run rẩy anh gắng hết sức dồn nén cảm xúc đang dâng trào xuống, đoạn nói, cường ba thiếu ra, dù tôi có làm gì, anh cũng phải làm theo, có lẽ, đây là cách duy nhất để chúng ta giữ mạng sống nếu như thuốc của tên thao thú xưa kia không khiến lũ sói này mất đi lý tính giọng ba tang run run dường như đang cố khống chế và dồn nén sự phẫn nộ đang bùng nổ lên trong lòng mình trác mộc cường ba mừng rỡ nói anh nhớ lại rồi à hay quá ba tang không trả lời việc đầu tiên anh làm tiếp sau đó là ném súng và đao của mình đi trác mộc cường ba cả kinh ném hết vũ khí đi thì làm sao thoát khỏi được vòng vây này chứ thấy ba tang ném nốt cả khẩu súng còn lại đi, chắc một cường ba bắt đầu thấy nghi ngại, ba tang tiếp tục nói, cường ba thiếu ra, nhất thiết phải làm vậy, cứ làm theo tôi, bọn chúng sẽ không lại gần chúng ta đâu. Lẽ nào, sau khi chúng đến gần, sẽ có biện pháp gì khác nữa? Chắc một cường ba bán tín bán nghi, xong cũng ném bỏ vũ khí trong tay đi. Tiếp sau đó, động tác của ba tang khiến gã không khỏi phải hít vào một hơi khí lạnh, chỉ thấy, ba tang chậm chậm giơ hai tay lên, mười ngón tay đan vào nhau, ôm lấy phía sau đầu, hai gối run run quỳ xuống đất, phần eo chậm chậm khom lại, hai cánh tay và tràn áp sát mặt đất, cả người phục xuống, không nhúc nhích gì nữa. Đầu hàng, chắc Mộc Cường ba nằm mơ cũng không thể ngờ được, lẽ nào mười mấy năm trước ba tang cũng dùng cách này để cầu xin bầy sói tha mạng. Nhưng lũ sói làm sao hiểu được ý nghĩa của tư thế này chứ? Đàn sói vẫn chố mắt ra nhìn hai người bọn họ, tựa hồ đang xem một màn biểu diễn. Ba, ba tang, Trác Mộc Cường ba gần như không dám tin vào mắt mình nữa. Ba tang nằm phục xuống đất, duy chỉ có âm thanh vang lên đáp lời, nếu muốn sống sót bằng bất cứ giá nào, thì làm theo tôi đi, Cường ba thiếu ra. Toàn thân đều đang run rẩy, nhưng anh vẫn kiên trì nói hết câu đó. Đây chính là những gì ba tang nhớ lại được trong khoảnh khắc cuối cùng, giữa màn sương mù lạnh lẽo, giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết ấy, nhìn những đám tuyết đỏ vì máu và những mảnh xác vương vãi của chiến hữu, nhìn những cái bóng mãnh thú dịch chuyển như con thoi trong sương mù, bọn chúng chính là thần chết. không thể kháng cự được, thần kinh thép của chiến sĩ đặc nhiệm nhện xanh cuối cùng cũng vỡ tan, anh thình lình quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, cuộn mình lại, khàn giọng gào lên, dù thế nào ta cũng phải sống, nhất định phải sống, ta còn người phải giết, ta còn người phải gặp một lần cuối, xin các ngươi, xin các ngươi đấy, xin các ngươi. trong làn gió bút giá giữa chốn đồng tuyết mênh mang, những đốm máu đỏ tươi lấm tấm như hoa mai không gian tĩnh lặng, chỉ còn thân thể đang co cụm lại run bần bật giữa đống xác chết bị dày xéo nát bươm. Không biết bao lâu sau, tiếng gió nhỏ dần, anh mới dám mở mắt ra, sương mù vẫn dày đặc, gió tuyết ngập trời, nhưng anh kinh ngạc nhận ra, mình vẫn còn sống. Những cái bóng trong xương kia, không ngờ đã biến mất toàn bộ. Nếu không phải xung quanh vẫn còn đống xác thịt bầy nhầy, những khúc xương đẫm máu, thì nơi này tĩnh lặng như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy con người đã mệt mỏi cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần ấy, run rẩy bước về phía những xác chết của đồng đội, những gương mặt quen thuộc giờ đây đã không còn phân biệt nổi ai với ai nữa rồi. Khi anh đang định thu nhặt những cái xác ấy, bỗng phát hiện, trong màn xương nhảy ra một con sói, nhìn anh chằm chằm, rồi nở một nụ cười ghê rợn, tựa hồ đang nói với anh, bắt đầu chạy đi, đuổi được ngươi, bọn ta sẽ ăn thịt. A, à, người thanh niên đã táng hồn khiếp đảm ấy lại một lần nữa bị nỗi sợ xâm chiếm cả linh hồn, thậm chí còn không kịp phân biệt rõ con sói ấy là chân thực hay ảo ảnh những ký ức hỗn loạn mà ghê hồn không ngừng tái hiện lên trong tâm thức sau một trận đau đầu dữ dội chạy 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 anh chỉ còn nhớ được một chuyện duy nhất ấy thế rồi không kịp mảnh đầu nhìn sát chiến hữu lấy một lần anh đã cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng giữa biển tuyết mênh mông một thành viên của đội nhện xanh đội quân xứng đáng được coi là mô hình chuẩn mực trong các đội quân đặc nhiệm trên thế giới một chiến sĩ lạnh lùng tâm tính cao ngạo, không ngờ lại phải đầu hàng một đàn sói. Vừa khóc gào vừa cầu xin chúng tha mạng, xin chúng xót thương. Đây là một sự sỉ nhục, một nỗi nhục vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa. Tiềm thức của ba tang đã ra lệnh cho mình xóa đoạn hồi ức này đi, tuyệt đối không bao giờ nhớ lại nữa. Nhưng khi một lần nữa trở lại trên làn danh sinh tử này, cuối cùng anh cũng vẫn phải đào bới những ký ức nhục nhã ấy lên, chẳng những vậy, còn lặp lại nó một lần. Chắc một cường ba vẫn hơi ngần ngừ, gã không cảm thấy hành vi quỳ xuống trước bầy sói này là một sự sỉ nhục gì cả, chỉ là gã nghi ngờ tính hiệu quả của phương pháp này. Tạm không nói đến việc lũ sói không hiểu hàm nghĩa của tư thế này, mà cho dù chúng hiểu đi chăng nữa, thì dựa vào cái gì mà khẳng định chỉ cần đầu hàng là chúng sẽ tha mạng cho bọn gã chứ? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng tình thế ép người, chắc một cường ba cũng vẫn quỳ xuống theo ba tang, nhưng gã không dập người xuống, mà vẫn thẳng người, gã muốn xem phản ứng của bầy sói. Nếu cúi dạp xuống như vậy, há chẳng phải là thành cá nằm trên thất, mặc cho lũ sói muốn làm gì thì làm sao. Hai người quỳ xuống không lâu, một con sói liền rời đàn tiến lại gần hai người. Chắc Mộc Cường Ba đã định sẵn chủ ý trong đầu, chỉ cần con sói ấy có động tác nào mang tính xâm hại, gã sẽ lập tức xông lên bảo hộ cho ba tang. Đến gần rồi, lần đầu tiên Chắc Mộc Cường Ba quan sát lũ sói này ở khoảng cách gần khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Chúng hoàn toàn khác với lũ sói ở những nơi khác, thể hình cao lớn hơn, trắng kiện hơn, đầu và miệng đều to hơn sói xám bình thường khá nhiều. Trác Mộc Cường Ba nhìn thẳng vào cặp mắt con sói đó, trong ánh mắt ấy, gã không thấy sự hung tàn của giã tính, mà là một vẻ khinh thường. Ánh mắt hờ hững điềm đạm ấy khiến Trác Mộc Cường Ba ngứa ran cả người. Bọn sói này căn bản không thèm mặt đối mặt với bọn gã, chúng chỉ dùng ánh mắt dò xét kẻ địch, khinh miệt liếc nhìn gã và Ba Tang mà thôi. Con sói đó đi thẳng đến trước mặt Ba Tang, cơ bắp toàn thân Trác Mộc Cường Ba đều căng cứng chờ phát động, chỉ thấy nó giơ chân trước lên, đặt lên đầu ba tang. Toàn thân ba tang run lên bần bật, chắc một cường ba cũng không kìm được, khẽ dùng mình một cái. Kế đó, gã trông thấy con sói đó dường như nhếch mép cười lên một cái, sau đó dí mũi trước mặt ba tang khịt khịt, như thể lại cười khẩy một tiếng nữa. Chắc một cường ba thở phào nhẹ nhóm, thầm nhủ, đây coi như là chấp nhận đầu hàng ư. Đúng lúc ấy, ba tang lại đột nhiên tấn công, anh bất thình lình ngừng đầu, hai tay đẩy mạnh, khiến con sói trước mặt ngã lăn ra đất, đồng thời gầm lên ông mày chịu hết nổi rồi anh đứng bật dậy nhằm vào con sói vừa nhổ mình lên vẫn còn đang ngẩn ra ấy tung một cước thật mạnh cú đá dồn hết sức lực hất văng thân hình to lớn của nó ra xa mấy mét trác mộc cường ba không ngờ được con sói trước mặt ba tang cũng không ngờ được nhưng lũ sói xung quanh thì không lúc nào lơ là cảnh giác chân ba tang vừa tung ra cú đá ấy liền có hai con sói từ hai bên lao bổ tới hai cái bóng xám tựa như hai lưỡi kéo đan nhau lướt vù qua trước mặt ba tang anh vội giơ tay lên chắn đòn tấn công của chúng, nhưng đã chậm mất một bước. Bóng xám lướt qua, liền có một tia máu tươi bắn vọt ra như mũi tên. Không, chắc một cường ba đã đứng dậy, song cũng không thể nào nhanh hơn lũ sói được. Gã gầm lên một tiếng, tung ra một quyền, vừa khéo ngăn được một cái bóng xám. Chỉ nghe bốc một tiếng, nắm đấm chắc một cường ba đã trúng ngay vào xương đầu con sói ấy. Con sói xám đó cũng không chịu lép vế, vừa lộn nhào một vòng trên không, chân sau vừa đạp mạnh một cú. Trác Mộc Cường ba tuy đã lùi lại rất nhanh, nhưng vuốt sói vẫn cào rách cả ba lớp quần áo trên người gã, để lại trên ngực ba vệt rõ sâu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái bóng xám chạm đất, ngoảnh đầu lại nhìn, một cái bóng khác biến hướng trên không, còn con sói bị ba tang đá chúng kia vẫn đang lăn tròn dưới đất. Trác Mộc Cường ba ngửa người ra sau, vết cào trên ngực rỉ máu, cái gói nhỏ trong ngực bay lên không trung, tấm ảnh, thanh kiếm nhỏ, hạt châu bắn tung tóe. Những con sói khác đều hầm hè muốn lao lên, có hai con đã bắt đầu tăng tốc. Ba tang một tay ôm chặt cổ, một vòi máu bắn phọt qua những kẽ tay. Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử ấy, Trác Mộc Cường ba đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó, khi ngửa người về phía sau, gã thình lình vươn tay ra, chuẩn xác chụp lấy cây sáo xương giữa đống đổ vật văng tứ tán, rồi không chút do dự, đưa lên miệng thổi thật mạnh. Thật may là trong lúc cuống cuồng ấy, cây sáo không bị cầm ngược, phát ra một thứ âm thanh bi thiết cô độc. Tiếng kêu réo rắt ấy, tựa như có một thứ ma lực, đàn sói đã bắt đầu tăng tốc lao đến đều dừng cả lại, con sói chạy nhanh nhất đã tung mình lao lên, nghe thấy tiếng sáo liền thu vút sắc lại, nhẹ nhàng lướt ngang qua cổ họng Trác Mộc Cường Ba, rồi ngoảnh đầu lại nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Trác Mộc Cường Ba cứng đờ cả người, chỉ thấy khí lạnh ở bốn phía xung quanh thấm vào vết thương trên ngực, lan tỏa đi khắp tứ chi mình mẩy. Tiếng gọi của sói thống lĩnh, gã đã hoàn toàn quên bén đi mất, lũ sói ở đây không giống đàn sói bọn gã gặp phải trên núi tuyết, không ngờ bọn sói này đều hiểu được tiếng gọi của sói thống lĩnh. Tiếng sáo xương vừa cất lên, toàn bộ bọn chúng đều dừng cả lại, thậm chí cả hai con sói bị trác mộc cường ba và ba tang đánh văng ra xa, cũng chỉ ngọ nguậy đứng lên, rồi không phản kháng gì nữa. Thoát cái, hơn hai chục con sói đã hậm hực biến mất trong màn xương. Mấy con sói cường tráng nhất đi sau cùng, giống như cảnh sát đang xua đám đông bu lại xem vụ việc gì đó vậy, không ngừng hướng về phía những con không chịu bỏ đi, phát ra những tiếng gầm uy hiếp, giống như đang nói, đi đi, đi đi, chẳng có gì xem cả, đi đi, nhanh lên. Một con sói còn liếc nhìn chắc một cường ba với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang nói, người có cái đó, sao không lấy ra từ sớm đi cho rồi. Chắc một cường ba chẳng nghĩ được nhiều đến thế, lũ sói còn chưa đi hết, gã đã vội chạy về phía ba tang. Sắc mặt ba tang tái nhợt, tay bịt chặt cổ họng, máu tươi thấm đầy dưới đất. Thấy chắc một cường ba bước đến, gương mặt anh nở ra một nụ cười thê thảm, lũ sói này đáng sợ thật, một đòn là chí mạng luôn. Trác Mộc Cường ba tuy không hiểu nghề y, song thoáng nhìn đã nhận ra, động mạch cổ của ba tang đã bị vuốt sói cào rách, căn bản không thể cầm máu được. Gã run giọng gào lên, tại sao? Dưới sự hướng dẫn của lữ cánh nam, Trác Mộc Cường ba từ từ nhắm mắt lại, đối với mật tu, gã lại hiểu sâu thêm một bước nữa. Mật tu giả không chỉ dựa vào phương pháp hô hấp để thay đổi môi trường bên trong cơ thể mình, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, mà còn thiết lập được một mối quan hệ chặt chẽ giữa thân thể và môi trường, giúp người ta nhận biết được cảm giác gió lưu động, thực vật đang sinh trưởng, trăng sao đang chuyển rời, rất giống với cảm giác của gã khi vừa giải trừ được cổ độc, không khí dịch chuyển, một chiếc lá lững lờ rơi xuống, những hạt cát nhỏ trượt nhẹ theo hướng gió. Chia làm ba đường. Trong mắt Ba Tang lộ ra vẻ hung hãn, kiên định nói, tuyệt đối, không bao giờ, đầu hàng cùng một kẻ địch hai lần. Trác Mộc Cường Ba không hề biết rằng. Ba tang quỳ xuống, sụp lại như thế chỉ là để thị phạm cho gã xem, nói cho gã biết khi phải sống sót bằng mọi giá thì cần làm như thế nào. Vào khoảnh khắc hai gối quỳ chạm đất ấy, anh đã từ bỏ mọi ý định cầu sinh rồi. Trác Mộc Cường ba luống cuống giúp ba tang ấn chặt vết thương trên động mạch cổ lại, nhưng máu vẫn chảy như suối, nguồn sống vẫn ảo ảo xông qua rào cản của những ngón tay, tràn hết ra ngoài cơ thể. Ánh mắt ba tang đã bắt đầu tản mát. Trác Mộc Cường ba vừa cuống quyết dùng một tay bới tung hộp đựng đồ cấp cứu trong ba lô, vừa lớn giọng gào lên ba tang ba tang đừng ngủ phải kiên trì không ngờ ba tang đẩy tay gã ra loạn chọn bước sang bên cạnh máu phun ra lại càng nhiều hơn đi tới đâu máu đỏ thấm tới đó anh định đi đâu trác mộc cường ba vội đỡ lấy ba tang ba tang chỉ vào tảng đá cao ngang người ngay bên cạnh trác mộc cường ba liền đỡ anh dựa vào đó dưới chân tảng đá chỉ trong giây lát đã bị máu nhuộm đỏ tươi anh việc gì phải lo cho tôi chính tôi đã bán đứng tất cả mọi người mà đừng nói bậy trác mộc cường ba run rẩy lấy ra vải xô băng gạc bông đoạn nói suốt chặng đường đến đây anh đã làm gì tôi đều không hề quên trong mắt tôi anh chưa hề làm chuyện gì có lỗi với mọi người cả anh là người lính ưu tú nhất mà tôi biết anh không thể ngã xuống ở đây được chúng ta sắp thành công rồi chỉ còn cách bạc ba la thần miếu có một bước nữa thôi cố lên cục bông dịt vào vết thương lập tức biến thành màu đỏ băng gạc ấn lên cũng ngay tức thì bị nhuộm đỏ ánh mắt lạnh lẽo của ba tang cuối cùng cũng thấp thoáng hiện lên vẻ ấm áp anh mỉm cười nói cường ba thiếu ra anh thật sự thật sự tha thứ cho tôi trác mộc cường ba gật mạnh đầu đúng vậy đúng vậy tôi tha thứ cho anh anh phải cố lên bàn tay trác mộc cường ba cảm nhận được một cách rõ ràng máu đã chảy ra ít hơn nhưng không phải vì gã cầm máu hiệu quả mà là máu trong cơ thể ba tang không còn nhiều nữa ba tang không nhìn chằm chằm vào trác mộc cường ba nữa cả người dựa lên tảng đá hai chân run rẩy xong vẫn kiên cường đứng thẳng không chịu nằm xuống anh ngước mắt nhìn vào màn xương thăm thẳm thản nhiên nói mười mấy năm trước lẽ ra tôi đã chết trong miệng sói rồi mang theo nỗi nhục nhã sống đến ngày hôm nay tôi đã hoàn thành những việc mình cần phải làm giờ chết ở đây cũng coi như đã trở lại trốn đi về của mình cường ba thiếu gia từ nay phải dựa vào bản thân anh rồi ba tang chỉ có thể cùng anh đi tới đây thôi trác mộc cường ba run giọng trách móc ba tang không được dễ dàng từ bỏ như thế. Không phải anh đã hứa với anh trai mình là sẽ cùng tôi đi hết chặng đường này hay sao? Không được đào ngũ như vậy." Ba Tang cười khổ nói, "Cường Ba thiếu gia, con người ta sống ở trên đời, nhất định phải dựa vào bản thân mình. Nơi này đã chôn xác tất cả chiến hữu của tôi, có thể trở lại đây, có thể ở bên bọn họ, tôi. Tôi rất vui, thực sự rất vui, trước mắt anh chợt hiện ra những gương mặt thân quen ấy, họ đang mỉm cười, vào sinh ra tử." được quen với anh thật là một điều may mắn cường ba thiếu gia chính anh đã cho tôi đi một quãng đường có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình ba tang ngoảnh đầu lại mỉm cười với trác mộc cường ba chừng như còn muốn nói gì đó nữa song không thể cất lời hơi thở yếu dần mạch cũng từ từ ngưng đập nhưng anh vẫn cố chấp đứng dựa vào tảng đá không chịu nằm xuống dòng máu dinh dính len qua kẽ tay đã ngừng chảy trác mộc cường ba ngạc nhiên nhìn ba tang chỉ thấy ba tang đang mỉm cười nhìn gã ba tang ba tang Gã khẽ gọi hai tiếng, rồi thình lình gầm lên, "Ba Tang." Nhưng Ba Tang không trả lời nữa, im lìm như bức tượng được khảm chặt vào đá núi. Trác Mộc Cường ba chống tay lên tảng đá, gió lạnh xe sắt thổi qua, sương mù mờ mịt, giữa trời đất bao la, lại chỉ còn một mình gã. Gã nhìn gương mặt không còn lạnh lẽo, nhìn nụ cười ấm áp như làn gió xuân trên môi Ba Tang, chậm chậm, từ từ, dường như gã đã hiểu ra, bèn cúi đầu lặng lẽ nói, "Anh tìm được hạnh phúc của mình rồi phải không?" Ba Tang trong gió phảng phất vẫn còn tiếng nói văng vẳng cường ba thiếu ra con người ta sống ở trên đời nhất định phải dựa vào bản thân mình trong gió lạnh thân thể ba tang nhanh chóng cứng đờ tựa như đã biến thành một phần của tảng đá ấy trác mộc cường ba vác về một đống đá vụn vẫn giữ nguyên tư thế ấy vùi lấp lên thi thể ba tang không có nhiều thời gian để đau khổ nhớ nhung lại càng không thể dừng lại gã còn phải đi tìm bọn mẫn mẫn và nhạc dương Trác Mộc Cường ba sắp xếp lại đồ đạc trong ba lô của mình và ba tang, đưa mắt nhìn đống đá một lần cuối, vệt máu kia chính là bia mộ. Đoạn, gã xài bước đi thẳng vào giữa màn xương, gió nhẹ nhẹ thổi sau lưng, giọng nói lành lạnh của ba tang vẫn văng vẳng bên tai, con người ta sống ở đời, nhất định phải dựa vào bản thân mình. Nhất định phải dựa vào bản thân mình, nhất định phải dựa vào chính mình. Lúc bị truy đuổi, rõ là trên người mình có thứ có thể xua được lũ sói, vậy mà lại không nhớ ra, khiến ba tang vì vậy mà thiệt mạng. Gió lạnh quất vào mặt, sương mù che trước mắt, Trác một cường ba đeo trên lưng ba lô của hai người, một mình lầm lũi bước đi, trong lòng dâng trào lên một niềm ân hận. Dọc đường, gã cũng lấy cây sáo xương của ba anh em sói xám đó tặng cho mình thổi thử mấy lần, nhưng không như trong truyền thuyết, bầy sói không hề chạy đến giúp sức, mà ngược lại, chẳng có con sói nào chịu lộ diện cả. Trác Mộc Cường ba không nản lòng, vì âm thanh gã thổi ra, lần nào cũng trầm trầm u uất, chứ không cao vút lên như lần đó cương nhật phổ bạc thổi. Trác Mộc Cường Ba cũng không ngờ, cây sáo thoạt nhìn trông tưởng đơn giản, lại còn phải có kỹ xảo đặc biệt mới thổi được, sớm biết vậy thì khi đó đã học hỏi của cương nhật phổ bạc rồi. Gã tin chắc rằng, chỉ cần mình có thể thổi ra được âm thanh giống như cương nhật phổ bạc lần đó, phát ra tiếng gọi thực sự của sói thống lĩnh, thì lũ sói đáng sợ kia sẽ đứng về phía mình. Cứ vậy, Trác Mộc Cường Ba vừa đi vừa thổi cây sáo xương kỳ dị đó. Khoảng hơn 20 phút sau, Trác Mộc Cường ba cứ thử thổi hết lần này đến lần khác, trong màn xương rốt cuộc cũng có phản ứng. Có âm thanh do vật thể đang di chuyển với tốc độ cao vẳng đến. Gã phảng phất trông thấy, một con sói mạnh mẽ, đang chạy xuyên qua màn xương đến với mình. Màn xương mờ mờ hiện lên những đường nét huyền chuyển, Trác Mộc Cường ba chăm chú nhìn vào cái bóng đang tiến lại phía mình với tốc độ khá cao kia. Trước khi lộ hẳn khỏi màn xương, cái bóng ấy bật cao, rồi vươn hai tay ra như đại bàng xải cánh, lộn một vòng, hạ xuống đất. Trác Mộc Cường ba cả mừng, bởi vì đó không phải là sói. Sau mấy lượt nhấp nhô, người kia dừng lại trước mặt Trác Mộc Cường ba, là Lữ Cánh Nam. Lúc này, Lữ Cánh Nam không đeo ba lô, hành trang gọn nhẹ, tóc buông xóa, nét mặt cảnh giác. Trong khoảnh khắc ấy, Trác Mộc Cường ba chợt nhớ đến cảm giác khi gã lần đầu tiên gặp cô, đó là một con chim ưng hùng cứ trên lãnh địa của mình, một con báo cái đang ẩn giấu hành tung trước lúc sổ tới con mồi sau khi chắc chắn xung quanh chắc một cường ba không có lũ sói, lữ cánh nam mới khe khẽ thở hắt ra một tiếng, cô nhìn hai cái ba lô sau lưng chắc một cường ba, hỏi, ba tang. Chắc một cường ba cúi đầu ủ rũ, hy sinh rồi. Lữ cánh nam cũng không quá ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của gã. trầm mặt dây lát, chắc một cường ba hỏi lại, phía cô ổn chứ? Lữ cánh nam lắc đầu đáp, bọn sói rất rào hoạt, chúng tôi bị ép phải tách ra. Mẫn mẫn không sao, có pháp sư á là đi với cô ấy rồi. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam một lượt, ngoài bộ quần áo lấm tấm vết máu và mái tóc hơi bù xù, trên người cô không còn gì khác nữa, đừng nói là súng, cả dao găm cũng không thấy đâu cả. Gã lấy làm lạ hỏi, ba lô của cô đâu? Bỏ rồi, Lữ Cánh Nam bình tĩnh đáp, trước khi tản ra, nghe có tiếng sói chu vang lên liên hồi bất tận, pháp sư á là e rằng có biến, sau khi tách ra, tôi bèn chạy lại phía đó xem thử tốc độ tấn công của lũ sói này rất kinh khủng để tiện tránh né tôi đành phải vứt bỏ ba lô về sau lại gặp phải mấy con sói trên đường dùng hết cả vũ khí đạn dược trác mộc cường ba sực hiểu tất cả thì ra bọn họ nghe thấy tiếng chu tập hợp của lũ sói lo lắng cho sự an nguy của mình và ba tang lữ cánh nam liền tách ra đơn thân độc mã đi cứu viện vì thời gian gấp gáp lại phải né tránh sự tấn công của bọn sói cô đành vứt bỏ ba lô phải biết rằng trong hoàn cảnh này vứt bỏ ba lô gần như đồng nghĩa với vứt bỏ vũ khí lợi hại nhất để giữ lấy mạng sống cho bản thân. Nếu lữ cánh nam không tìm thấy mình giữa màn sương mù mờ mịt này, thì cô chỉ còn một con đường chết mà thôi. Đồng thời, họ còn để người mạnh nhất trong đội là Pháp Sư Á La ở lại bảo vệ mẫn mẫn. Nhìn lữ cánh nam, chắc một cường ba thật không biết nên nói gì cho phải nữa. Có điều, tình hình khẩn thiết trước mắt cũng không để cho gã nói được gì. Lữ cánh nam chụp lấy tay gã, nói, đi, chúng ta phải nhanh chóng tập hợp với Pháp Sư, chỗ này thực sự quá nguy hiểm. Không hiểu vì sao, khi bàn tay Lữ Cánh Nam nắm lấy cổ tay gã, Trác Mộc Cường Ba chợt cảm thấy rất an toàn. Cảm giác thì cảm giác, song Trác Mộc Cường Ba vẫn đưa một ít trang bị cho Lữ Cánh Nam mang lên người. Nơi này là lãnh địa của loài sói, nếu cứ tay không đối địch, dẫu là người đàn bà thép như cô, cũng sẽ bị móng vuốt và răng nanh của chúng sẽ tan thành mảnh vụn. Đặc biệt là những vết máu bám trên y phục lữ cánh nam kia, rõ ràng là cô đã ra tay hạ độc thủ với lũ sói rồi, bọn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nằm ngoài dữ liệu của Trác mộc cường 3, lữ cánh nam cũng chọn các vũ khí giống hệt gã và ba tang, một tay cầm súng lục, một tay cầm đao. Cô cầm thanh đao lưới cong của ba tang lên ước lượng, vung qua vung lại, cảm giác không thuận lắm, bèn trả cho Trác mộc cường 3, rồi lấy con dao găm của gã, vuốt vuốt tóc, nhoèn miệng mỉm cười, đi lên trước dẫn đường nhưng trong màn sương mịt mùng ấy, đừng nói là tìm người, muốn tìm phương hướng chính xác cũng cực kỳ khó khăn. mới được một lúc, lư cánh nam nhanh chóng phát hiện ra bọn họ đang đi vòng vòng, không thể nào xác định được phương hướng tập hợp với pháp sư Á La. thấy trời có vẻ tối dần, sương mù mỗi lúc thêm dày đặc, hai người buộc phải tạm gác việc tìm đường, chuyển mục tiêu sang tìm một nơi nào có thể tạm nương náu qua đêm. một lúc sau, lư cánh nam tìm được một chỗ khá ổn, hai tảng đá lớn nằm sát cạnh nhau. Khối đá sau lưng cao chừng mười mấy mét, chắc là lũ sói không lên được, hai bên trái phải đều không có chướng ngại vật gì lớn, mà quan trọng nhất là phía trước không xa có mấy cây khô, có thể dùng làm củi đốt. Hai người quyết định dừng chân nghỉ ngơi, đốt một đống lửa. Mới đầu Trác Mộc Cường Ba còn lo lắng ánh lửa sẽ khiến họ bị lộ vị trí, nhưng lữ cánh Nam Bảo, trong màn sương mù này, không đến gần trong khoảng 100 mét thì không thể thấy được ánh lửa. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba kể lại cảnh ngộ của gã và Ba Tang. Lữ Cánh Nam cũng nói sơ qua tình hình phía bên mình, về đại để cũng khá giống nhau, cũng không ngoài việc bị lũ sói dồn ép, sau đó lại mắc phải mưu hèn kế hiểm của chúng. Sau cùng, chắc Mộc Cường ba mới kể chuyện cây sáo xương mà ba anh em sói sám cho gã. Lữ Cánh Nam bảo, cô biết, cô chính là lần theo tiếng sáo đó nên mới tìm thấy gã. Nhưng khi chắc Mộc Cường ba bảo, thổi sáo có thể khiến lũ sói rút lui, Lữ Cánh Nam liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới khẳng định với chắc Mộc Cường ba, nói vậy thì, Lũ sói ấy không phải hoàn toàn hành động theo chỉ thị của tên thao thú sư ấy phải không? Trác Mộc Cường ba chẳng để tâm chuyện này lắm, mặc kệ lũ sói ấy có nghe theo chỉ thị của tên thao thú sư kia hay không thì ba tang cũng đã chết rồi. Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường ba chưa lĩnh hội được ý của mình, liền chỉ dẫn, nếu lũ sói không nghe theo mệnh lệnh của tên thao thú sư ấy, vậy thì bên trong chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Không cần biết là tên thao thú sư đó chưa tìm được chất thông tin thích hợp hay lũ sói căn bản không hề bị ảnh hưởng bởi những trò của hắn. Tóm lại, nếu thao thú sư không thể khống chế được lũ sói, vậy thì bọn Merkin cũng chỉ có ba tên mà thôi, không phải là mạnh lắm. Lần này chắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra, phải rồi, sức mạnh của tên thao thú sư đó nằm ở lũ sói, nếu lũ sói không nghe theo lệnh hắn, vậy thì tên đó thành ra vô dụng. Và lại, bản thân thao thú sư cũng là một khái niệm hết sức mơ hồ, hắn ta cầm chắc có thể điều khiển tất cả các loài động vật hay sao nhất định cũng có lúc hắn phải thất bại chứ. Để khống chế thành công một loài động vật, hắn sẽ phải không ngừng thử nghiệm, mà trước mắt, hiển nhiên là tên thao thú sư ấy vẫn chưa tìm ra được cách khống chế hiệu quả. Vì vậy, bọn Merkin không phải là vô địch, tạm thời bọn gã vẫn an toàn. Cùng lúc ấy, bọn Merkin cũng ngồi quanh một đống lửa. Sauce nhìn chằm chằm vào màn xương u ám, nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đang hiện lên trong đầu y lúc này. Merkin ở bên cạnh nói, xem ra, lũ sói cũng không mạnh như anh nghĩ, khéo có khi đã bị tiêu diệt hết cả rồi cũng nên. Mắc cũng lên tiếng phụ họa, lại còn không à, bọn chắc mộc cường ba ấy còn nhặt được vũ khí của chúng ta cơ mà. so lắc đầu, nhưng hai người đừng quên, nếu truyền thuyết đúng sự thật, thì nơi này chính là vương quốc của sói. Lũ sói ở đây, không chỉ có một đàn sói mà chúng ta gặp phải đó thôi đâu, mà là hàng nghìn hàng vạn con. Dù lũ sói này đều không đáng sợ, thì vẫn còn những người qua ba ở sau lưng điều khiển chúng, không phải vậy sao? giọng Sos không giấu nổi niềm hưng phấn, y thật sự rất muốn nhìn thấy nguồn gốc của chức nghiệp thao thú sư này. Bộ tộc qua ba dù không gặp được người qua ba trong truyền thuyết, thì nếu tìm thấy văn thư của họ để lại, mang về nghiên cứu một phen cũng là điều rất tốt. Mac đột nhiên cũng hứng thú hỏi, phải rồi, ông Sos này, nếu thao thú sư của người qua ba đấu với ông, lũ sói sẽ nghe theo ai nhỉ? Ừm, vấn đề này không dễ trả lời. Sos ngẫm nghĩ dây lát rồi nói, mỗi bên đều có những điểm đặc sắc riêng, có lẽ. Phần thắng của họ lớn hơn một chút, có điều, dù bọn sói đó không nghe lệnh tôi, tôi cũng có cách khiến chúng không thể lại gần chúng ta, về mặt này thì các người có thể yên tâm. Giọng Sos nghe tràn trề tự tin. Merkin cũng đứng lên, tự tin nói, yên tâm đi, không có người qua ba gì cả đâu. Can, nếu anh có thể khống chế được lũ sói, vậy thì ở tầng bình đài này, chúng ta không còn đối thủ nữa rồi. Lời vừa dứt, trong sương mù chợt vang lên tiếng vù vù, hai con sói một xám một đen chạy thẳng tới. Ba người cũng không quá căng thẳng, giống như mọi khi, hai con sói ấy dừng lại cách xa đống lửa, cuộn mình nằm xuống. Merkin lẩm bẩm, chỉ có hai con quay lại, những con khác đều bị thịt hết rồi à. sau lắc đầu, không phải, chúng không bị thương, có người, trong sương mù, có người dùng tiếng Anh nói, tôi đây. Mark đột nhiên cầm súng đứng bật dậy, chắn trước mặt Merkin, bộ dạng như thể muốn liều mình bảo vệ ông chủ, trung can nghĩa đảm. Merkin bực bội gạt hắn sang một bên, ai chẳng biết người mới xuất hiện kia là ai, thằng nhãi nhép nhà mày còn cầm súng lên giả bộ cái gì nữa chứ. Kế đó, y lại đổi một bộ mặt tươi cười, bước lên nói, đến rồi hả. Người kia từ từ lộ ra khỏi sương mù, gật gật đầu với Merkin, sau đó quay sang hẳn học nhìn sos, cái thứ ông đưa tôi hình như chẳng hiệu quả gì hết. Suýt chút nữa là bị lũ sói xé xác ra rồi cậu vẫn bình yên vô sự đấy thôi. sauce nhe răng cười, dùng tiếng anh đáp lại. Mắc biểu môi, hầm ngực cất súng đi, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ Cậu vất vả quá, nhạc dương, nào, lại đây, cho chúng tôi xem, cậu mang về thứ gì nào. Nhạc dương ung dung ném ba lô của mình qua, bắt lấy. Thứ đầu tiên Mắc lấy ra khỏi ba lô, chính là chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân. Hai mắt Mắc sáng bừng lên, chỉ nghe y nói, tốt lắm, từ lâu ta đã muốn xem trong cái máy tính này chứa đựng bí mật gì rồi. Ở một nơi cách đó rất xa, trước một đống lửa khác, Pháp Sư Á La ngồi lặng lẽ như lão tăng nhập định, còn mẫn mẫn thì dùng một cành cây khều khều đống lửa, lẩm bẩm nói, Pháp Sư, ông nói xem, chị cánh nam có tìm được cường ba không nhỉ? Họ không có chuyện gì chứ, nhạc dương chắc không sao chứ. Pháp Sư Á La nhắm mắt đáp, bầy sói rút đi, chắc chắn là có nguyên nhân. Ở nơi này, chỉ cần lũ sói không chủ động tấn công chúng ta, thì hy vọng sống sót là rất lớn. Vậy, ngày mai chúng ta đi tìm cường ba nhé. Không được, Pháp Sư Á La nói như chém đinh chặt sắt, ở nơi sương mù che phủ khắp trốn thế này, người đi tìm người, sẽ chỉ tìm thấy người chết thôi. Và lại, có khả năng chúng ta không tìm được cường ba thiếu gia, mà ngược lại tìm được bọn mất kinh. Vậy chúng ta ở đây đợi họ à? Cũng không được, Pháp Sư Á La lắc đầu, ở vùng đất chỉ có sương mù này, con người như hạt cát trong biển khơi, mà chúng ta lại không có thiết bị liên lạc tầm xa, dù ở lại đây đợi thì cơ hội họ tìm thấy chúng ta cũng rất mong manh. Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Hai mắt mẫn mẫn đã đỏ lượng lên. Pháp sư Á La nhẹ nhàng nói, đừng nôn nóng, số mệnh tự có pháp duyên màu nhiệm, chúng ta. Cuối cùng sẽ gặp lại họ thôi. Phụ nữ và ma quỷ. Sau khi kể cho nhau nghe những gì mình gặp phải từ lúc bị tách ra, chắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam không hẹn mà cùng rơi vào trạng thái trầm mặc động tác và nét mặt của hai người gần như giống hệt nhau nếu không thẫn thờ nhìn vào ngọn lửa thì cũng ngước lên nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng cúi đầu chỉ có đống lửa bập bùng hắt lên làm gương mặt hai người đỏ bừng cứ như vậy đến nửa đêm lữ cánh nam mới lên tiếng anh nghỉ ngơi một chút đi đêm nay để tôi trông chừng cho không trác mộc cường ba lập tức nói hôm nay cô bôn ba cả ngày rồi cô đi nghỉ đi để tôi trông là được rồi lữ cánh nam lắc đầu không cần phải tranh chấp cứ làm như tôi nói đi. Ba tiếng đầu tôi thức canh, anh ngủ, sau đó tôi sẽ đánh thức anh dậy, chúng ta đổi ca. Trác Mộc Cường Ba còn định nói gì đó, nhưng Lữ Cánh Nam đã tiếp lời, nói theo cách của mật tu giả chúng tôi, trước giờ tí, thuộc em m. Trong khoảng thời gian này, những nữ mật tu giả sẽ cảnh giác cao hơn. Lữ Cánh Nam đã nói thế, Trác Mộc Cường Ba cũng chẳng có lý lẽ gì phản đối được, bởi gã vốn chẳng biết gì về mật tu cả. Gã không dùng đến túi ngủ mà trực tiếp gối đầu lên ba lô, nằm luôn xuống đất. Trong ánh lửa bập bùng, gã liếc nhìn lữ cánh nam ngồi ngay ngắn trước đống lửa, gương mặt lấm lem bụi đất, nhưng lại khiến gã thấy an tâm khôn tả, giây lát sau, gã đã ngủ thiếp đi. Đêm đó, chắc một cường ba nằm mơ, trong mơ, gã nhớ lại những chuyện lặt vặt của ba tang lúc còn sống. Cảnh tượng hiện lên cuối cùng là cuộc nói chuyện dưới ánh trăng ở Moscow, ba tang ôm chặt lấy gã, nở một nụ cười hiếm hoi, nói, đi đây, bảo trọng. Trác Mộc Cường ba kêu lên, anh đi đâu vậy? Ba Tang chỉ cười cười không đáp, thân hình khuất xa dần. Trác Mộc Cường ba giật mình sực tỉnh, mở mắt ra, chỉ thấy sắc trời trắng như bụng cá. Đống lửa đêm qua đã tắt, chỉ còn làn khói nhẹ nhẹ lan tỏa xung quanh. Trác Mộc Cường ba giận lắm, không ngờ Lữ Cánh Nam lại không gọi gã dậy, nhưng vừa nhổ người lên, gã thấy cô dựa lưng vào một tảng đá lớn, hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng. Không hiểu vì sao, Trác Mộc Cường ba bỗng thấy tim mình thắt lại, dường như phát giác ra điều gì đó không ổn, vội vàng lồm cồm bò dậy đến bên cạnh cô. Lữ cánh nam, Trác Mộc Cường ba gọi, thấy không có phản ứng gì, gã lại lớn tiếng hơn, Lữ cánh nam. Vẫn không có phản ứng, gã liền đặt tay lên chán cô, nóng quá. Một cơn gió lạnh ùa tới khiến Trác Mộc Cường ba không khỏi dùng mình, bấy giờ mới phát hiện, chỗ mình ngủ nằm trong hõm giữa hai khối đá khổng lồ, còn Lữ cánh nam thì ngồi ngay đầu gió. Cả một đêm dài, cô đều dùng thân thể mình che chắn không cho gió lạnh lùa vào bên trong hõm đá. Lữ cánh nam ngã bệnh, tuy rằng phản ứng đầu tiên của Trác Mộc Cường ba là không thể nào vậy được, nhưng nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay, khiến gã không sao giấu nổi sự hoảng loạn trong lòng. Có lẽ, tại ngày hôm qua cô đã quá mệt mỏi, đến tối lại trúng gió. Tóm lại, Lữ cánh nam đã bệnh thật rồi. Trác Mộc Cường ba ôm Lữ cánh nam vào lòng, thầm nhủ, ngốc quá, việc gì phải ngồi cách xa tôi thế bị thay đổi tư thế, lữ cánh nam giật mình tỉnh giấc, cô dường như muốn đẩy trác mộc cường ba ra, nhưng tay chân đều mềm nhũn yếu ớt. Cô vừa đẩy, vừa gắng sức nói, tỉnh rồi à. Chúng ta đi thôi, chỉ là, thân thể ốm yếu, ngữ điệu không còn vang vang mạnh mẽ như trước, ngược lại còn toát lên một vẻ dịu dàng núng nịu lạ thường. trác mộc cường ba chỉ hơi dồn sức vào cánh tay đã khiến lữ cánh nam không nhúc nhích gì được. Gã lẳng lặng nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình, đúng vậy, người phụ nữ ấy đang nằm trong lòng gã một cô gái có đôi má hồng mắt phượng mày ngài hơi thở thơm như lan như huệ thân thể mềm như chú mèo con khoảnh khắc ấy cô đã gỡ bỏ mọi thứ áo giáp che đậy trên người mình xuống cô không còn là người đàn bà thép cũng không phải là thạch quan âm xvi cô chỉ là một người đàn bà chỉ là một người đàn bà chỉ có vậy mà thôi không được hôm nay chúng ta không đi đâu cả trác mộc cường ba kiên quyết nói lữ cánh nam bất an ngọ nguậy mấy lượt nhưng sau khi phát hiện ra dù thế nào mình cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Trác Mộc Cường Ba, liền không nhúc nhích thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngước nhìn gương mặt kiên nghị thân quen ấy. Trong lòng cô lúc này là một thứ cảm giác pha lẫn giữa hoan hỉ và bi thương, hơn 30 năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn một gương mặt ở khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như vậy. Cường Ba thiếu gia, anh có biết, ở một góc khuất nẻo nơi anh không bao giờ để mắt đến, có một người vẫn luôn chăm chú dõi theo anh. Trác Mộc Cường Ba một tay ôm lấy lữ cánh nam, một tay lục tìm thuốc men trong ba lô. Gã hết sức cẩn thận cầm hướng dẫn sử dụng thuốc lên đọc thật kỹ, rồi mới chọn ra các loại thuốc tiêm, thuốc uống thích hợp, thứ gì không chắc chắn lại bảo Lữ Cánh Nam Nick thân kiểm tra thêm một lượt. Trác một Cường ba tiêm và bón thuốc cho Lữ Cánh Nam xong, không có nước đá, nhưng giữa màn sương mù, không khí vừa lạnh vừa ẩm, chỉ cần lấy mảnh vải bọc bên ngoài hòn đá là cũng có thể hạ nhiệt rất hiệu quả đây đều là những tri thức lữ cánh nam dạy gã hồi trước bản thân trác mộc cường ba cũng không ngờ lại có một ngày gã sẽ dùng những gì học được giúp đỡ lữ cánh nam người bệnh ăn uống không ngon miệng trác mộc cường ba sợ lữ cánh nam khó nuốt trôi nổi thực phẩm nén liền dùng số nước ít ỏi còn lại của họ hòa tan các viên thực phẩm ra thành dạng hồ nhão rồi mới đút cho cô ăn bận rộn cả buổi sáng thấy cũng sắp hết nửa ngày trác mộc cường ba lại bắt đầu chuẩn bị củi cho buổi tối gã sợ lữ cánh nam bị sói tấn công liền đặt cây sáo xương ngay bên cạnh cô, rồi bố trí vài cạm bẫy đơn giản xung quanh, mỗi lần đi chỉ chặt vài cành củi rồi lại quay về, quành đi quành lại bao nhiêu lượt cũng không sao, chỉ cần lữ cánh nam an toàn là được. Nhìn đống củi chất lên như ngọn núi nhỏ, chắc một cường ba quệt mồ hôi dịn ra trên chán, thầm nhủ, như vậy là đủ dùng cho đêm nay rồi. Gã ngoảnh đầu lại, thấy lữ cánh nam đang mở mắt, như cười mà không phải cười nhìn mình. Chắc một cường ba bước lại gần, hỏi, thấy đỡ hơn chưa? Lữ cánh nam nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu, chờ đợi, chờ đợi bàn tay ấm áp đó phủ lên chán mình, chính là thứ cảm giác ấy, hơi thô giáp, nhưng lại có sức mạnh và sự ấm áp lạ kỳ khó tả, giống như bàn tay của cha cô thuở bé. Bớt sốt hơn hồi sáng nhiều rồi, đến tối tiêm thêm một mũi nữa, ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Ưm, ừ. trác chắc một cường ba giật thoát mình, không ngờ lữ cánh nam cũng lại có lúc phát ra tiếng kêu lý nhí như mũi kêu ấy, so với bình thường thật sự đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau. Có điều, nghe một tiếng ấy xong, trong lòng gã lại chợt muốn nghe lại thêm lần nữa. Mặt đất ẩm thấp lạnh lẽo, chắc một cường ba liền đặt lữ cánh nam nằm lên chiếc giường giã chiến ghép lại từ hai cái ba lô. Có điều, lúc nào ở bên cạnh, gã đều để lữ cánh nam gối đầu lên đùi mình. Thuở trước, em gái đã từng nằm như thế, rồi về sau, mẫn mẫn cũng từng nằm như thế. Lữ cánh nam là người phụ nữ thứ ba nằm gối đầu lên đùi gã. Vợ cũ của gã cũng chưa bao giờ làm vậy, vì cuộc hôn nhân của họ hết sức nghiêm túc, gã và vợ luôn giữ một thái độ vừa phải với nhau, con gái gã cũng không, vì khi đó gã quá bận rộn, đến mức thậm chí đối với gã, việc con gái lớn lên cũng trở thành một kỳ tích. Trác Mộc Cường ba xoay mòng mòng từ sáng đến tối, bận rộn cả ngày trời, tới khi Lữ Cánh Nam bình thản nằm trên đùi, gã mới cảm thấy dường như mình đã quên mất việc gì đấy, nhưng đó chỉ là ấn tượng hết sức mơ hồ, rốt cuộc đã quên mất gì nhỉ. Đến khi Lữ Cánh Nam nhắc nhở, không biết mẫn mẫn thế nào rồi nhỉ đúng rồi mẫn mẫn bây giờ chắc mộc cường ba mới chợt nhớ ra cả ngày nay gã chỉ mải chăm sóc cho người trước mắt mà quên mất sự an nguy của mẫn mẫn tại sao lại vậy chứ không thể nào như vậy được gã vội hỏi cánh nam hôm qua khi cô tách khỏi nhóm tình hình thế nào lữ cánh nam nói hôm qua anh đã hỏi rồi mà nhìn bộ dạng lo lắng ra mặt của chắc mộc cường ba nụ cười trên mặt cô từ từ chìm xuống cô thở dài nói anh không cần lo cho họ lúc tách ra Tôi và Pháp Sư Á là đã hẹn trước rồi, dù có tìm được người hay không, cũng sẽ không dừng lại chờ đợi hoặc tìm kiếm. Anh cũng biết đấy, trong hoàn cảnh sương mù mờ mịt thế này, cơ hội tìm thấy người gần như là không có. Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau ở Bạc Ba La Thần Miếu, chỉ cần chúng ta có thể sống sót ra khỏi nơi này, tìm được Bạc Ba La Thần Miếu, thì nhất định sẽ gặp lại được bọn họ. Vậy thì tốt quá rồi, đợi một hai ngày nữa bệnh của cô thuyên giảm, chúng ta sẽ lập tức lên đường vẻ mừng rỡ của trác mộc cường ba lộ ra trên nét mặt ít nhất thì gã cũng biết một phương hướng đại thể tiếp sau đây chỉ cần vượt qua được khu vực sương mù là xong có lữ cánh nam đi cùng gã tràn trề hy vọng có thể vượt qua được tất cả tìm thấy bạc ba la thần miếu lữ cánh nam thấy gã vui mừng như thế trong lòng không khỏi có chút thất vọng lẩm bẩm nói bằng một giọng lý nhí gần như không thể nghe thấy có lẽ không cần đợi lâu như vậy đâu đống lửa lại được đốt lên cả đêm hôm ấy trác mộc cường ba ôm chặt lữ cánh nam trong lòng không hiểu tại sao, chỉ cần gã buông lữ cánh nam ra, đặt cô lên cái túi ngủ lạnh lẽo, là trong lòng lại hết sức hoảng loạn, vì lữ cánh nam không hề nhúc nhích, thậm chí gần như không thấy dấu hiệu của hô hấp, giống như, giống như đã chết rồi vậy. Chỉ khi ôm cô vào lòng, cảm thấy nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể và hơi thở đều đặn của cô, chắc Mộc Cường ba mới yên tâm phần nào. Có điều, trong đầu gã hoàn toàn không hề có những ý nghĩ khác, khi ôm lữ cánh nam, gã cảm giác như thể ôm em gái mình vậy, chỉ có điều hồi xưa, em gái luôn thích cửa quậy trong lòng gã, lúc thì cọ cọ chán, lúc lại ngoe nguẩy bím tóc, còn cô gái này thì lại cực kỳ ngoan ngoãn, lặng lẽ. Dẫu vậy, chắc Mộc Cường ba cũng không dám nhìn vào mắt lữ cánh nam, mỗi khi tình cờ hai ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa cháy lên từ đôi mắt sâu thẳm ấy đều khiến toàn thân gã phát sinh biến hóa, tưởng chừng như chỉ nhìn thêm một phút nữa, mọi thứ gã vẫn đang gắng sức khống chế sẽ bị giật tung ra như con ngựa không cương. Bởi vậy, cả đêm đó, gã không nhìn đống lửa thì cũng dõi mắt vào màn đêm, cả khi nói chuyện cũng vẫn ngước nhìn về cõi xa xăm. Thế nên, hầu hết thời gian, hai người đều chỉ trầm mặc lặng lẽ, cảm nhận hơi ấm từ thân thể truyền qua nhau. Không biết có phải vì chặt củi mệt mỏi quá, hay vì trong lòng ôm một người, cảm giác rất yên ổn, chắc một cường ba đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau tỉnh lại, trong lòng đã trống không, ngước nhìn lên. Gã chỉ còn biết há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ thấy lư cánh nam hôm qua vẫn còn ốm yếu, người mềm nhũn như con thỏ, giờ đang gác hai chân lên tảng đá, làm động tác chống đẩy trong tư thế trồng cây chuối ngược, những đường nét dưới lớp quần áo kia như thể được rèn từ sắt thép, chắc một cường ba rụi rụi mắt, cảm giác tất cả những gì xảy ra ngày hôm trước chỉ tựa một giấc mơ tiếp nối với giấc mơ từ biệt ba tang đêm trước. Lẽ nào, bây giờ mình mới vừa tỉnh giấc thôi sao? Lữ cánh nam hình như cũng nhận ra chắc Mộc Cường ba đã tỉnh, liền ngẩng đầu lên mặt đối mặt với gã. Ánh mắt ấy không còn đâu vẻ dịu dàng tha thiết nữa, mà lạnh lẽo như băng giá. Nếu bảo là mơ, vậy thì thật sự giấc mơ ấy qua thật rồi, Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình, bệnh. Bệnh của cô. Lữ Cánh Nam cong cánh tay lại rồi duỗi ra, bật người lên không, lộn một vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống, trên tóc, trên cổ đều dịn mồ hôi. Cô nhoẻn miệng nở một nụ cười nghiêm nghị, gật đầu đáp, sắp khỏi rồi, tôi đang trị liệu đây. Trác Mộc Cường ba cảm thấy, người đàn bà thép đã trở lại rồi, có điều vậy cũng tốt, hôm qua không phải là giấc mơ tất cả đều thực sự từng xảy ra, gã lấy làm tò mò hỏi, cô. Cô đang rèn luyện hả? Lữ cánh nam cởi áo ngoài, lau vết mồ hôi trên da, ngồi xếp bằng, đột nhiên hai tay chập lại, xoa mạnh vào nhau, rồi lòng bàn tay áp lên một số bộ vị trên cơ thể. Trác Mộc Cường ba biết, đó là các minh điểm trong mật tu, một khái niệm khá giống với huyệt đạo của Đông Y. Lữ cánh nam vừa dùng lòng bàn tay xoa lên các huyệt, vừa nói, đây là phương pháp trị bệnh của mật tu giả chúng tôi, gọi chung là thể liệu. Có câu, thể gồm trong ngoài, khí có thực hư, bệnh của con người, chính là do khí mạch không thông, trong ngoài không thoáng. Y học dùng thuốc, chữa bên trong, biến kim, thạch, thảo, mộc thành huyết khí, củng cố cơ thể, bồi bổ căn nguyên, còn dùng các thuật khác, thì chủ trị bên ngoài, ung nhọt thì dùng đao, tắc nghẽn thì dùng kim châm, ứ bầm dùng nhiệt. Cũng gọi chung là thể liệu, đây là một phạm trù rất rộng, còn đối với mật tu giả chúng tôi, thể liệu, chính là điều tiết kinh mạch bản thân, dùng khí tuần hoàn, xông phá những chỗ bị ứ trệ, muốn đạt được hiệu quả đặc thù nhất định, thì phải cần thêm một số động tác thể dục cường độ mạnh bổ trợ nữa. Trác Mộc Cường ba ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi, thế tức là vật lý trị liệu phải không? Lữ cánh nam đáp, cổ nhân gọi là thể liệu, không sai. Người ngày nay gọi là vật lý trị liệu, cũng không sai. Có điều, đối với mật tu giả chúng tôi, thể liệu là danh từ chuyên chỉ phương thức sử dụng thể thuật để tự trị bệnh cho mình, chủ yếu là xoa bóp các huyệt đạo khắp cơ thể, rồi thực hiện các động tác khác nhau để khai thông kinh mạch, thông kinh hoạt lạc. Kỳ thực, môn ngũ cầm hí xích trong Đông y hay các bài quyền trong võ thuật cũng đều có hiệu quả tương tự như thuật thể liệu này của Mật Tu Giả. Lữ Cánh Nam lại làm các động tác thể liệu đó thêm chừng nửa tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường ba quan sát, thấy cô xoa nóng lòng bàn tay rồi đặt lên các minh điểm trên người, thân thể thực hiện các động tác giống như tạo hình tượng Bồ Tát trong Phật giáo, hoặc đứng hoặc ngồi, có lúc đứng bằng một chân, có lúc trồng cây chuối, thậm chí uốn lưng chui đầu qua háng, thoạt nhìn, còn tưởng là diễn viên uốn dẻo đang biểu diễn nữa. Lữ cánh nam kết thúc quá trình thể liệu, thấy chắc Mộc Cường ba cũng thu dọn xong xuôi ba lô, liền nói, bệnh của tôi là do không trừ được tà khí bên ngoài, để xâm nhập vào nội thể, giờ cũng hòm hòm rồi, hôm nay chúng ta có thể lên đường rồi. Chắc Mộc Cường ba không nói lời nào, lập tức vác ba lô lên lưng, Lữ cánh nam lại nói, có điều, trước khi đi, chúng ta cần phải phân tích rõ ràng tình hình trước mắt đã. Cô ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt màu than trong đống lửa đã tắt lụi, vẽ một hình chữ nhật trên nền đất. Trác Mộc Cường Ba cũng ngồi xuống bên cạnh, Lữ Cánh Nam nói, đây là tầng bình đài thứ ba. Sau đó, cô chấm ba cái chấm ở trên, dưới, giữa ở một đầu hình chữ nhật, lại nói tiếp, hôm đó, sau khi bị lũ sói khiến cho phải tách ra, tình hình đại thể là thế này, ở trên cùng là Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn, mất Kinh ở giữa, chúng ta ở mé sát với mép bình đài. Trác Mộc Cường Ba gật đầu tán đồng, lữ cánh nam lại tiếp lời trong sương mù dày đặc thế này chúng ta và pháp sư á la rất khó nhận biết phương hướng chắc chắn nhất không gì bằng đi men theo vách núi và mép bình đài nhưng cô xóa hai cạnh chiều dài của hình chữ nhật đi bôi thành một đường gấp khúc dạng sóng rồi nói tiếp dù là men theo vách núi hay mép bình đài thì cũng đều là đường hình thành trong tự nhiên không thể thẳng băng được cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi vòng rất nhiều còn bọn mất in ở giữa lữ cánh nam vạch một đường thẳng dài từ chấm đen ở giữa hình chữ nhật nói bọn chúng có lũ sói dẫn đường tình huống xấu nhất là chúng sẽ tìm được con đường đi thẳng một mạch tới bạc ba la thần miếu còn tốt nhất là ở giữa tầng bình địa này có vô số giải đất cao thấp nhất nhiều hình thành bởi dung nham núi lửa như vậy thì đối phương cũng sẽ phải vòng qua vòng lại giống như chúng ta vậy nhưng vì hôm qua chúng ta đã để lỡ mất cả một ngày cho dù là theo tình huống tốt nhất cũng chưa chắc đã đuổi kịp được bọn mất kinh đâu trác mộc cường ba nói ý cô là lữ cánh nam nói chúng ta đang ở gần mép bình đài nhưng sẽ không hoàn toàn đi vòng vèo theo địa hình mà sẽ đi đường thẳng trác mộc cường ba nói nhưng đoạn đường phía trước chưa chắc gì đã bằng phẳng thể nào chẳng có chướng ngại vật lữ cánh nam nói đây chính là điều tôi đang muốn nói với anh gặp núi thì trèo núi gặp vực sâu thì đu qua chỉ có vậy chúng ta mới có thể đuổi kịp pháp sư á la và mức in với tốc độ nhanh nhất trác mộc cường ba hết sức mơ hồ tạm thời chưa nói đến việc bọn họ có năng lực gặp núi leo núi gặp vực đu qua hay không giữa sương mù dày đặc thế này, muốn không bị lạc hướng, cách ổn thỏa nhất chính là đi men theo mép bình đài. Điều này khá giống với định luật mê cung không trùng lập mà Lữ Cánh Nam từng dạy họ trước đây, nhưng giờ muốn đi đường thẳng, phải làm sao mới đảm bảo được họ sẽ không đi vòng vòng trong sương chứ. Lữ Cánh Nam dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, Ben giải thích, về vấn đề phương hướng thì không cần phải ngại. Tôi đang chuẩn bị dạy anh một phương pháp phân biệt phương hướng trong sương mù, phương pháp của các mật tu giả. Trác Mộc Cường ba không khỏi phấn chấn tinh thần, phàm là chuyện gì liên quan đến mật tu, cũng đều hết sức thần bí và mạnh mẽ, gã lập tức tập trung lắng nghe cô nói tiếp, các loài chim di trú mỗi năm đều bay mấy nghìn cây số theo một tuyến đường cố định, loài bướm châu Mỹ, sau khi bay qua Thái Bình Dương trở về, thậm chí còn có thể đậu trên cùng một cái cây nghỉ ngơi, bọn chúng dựa vào gì để phán đoán phương vị? Hiển nhiên là không phải bằng mắt rồi. Từ trường, những tri thức cơ bản này thì Trác Mộc Cường ba cũng có đôi chút hiểu biết đúng thế lữ cánh nam nói hai cực trái đất phát ra đường từ lực phân bố một cách chuẩn xác khắp toàn cầu giống như đường kinh vĩ tuyến trên quả địa cầu vậy những đường từ lực này dẫn đường cho các loài sinh vật di trú đó còn chuẩn xác hơn hệ thống định vị vệ tinh nữa mật tu giả không chỉ có thể xác định thời gian bằng nhịp thở và mạch đập mà cảm chi nhịp sinh học và từ trường ở khắp mọi nơi cũng là những ứng dụng cơ bản nhất bây giờ tôi sẽ cho anh biết cảm giác của mình đồng thời hướng dẫn anh cách tìm thấy cảm giác của mình đối với từ trường dưới sự hướng dẫn của lữ cánh nam trác mộc cường ba từ từ nhắm mắt lại đối với mật tu gã lại hiểu sâu thêm một bước nữa mật tu giả không chỉ dựa vào phương pháp hô hấp để thay đổi môi trường bên trong cơ thể mình khiến bản thân trở nên mạnh mẽ mà còn thiết lập được một mối quan hệ chặt chẽ giữa thân thể và môi trường giúp người ta nhận biết được cảm giác gió lưu động thực vật đang sinh trưởng trăng sao đang chuyển rời rất giống với cảm giác của gã khi vừa giải trừ được cổ độc không khí dịch chuyển một chiếc lá lưỡng lờ rơi xuống những hạt cát nhỏ trượt nhẹ theo hướng gió cảm giác lúc này so với lúc vừa tỉnh lại sau khi trừ cổ đầu còn rõ rệt hơn nhưng cảm giác về phương hướng lúc có lúc không khiến chắc mộc cường ba vẫn không sao xác định được chắc chắn được lữ cánh nam tận tình chỉ dẫn gã thử chỉ ra một phương hướng lữ cánh nam mỉm cười nói không tồi mới bắt đầu cảm giác ấy rất huyền diệu dù sao thì từ trường cũng là thứ nhìn không thấy sợ không được thậm chí anh còn không thể xác định rốt cuộc là mình cảm giác thấy gì nữa cơ vì vậy việc này phải thực hiện khi đang chuyển động từ bây giờ anh cần phải nhớ kỹ không phải anh đang đi theo tôi mà là đi theo cảm giác luôn giữ cảm giác như có như không ấy thứ cảm giác này không phải nói có là có luôn mà thời gian càng dài chúng sẽ càng rõ ràng tóm lại có một ngày anh sẽ phát hiện chúng cũng dễ dàng nhận ra như một con đường rộng lớn và thẳng tắp vậy còn nữa lữ cánh nam nhìn trác mộc cường ba nghiêm túc nói trong khoảng thời gian này tôi phải tiến hành huấn luyện thêm cho anh huấn luyện chắc mộc cường ba không hiểu còn huấn luyện gì nữa giết người lữ cánh nam lạnh lùng nói thấy trác mộc cường ba có vẻ rất ngạc nhiên cô lại chậm rãi giải, giải thích tức là tăng cường huấn luyện thêm cho anh về mặt chiến đấu không thể phủ nhận trong cả đội ngũ này có thể nói anh là người có sức mạnh nhất nếu nói về tỷ thí phân thắng thua ngoài pháp sư á la và tôi anh cũng mạnh hơn những người khác rất nhiều nhưng nếu muốn chiến đấu sinh tử thì anh không thể giết được ba tang chẳng những vậy nếu không giới hạn hoàn cảnh và công cụ, thậm chí cả trương lập và nhạc dương anh cũng không giết được. hai người họ một giỏi trinh sát, có thể phát hiện ra hành tung của anh; một giỏi ngụy trang, có thể sắp đặt cảm bẫy. ở giữa chốn hoang vu rừng sâu núi thẳm thế này, khả năng anh bị họ ám sát là rất lớn. thậm chí còn chưa thấy mặt họ thì đã ngã xuống rồi. trác mộc cường ba trao mày, gã không thể không thừa nhận, lư cánh nam nói cũng có lý phần nào. nếu song phương mặt đối mặt, dùng nắm đấm, gã sẽ không thua. nhưng nếu không có điều kiện gì ước thúc chỉ cần giết chết đối phương là được, sợ rằng gã chỉ hơn được mẫn mẫn và giáo sư Phương Tân một chút mà thôi, à không, rất có thể là, thậm chí còn chẳng bằng giáo sư Phương Tân nữa. Đặc biệt là một hai năm gần đây, trí nhớ, khả năng quan sát, sức phán đoán của gã đều giảm sút đáng kể, khéo dễ đến mẫn mẫn cũng mạnh hơn gã cũng không chừng. Lữ cánh nam tiếp tục nói, dạy cho anh biết cách nhận ra mưu kế và sự ngụy trang của kẻ địch, đồng thời tương kế tự kế lợi dụng ngược lại để đối phó với chúng, cũng chỉ là để khiến anh có thể sống sót được ở nơi này. Nói thực lòng, Lữ Cánh Nam thở dài, mới đầu, tôi thực không biết người của bộ tộc qua ba cổ đại mạnh mẽ đến mức nào, chỉ nghĩ đối thủ trọng điểm của chúng ta là bọn mất kinh, mà bọn chúng thì không đông lắm, chỉ là một đám ô hợp long xà hỗn tạp, vì vậy thời kỳ đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu huấn luyện anh và mọi người thành một nhóm chuyên gia đủ tiêu chuẩn hoạt động ở nơi hoang dã, về sau, khi tận mục sở thị những cảm bẫy của người qua ba lưu lại, tôi mới thay đổi sách lược huấn luyện, thay đổi mục tiêu, Mong rằng mọi người có thể nhận biết được các cơ quan cạm bẫy và đủ năng lực tránh khỏi chúng. Tôi hy vọng mọi người có thể trở thành những nhà thám hiểm đủ tiêu chuẩn, còn giờ đây, tôi không thể không thừa nhận, lời nhắc nhở của pháp sư Á La trước đây là chính xác, người qua ba và lũ sói của bọn họ còn khó đối phó hơn những gì chúng ta tưởng tượng nhiều, lũ sói ấy tuyệt đối không phải là lũ động vật bình thường, mà giống như là những người lính chuyên phụ trách ám sát trong một đội quân đặc nhiệm hơn. Cũng vì vậy, tôi không thể không huấn luyện anh trở thành một nhà mạo hiểm chân chính tuy thời gian không nhiều, nhưng cứ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Trác Mộc Cường Ba nói, huấn luyện như thế nào? Lữ cánh nam nhét hết những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn mà Trác Mộc Cường Ba đã chia ra làm hai phần vào ba lô của gã, nói, bắt đầu từ việc anh phụ trách mang vác toàn bộ hành trang. Trác Mộc Cường Ba không nói được gì, hóa ra nói từ nãy đến giờ, chính là để mình phải vác ba lô thôi à. Kỹ thuật dùng súng cận chiến. Mau lên, lữ cánh nam đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường ba đeo ba lô to tướng sau lưng, bắt đầu một đợt huấn luyện mới trong tiếng thúc giục không ngừng của cô. Gã nhanh chóng phát hiện ra, Lữ Cánh Nam nói không sai, do tác động địa lý, mép tầng bình đài thứ ba này có rất nhiều chỗ trồng chất nhô ra hoặc sụt lở hõm vào, cả phần mép bình đài nhấp nhô trồi sụt như răng cưa, nếu đi men theo mép, họ sẽ phải đi một quãng đường dài gấp từ 3 đến 5 lần bây giờ. Nhưng đi đường thẳng cũng không phải chuyện dễ dàng, hai ngày đầu chỉ phải leo qua những dốc đá nhỏ hình thành do dung nham dồn tích thì cũng không khó khăn gì lắm, nhưng đến ngày thứ ba, trước mặt bọn họ xuất hiện một vùng đứt vỡ rất lớn. Đây vốn là một khoảng dung nham dồn tích khá bằng phẳng, nhưng trong quá trình rắn lại đột nhiên gặp mưa lớn hoặc tuyết rơi, nhiệt độ giảm đột ngột, liền nước toác ra thành vô số bình đài nhỏ liên tiếp nhau, như thể trên tầng bình đài thứ ba này mọc ra vô số gốc cây khổng lồ, phía trên phẳng lì, phía dưới là vách cao thẳng đứng, chiều cao khoảng mười mấy mét đến mấy chục mét theo phương châm đi đường thẳng của lữ cánh nam, họ buộc phải leo qua những vách đá chắn ngang này. Theo lý mà nói, như vậy sẽ nhanh hơn đi đường vòng nhiều, và lại bám vách đá kiểu này leo lên cũng không tốn nhiều sức lực cho lắm. Nhưng chắc Mộc Cường Ba đang phải đeo ba lô nặng của hai người, còn lữ cánh nam đi trước thì luôn miệng thúc giục. Tốc độ của lữ cánh nam nhanh thế nào khỏi cần phải nói, vậy nên dấu thể lực của chắc Mộc Cường Ba rất tốt cũng mệt đến nỗi thở hồng hộc chẳng ra hơi. Trong quá trình huấn luyện. Chắc Mộc Cường ba cuối cùng cũng nhận thức được uy lực trọn vẹn của vị giáo quan ma quỷ mà Trương Lập với nhạc dương sợ như gà sợ cáo ấy. Mới đầu, thì thoảng cô còn dừng lại thúc giục mấy câu, sau dần, cô cũng chẳng buồn để mắt đến gã nữa, cứ cắm đầu đi một mạch, ý tứ như thể muốn nói, theo được thì theo, không theo được thì tự đi mà nghĩ cách. Có mấy lần, lữ cánh nam biến mất trong màn xương, chắc Mộc Cường ba buộc phải làm theo cô hướng dẫn, đi theo cảm giác của mình, cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, chắc Mộc cường ba cũng đã phần nào nắm được cảm giác đặc biệt ấy. Trong một ngày, họ đã vượt qua không dưới 20 bức tường đá chắn ngang đường, đặc biệt lữ cánh nam còn liên tục biến đổi tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, làm chắc Mộc cường ba phải há miệng thở hồng hộc, cảm giác như còn mệt hơn cả phải vác dìu đi chặt cây 10 ngày 10 đêm liên tục. Khi lữ cánh nam dừng lại nói, nghỉ lại đây đi, gã đã mệt đến độ chẳng buồn cởi ba lô ra, ngồi phịch luôn xuống đất không muốn dậy nữa. Không ngờ mông vừa chạm đất, đã nghe lữ cánh nam nói, mau đứng lên, huấn luyện dành cho anh chỉ mới bắt đầu thôi. Trác Mộc Cường ba không ngừng vừa thở vừa xua tay, thậm chí nói cũng không nên lời. Lữ cánh nam cười cười, bảo, làm theo các tư thế của tôi, như vậy sẽ hồi phục nhanh hơn một chút. Nói đoạn, cô liền ngồi khoanh chân xếp bằng theo tư thế tỏa thiền tiêu chuẩn, hai lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm mắt, đồng thời nói với Trác Mộc Cường ba, yêu cầu gã thả lỏng các khớp ở hai vai. Cảm giác những nốt xương sống thắt lưng xếp thành một hàng thẳng như quân bài domino, cơ bắp phần eo hông cũng thả lòng. Trác Mộc Cường ba đặt ba lô xuống, bán tín bán nghi học theo, chậm chậm hít vào thở ra theo hiệu lệnh của Lữ Cánh Nam, quả nhiên, hơi thở nhanh chóng bình thường trở lại, cảm giác nhức mỏi cũng dần biến mất, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng khắp người lại thấy dễ chịu như vừa được mát xa vậy. Lữ Cánh Nam tiếp tục hướng dẫn Trác Mộc Cường ba, cánh tay buông thõng tự nhiên, đầu ngón tay chạm đất, dùng ý niệm tưởng tượng các chất cặn bã trong cơ thể mình chảy ra theo đầu ngón tay, hai chân duỗi thẳng rồi từ từ trói ra trác mộc cường ba nhanh chóng sực hiểu ra phương pháp hô hấp này chính là cách thức hô hấp của mật tu giả mà gã từng khổ luyện rất lâu chỉ là lữ cánh nam chưa dạy gã những động tác này mà thôi hiển nhiên các phương thức hô hấp khác nhau đối ứng với những động tác khác nhau khi thực hiện những động tác này phối hợp với tiết tấu hô hấp gã cảm nhận được một cách rõ rệt thể lực mất đi nhanh chóng được bổ sung lại lữ cánh nam hướng dẫn trác mộc cường ba từng bước từng bước một để nhịp hô hấp và các động tác của gã trở nên liền mạch, làm hết một vòng, lại lặp lại, liên tiếp ba lần mới dừng. Trác Mộc Cường ba thấy cảm giác đau nhức đã giảm đi đáng kể, nhưng dạ dày thì bắt đầu sôi lên ủng ục, thầm nhủ, giờ chắc cũng được ăn rồi chứ. Không ngờ, Lư Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường ba đã hồi phục lại kha khá thể lực, liền đứng lên, vung tay trái một cái, đã thấy trên tay cô hiện ra một khẩu USB. Trác Mộc Cường ba nhăn mặt nói, giáo quan, cô định làm gì nữa? Lữ cánh Nam nói: Trước đó tôi đã để súng trong ống tay áo mô phỏng theo tuyệt chiêu sát thủ tiệp khắc của Murkin, nhưng hiệu quả thực chiến thì còn xa mới bị kịp hắn. Có điều hôm nay tôi chủ yếu chỉ muốn anh có nhận thức cơ bản về kỹ thuật dùng súng cận chiến thôi. Nói đoạn, tay phải cô lại hất lên, con dao găm của Trác Mộc Cường Ba liền lập tức xuất hiện. Một tay cầm súng, một tay cầm dao, chính là phương pháp hôm đó Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang sử dụng khi bị dồn vào đường cùng. Chỉ nghe Lữ cánh Nam nói tôi nghĩ chắc anh cũng hiểu rõ, tôi chưa bao giờ thực sự huấn luyện các anh trở thành bộ đội đặc trùng, mà chủ yếu huấn luyện cách sinh tồn ở nơi hoang dã và môn cơ quan học để nhận biết, tránh né, phá giải các loại cạm bẫy. Nhưng hiện giờ, khi phải đối mặt với lũ sói ở đây, những thứ mọi người học được rõ ràng là không đủ dùng rồi. Cô vung vẩy con dao trên tay phải, nói tiếp, kỹ thuật dùng súng cận chiến, có thể một tay cầm súng, cũng có thể hai tay hai súng, đương nhiên, phương thức tối ưu nhất là một tay cầm súng, một tay cầm dao, Thông thường, tay phải có sức hơn, đại đa số mọi người đều chọn tay phải cầm dao, nhưng anh cũng có thể lựa chọn theo thói quen của mình. Lưỡi cánh nam vung vẩy con dao găm trong tay, lưỡi dao rít gió vù vù, nói tiếp, kỹ thuật dùng súng cận chiến là một loại kỹ xảo thực chiến được phát triển từ trong chiến tranh. Phải biết rằng, súng ống được phổ biến rộng rãi là bởi chúng có uy lực, nói một cách chính xác hơn là có uy lực ở cự ly xa, nhưng đồng thời, từ khi súng ống được phát minh, đã luôn tồn tại một vấn đề đó là khi kẻ địch bất chấp sinh tử áp sát gần mình thì phải tính sao? Từ loại súng chỉ bắn một phát rồi phải nhồi đạn nguyên thủy nhất, cho đến súng tự động bây giờ đều không thể không đối mặt với vấn đề này. Thuở ban đầu, người ta chỉ có thể dùng khẩu súng đã bắn hết đạn làm gậy, về sau mới phát minh ra lưỡi lê, khi kẻ địch xông đến gần mình liền dùng lưỡi lê đâm đối phương. Đây có thể nói là hình thái sơ khởi nhất của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Thời nay súng tự động bắn liên tiếp nhiều phát đã thay thế loại súng đơn phát truyền thống, cũng có nghĩa là, trước khi kẻ địch áp sát lại gần, hoàn toàn có thể bắn hết cả một băng đạn, nhưng sau đó thì sao? Lữ cánh nam lại vẩy vẩy khẩu súng trên tay trái, nói, súng chẳng còn tác dụng gì nữa. Ném đi như cục sắt vụn, hay giữ lại, dùng báng súng đập đối phương, đều không phải, thường thức này chắc anh phải biết, tính hiệu năng của súng ống tỷ lệ nghịch với khoảng cách và kích cỡ của mục tiêu, nói vậy có nghĩa là, mục tiêu càng nhỏ, khoảng cách càng xa thì mức độ chuẩn xác càng thấp, khả năng bắn trúng mục tiêu càng nhỏ. Còn muốn trăm phần trăm bắn trúng mục tiêu thì không gì bằng bắn ở cự ly gần. Khi dí nòng súng vào mục tiêu thì tính chuẩn xác là cao nhất, uy lực cũng lớn nhất, thậm chí còn có thể bắn xuyên cả áo chống đạn nữa. Có điều, sau khi ra khỏi nòng súng, viên đạn cần một cự ly cực ngắn để tiếp tục gia tốc. Vì khí nóng sinh ra ở nòng súng còn có thể sản sinh ra một phần lực đẩy, khi lực đẩy này lớn hơn lực cản của không khí, viên đạn vẫn sẽ tiếp tục ở trạng thái tăng tốc. Tuy rằng cự ly này chỉ khoảng mấy cm, nhưng lại có thể khiến viên đạn đạt được uy lực lớn nhất, đồng thời cũng chuẩn xác nhất. Vị trí này, chúng tôi gọi là điểm tới hạn. Dĩ nhiên, các lý luận về đạn đạo học này không phải binh sĩ nào cũng nắm được. Chỉ những người nào nắm vững lý luận đạn đạo học, lý luận xả kích mới được gọi là cao thủ xả kích mà thôi. Trác Mộc Cường ba nghe cô nói một hơi dài, nửa hiểu nửa không, nhưng gã biết rõ một điều, bản thân mình không phải cao thủ xạ kích gì cả trương lập nhạc dương cũng không phải cả ba tăng cũng không mọi người chỉ biết dùng súng bắn nhau với kẻ địch còn mấy vấn đề kiểu như viên đạn rời khỏi nòng súng có thể phát ra uy lực lớn nhất ở khoảng cách nào hay tiêu diệt kẻ địch dễ dàng nhất trong phạm vi nào thì họ đều chưa từng nghiên cứu kỹ thậm chí còn chưa từng nghĩ đến mà lữ cánh nam cũng không nhắc đến bao giờ nghĩ tới đây trác mộc cường ba không khỏi hơi bực mình tại sao bây giờ mới dậy những điều này Tại sao không dạy cho tất cả mọi người trong đội từ trước đi? Biết đâu như vậy, bọn họ sẽ không phải chết uổng, ít nhất là ba tang. Lữ cánh Nam tiếp tục nói: Ngoài ra, khi khắp bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, anh sẽ bắn kẻ nào trước? Làm sao có thể di động với biên độ nhỏ nhất để bắn chúng kẻ địch trong phạm vi rộng nhất? Tại sao Mckin có thể cùng lúc bắn cả tám người chúng ta chỉ trong một giây ngắn ngủi? Bất ngờ nổ súng tấn công như thế nào mới đạt được hiệu quả cao nhất? Khi kẻ địch xông tới trước mặt làm sao có thể đỡ được đòn tấn công, đồng thời nổ súng phản kích. Để giải quyết một loạt những vấn đề này, cảnh sát Mỹ là những người đầu tiên đưa ra một hệ thống lý luận, gọi là các tư thế bắn súng lục không cần ngắm trong cự ly gần, về sau được phát triển thành các động tác xả kích trong cận chiến, cuối cùng mới hình thành kỹ thuật dùng súng cận chiến hoàn chỉnh. Tóm lại, đây là một thứ kỹ thuật dung hợp hoàn mỹ kỹ thuật chiến đấu cận thân và kỹ thuật xả kích, mục đích là để đạt được hiệu quả công kích mạnh nhất. Nếu thuần thục kỹ thuật này, Trác Mộc Cường ba không chờ được cô nói hết, buột miệng ngắt lời, tại sao lúc trước cô không dạy chúng tôi? Lữ Cánh Nam nghiêm nghị cúi đầu, nói, tôi bảo anh rồi, tôi chỉ muốn huấn luyện mọi người thành nhà thám hiểm, chứ chưa bao giờ có ý định biến cả đội thành những cỗ máy ám sát. Đương nhiên, tôi cũng không ngờ được kẻ địch của chúng ta lại mạnh đến thế. Thực lực của Merkin và tên thao thú sư đó đều đã vượt quá dự liệu của tôi. Tư liệu mà chúng ta có được nhiều nhất, chủ yếu đều là về thủ hạ của hắn và bọn hồ lang tôi huấn luyện cho mọi người chiến đấu, chỉ là để nhằm vào bọn chúng mà thôi. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, vậy tại sao, bây giờ cô lại dạy tôi? Lữ cánh nam cười khổ, thời khắc phi thường, phải dùng cách phi thường, trước đây tôi đã nói rồi, tất cả những gì tôi dạy mọi người, chỉ có một mục đích duy nhất, là để mọi người có thể sống sót trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng lúc này, nếu muốn chiến thắng, không, muốn có đủ thực lực tránh được bọn sói và mất kinh, muốn sống sót rời khỏi nơi đây, thì anh phải trở nên mạnh mẽ hơn còn câu hỏi nào nữa không trác mộc cường ba nặng nhọc lắc đầu thầm nhủ nếu tất cả mọi người đều ra đi chỉ còn một mình tôi sống sót vậy còn ý nghĩa gì nữa đâu gã đột nhiên lại nhớ ra một chuyện vội hỏi tại sao bọn ba tang và trương lập cũng không biết lữ cánh nam nói đúng thế ba tang không biết trương lập cũng không tuy họ đều xuất thân từ bộ đội đặc trùng nhưng trương lập vẫn thuộc biên chế bộ đội biên phòng không phải đơn vị tác chiến vì vậy cậu ta không biết còn ba tang theo lý thì anh ấy phải biết kỹ thuật này, chỉ tiếc là, lý luận này được đưa ra vào khoảng thập kỷ 70 của thế kỷ trước, và lại khi mới xuất hiện, nó hầu như không được công nhận, ngược lại còn bị chế giễu nữa, vì vậy khi bọn ba tăng còn tại ngũ không hề được huấn luyện kỹ thuật này. Được rồi, tôi không có nhiều thời gian để giảng giải cho anh về nguồn gốc và sự phát triển của kỹ thuật dùng súng cận chiến đâu. Lữ cánh nam đột nhiên đổi giọng, nghiêm khắc nói, trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ dạy anh các động tác cơ bản và làm thế nào để dung hợp uy lực của súng với kỹ thuật chiến đấu cận thân một cách hoàn mỹ đây là mấu chốt quyết định việc anh có thể tiếp tục sinh tồn ở vùng đất này hay không vì chúng ta chủ yếu phải đụng độ với kẻ địch ở những vùng hoang dã nên trước đây tôi chỉ dạy mọi người các phương pháp xạ kích cơ bản thiên phú của anh cũng rất khá trong hoàn cảnh đặc thù đã lĩnh ngộ ra được kỹ thuật đột kích ngoài ra vừa rồi lại cùng với ba tang ngộ ra được tư thế cơ bản của kỹ thuật dùng súng cận chiến nhưng chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ chúng ta cần phải bắt đầu lại từ đầu. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu cho anh biết thế nào là xả kích cự ly gần CQS. Đầu tiên là tư thế cầm súng. Nói đoạn, lữ Cánh Nam nhét khẩu súng vào tay Trác Mộc Cường Ba, nói, thực hiện tư thế ngắm bắn đi. Trác Mộc Cường Ba liền làm theo lời cô, dương súng ngắm bắn. Bàn tay lữ Cánh Nam đặt lên thân súng, rút mạnh một cái, đoạt luôn khẩu súng về tay mình, rồi trả lại cho Trác Mộc Cường Ba. Nếu là tư thế cầm súng lục bình thường, như vậy không có gì không ổn, dùng sức vừa phải, cổ tay và cánh tay cũng ở trạng thái thoải mái nhất, cơ cánh tay đỡ báng súng, có thể giảm bớt được sức giật. Thế nhưng, khi kẻ địch không cho anh đủ thời gian ngắm bắn thì sao? Làm sao anh có thể vừa rút súng là bắn, mà đạt được tốc độ và sự chuẩn xác cao nhất? Nếu anh giữ nguyên tư thế cầm súng này, khi vung mạnh tay, rất có thể sẽ văng cả súng ra xa cũng nên. Anh thử nhớ kỹ lại xem, mất kin bắn như thế nào. Trác Mộc Cường ba ngây người, người. Merkin bắn súng như đang diễn ảo thuật vậy, căn bản chưa kịp nhìn rõ khẩu súng ở đâu thì y đã bắn xong, lúc bấy giờ, nếu không phải lữ cánh nam đẩy cho một cú, thì gã cũng trúng đạn rồi. Lữ cánh nam nói, bắn súng là cả một quá trình phức tạp, từ khi có tín hiệu quang học. Tức là thị giác bắt được mục tiêu, chuyển biến thành tín hiệu hóa học, thông tin từ thị giác truyền đến đại não, sau đó đại não đưa ra phản ứng, truyền lệnh cho cơ bắp. Cả quá trình ấy, cần 0,325 giây nhưng đây chỉ là con số trên lý thuyết, còn phải tính thêm cả trạng thái xúc cảm, tinh thần của con người, và nhân tố môi trường nữa. Thông thường, binh sĩ đã được huấn luyện, trong trạng thái căng thẳng cao độ, từ khi phát hiện mục tiêu đến lúc viên đạn rời nòng súng, tổng cộng mất khoảng 0,4 cho đến 0,5 giây. Nhưng nếu gặp phải hạng người như Merkin, trước khi anh kịp có nửa giây phản ứng này, thì anh đã trúng đạn rồi. Tạm không nói đến tuyệt kỹ sát thủ tiệp khác, chỉ riêng kỹ thuật bắn súng của hắn thôi, tôi cũng không thể không cho anh biết, trước khi thấy hắn nổ súng, tôi chưa từng gặp ai bắn nhanh như thế, chuẩn như thế cả. Đáng sợ nhất là phạm vi xả kích rất rộng, cho dù trong nhóm tinh anh đẳng cấp nhất, sợ rằng cũng không tìm được mấy ai như hắn cả. Nói tới đây, Lư Cánh nam dường như nhớ ra điều gì đó, trong đầu hiện lên hình ảnh mất Kin một giây liên tiếp bắn ra 8 phát súng về phía 8 người, càng nghĩ lại càng thấy rợn cả người. Một giây bắn 8 phát súng không hề đáng sợ, súng của y là súng tự động có những loại tốc độ về mặt lý thuyết có thể đạt đến 800 phát đạn một phút, một khẩu súng hoàn toàn có thể bắn ra mười mấy phát đạn trong một giây, nhưng vấn đề là làm sao y có thể cùng lúc bắn về tám hướng khác nhau chứ? Tốc độ nhanh như vậy, người bắn căn bản không thể khống chế cơ bắp để điều chỉnh mục tiêu được, cũng có nghĩa là Merkin lợi dụng sức giật của bản thân khẩu súng và chỉ điều chỉnh thêm một chút, khiến đạn bắn ra theo hình rẻ quạt, lập nên kỳ thích cùng lúc bắn về tám hướng khác nhau. Nhưng muốn làm được điểm này, Nhất thiết phải tính toán được khoảng cách nòng súng dịch chuyển dưới tác dụng của sức giật từ trước khi nổ súng, điều này thì bộ đội đặc trùng bình thường không thể làm được, chẳng những thế, đó là loại súng toàn tự động, vậy mà y lại có thể khống chế một cách chuẩn xác để mỗi khẩu chỉ bắn đúng 4 phát. Những điều này, trước khi Merkin bắn 8 phát đạn đó, Lư Cánh Nam cũng chưa từng bao giờ nghe nói đến. Giây lát sau, Lư Cánh Nam thấy chắc Mộc Cường ba nhìn mình thất thần, vội nói, tạm thời không nói những chuyện đó, bây giờ tôi sẽ dạy anh tư thế cầm súng của kỹ thuật dùng súng cận chiến. Giống như khi nhảy cổ điển, Lữ Cánh Nam áp sát người sau lưng Trác Mộc Cường Ba, tay cầm tay dậy gã từng động tác một, khiến Trác Mộc Cường Ba hết sức ngượng ngùng. Càng khó xử hơn nữa là, Trác Mộc Cường Ba theo Lữ Cánh Nam bôn ba suốt một ngày trời, đến miếng nước cũng chẳng có, tuy cô đã dạy gã cách đả tỏa hô hấp, hồi phục được phần nào thể lực, nhưng đả tỏa không chữa được đói bụng. Gã đã nghe cô giảng giải một mớ lý luận xong rồi mà cái bụng vẫn trống không, thế nên khi lữ cánh nam chỉ cho gã các tư thế, bụng gã cứ kêu ỏng ọc ỏng ọc không ngừng. Cuối cùng, chắc Mộc Cường ba cũng không nhịn được, cất tiếng hỏi, có thể ăn một chút gì rồi tiếp tục luyện tập được không? Không được, lữ cánh nam nói bằng giọng 10 phần khẳng định, ý cô chính là muốn gã phải luyện tập trong trạng thái đói bụng, nếu không nhớ thì không được ăn. Sau đó, cô nói với gã, đây là phương thức huấn luyện có tên gọi là ký ức thân thể. Trác Mộc Cường ba nghe Lữ Cánh Nam giải thích, đại ý rằng khi cơ thể người ở trạng thái cực đoan về xúc cảm hay cực hạn về thể năng, chẳng hạn như cực độ sợ hãi, cực độ đói khát, cực độ mệt mỏi. trí nhớ sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm, những lúc ấy mà nhớ thứ gì thì cả đời cũng không thể nào quên, hoặc giả có thể bộ não quên đi, nhưng thân thể theo bản năng vẫn nhớ. Rất nhiều người bị kẹt trong những đống đổ nát cả mấy chục ngày sau cơn động đất, về sau được giải cứu, nhưng vì từng trải qua cực độ đói khát và sợ hãi, nên vẫn còn giữ mãi thói quen giấu thức ăn và di chứng sợ không gian chật hẹp. Đó chính là một trường hợp rất hay gặp của ký ức thân thể. Tuy lữ cánh nam nói, không nhớ được thì không cho ăn chỉ là câu nói đùa, nhưng chắc Mộc Cường Ba cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô, cũng biết cô hy vọng gã có thể sinh tồn ở đây như thế nào. Gã thầm hạ quyết tâm phối hợp với Lữ Cánh Nam huấn luyện cho thật tốt, đồng thời, gã cũng thực sự nhận thức được thế nào là khái niệm giáo quan ma quỷ mà Nhạc Dương và Trương Lập vẫn cứ luôn miệng nhắc đến. Nhớ lại câu danh ngôn trương lập, nhạc dương từng thốt lên không dưới một lần, chắc một cường ba cũng âm thầm lặp lại một lượt trong đầu, bà cô này không phải con người. Chỉ là chắc một cường ba vẫn hơi thắc mắc, không hiểu tại sao Lữ Cánh Nam có vẻ như nôn nóng muốn truyền thụ hết những gì cô biết cho mình như vậy. Lữ Cánh Nam áp người sát sau lưng chắc một cường ba, vừa hướng dẫn gã từng động tác nhỏ, vừa hít lấy mùi đàn ông tỏa ra từ gã, thầm nhủ, cường ba thiếu ra, những gì có thể dạy, tôi đều dạy anh hết cả rồi. Tuy đây là điều trưởng lão hội không cho phép, nhưng ở nơi này, tôi chỉ hy vọng anh có thể sống sót. Tôi có dự cảm, có lẽ mình không thể bảo vệ anh đi hết chặng đường này. Nếu trong chúng ta, cuối cùng vẫn còn người có thể sống sót ra khỏi đây, thì tôi hy vọng đó là anh. Cho dù anh không hiểu tấm lòng này cũng không sao, chỉ cần anh sống, nhất định phải sống sót ra khỏi đây. Vậy là, dưới sự hướng dẫn của vị giáo quan ma quỷ, chắc Mộc Cường Ba bắt đầu đoạn hành trình gian khổ nhất của gã từ khi đặt chân lên vùng đất Sandrila. Mỗi ngày, gã đều phải đeo ba lô nặng trịch leo vách đá, vượt qua những khe vực, không được nghỉ ngơi, vừa dừng lại liền phải thực hiện các động tác độ khó cực cao, sau đó vẫn không được ăn uống, mà phải nhịn đói một tay dao một tay súng tiếp tục luyện tập. Lữ cánh nam dạy cho Trác Mộc Cường ba cả thải tám tư thế phối hợp với nhịp thở, kỹ thuật dùng súng cận chiến thì bắt đầu từ cách thức cầm súng và đao, sau đó đến tư thế của cánh tay, bước chân và cách thức xoay người khi chuyển động, rồi cuối cùng mới chỉ cho gã 24 động tác vẩy tay rút súng cơ bản. Những động tác cơ bản này kỳ thực cũng rất đơn giản, ngoài mấy động tác yêu cầu tương đối cao với các khớp khuỷu tay và eo hông ra, còn lại đều hết sức dễ dàng, hơi giống với mấy động tác thể dục kiểu ưỡn ngực, xuống tấn, nghiêng người sang hai bên. Trác Mộc Cường ba mới tiếp xúc với kỹ thuật dùng súng cận chiến, cảm thấy có vẻ không được hiệu quả như Lữ Cánh Nam ca ngợi. Lữ Cánh Nam chỉ bảo gã, đừng bao giờ coi thường những động tác ấy. Những động tác cơ bản này đều nhằm mục đích khiến tầm lan tỏa của viên đạn đạt mức lớn nhất trong khi nòng súng di chuyển trong phạm vi nhỏ nhất. Mỗi động tác đều là kết luận khoa học đúc rút ra sau cả vạn lần đối chiếu so sánh của các chuyên gia nghiên cứu đạn đạo ở Viện Khoa học Nhà nước. Chỉ một động tác đơn giản này thôi, nhà nước ít nhất cũng phải tốn đến mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu nhân dân tệ kinh phí nghiên cứu rồi. Có điều, chỉ riêng những động tác đơn giản này, chắc Mộc Cường ba cũng phải tốn mất 3 ngày mới miễn cưỡng đạt đến mức chấp nhận được. 3 ngày sau, Gã dần dần phát hiện hướng đi của họ dường như có hơi thay đổi, nhưng trong xương mù dày đặc, cảm giác phương hướng của gã vẫn còn rất kém, chỉ có thể đi theo lữ cánh nam mà thôi. Lần theo dấu vết, thấy Trác Mộc Cường ba dần dần có thể thực hiện các tư thế cầm súng tiêu chuẩn trong trạng thái đói khát nhất, lữ cánh nam bắt đầu dạy gã cách phối hợp sử dụng súng và đao cùng một lúc. Vì các động tác này cực kỳ phức tạp, cần phải lĩnh hội trong thực chiến, nên lữ cánh nam phải vừa chỉ dẫn, vừa làm đối thủ cho Trác Mộc Cường ba luyện tập vốn là chắc mộc cường ba chiếm ưu thế về mặt thể năng nhưng sau khi phải đeo ba lô nặng leo vách đá rồi chạy hồng hộc cả ngày trời lại còn phải nhịn đói nhịn khát gã thực sự không phải đối thủ của lữ cánh nam mỗi lần tập luyện đối kháng bất cần một chút là bị cô nàng giáo quan ma quỷ này đánh cho bầm môi tím mặt gã bực bội lắm đồng thời cũng lấy làm thắc mắc lẽ nào lữ cánh nam không ăn không uống mà cũng không cảm thấy đói khát gì hay sao lại thêm hai ngày như thế nữa trôi qua hai người đều cảm giác rất rõ rệt mình đã tiến vào một độ cao khác, sương mù trở nên dày nặng, lạnh buốt, mặt đất cũng có nhiều chỗ đã kết thành một lớp băng mỏng, lúc leo lên vách đá cũng gian khổ dị thường. Tính ra thì chắc Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn đã bị chia tách khoảng một tuần rồi, nhưng mãi cũng chưa thấy đi hết vùng xương mù che phủ. Có điều, không biết vì cuộc huấn luyện địa ngục trong tình trạng đói khát cực độ kia, hay vì có lữ cánh nam luôn ở bên cạnh, mà chắc Mộc Cường Ba kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ nỗi nhớ Mẫn Mẫn trong lòng gã lại phai nhạt dần, Ít nhất thì cũng không còn vì cô mà lo lắng bất an cả ngày như trước nữa. Trác Mộc Cường ba tự an ủi mình rằng, đó là vì Mẫn Mẫn đã trở nên kiên cường, vì vậy mình mới không quá lo lắng cho cô nữa, cô đã có thể tự chăm sóc cho mình rất tốt rồi. Nhưng điều thực sự khiến Trác Mộc Cường ba thấy nghi hoặc là, gã lại cảm thấy lo lắng cho Lữ Cánh Nam, người phụ nữ mạnh mẽ ngày ngày vẫn luôn ở bên cạnh gã. Bản thân gã cũng không biết mối lo âu ấy đến từ đâu, chỉ có cảm giác rằng Lữ Cánh Nam đang giấu giếm mình chuyện gì đó ánh mắt cô mỗi lần nhìn về phía gã, đều tựa như sắp phải vĩnh viễn chia tay tới nơi rồi vậy. Hôm nay, sau khi kết thúc việc huấn luyện, Trác Mộc Cường ba bổ sung năng lượng bằng hai viên thực phẩm dinh dưỡng dạng nén, rồi tu nước ứng ực, ngoảnh đầu lại nhìn Lữ Cánh Nam, thấy cô đang ngẩn người nhìn một đống đá xếp bừa bãi, liền bước lại gần hỏi, sao vậy, giáo quan? Có phải vì hôm nay không đánh chúng tôi nên không vui không? Lữ Cánh Nam nhoẻn miệng cười, trên gương mặt xuất hiện một vẻ dịu dàng hiếm thấy, Khiến Trác Mộc Cường Ba cũng không khỏi ngớ người. Cô liếc nhìn má trái xanh tím của Trác Mộc Cường Ba, đó là vết tích của ngày hôm qua, đoạn nói, không có gì đâu, nghỉ sớm đi. Dứt lời, cô bèn đi thẳng đến bên cạnh vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát chỗ Lữ Cánh Nam vừa dừng lại, những đống đá như thế có thể thấy ở bất cứ đâu, không có gì đặc biệt, nhưng Lữ Cánh Nam nhìn gì ở đây chứ? Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng biết Lữ Cánh Nam đang nhìn thứ gì. Sự việc xảy ra rất ngẫu nhiên. Buổi sáng gã dậy đi tiểu, tự nhiên lại vòng ra phía sau đống đá ấy. Đột nhiên bỗng cảm thấy bên dưới đống đá có gì đó rất quen mắt. Bèn cúi người xuống xem, liền ngửi thấy một mùi sộc vào mũi. Nước tiểu sói. chắc Mộc Cường ba đưa chân hết mấy viên đá vụn ra, mùi nước tiểu liền bốc lên nồng hơn. Rõ ràng có lũ sói đi qua chỗ này, đồng thời còn đánh dấu vào nữa. Kỳ thực mấy ngày nay, điều khiến Trác Mộc Cường ba lấy làm kỳ quái nhất chính là. Dọc đường họ đi, lại chẳng hề gặp một con sói nào cả. Ban đầu thì còn có thể nói là do tiếng sáo khiến lũ sói sợ hãi, nhưng về sau, gã cũng không thổi nữa, vậy mà vẫn không thấy con sói nào. Gã từng đưa ra vô số giả thiết khác nhau, trong đó, lời giải thích hợp lý nhất là Tên thao thú xưa kia đã tập hợp toàn bộ lũ sói ở đây lại đi theo hắn, bọn chúng cần bổ sung thực lực. Nơi này đã có dấu vết của lũ sói lưu lại, nói không chừng lại còn cả những manh mối khác, nghĩ đoạn, chắc một cường ba cúi thấp người cẩn thận tìm kiếm không lâu sau gã phát hiện ra một vệt đen đen bên dưới một tảng đá lớn chứng tỏ rằng đã có người đốt lửa ở đây trác mộc cường ba dồn sức đẩy tảng đá sang một bên đào sâu xuống quả không sai dưới tảng đá là một đống cho than chất dẻo và sợi vải chưa cháy hết gã ngạc nhiên ngẩng đầu thầm nhủ lẽ nào chỗ chúng ta dừng lại nghỉ qua đêm chính là chỗ bọn mất đã cắm trại trước đó hôm qua lư cánh nam cứ nhìn chằm chằm vào đây cô ấy đã biết từ trước rồi sao anh phát hiện rồi à? Không biết từ lúc nào, lữ cánh nam đã xuất hiện sau lưng gã. Trác Mộc Cường ba nói, cô biết từ trước rồi, đúng không? Có phải bọn Merkin đã đi qua chỗ này không? Gã biết chắc, nhóm của Pháp Sư Á là còn cách mình và lữ cánh nam một quãng xa, và lại, đối phương còn đi chung với lũ sói nữa. Trước đây gã chưa từng thấy Pháp Sư Á là có năng lực về mặt này. Lữ cánh nam gật gật đầu, Trác Mộc Cường ba lại nói, cô phát hiện từ lúc nào vậy? từ lúc cô thay đổi tuyến đường, tôi đã cảm thấy có gì không ổn rồi. Lẽ nào từ thời điểm đó, cô đã dự định chuyển hướng đi cắt qua tuyến đường của bọn Merkin? Cô làm được bằng cách nào thế? Lữ cánh nam không đáp mà hỏi ngược lại, từ những dấu vết này, anh nhìn ra được những gì? Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, rồi trả lời, dấu vết còn rất mới, không quá hai ngày, lạ một điều là, nếu phán đoán dựa trên dấu hiệu nước tiểu của lũ sói để lại, thì số lượng sói cũng không phải nhiều lắm. Lữ cánh nam gật đầu khẳng định, bọn chúng có ba người, hai con sói, nghỉ lại đây trước chúng ta một đêm, phương hướng tiến lên đại khái trách về phía đông khoảng 15 độ. Theo quan sát của tôi mấy ngày gần đây, khu vực này có rất nhiều dung nham đại địa, thông thường lũ sói sẽ không chọn cách leo vách đá tiến thẳng như chúng ta, mà bọn chúng thì phải nhờ lũ sói dẫn đường, vậy nên tốc độ không thể nhanh như hai chúng ta được. Không thể nào, Trác Mộc Cường ba quả quyết nói, không thể chỉ có hai con sói lũ sói tấn công chúng ta hôm ấy đông như vậy cơ mà, chúng đi đâu hết cả rồi. Cho dù, bọn chúng thuộc những gia tộc sói khác, thì ban đầu tên thao thú sư kia cũng khống chế được 8 con sói cơ mà. Lữ cánh nam nói, chuyện này đúng là rất khó hiểu, nhưng dấu vết thì không nói dối, nơi này đích thực chỉ có hai con sói đi qua thôi. Trác Mộc Cường ba đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, vội hỏi, vậy cô đi theo bọn chúng, là có ý gì? Lữ cánh nam nói, nếu truyền thuyết là sự thật, vậy thì, càng đến gần bạc ba la thần miếu, lũ sói sẽ càng nhiều hơn, đến lúc ấy cho dù chúng ta có đến nơi cùng lúc với bọn mất kinh, chỉ cần có tên thao thú sư kia ở đó, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào để giành phần thắng cả. Vì vậy tôi nghĩ, trước đó, nhân lúc vẫn còn chưa đến khu vực quần cư của lũ sói, cần làm tiêu hao lực lượng của đối phương càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải giải quyết tên thao thú sư kia. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy làm sao được, tôi không đồng ý, bọn chúng đông hơn chúng ta, lại còn có lũ sói trợ giúp, cho dù đánh lén chúng ta cũng chưa chắc giành được lợi thế chuyện này sao cô có thể không bàn bạc với tôi đã tự tiện quyết định rồi tôi có còn là đội trưởng nữa không vậy lữ cánh nam cười cười lắc đầu thực ra tôi không định cho anh biết trác mộc cường ba như sực hiểu ra điều gì đó tâm tư lập tức trở nên bấn loạn hoảng hốt giữ chặt lấy hai vai lữ cánh nam cao giọng thốt lên cô cô định đi một mình lữ cánh nam chỉ cười mà không đáp coi như đã thừa nhận Bàn tay Trác Mộc Cường ba dùng sức mạnh hơn, chỉ thấy tâm can như lửa đốt, lòng giả dối bời, tôi không đồng ý. Tôi không cho phép cô đi. Đương nhiên, Lữ Cánh Nam nhún vai, trầm xuống, cũng chẳng thấy cô dùng sức gì đã nhẹ nhàng thoát khỏi hai tay Trác Mộc Cường ba, tôi đổi ý rồi. Trác Mộc Cường ba thở phào nhẹ nhõm, bọn chúng đông người hơn chúng ta, lại có lũ sói nữa, trang bị cũng đầy đủ hơn, và lại trong sương mù thế này, khả năng quan sát của chúng ta cũng giảm sút đáng kể, ấy là còn chưa nói đến việc đống trang bị này, vốn dĩ đều là của bọn chúng. Lữ cánh nam hơi ngẩng đầu lên, anh sợ à? Trác Mộc Cường ba ngẩn người, phải rồi, lẽ nào gã đang sợ? Gã thoáng suy nghĩ, rồi ngạc nhiên phát hiện ra, không phải mình sợ mất kinh, mà chỉ sợ lữ cánh nam một mình đi tìm mất kinh tập kích mà thôi. Lẽ nào, lẽ nào gã lại sợ mất lữ cánh nam đến thế? Trác Mộc Cường ba bần thần nhìn người phụ nữ trước mặt mình, không nói nên lời. Lữ cánh nam dường như cũng nhớ ra điều gì đó, khẽ cúi đầu, quay người. Trác Mộc Cường ba nhìn cô, bước lên một bước. Lữ cánh nam dường như giật thoát mình một cái, vội dào chân nhanh bước, rồi nói, chúng ta đã phát hiện được hành tung của chúng, đây là một cơ hội, phải lợi dụng cho thật tốt. Tôi thấy, chúng ta có thể tiếp tục bám theo, tìm cơ hội có tên nào tách ra khỏi nhóm, dù là người hay sói, chúng ta cũng có năng lực đối phó. Trác Mộc Cường ba không trả lời, Lữ cánh nam lại nói tiếp, tôi cảm thấy, nơi này đã rất gần vùng băng nguyên rồi, tuy rằng bọn Merkin có thực phẩm nén, nhưng lũ sói không ăn được thứ ấy. Giờ chính là cơ hội tốt nhất để đối phó bọn chúng, cơ hội thế này, nếu để lỡ thì sẽ không bao giờ có lại đâu. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, nếu đi tiếp là đến vùng băng giá, vậy thì lũ sói ở đó sinh tồn thế nào được? Lữ cánh nam lắc đầu, không biết, nếu truyền thuyết là sự thật, vậy thì khi đến gần bạc ba la thần miếu, nhất định sẽ có biến hóa, trở thành. Cô và Trác Mộc Cường Ba đồng thanh nói, nơi mà Ba Tang nói đến. Trác Mộc Cường Ba còn bổ sung thêm một câu, địa nhiệt. Đây là vấn đề Nhạc Dương và Trương Lập đã thảo luận hồi bọn họ ở trong rừng Amazon. Giờ đây, khi sắp đến gần Sandrila thực sự, trong tầm mắt vẫn chỉ là một vùng sương mù minh mang, những nơi đi qua hầu hết đều cần cỗi bạc màu toàn sỏi đá, gã không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc nơi mà Ba Tang nói đến ấy được hình thành như thế nào. Lữ cánh nam ngoảnh đầu lại, nói, không chừng, hôm nay chúng ta có thể đuổi kịp chúng cũng nên. Thấy Trác Mộc Cường ba do dự, cô liền dứt khoát nói, đeo ba lô lên, đi thôi. Hoàng hôn, bên đống lửa, trong lều bạt, một bàn làm việc giã chiến bày đầy các thiết bị điện tử, mất kinh chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên đó đang thể hiện hình ảnh 3D của địa mạo phía trước, các bình đài, dòng sông, triển núi, rừng cây đều hiện lên rất rõ ràng. Y giận dữ gần giọng mẹ nó, rốt cuộc còn phải đi bao xa nữa mới hết đoạn đường này chứ không chỉ là vấn đề đường xá thôi đâu, ông xem. Nhạc Dương đang điều khiển máy tính khẽ nhấp chuột, hình ảnh địa mạo lập tức xuất hiện những giải màu vàng, cam, xanh và các đường mức. Chỉ nghe Nhạc Dương nói, khu vực nào được tô màu xanh lam nghĩa là nhiệt độ đã xuống dưới không độ, ngày mai chúng ta sẽ phải đi xuyên qua băng nguyên. Mà phân tích khí tượng của máy tính cho thấy, ngày mai rất có thể sẽ có một trận tuyết lớn. Mắc đứng bên cạnh không khỏi cảm khái, thật không ngờ, các người cũng có thứ hàng cao cấp thế này. Merkin đang định nói gì đó, Sos trượt vén tấm che cửa lều bước vào. Merkin ngoảnh đầu hỏi, gì thế? Sos nói, những người bạn sói của chúng ta cảm thấy rất bất an, hình như chúng phát hiện ra gì đó. Merkin liếc mắt nhìn nhạc dương, thấy nhạc dương vẫn cứ thở ơ như không, y mới hỏi, có phải bạn cô tìm đến rồi không? Sos đáp, lũ sói không phát ra lời cảnh báo nào, vậy có nghĩa là đối thủ còn cách chúng ta rất xa, sói có thể ngửi thấy những phân tử mùi lạ từ khoảng cách 10 cây số cơ tôi định dẫn mấy người bạn sói này đi một vòng thử xem thế nào. Merkin đảo mắt một vòng, gật đầu nói, chúng ta cùng đi. Tôi cũng đi, nhạc dương và mắc đồng thanh lên tiếng. Ừm, um, không, Merkin nở một nụ cười hòa nhã, hai người ở lại đây, tôi hy vọng khi chúng tôi trở lại, có thể nhìn thấy một tấm bản đồ hoàn chỉnh rồi. À, phải rồi, nhạc dương, cậu cũng chỉ cho mắc cách sử dụng phần mềm ấy đi, thật đúng là, phần mềm tốt như vậy, sao lại toàn bằng tiếng chung chứ? Nói xong, y liền vỗ vai Sauce, cùng bước ra ngoài. Mark kéo kéo tay nhạc dương, hỏi, cái nút này dùng để làm gì vậy? Bên ngoài lều, Sauce nói, cần gì phải đề phòng quá đáng thế, anh còn sợ chúng ta không đối phó được chúng à? Merkin nói, cao thủ chơi bài thực sự, xưa nay không bao giờ để đối thủ nhìn được toàn bộ bài tẩy của mình ngay từ đầu, để lại hai người bọn chúng, sẽ khiến mấy người bạn cũ kia của chúng ta phải e rè, không dám dốc hết toàn lực. Sauce bổ sung thêm, và lại, anh cũng không phải lo lắng về thằng nhóc nhạc dương ấy, phải vậy không? Merkin cười cười, phải rồi, nhắc đến nhạc dương, dạo này hình như thằng lỏi ấy khá thân cận với anh thì phải. Trên gương mặt so thoáng hiện lên vẻ đắc ý, thằng nhóc ấy có tiềm lực trở thành thao thú sư đấy. Merkin lấy làm tò mò lướt nhìn Sos, nói, tại sao lại nói vậy? so nói, phải biết rằng, thao thú sư về bản chất là một nghề chuyên giao tiếp với động vật, sở dĩ nghề này ít người như vậy, thần bí như vậy là vì một người giao tiếp với động vật trong thời gian dài, phải chịu được sự cô tịch vắng vẻ, và lại còn luôn luôn phải đề phòng lũ động vật ấy sẽ đột nhiên mất kiểm soát, tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng kéo dài. Vì vậy, muốn trở thành thao thú sư, không chỉ cần sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn, mà quan trọng là phải có tính cách cởi mở thoải mái. Một kẻ, nếu trở nên trái tính trái nết, tính tình quái đản chỉ vì bị cô độc và đè nén bản thân trong thời gian dài, thì không thể trở thành thao thú sư được, mà chỉ có thể thành một tên điên, ngoài ra, thao thú sư còn phải có khả năng quan sát hơn người, và thân thủ nhanh nhẹn, quan trọng nhất là cần luôn luôn có lòng hiếu kỳ ham tìm tòi, ham hiểu biết. Những điều kiện này, tôi thấy thằng nhóc ấy cơ hồ đều có cả, kha kha. Nhưng Merkin thì không cười nổi, y cảnh cáo Sos, dù anh có hảo cảm với thằng nhóc ấy, thì cũng vừa phải thôi, tôi không mong muốn trong đội ngũ của chúng ta đột nhiên xuất hiện một tên thao thú sư thình lình trở mặt cắn ngược đâu đấy. Nửa đêm nửa hôm tự dưng bị trùng độc hay ác thú không biết ở đâu kéo đến làm thịt thị oan uổng lắm. Sauce nói, nếu anh đã nghi ngờ nhạc dương như vậy, sao còn giao thứ quan trọng như thiết bị phát xạ tia laser cho nó. Merkin đắc ý cười cười đáp, đây gọi là đi nước hiểm mới giành được phần thắng, dĩ nhiên, xưa nay tôi cũng chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn cả. Sauce cũng nói, anh yên tâm đi, tôi cũng không gây phiền phức cho mình đâu, những gì tôi nói với nó chẳng qua chỉ là những thưởng thức cơ bản nhất mà thôi hai người vừa đi vừa nói chuyện căn lều lùi lại xa dần cuối cùng cũng biến mất trong màn sương mù trước khi sắc trời hoàn toàn tối đen trác mộc cường ba giờ ống nhòm hồng ngoại lên quét qua màn sương mù đến rồi gã đột nhiên phát tín hiệu với lữ cánh nam lữ cánh nam cũng đưa ống nhòm trong tay lên nhìn thấy có hai chấm đỏ đang cẩn thận đến gần những cạm bẫy họ sắp đặt hai chấm đỏ này dường như đã phát hiện ra gì đó nhưng vẫn không tiến lại gần mà chỉ đi vòng vòng xung quanh lữ cánh nam hơi lo lắng nói Bọn sói này giàu hoạt quá, bọn chúng vẫn luôn ở ngoài phạm vi ảnh hưởng của Lựu Đạn. Trác Mộc Cường Ba nói, lẽ nào chúng ta chưa quấn đủ quần áo? Hay mùi của chúng ta chưa thể che hết mùi của thuốc súng? Bị phát hiện rồi à? Lữ Cánh Nam quyết đoán nói, cạm bẫy này không dùng được rồi, đi ngay thôi. Đi đâu vậy, bạn cũ của tôi? Vừa nghe thấy giọng nói đó, Trác Mộc Cường Ba đã giật mình đánh thoát, thôi xong, vậy là bị phát hiện rồi. Phản ứng của Lữ Cánh Nam nhanh nhẹn dị thường ngay lập tức rút dao sông về phía phát ra âm thanh, vừa xoay người đã nhìn thấy Merkin đang cười gian xảo đứng bên cạnh một người áo đen. Merkin hết sức ung dung, hai cánh tay xòe ra, súng đã cầm sẵn. Nhưng khi ấy lư cánh nam đã áp sát tới gần, trước khi y kịp nổ súng, lưỡi dao đã đâm thẳng vào lồng ngực to bè. Hai cánh tay Merkin giơ lên ngăn lại, dùng báng súng chặn lấy nhát dao khí thế hùng hậu đó. Lúc này, lưu cánh nam mới vung tay trái lên, cánh tay vừa nhích động, khẩu súng trong ống tay áo đã trượt ra, bằng một phát ở khoảng cách cực gần. Chẳng những vậy, đà lao của cánh tay vẫn không hề giảm sút, khẩu súng trong tay lưỡi cánh nam như thể biến thành một nắm đấm sắt, đuổi theo viên đạn đập thẳng vào trán Mookin. Ở khoảng cách gần như vậy, tưởng chừng như Mookin không thể né tránh được, nhưng y lại cứ như đã chuẩn bị từ trước, ung dung nghiêng đầu sang một bên, viên đạn suốt qua bên má, cả khẩu súng đập tới cũng rơi vào khoảng không, đồng thời Hai tay giơ lên đỡ dao của Mckin khẽ gìm cổ tay xuống một chút, nòng súng chĩa thẳng vào hai bên eo hông lữ cánh nam. Chỉ nghe pằng pằng hai tiếng vang lên, nhưng khi Mckin trầm cổ tay xuống, lữ cánh nam cũng đã đổi tư thế, sức nặng toàn thân dồn lên cánh tay phải cầm dao, đồng thời hai chân rậm mạnh xuống nhảy bật lên, lấy Mckin làm điểm tựa, cả người lộn một vòng trên không bay qua đầu Mckin. Nếu lúc này Mckin thu súng buông tay, thì khi hạ xuống khẩu súng trên tay trái lữ cánh nam có thể bắn xuyên từ đỉnh đầu xuống đến bụng dưới của y, nhưng mắc Kinh lại không buông tay, ngược lại còn dồn sức đẩy lên cao, đưa lữ cánh nam thêm một đoạn nữa, đến khi thân thể lữ cánh nam hoàn toàn ở trên không, y mới buông hai khẩu súng đan chéo nhau, hai tay cùng lúc vất xuống, chĩa ra phía sau. Păng păng păng, păng 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 păng, hai khẩu súng của mắc Kinh liên tiếp nhả đạn truy kích lữ cánh nam đang lộn nhào trên không, tia lửa vạch trong màn xương hai đường nan quạt hoàn chỉnh. Đồng thời, khi ở trên không lữ cánh nam cũng vươn tay ra đạn như có mắt nhằm thẳng vào mớkin bay tới trác mộc cường ba chưa từng thấy cảnh chiến đấu như vậy bao giờ hai người rõ ràng đang cận chiến người áp sát người vậy mà lại có thể nổ súng bắn đối phương như chúng rồi cùng lúc ấy lại vẫn có thể né tránh lưỡi dao cũng như nắm đấm của đối phương đánh tới lữ cánh nam lộn người hạ xuống dao găm liền đâm thẳng ra nòng súng từ dưới thốc ngược lên mớkin một tay dùng súng chặn dao một tay lấy súng chọi súng chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến đổi liên tiếp vô số tư thế khác nhau. Trác Mộc Cường ba thậm chí còn thấy, khi không thể tránh né được, lữ cánh nam còn đảo ngược lưỡi dao, không ngờ lại chặn được viên đạn đang bay tới. Đây là lần đầu tiên lữ cánh nam và mất Kim đấu với nhau, chỉ nhập vào dây lát rồi tức thì tách ra. Cả hai gườm gườm nhìn nhau, rồi lại đồng thanh thốt lên, kỹ thuật bắn súng cận chiến, thuật xả kích cận chiến. Sĩ quan huấn luyện bộ đội đặc trùng quyết đấu. Lữ cánh nam và mất Kim dừng lại, cách nhau chưa đầy một mét, hai tay buông thóng tự nhiên, hai chân hơi choái ra, ánh mắt nhìn chầm chầm vào đôi tay đối phương, dao và súng trong tay, trụ vững như bàn thạch. Trác Mộc Cường ba định xông lên trợ chiến, nhưng chợt nghe Lữ Cánh Nam lớn tiếng nói, đừng lại đây. Trác Mộc Cường ba, anh hãy nhìn thật kỹ cho tôi. Gã cũng không biết ý cô muốn bảo gã để ý đến Sos, hay là bảo gã quan sát kỹ từng động tác của mình nữa. Sos đứng một bên nhướng mày với Trác Mộc Cường ba, trên gương mặt khủng khiếp ấy há ra một cái lỗ đen ngòm, thốt lên một từ gã nghe không hiểu. Trác Mộc Cường Ba vừa liếc mắt nhìn sang phía lữ cánh nam và mất kin, vừa nhìn chầm chầm vào tên thao thú sư áo đen đáng sợ. Trác Mộc Cường Ba và lữ cánh nam đã tính toán hết sức kỹ lưỡng khi chọn nơi này, khoảng cách giữa lũ sói và bọn họ phải đến mấy trăm mét, và lại giữa họ và lũ sói còn có một đoạn đứt gãy hình thành trong tự nhiên, khoảng cách vượt quá giới hạn tối đa mà bọn sói có thể nhảy qua. Vì vậy, lũ sói phải mất ít nhất 10 phút mới truy đến đây được. Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ không biết có nên lợi dụng cơ hội tốt này diệt trừ luôn tên thao thú xưa kia đi hay không, bỗng nhiên thấy trước mắt hoa lên, tựa như so bóng dừng biến mất vào không khí vậy, liền ngay sau đó, y lại xuất hiện ở cách vị trí lúc đầu khoảng hơn 1 mét, thân hình, động tác, đều tựa như chưa hề nhúc nhích. So xòe hai tay ra, nhún nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, không muốn đánh với ngươi, lũ sói của ta không ở đây, nhưng ngươi cũng đừng hòng động đến ta, Ngươi chẳng thể làm gì nổi ta đâu Hai địch thủ chỉ đành cảnh giác nhìn nhau từ xa Rồi tập trung chú ý sang phía Merkin và Lữ Cánh Nam Đợt công kích thứ hai do Merkin phát động Súng trong tay y tựa như biến thành vật sống Khẩu súng bên tay trái ngoắc vào ngón giữa xoay vù vù Đồng thời đèn pin gắn dưới nòng súng cũng bật lên Trùng sáng xoay tròn quét về phía hai mắt Lữ Cánh Nam Trong khi ấy, khẩu súng trên tay phải y cũng giơ lên Tư thế giống hệt như chiêu Lữ Cánh Nam vừa mới dùng khi nãy khẩu súng biến thành phần nối dài của cánh tay, tương thẳng vào lữ cánh nam như nắm đấm sắt, trước khi vào phạm vi tối ưu, y tuyệt đối không nổ súng bừa bãi. Lữ cánh nam chẳng hề để ý đến luồng sáng chói mắt phát ra từ khẩu súng của Merkin, vung tay bắn ra một viên đạn, nhưng khẩu súng trên tay phải y thì cô không thể không dơ dao lên chặn lại. Trong khoảnh khắc dao và súng chạm nhau, cổ tay Merkin trầm xuống, nòng cũng trúc xuống dưới, bằng một tiếng. Lữ cánh nam nương đà trượt đi, vòng ra phía ngoài, viên đạn của Merkin sướt qua đùi trái cô. Đồng thời, tay trái Merkin đã hơi nhếch lên, tránh khỏi viên đạn vừa nãy của lữ cánh nam, bàn tay nắm chặt lại, khẩu súng đang xoay tít đột nhiên dừng sướng lại, chĩa thẳng vào mặt lữ cánh nam. Lúc này, con dao trên tay phải lữ cánh nam đang chặn khẩu súng đập tới, còn tay trái thì chưa kịp dơ lên, mắt thấy sắp chúng đạn đến nơi. Cô không lùi mà ngược lại còn tiến lên, xoay người một vòng, dùng lưng thúc mạnh vào mất cùng lúc tay phải hất ra ngoài, bằng. Viên đạn thứ hai của Merkin cũng rơi vào khoảng không. Merkin lúc này đã không kịp thu súng về. Nhìn từ xa thoạt trông như thể lữ cánh nam đang bị Merkin giang hai cánh tay ra ôm vào lòng. Nhưng Merkin thì đang âm thầm kêu khổ. Cả hai cánh tay y đang bị lữ cánh nam ghìm chặt. Cổ tay xoay chuyển thế nào cũng không thể bắn chúng đối phương. Còn lữ cánh nam thì đã áp sát vào mình. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể thúc cùi trỏ ngược ra phía sau. Tấn công bụng dưới hoặc co chân hất lên phía sau. Chiêu này tương đối tàn độc. Gọi là đá bi đàn ông mà bị đá trúng, cho dù không ngất xỉu tại chỗ thì về cơ bản cũng bị phế rồi. Còn bản thân y muốn phản kích cũng chỉ có hai chiêu, một là thừa cơ phát lực, dùng sức cánh tay siết chặt đối phương, hoặc dùng chán đập mạnh vào gáy đối phương. Chiêu thứ hai thì gần như không dùng được rồi, còn sức cánh tay thì sao? Merkin cũng biết, sức cánh tay của lứa cánh nam tuyệt đối không thể dùng tiêu chuẩn của phụ nữ để xác định, huống hồ thân hình cô còn linh hoạt như cá trong nước, sợ rằng y chưa vận lực, nói không chừng đã bị cô lách ra rồi xét cho cùng vẫn là người phụ nữ này giành được thế thượng phong lữ cánh nam không để cho y nhiều thời gian suy nghĩ chân dơ lên rồi quạt ngược lại phía sau mertzin cả kinh vội vàng buông tay lùi lại không ngờ tất cả đều đã nằm trong tính toán của lữ cánh nam cô vốn không định đá vào hạ bộ của mertzin chỉ thấy hông trên của cô khẽ uốn một cái cả cẳng chân duỗi thẳng ra lúc này mertzin đang ngửa ra phía sau vừa khéo để cho cô có đủ không gian tung cước chỉ nghe cách một tiếng một chiêu nhất trụ kính thiên này của Lữ Cánh Nam đã xuyên qua khoảng cách chật hẹp giữa hai người, đá trúng cầm dưới của Merkin, tiếng cách ấy chính là âm thanh hai hàm răng của y đập mạnh vào nhau phát ra. Vậy vẫn còn chưa hết, sở dĩ Lữ Cánh Nam uốn người xuống, một là để dồn hết sức lực toàn thân vào cú đá ấy, mặt khác cũng là để nhìn rõ thân hình và phương vị né tránh của Merkin. Khi đá trúng Merkin, khẩu súng trên tay cô đã chỉnh hướng, băng băng băng, ba phát súng liên tiếp vang lên, khóa chặt cả ba đường lui của y. Trác Mộc Cường ba ngỡ rằng lần này Kim chết chắc rồi, thì Mckin lại mượn lực từ cú đá của nữ cánh nam bật ngửa ra sau, hai chân tách ra, liền tránh khỏi hai viên đạn ở vị trí thấp của nữ cánh nam, còn viên đạn trên cùng, đúng vào khoảnh khắc nguy ngập nhất, y vẫn kịp quét ngang khẩu súng trên tay ra. Gần như giống hệt như chiêu vùng dao chắn đạn của nữ cánh nam vừa nãy, ở khoảng cách gần như vậy, trong tình huống ấy, không ngờ Kim vẫn có thể dùng thân súng hất viên đạn đi, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất, hai người lại tách khỏi trạng thái giằng co. Merkin vừa chám đất liền đưa MU bàn tay lên cọ cọ vào cầm dưới, có vẻ rất đau đớn, đang định nói gì đấy, lữ cánh nam đã chẳng nói chẳng rằng lao lên. Merkin thầm kêu khổ trong lòng, nhìn bộ dạng tấn công điên cuồng như thế, rõ ràng là người đàn bà này muốn liều mạng, còn y thì chưa từng có ý nghĩ phải liều mạng với lữ cánh nam bao giờ. Người của y vẫn chưa tới đủ, mục tiêu của y là bạc ba la thần miếu, gia tộc nhà y đã tìm kiếm nơi này suốt bao nhiêu đời nay, giờ đã sắp đến gần mục tiêu thực sự ấy rồi, nếu như bị một người đàn bà điên giết chết ở giữa trốn chó ăn đá gà ăn sỏi này thì ra thể thống gì nữa chứ Và lại trước mắt trác mộc cường ba vẫn đang bị sauce kiềm chế nếu để đối phương phát hiện ra không có động vật mà sauce thì gần như không có khả năng tấn công nếu trác mộc cường ba cũng tham gia chiến đấu vậy thì y sẽ hết sức bị động không kịp nghĩ nhiều lư cánh nam vung dao chém tạt ngang đồng thời tung ra một quyền giết gió vù vù mơ ngang tay lên chặn lại đúng lúc ấy Lữ cánh nam đột nhiên nổ súng bắn vào khoảng không, lợi dụng sức giật của khẩu súng tăng tốc thêm cho cánh tay vốn đã đạt đến tốc độ cực hạn của con người. Tay phải Merkin dơ vào khoảng không, phải dùng tay trái bổ cứu mới chặn được thế công của lữ cánh nam. Cổ tay lữ cánh nam lại lật xuống, bằng một phát. Merkin ấn mạnh cổ tay cô xuống, viên đạn vốn nhằm vào bụng y liền đi xuyên qua háng. Bấy giờ, Merkin mới tìm được cơ hội cất tiếng, cô điên rồi à. Với thể lực của cô mà dám liều mạng dùng súng cận chiến với tôi, cô nghĩ mình có phần thắng chắc câu trả lời của lữ cánh nam là một dao cắt vào cổ tay đúng lúc morgin rụt cổ tay lại tay trái cô đã trách lên bằng một tiếng nữa morgin nghiêng má sang trái né tránh không khí bị đốt cháy khi viên đạn lướt qua để lại trên mặt y cảm giác bỏng rát morgin giận dữ quát khốn kiếp rồi trầm người chân khuỵu xuống hai khẩu súng cùng lúc nhả đạn hai người cứ thế lướt qua lướt lại trong màn lưới tạo từ vô số đường đạn bay vèo vèo thường thường đều là đạn lướt sát sàn sạt qua bên người không nghi ngờ gì nữa, đây chính là trận chiến hung hiểm nhất Trác Mộc Cường ba từng chứng kiến, song phương đều tránh đạn ở khoảng cách gần, cơ hồ như mặt đối mặt, lại còn phải chặn đỡ, rồi phản công. Giao găm, súng, nắm đấm, cùi trỏ, đùi, đầu gối. Phạm vị trí nào có thể dùng để tấn công đều được phát huy đến mức cực điểm. Những chiêu thức họ sử dụng, Trác Mộc Cường ba thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa. Gã không thể ngờ, những động tác lưỡi cánh nam dạy gã khi phối hợp sử dụng lại hiệu quả đến vậy đồng thời gã cũng biết lữ cánh nam đang dùng cuộc chiến đấu này để cho gã biết thế nào gọi là kỹ thuật sử dụng súng cận chiến thực sự tuy nhìn hai người chập vào rồi tách ra hoa cả mắt kinh hiểm vô cùng nhưng sự thực thì thời gian lữ cánh nam và Mức Kinh giao chiến rất ngắn chỉ khoảng nửa phút đồng hồ sau cả hai đã lại tách nhau ra đứng gườm gườm Mức Kinh nhìn chằm chằm vào lữ cánh nam nói cô chỉ còn ba viên đạn hết đạn rồi định lấy gì ra đánh với tôi chứ lữ cánh nam trầm mặc không nói gì nếu cô tính không sai, Merkin cũng chỉ còn lại 5 viên đạn, súng bên trái 3 viên, súng bên phải 2 viên, tuy rằng từ lúc bắt đầu đến giờ, cô gần như luôn chiếm thượng phong, nhưng Merkin lần nào cũng có thể né tránh thoát khỏi đòn tấn công chí mạng vào thời khắc nguy cấp nhất, lẽ nào hắn đã nhìn thấu được đường lối tấn công của cô rồi hay sao? Không thể nào, tên này thực quá nguy hiểm, thể lực của mình không bì được với hắn, cần phải tiêu diệt hắn ngay tại đây mới được. Lữ cánh nam thầm nghĩ, đoạn đưa mắt nhìn chắc mộc cường ba, tự nhủ, cường ba thiếu ra, đoạn đường sau này, phải dựa vào anh rồi. Nhìn đi đâu vậy, Merkin thấy Lữ Cánh Nam phân tâm liền lập tức lợi dụng cơ hội, chủ động tấn công, tay vươn ra, bằng một phát súng. Lữ Cánh Nam không cần nghĩ ngợi, xoay người né tránh viên đạn, đồng thời một chân thuận theo đà xoay tung ra một cước. Tay phải Merkin phòng thủ phần mặt, khẩu súng trên tay trái lại bằng, bằng 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 bắn liền ba phát. Nếu Lữ Cánh Nam đang đứng trên một chân thì không thể nào tránh đạn được, chỉ có điều, khi chân đầu tiên dơ lên, cẳng chân thứ hai của lữ cánh nam cũng tung lên theo, cả người xoay một vòng trên không trung theo phương ngang. Đây chính là một chiêu rất nổi tiếng trong môn đấu vật, gọi là đòn cắt kéo, thân thể bay lên không, lấy hai chân kẹp cổ đối phương, rồi dùng lực vặn người quật ngã kẻ địch xuống đất. Ba phát súng của Merkin đều rơi vào khoảng không, còn lữ cánh nam, khi tung ra đòn cắt kéo, cũng không quên nhằm vào chỗ Merkin đang đứng tỉa thêm hai phát súng, một viên đạn nhằm vào thân người, viên còn lại bắn vào mặt hông, để phòng y dịch người né tránh viên đạn đầu tiên. Bụp, Merkin trúng đạn, liền ngay sau đó, hai chân lữ cánh nam đã dùng đòn cắt kéo kẹp cổ y, dồn lực toàn thân vặn người, quật cả thân hình cao lớn của Merkin ngã xuống đất. Lữ cánh nam và Merkin cùng lúc rơi bịch xuống, nhưng vừa chạm đất, lữ cánh nam chợt thấy không ổn, liền chống hai tay xuống đất bật người lên. Đúng vào khoảnh khắc tay cô chạm đất, liền nhìn thấy vô số tia lửa như những tia laser xuyên vun vút qua khoảng trống giữa hai cánh tay. Nếu không phải cô kịp thời bật người lên, lúc này sợ rằng đã bị đạn bắn thủng lỗ chỗ như cái sàng rồi. Lữ Cánh Nam không chút do so dự, cánh tay nhún mạnh, lộn một vòng ra ngoài xa hơn mét, đồng thời lấy làm nghi hoặc, rõ ràng hắn chỉ còn 5 viên đạn, vừa nãy đã bắn đi 3 viên, lẽ nào trong chớp mắt mình xoay người ấy, hắn đã thay băng đạn mới. Khoảng thời gian ấy, không thể nào hơn 0.3 giây được, lẽ nào là? Lữ Cánh Nam chạm đất thì mất Kin cũng đã đứng lên, Lữ Cánh Nam lạnh lùng nói: thay đạn nhanh lắm, quả nhiên không hổ là cố vấn cấp cao của bộ đội đặc trùng, nhưng phổi của ngươi. Merkin cúi đầu nhìn xuống vị trí vừa bị lữ cánh nam bắn trúng, lúc ngẩng đầu lên, gương mặt liền nở một nụ cười đắc ý. Chỗ lữ cánh nam vừa bắn trúng, chẳng sao cả, lữ cánh nam bấy giờ mới thực sự cảm nhận được chỗ đáng sợ của kẻ địch trước mắt, áo chống đạn. Tên này không ngờ lại mặc áo chống đạn, từ đầu đến giờ hắn luôn tỏ ra hoảng hốt né đạn, toàn bộ chỉ là ngụy trang, chỉ là một chiến thuật tâm lý ở đâu lại xuất hiện kẻ địch đáng sợ như vậy chứ? Merkin giơ tay phải lên, ngón tay trỏ đang đặt trên cò súng vươn thẳng ra, kế đó lại cầm hai khẩu súng khe khẽ phe phẩy, ý như muốn nói, cô chỉ còn một viên đạn rồi, cô hết đạn, tôi còn, muốn chơi nữa không? Trác Mộc Cường ba lúc này cũng phát hiện ra có điều không ổn, gã sực nhớ ra, lưỡi cánh Nam không có băng đạn dự phòng, nếu súng hết đạn thì, gã vội xông về phía hai người, Sauce chỉ đứng bên cạnh nhìn, đằng nào thì y cũng không giúp được gì và lại, trong mắt y, Merkin cũng thừa sức đối phó với hai người này rồi. Đối mặt với sự khiêu khích của Merkin, Lữ Cánh Nam vẫn cầm khẩu súng chỉ còn một viên đạn duy nhất xông tới. Merkin lấy làm khó hiểu, lẽ nào người đàn bà này điên thật rồi, cô ta biết rõ y có áo chống đạn, hai tay hai súng đều còn đầy đạn, so về sức lực thì hơn hẳn cô ta, còn luận về thân thủ võ công thì cũng tuyệt đối không kém, vậy mà vẫn còn xông tới, như vậy có khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Điều Mekin không biết là, trong sát na lữ cánh nam sông lên, còn y chủ trừ do dự ấy, y đã thua. Thua về mặt khí thế, lữ cánh nam dĩ nhiên hiểu rất rõ, cho dù trang bị tương đương nhau, thì tỷ lệ thắng bại giữa cô và Mekin cũng chỉ là năm ăn năm thua, mà giờ đây trang bị của cô lại thua suốt đối phương hẳn một bậc, khả năng có thể giành phần thắng là rất thấp. Nhưng cô tuyệt đối không lui bước, cho dù trang bị không bằng người thì có sao. Cho dù sức lực mỗi lúc một suốt giảm thì có sao ta có lòng quyết tâm bảo vệ thánh miếu, ta có lòng quyết tâm bảo vệ anh ấy. điều này thì ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. đây chính là ý nghĩa của cuộc đời ta. lữ cánh nam vung dao lên trước, mertzkin vội dơ súng ngăn lại. không ngờ lữ cánh nam đột nhiên ném con dao lên cao, vươn tay ra chụp lấy cổ tay mertzkin. mertzkin rụt tay về, nhưng lữ cánh nam đã tóm lấy một đầu khẩu súng, ngón tay chặn vào cỏ súng, khiến mertzkin không sao bắn được. đồng thời, khẩu súng trên tay trái cô nhả ra viên đạn cuối cùng ánh lửa lóe lên giữa hai người, Merkin nghiêng đầu tránh đạn. Gần như cùng lúc viên đạn được bắn ra, Lữ Cánh Nam cũng ném luôn khẩu súng vào vị trí Merkin nghiêng đầu để tránh đạn, khiến y đành phải nghiêng thêm nữa để né tránh. Đây chính là cơ hội Lữ Cánh Nam chờ mong, nhân lúc tầm nhìn của Merkin bị động tác của chính y che mất, Lữ Cánh Nam liền rút quả lựu đạn cuối cùng đeo ở thắt lưng ra cầm trên tay, ngón cái khẽ lẩy nhẹ, chốt an toàn đã rơi xuống. Merkin vừa ngoảnh đầu lại, vừa khéo trông thấy lữ cánh nam dùng ngón tay cái hất rơi chốt an toàn của quả lựu đạn mà lúc này tay kia của lữ cánh nam đang móc chặt với một tay của y trên cỏ súng dù y muốn chạy cũng không thoát được mckin kinh hãi toát cả mồ hôi lạnh vội vàng buông khẩu súng trên tay phải ra bàn tay to lớn tóm chặt lấy nắm tay lữ cánh nam không để cô ném lựu đạn tình hình lúc đó là tay phải lữ cánh nam móc chặt vào tay trái mckin khiến y không thể nổ súng bắn mình được còn tay phải Kim thì bọc bên ngoài tay trái lữ cánh nam để cô không thể ném quả lựu đạn ra hai người rằng co một chặp Kim tức tối ngoác miệng chửi bới ẩm ý cướp chó con điếm thối mẹ nó lữ cánh nam thản nhiên nhoẻn miệng cười tay phải vận lực tay trái rụt mạnh về đồng thời bàn tay to bè của Kim cũng ghìm chặt không để cô rút được tay ra hai bên đang đấu lực đột nhiên khóe mắt Kim liếc lên sắc mặt không khỏi tái đi lớn tiếng chửi thuật ném dao thì ra Lữ cánh nam sớm đã tính toán mọi chuyện có thể xảy ra hành động ném con dao găm lên không trung lúc đầu không phải chỉ là tùy ý lúc này con dao găm ấy đang rơi xuống với tốc độ kinh người vị trí nó cắm xuống chính là tay phải của mckin nếu mckin buông tay vậy thì quả lựu đạn kia chắc chắn sẽ nổ lập tức còn nếu y không buông ra lưỡi dao sẽ đâm xuyên cánh tay khi bị thương sức cánh tay chắc chắn sẽ giảm sút đến lúc ấy lữ cánh nam cũng dễ dàng rút được tay ra lựu đạn vẫn nổ như thường tưởng chừng như đã vô kế khả thi, Merkin bỗng hét lớn một tiếng, dồn hết sức lực giật cánh tay lữ cánh nam ra khỏi vị trí con dao rơi xuống, lưỡi dao băng lạnh đâm suốt qua lớp áo trên cánh tay y. Không ngờ, lữ cánh nam cũng đã tính toán đến tình huống này rồi, con dao lướt qua cánh tay hai người, còn chưa chạm đất, cô đã tung chân hất lên. Mũi dao liền xoay chuyển trên không, bắn vọt vào vai Merkin như một mũi tên. Lần này, Merkin không tránh né được nữa, chỗ chúng dao lại là khớp xương, không có áo chống đạn bảo vệ, máu liền tóe ra. Merkin buông tay, lữ Cánh Nam buông tay, Trác Mộc Cường ba cách hai người khoảng 10 bước, so trợn tròn mắt ra nhìn. Merkin cực kỳ không cam tâm, tâm, một tay vừa buông, tay kia liền dồn hết sức lực giật mạnh khẩu súng khỏi tay Lữ Cánh Nam rồi bắn liên tiếp, cái đó lại đá tạt ngang một gước, ý đồ hất văng Lữ Cánh Nam ra càng xa càng tốt. Người Lữ Cánh Nam lúc này đang lơ lửng trên không, bay về phía Trác Mộc Cường ba, lựu đạn ném ngược lại chỗ Merkin. Merkin nhắm chuẩn đường bay của quả lựu đạn, tay trái hất lên, ném khẩu súng còn lại vào quả lựu đạn đang bay tới. Không ngờ, đúng vào giờ khắc quan trọng đó, vai phải y lại đau nhói lên, tay trái liền không còn độ chuyển xác, khẩu súng bay ra không trúng mục tiêu. Quả lựu đạn kia vạch trên không trung một đường parabol, rơi vào tầm mắt Merkin. Trong khoảnh khắc ấy, tâm ý Merkin đã hoàn toàn nguội lạnh, chỉ còn biết lật người úp mặt xuống đất, hy vọng có thể bảo toàn được bộ mặt, không bị nổ cho nát như da. Phía bên kia, chắc Mộc Cường Ba đón lấy Lữ Cánh Nam, cũng cùng lúc nằm úp xuống. Nửa giây trôi qua, một giây trôi qua, chắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam cùng nghiêng đầu ra sau nhìn thử. Merkin cũng hơi ngừng đầu lên, chỉ thấy quả lựu đạn đen ngòm ấy đang lặng lẽ nằm ngay sát mặt y. Không ai có thể ngờ được, quả lựu đạn sản xuất ở Mỹ lại do đích thân Merkin chọn lựa lại có thể tịt ngòi. Chuyện hy hữu chỉ có một phần vạn cơ hội xảy ra này, không ngờ lại rơi đúng đầu Merkin như thế. Merkin dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, thầm nhủ, đúng là hàng Mỹ, chất lượng đảm bảo. Y vội vàng lăn tròn mấy vòng, tránh xa khỏi quả lựu đạn ấy, kế đó bật người dậy, nhảy ra xa hơn nữa. Lữ cánh nam cũng vội nhắc chắc một cường ba, mau rời khỏi đây. Lúc chắc một cường ba vừa đón lấy thân hình lữ cánh nam bay về phía mình, gã đã cảm thấy trong tay ươn ướt, sơ lên xem thử, trong ánh sáng yếu ớt cũng nhận ra bàn tay ấy toàn máu là máu. Gã cuống cuồng nói, cô trúng đạn rồi. Lữ cánh nam gật đầu, phát súng cuối cùng của Merkin không bắn trượt, đã trúng ngay đùi cô. Và lại, vết thương này chắc chắn nặng hơn vết thương của Merkin nhiều. Giờ có muốn ngọc đá cùng tan với đối phương cũng không thể nữa rồi, quan trọng hơn là, tên mắc kia giờ không biết đang ở đâu, mà lũ sói cũng đến rất gần rồi, cô đã nghe thấy tiếng bọn chúng chu lên, cần phải rút lui ngay lập tức. trác Mộc Cường ba không nói lời nào, vội cõng lữ cánh nam lên lưng, bỏ cả ba lô đấy nhưng lữ cánh nam lại hoàn người xách cái ba lô lên, đồ đạc trong này, giờ không thể để mất được, đồng thời cũng giơ tay hướng về phía mắc thể hiện một dấu hiệu mà chỉ có bộ đội đặc chủng mới hiểu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong chớp mắt, hai người đã biến mất trong sương mù mờ mịt. Mắc án áng chừng mình đã ra khỏi phạm vi nổ của quả lựu đạn, bấy giờ mới đứng thẳng người dậy, tay trái bịt vết thương trên vai phải, ánh mắt hằn học hung tàn khôn tả. Y bị thương rồi, không ngờ lại còn bị thương bởi tay một người đàn bà, xét về sức lực và trang bị đều không bằng mình lại còn suýt nữa thì mất mạng ở đây nhưng đồng thời y cũng hiểu ra đám người này một khi muốn liều mạng thì thực sự rất đang sợ nhìn lữ cánh nam và chắc mộc cường ba biến mất trong màn xương y không truy kích ngay mà nghiến răng rút con dao ra khỏi vai quan sát kỹ lưỡng xem có độc hay không sau khi chắc chắn không có độc y mới xé áo ra băng bó đồng thời gầm lên sauce sauce vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ chiêu vừa rồi của người đàn bà đó thật không tệ, liên tiếp biến chiêu 4 năm lần, đến cả Mertzkin cũng không tránh được. Vừa nghe thấy Mertzkin hét gọi tên mình, Y mới sực nhớ ra, phải rồi, những người bạn sói kia cũng gần đến nơi rồi. Chỉ thấy trong xương hiện ra hai cái bóng, cánh tay Saus phung lên, hai con sói liền nhằm hướng Y vừa chỉ lao vút đi. Cấp cứu, Mertzkin hàn học nói, sẽ xác chúng ra cho tôi. Saus biết Mertzkin không dưng bị thương, trong lòng hẳn rất bực bội liền dịu giọng nói, sẽ theo ý anh. Merkin nghĩ ngợi dây lát, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, không, tôi muốn bắt sống. Sos thoáng biến sắc, muốn bảo mấy người bạn sói này của y xé xác lữ cánh nam và chắc mộc cường ba rất dễ dàng, nhưng muốn chúng bắt sống hai người về, thì thực sự là một kỹ thuật khống chế có độ khó rất cao. Sauce đang không biết trả lời Merkin thế nào, bỗng nghe trong màn xương vẳng lại một tiếng rít chói tai, chẳng bao lâu sau, hai con sói kia đã cúi đầu quắp đuôi chạy trở về. Merkin lấy làm ngạc nhiên, trợn trừng mắt nhìn Sos hỏi, thế này là thế nào vậy? Sos trầm ngâm, em mờ thanh vừa nãy, lẽ nào là còi gọi sói trong truyền thuyết, và lại, quyền hạn còn cao hơn cả mệnh lệnh tôi đưa ra nữa. Còi gọi sói, đấy là cái gì? Còi gọi sói, là một loại vũ khí sóng âm của người anh niên cổ, dùng để triệu tập lũ sói, ra lệnh cho chúng tấn công mục tiêu, nghe nói, thứ này chế tạo bằng xương cốt động vật, hình như trong bảo tàng Mexico, bảo tàng Argentina đều có lưu giữ. Sos giải thích, quyền hạn là cái thứ gì chứ? Sos nói, nếu hai thao thú sư cùng gặp phải một con thú hoang, bọn họ cùng lúc ra lệnh cho con thú đó tấn công đối phương, vậy con thú sẽ làm như thế nào? Ở đây liên quan đến vấn đề quyền hạn tấn công, con thú đó sẽ tự mình phán đoán, trong hai thao thú sư, mệnh lệnh của người nào chuẩn xác hơn, nó có hảo cảm với người nào hơn, hậu quả việc làm trái chỉ lệnh của người nào đáng sợ hơn. Cuối cùng, nó sẽ phục tùng theo lệnh của thao thú sư có quyền hạn cao hơn kia. Những người bạn sói của tôi cho rằng, thứ âm thanh vừa rồi có quyền hạn cao hơn mệnh lệnh tôi phát ra, vì vậy chúng đã tự động quay trở lại. Merkin hậm hực nói, trở về hỏi Nhạc Dương, xem bọn chúng kiếm đâu ra cái thứ khốn kiếp ấy. Càng nghĩ y càng tức, lại quay sang của trách Sauce, chẳng lẽ anh không phát ra được cái mệnh lệnh tấn công có quyền hạn cao hơn nữa à? Nụ cười trên gương mặt Sauce biến mất, cũng không phải là không được nhưng trước khi làm rõ đối phương sử dụng thứ gì mà lỗ mãng ra tử lệnh thì sẽ bẻ cong quyền tự chủ của những người bạn sói này, đồng thời nếu mệnh lệnh của tôi vẫn chưa đạt được mức độ quyền hạn cần thiết, không khéo sẽ bị bọn chúng quay ngược lại tấn công đó. Anh chuẩn bị để đón nhận hậu quả ấy chưa? Merkin không khỏi lạnh người, căng thẳng đưa mắt nhìn hai người bạn sói của Sos, thầm nhủ, dẫu y không bị thương. Có thể chiến thắng được hai con sói này hay không cũng là vấn đề rồi. Lúc này, vết thương trên cánh tay lại đang chảy máu, mà nhìn ánh mắt hai con sói ấy, rõ ràng là rất mong chờ, không khéo chẳng cần Sauce hạ lệnh, hoặc chỉ cần Sauce rời xa y một chút, bọn chúng sẽ lập tức nhau đến ngay cũng nên. Y vội vàng nói, bảo mấy người bạn sói của anh về trước đi, chúng cứ nhìn tôi chầm chầm thế này, làm tôi hơi hoảng đấy. Sauce phung tay một cái, hai con sói liền biến mất trong xương. Xong xuôi đâu đấy, Y lại quay sang hỏi Merkin, người của anh rốt cuộc bao giờ mới tới. Merkin băng bó qua loa vết thương ngập ngừng đáp, chuyện này. Cũng cần một chút thời gian mà, y ngẩng đầu chỉ lên trên cao, anh cũng biết, tình hình thời tiết này như thế nào rồi. Sau khi dùng cây còi gọi sói xua hai con sói đi, chắc một cường ba đặt lữ cánh nam vào một chỗ kín gió, rồi ngoảnh đầu lại nhìn những giọt máu nhỏ xuống dọc đường như những bông hoa mai đỏ rực nở rộ trên nền đất lạnh. Gã luống cuống tìm kiếm vết thương của lữ cánh nam, nhưng chỉ thấy cả đùi trái của cô thấm đẫm toàn máu là máu. Lữ cánh nam nói, không ngờ, cây sáo này còn lợi hại hơn cả mệnh lệnh của thao thú sư nữa, nếu lúc đó bồi thêm hai phát súng mà không được, anh không bắn chúng được mất kinh đâu. Sắc trời đã tối mịt, chắc một cường ba sờ từ trên đùi xuống đến đầu gối lữ cánh nam, thấy cô vẫn lẩm bẩm tự nói một mình, như thể chẳng hề để ý đến vết thương, liền không nhịn được lớn tiếng nói, rốt cuộc cô bị thương ở đâu vậy. Lữ cánh nam nắm lấy tay chắc một cường ba, kéo lại ấn vào chỗ mép vết thương, nói, ở đây. Kế đó, cô cởi ba lô đưa cho gã, nói, bật đèn cấp cứu lên, ở tầng cuối cùng trong ba lô có hai cái hộp đựng đồ y tế đấy. Lữ cánh nam bị thương ở mé bên trong đùi, ngón tay chắc một cường ba chỉ cảm thấy có máu vẫn đang túa ra như suối, xem chừng phải băng bó thật chặt để tăng áp lực cầm máu. Bàn tay đầy máu của gã vội luống cuống mở ba lô, lấy đèn cấp cứu đeo lên đầu, rồi lại lật tung hộp đựng đồ y tế lên, vừa tìm kiếm, gã vừa gắt gỏng, tại sao? Tại sao phải làm vậy? Cho dù lần này không thể thắng được Mookin, chắc cũng có thể rút lui an toàn được chứ?" Rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế?" Lữ Cánh Nam nói, Mookin là thủ lĩnh của bọn chúng, nếu Mookin chết, bọn chúng sẽ tự động tan giã. "Tôi nghĩ, nếu liều một phen, dù có dùng mạng tôi đổi lấy mạng hắn thì cũng rất đáng. Chỉ là lần này hắn quá may mắn thôi." "Đáng cái gì, không đáng chút nào cả." Trác Mộc Cường ba đột nhiên lớn giọng mắng mỏ, "Cô tưởng cô hy sinh bản thân, giết chết Mookin?" hoàn thành nguyện vọng cho chúng ta thì cô rất cao thượng rất vĩ đại chắc cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi hay không cô đã quên trước khi xuất phát chúng ta đã có ước định như thế nào rồi sao cô quên lời hứa của mình với giáo sư phương tân rồi sao chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu gian lao vất vả đã cùng đối mặt với bao hiểm nguy chết chóc thử hỏi còn có mấy người sống được đến bây giờ vào lúc này ở nơi này sao cô có thể dễ dàng từ bỏ như thế sao cô có thể dễ dàng từ bỏ chúng tôi như thế chứ? Cô có biết hành vi của mình là vô trách nhiệm lắm không? Hả, đừng nói một tên mất cho dù là 10 tên mất dùng mạng của cô đi đổi lấy, cũng không đáng. Không đáng. Nghe chắc một cường ba tức giận mắng mỏ, khóe mắt nữ cánh nam chợt thoáng hiện ra một giọt lệ hân hoan, nhưng khóe miệng cô lại hơi nhếch lên, quật cường né tránh ánh mắt dữ dội của gã, nhìn về phía xa xa. Chắc một cường ba giật ra một túi đồ cấp cứu, nhưng chưa mở ra, mà dùng đôi bàn tay lấm tấm đầy máu của mình xoay mặt lữ cánh nam lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, gần giọng nói, hứa với tôi, cô sẽ không làm những chuyện dại dội như vậy nữa. Lữ cánh nam không lên tiếng, chắc một cường ba lại gầm lên, hứa với tôi đi. Lữ cánh nam vẫn không lên tiếng, chỉ khe khẽ gật gật đầu. Chắc một cường ba bấy giờ mới buông tay, ngạc nhiên phát hiện ra, hai bàn tay mình đều đang run lên bẩn bật, gã nghiến răng, xe bao cấp cứu, tìm kéo, băng gạc, rồi đưa kéo cắt lựa theo ống quần của lữ cánh nam dùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương máu vẫn không ngừng thấm ra ngoài lữ cánh nam nói viên đạn xuyên qua kẽ giữa ba cơ cơ may xx cơ bắp đùi và cơ khép không phạm vào xương đùi nhưng ghim rất sâu sát với động mạch đùi đã xuyên qua tĩnh mạch hiển chưa gây thương tổn đến dây thần kinh anh khoét nó ra đi khoét sâu một chút trác mộc cường ba cầm nhíp và kìm nhìn máu cứ tuôn ra như suối nghiến răng nói tôi đã làm bao giờ đâu Lữ cánh nam bình tĩnh nói, đừng cuống, từ từ thôi, chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Anh băng chặt lại để tăng áp lực, sau đó đợi 10 phút, rồi tiêm thuốc tê. Tôi đã dạy anh rồi mà, từ sâu đến nông, sau đó dùng dao phẫu thuật và panh để mở vết thương. Chúng ta làm từng bước từng bước thôi. Khi Merkin và Sos quay lại chỗ lều trại, Nhạc Dương và Mắc đã đốt một đống lửa lên ngồi đợi hai người bọn y. Ô, ông chủ, nhìn thấy bóng dáng Merkin từ đằng xa, Mắc đã dối rít đứng lên đón, miệng cười tô tuét, sao rồi ạ, à, ông chủ? Có làm thịt được chúng không ạ? À? Mơ cười gần, ném con dao của Trác Mộc Cường ba ra đánh vù một tiếng, cắm phập xuống ngay trước mặt Nhạc Dương. Nhạc Dương rút con dao lên nói, đây là dao của Cường ba thiếu gia. Thật sao, Lữ Cánh Nam dùng con dao này làm tôi bị thương đấy. Mơ hờ hững nói, ủa, ông chủ, ông bị thương rồi. Mắc kêu toáng lên, cuống quyết chạy xung quanh mơ Kinh, nhìn bộ dạng của hắn cứ như thể chỉ hận không thể lập tức lẻ lưỡi ra la liếm vết thương trên người ông chủ của mình vậy. Ừm, nhạc dương điềm đạm dơ con dao lên, thầm nhủ, giáo quan và cường ba thiếu gia ở chung với nhau, còn anh ba tang. Lẽ nào đã? Merkin bước lại gần mấy bước, nhìn chăm chăm vào nhạc dương, nói, hình như cậu cũng không ngạc nhiên lắm thì phải. Nhạc dương mỉm cười nói, tại sao phải ngạc nhiên? Lữ giáo quan và cường ba thiếu gia ở chung với nhau, vốn là chuyện nằm trong dự đoán của tôi mà. Vậy hả, nói thử tôi nghe xem. Nhạc Dương nói, hôm ấy khi chúng tôi tách ra chạy trốn, ba con sói đuổi theo hai người bọn họ, còn năm con truy đuổi bốn người chúng tôi. Phía chúng tôi kỳ thực cũng khá thoải mái, thế công của lũ sói nhanh chóng bị lữ giáo quan và pháp sư Á la làm cho rối loạn. Tôi cũng nhờ vậy mới có cơ hội nhân lúc rối loạn bỏ chạy một mình, đến đây hội hợp với mấy người. Tôi tin chắc, sau khi loại trừ uy hiếp của lũ sói, bọn họ sẽ không để mặc cường ba thiếu gia và anh ba tăng phải một mình đối mặt với ba con sói kia, nhất định sẽ phái người đến trợ giúp, hoặc là đi tìm tôi. Nhưng thực lực của mẫn mẫn lại hơi kém, dẫn theo cô ấy, chỉ sợ chẳng thể nào tìm được bọn cường ba thiếu gia, thế nên cần phải có người ở lại bảo vệ cho cô ấy. Mà giáo quan lữ cánh nam và mẫn mẫn thường ngày vẫn hơi có va chạm, đồng thời cô ấy cũng không phải người có thân thủ giỏi nhất trong bọn, vì vậy người ở lại bảo vệ mẫn mẫn chắc trăm phần trăm phải là Pháp Sư Á La, còn người đi tìm cường ba thiếu ra chỉ có thể là lữ cánh nam mà thôi. Và lại, thực lực của giáo quan tương đương với ông, nếu ông đã bị thương, e rằng cô ấy cũng không thể rút lui an toàn được. Ngoài ra, rất có thể anh ba tăng cũng đã gặp nạn. Hả, nghe câu nói cuối cùng của nhạc dương, mất lấy làm tò mò hỏi, sao lại nói vậy? Nhạc dương đáp, với tính cách của cường ba thiếu gia anh ấy tuyệt đối không để anh ba tăng tách ra đi một mình mà bọn họ có thể theo dấu chúng ta đến đây, chắc chắn là đã phát hiện được dấu vết chúng ta để lại khi cắm trại. Đồng thời, với khả năng quan sát của Lữ Cánh Nam, cô ấy có thể dựa vào những dấu vết ấy để nắm được hướng đi, nhân số và cả số lượng lũ sói đi theo chúng ta nữa. Hôm nay họ dám phục kích hai người, nhưng tuyệt đối không phải là mặt đối mặt khiêu chiến, mà họ sẽ đặt bẫy nhầm vào lũ sói, sau đó đơn độc đối phó với ông và Sos. Trải qua cuộc ác đấu với lũ sói hôm trước, tin rằng họ cũng đã hiểu khá rõ về lũ sói ở nơi này, nếu cả ông, Sos và hai con sói kia ở cùng một chỗ, dù rằng họ có ba người thì cũng sẽ tạm thời rút lui thôi. Họ dám chủ động tấn công, vậy chứng tỏ rằng bọn sói không ở đấy. Mà ông và Sos thì lúc nào cũng đi với nhau, nhưng lại chỉ có lữ cánh nam đấu với ông thôi. Nếu anh Ba Tang cũng ở đấy, ừm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh Ba Tang và Cường Ba Thiếu ra, hai người để lại một người đối phó với Sos, người còn lại đi giúp lữ giáo quan, vậy thì ông không chỉ bị thương nhẹ thế này thôi đâu. Từ đó suy ra, người theo dõi chúng đến đây chỉ có Lữ Cánh Nam và Cường Ba Thiếu Gia, mới đầu không có lũ sói, nên Lữ Cánh Nam khiêu chiến ông, còn Cường Ba Thiếu Gia và Sos thì kiềm chế lẫn nhau. Cả ông và Lữ Cánh Nam đều bị thương, có điều vết thương của Lữ Giáo Quan nặng hơn, vì vậy trước khi lũ sói chạy đến, Cường Ba Thiếu Gia đã mang cô ấy rút lui rồi. Anh Ba tang không đến, tuyệt đối không thể vì bị thương hay bị lũ sói truy đuổi mà phải tản ra, vì với tính cách của anh ấy, thì có chết cũng quyết không đầu hàng. Còn cường ba thiếu gia thì trừ phi là chết, bằng không cũng nhất quyết không chịu tách nhau ra, vì vậy chỉ có một kết luận mà thôi, anh ấy đã không còn trên đời này nữa. Nghe nhạc dương phân tích xong, Merkin chỉ có một cảm giác, đó là không ngờ trên đời này lại còn có hạng người như vậy. Sos cũng lấy làm ngạc nhiên, chỉ bằng vài câu nói đơn giản và một vài đầu mối rất dễ bị người khác bỏ qua, vậy mà đã có thể suy luận rõ từng chi tiết như thể chính mình đã từng trải qua và kể lại vậy. Điều quan trọng hơn nữa là, đây không phải kết quả của một quá trình nghiền ngẫm suy tư, mà chỉ gần như dựa vào trực giác rồi kết luận trong nháy mắt. Thằng nhóc này đúng là một thiên tài. Thấy Merkin và Sauce đều lộ ra ánh mắt khen ngợi, mắc không nhịn được, rội vào một gáo nước lạnh. Này, nhạc dương, sao cậu vẫn còn gọi cái gì mà lữ giáo quan, cái gì mà cường ba thiếu ra, cái gì mà anh ba tang, thế là ý gì hả? Nhạc dương hờ hững đáp, chỉ là cách xưng hô thôi, suốt một thời gian dài gọi vậy thành ra quen rồi, cần gì phải để ý vậy chứ? Merkin đang định nói gì đó với nhạc dương, vừa giơ tay phải lên, liền không nhịn được đau khẽ kêu một tiếng, bộ mặt cười tâu tuét của Mark lập tức xuất hiện trước mắt y, phía sau nụ cười lại ẩn chứa nét âu lo vô hạt, ông chủ, vết thương của ông không sao chứ, có cần tôi kiểm tra hộ không? Vào trong nghỉ ngơi một chút nhé. Merkin bực bội phẩy phẩy tay như đuổi kiến, nói, tránh ra. Mark đành ngượng gạo cười lùi ra, đến khi Mark biến khỏi tầm mắt mình, Merkin mới cười cười bảo Nhạc Dương, suy luận chuẩn xác lắm, tôi lấy làm mừng vì cậu đã lựa chọn đứng về phía chúng tôi. Nhạc Dương cũng mỉm cười đáp lại đầy ẩn ý, chúng ta hợp tác thôi, mỗi người đều có thứ mình muốn. Sauce đứng bên cạnh nói, sao cậu lại đoán chắc là Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba, mà không thể là Lữ Cánh Nam và Ba Tang. Nhạc Dương nói, rất đơn giản, nếu Lữ Giáo Quan và anh Ba Tang ở với nhau, vậy thì, Giáo Quan tuyệt đối sẽ không lựa chọn theo dõi phục kích chúng ta dựa theo đặc điểm tính cách của mỗi người để đưa ra các chiến thuật khác nhau, đây là sở trường của cô ấy. Nói tới đây, nhạc dương lại liếc sang phía Sos một cái, đến cả Merkin cũng bị thương, vậy mà Sos và lũ sói của y lại không hề tổn hại, thao thú sư thật sự đáng sợ như vậy hay sao? Merkin lại nói, phải rồi, cái tên cường ba thiếu già ấy. Có phải trong lúc thám hiểm, đã, đã bị thương ở đây hay không? Merkin vừa nói vừa chỉ tay vào huyệt thái dương trên đầu mình, Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi, làm gì có, sao lại hỏi như vậy? Merkin nói, lúc tôi và Lữ Cánh Nam giao đấu, hắn vừa muốn giúp, lại do dự, muốn đối phó với Sos, cũng rất do dự, đến cuối cùng cũng không ra tay, lúc đứng bên cạnh quan chiến, ánh mắt rối loạn, cũng không biết là đang nghĩ ngợi gì nữa, cứ như một tên mốc vậy. Tên ngốc, Nhạc Dương kinh ngạc lặp lại, không ngờ, Merkin lại đánh giá cường ba thiếu gia như vậy. Ừm, không sai, Merkin chỉ vào mắt mình một cách khoa trương, tôi cảm thấy hai mắt hắn ta có vẻ đờ đẫn thất thần giống như bị phê thuốc vậy tinh thần rất không tập trung tư duy hỗn loạn tôi còn nhớ trác mộc cường ba mà tôi gặp trước đây đâu có giống vậy lần đầu tiên gặp hắn tuy tôi ở trong bóng tối nhưng vẫn thấy rõ trác mộc cường ba là một người chính khí lẫm liệt tư duy nhanh nhạy ghét ác như thù về sau ở tây tạng cũng gặp lại mấy lần hồi đó hắn ta vẫn hết sức quyết đoán mẫn cảm chứng tỏ một năng lực lãnh đạo thiên tài khiến những người bên cạnh phải khâm phục sau nữa thì số lần gặp mặt không nhiều chỉ ngẫu nhiên có một hai lần lần nào cũng ở trạng thái chiến đấu cho đến lần này gặp lại hắn ở sanrila tôi liền phát hiện trác mộc cường ba của hôm nay không còn như trước nữa rất khác thông thường chỉ khi não bộ bị kích thích hay nhiễu loạn gì mới thành ra như vậy thôi ừm phải rồi trước đây chẳng phải hắn từng trúng cổ độc gì đó hay sao nhạc dương lắc đầu cổ độc trên người cường ba thiếu ra chẳng phải đã được giải rồi sao hơn nữa Nghe ông nói vậy, tôi lại cảm thấy rất bình thường, cường ba thiếu gia xưa nay vẫn vậy, trí nhớ của anh ấy vốn rất kém, và lại, mỗi lần tranh biện với giáo quan, anh ấy đều không nắm được trọng điểm, lần nào cũng bị cô ấy nói cho không thể phản bác nổi. Có điều, nghị lực của cường ba thiếu gia thì rất kinh người, nếu một lần không nhớ được, anh ấy sẽ nghiền đi ngẫm lại một 100 trăm lần, một nghìn lần, cho đến khi nào nhớ rõ mới thôi. Merkin nói, không đúng, không đúng. Nhạc dương thầm nhủ, không thể nào chứ, ngày ngày đều ở bên cạnh cường ba thiếu gia, tôi có cảm thấy gì đâu, chẳng lẽ anh ấy đi với giáo quan, phải chịu đựng dày xéo, đến nỗi bộ óc cũng trở nên phản ứng chậm rồi sao? À, phải rồi, Sos đột nhiên sực nhớ ra, cất tiếng hỏi, cậu có biết, chắc một cường ba hay lữ cánh nam có một cái còi gọi sói không? Nhạc dương gật đầu, của cường ba thiếu gia đấy. Hắn lấy ở đâu ra vậy? Chuyện này, nghe nói rất tình cờ, là lúc cường ba thiếu gia ở khả khá Tây Lý. Theo sự chỉ dẫn của Lữ Cánh Nam, Trác Mộc Cường ba tiến hành băng bó xung quanh vết thương cho cô, rồi gây mê cục bộ, mở rộng vết thương, tách các mô cơ và thịt ra, cầm máu. Đây thực sự là một cuộc phẫu thuật vô cùng quái dị, người làm phẫu thuật thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, căng thẳng vô cùng, còn người được phẫu thuật thì hết sức ung dung thoải mái, vừa chỉ dẫn cho người phẫu thuật phải làm như thế nào, vừa nói chuyện phiếm. Còn nhớ lần đầu tiên tôi làm phẫu thuật giã chiến kiểu này, là để may vết thương cho một đồng đội, anh ấy cũng bị thương ở đùi, nhưng là do ngã từ trên cao xuống, bị đá nhọn rạch toác một vết rộng. Lúc đó cũng chỉ có hai người, chúng tôi tham gia một cuộc thi hành quân Việt dã đường dài do mấy nước cùng tổ chức. Đó mới đúng là máu chảy như suối, mà chúng tôi chỉ có các trang bị cấp cứu thông thường, băng bó gần như không có hiệu quả gì. Tôi đã mấy lần rửa vết thương, định tìm mạch máu bị vỡ, kết quả là lúc cắt đi phần thịt bị hoại tử, lại làm đứt thêm một động mạch khác, khiến cho máu chảy ra còn nhanh hơn cả nhịp tim tôi đập nữa xung quanh lúc ấy không có một ai, tôi chỉ còn biết tự nói với mình, nhất định sẽ được, Lữ Cánh Nam, cô không được hoảng, trước khi đội cứu hộ đến nơi, chỉ có cô mới cứu được anh ấy thôi. Được rồi, giờ dùng cái banh tách chỗ thịt đó ra đi, cái panh là cái thứ ba ở hàng thứ hai bên tay trái anh ấy, chọn cỡ vừa. Ở nơi hoang dã, chúng ta thường xuyên gặp phải những vấn đề như vậy, xung quanh không ai có thể giúp anh được, không có xe cấp cứu, không có cảnh sát, cũng không có những người qua đường tốt bụng. Anh sẽ phát hiện, anh không phải đang ở giữa một quần thể xã hội, mà giống như đột nhiên nhảy ra khỏi cái vòng đó vậy. Từ những thứ cơ bản nhất như ăn ở đi lại, đến tất cả bệnh tật ốm đau và cả những nghỉ nổ ai lạc trong lòng anh, đều không có ai cảm nhận được, chỉ có một mình anh mà thôi. Anh phải học cách nói chuyện với cây cối, giao lưu với cát và đá, để chúng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh, đồng thời cũng phải học từ chúng cách sinh tồn ở giữa chốn hoang dã dạ ấy. Thấy chưa hả? Hình như anh đã nhìn thấy vị trí viên đạn ở đâu rồi đó tôi thấy thứ gì đó màu hồng phấn hình như rất cứng không phải cơ thịt nhưng cũng không giống viên đạn cho lắm màu hồng phấn đó là màng xương anh phải tách ra viên đạn kẹt trong cơ thịt ở phía bên trái sâu hơn chút nữa phải rồi đừng căng thẳng vậy chứ yên nào để tôi lau mồ hôi cho anh anh phải chú ý kịp thời thấm máu bẩn bằng không máu rỉ ra sẽ nhanh chóng che mất tầm nhìn đấy tìm được rồi không đừng dùng kẹp mạch máu anh không kẹp được đâu có kẹp hình chứng đấy không viên đạn đã được lấy ra, rơi xuống đất kêu cách cách, chắc một cường ba cũng như vừa chạy hết một chặng marathon, hơi thở nặng nề, phì phà phì phò như trâu. Lữ cánh nam lại bảo gã, đừng căng thẳng quá, cũng đừng thả lỏng quá, lấy viên đạn ra mới chỉ là bước đầu tiên thôi, tiếp theo đó còn phải rửa vết thương và cầm máu, phải hết sức cẩn thận. Lực xung kích của viên đạn đã làm cho các tổ chức cơ xung quanh đường đạn đều hoại tử cả rồi, anh phải khoét sạch đi. Thình linh, toàn thân lữ cánh nam run bắn lên một chặp, Trác Mộc Cường ba kinh hoàng kêu lên, sao vậy? Lữ Cánh Nam nở một nụ cười điềm đạm, lắc đầu nói, không có gì, anh chạm phải dây thần kinh của tôi rồi, trực tiếp kích thích lên dây thần kinh sẽ khiến cơ bắp toàn thân thình lình co rút. Cẩn thận một chút, các khớp tay của anh đừng cứng quá, thả lỏng ra một chút đi. Thắt chặt các mạch máu vào, rửa sạch vết thương. Anh căng thẳng quá rồi, để tôi hát cho anh nghe một bài nhé. Núi tuyết Minh mông trải dài tiết tắp, sư tử là báu vật của trời. Giọng ca yếu ớt của cô khe khẽ vang lên, quấn quýt vấn vương, giọng ca này sao mà quen thuộc thế, từ nhỏ khi nằm trên lưng mẹ, Trác Mộc Cường Ba đã nghe nó đến lúc lớn. Rồi sau đó, lại có vô số lần, em gái nằm trong lòng gá, khe khẽ ngâm nga. Vừa nghe khúc dân ca của người tạng ấy, Trác Mộc Cường Ba vừa điều chỉnh lại nhịp thở, thả lỏng đầu óc, cố gắng nhớ lại từng bước, từng thủ thuật lữ cánh nam đã dạy mình, làm sạch, banh vết thương ra, cắt đi những phần thịt đã bị hoại tử. Mấy nghìn năm nay, Nhân loại chúng ta chẳng có mấy ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói cả, không ai lắng nghe nỗi thương tâm, sự phẫn nộ và cừu hận của chúng, cũng không ai lắng nghe sự cảm kích, niềm vui và lòng ái mộ của chúng. Thầy giáo của tôi từng nói, trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, ở Tây Tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó, ông ấy không chỉ nghe được tiếng của loài sói, mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp giao lưu với chúng nữa. Tuy tôi không có bản lĩnh như vị chuyên gia ấy, có điều trải qua nhiều năm nghiên cứu Tôi và các bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được 13 loại âm điệu khác nhau biểu đạt những tình cảm khác nhau của loài sói. Nụ hôn biệt ly. Có một sự thật hiển nhiên, Lư Cánh Nam đã đánh giá cao năng lực thả lỏng của Trác Mộc Cường Ba, sau một thời gian dài tinh thần ở trạng thái căng thẳng, nay đột nhiên thả lỏng, cả cánh tay gã run lên nhè nhẹ, lúc cắt chỗ thịt bị hoại tử, dao mổ đưa xuống, chỉ nghe xẹt, một tia chất lỏng bắn vọt lên đầy mặt Trác Mộc Cường Ba. Gã còn chưa kịp phản ứng gì, lại một tiếng xẹt nữa vang lên nhưng mùi máu tanh quen thuộc đã khiến gã tức thì ý thức được mình vừa gây ra chuyện ngu ngốc gì rồi. Lữ cánh nam cũng nói, hả, anh cắt vào động mạch của tôi rồi. Trác Mộc Cường ba lập tức lại trở nên căng thẳng, luống cuống dùng cánh tay quệt đi vệt máu loang lổ trên mặt, hoảng loạn lấy băng gạc, kẹp cầm máu, bao nhiêu trình tự, bao nhiêu bước thực hiện đều quên sạch sành xanh, càng tệ hơn nữa là, thời gian dùng phương pháp băng bó tăng áp này không thể quá lâu, nếu thiếu máu trong thời gian dài, rất có thể cả cẳng chân lữ cánh nam sẽ bị hoại tử. Trong lúc hoảng loạn, Trác Mộc Cường ba liếc nhìn gương mặt nữ cánh nam, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy thành dòng từ trên tóc mai xuống má, khóe miệng khẽ run run, nhưng cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Bấy giờ gã mới sực nhớ ra, hiệu lực của thuốc tê sớm đã dứt từ lâu rồi, cũng có nghĩa là gần như suốt một nửa quá trình cắt bỏ tổ chức cơ bị hoại tử, nữ cánh nam vẫn luôn ở trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Cô hoàn toàn cảm nhận được mỗi lần lưỡi dao trong tay gã cắt xuống, mỗi lần tay gã chạm phải vết thương vậy mà cô không chỉ không phát ra bất cứ tiếng rên gì nào, còn giữ cho cơ thể không nhúc nhích để phối hợp với gã. Vừa nãy, khi gã chạm vào dây thần kinh, toàn thân lữ cánh nam run lên một chập, cũng không phải là phản ứng kích thích gì của cơ thể, mà là bởi cô thực sự không thể khống chế được thân thể mình trước cơn đau dữ dội như vậy. Trời đất, suốt cuộc mình đang làm gì vậy? Trác Mộc Cường ba thầm nhủ. Lữ cánh nam thấy Trác Mộc Cường ba hoảng loạn đến mức cơ hồ chuẩn bị lấy ngón tay bịt vết thương lại, bèn cất giọng yếu ớt an ủi, cũng chưa cắt phải động mạch lớn nhất, tôi vẫn cố gượng được. Nếu băng tăng áp không thể cầm máu, thì dùng cách khác. Vách động mạch rất dày, anh tìm nó trước, rồi dùng kẹp động mạch cầm máu, lấy kim chỉ may vào, nếu không được nữa, thì khâu nối bắc cầu, nếu thực sự vẫn không được, thì buộc ga rô. Trác Mộc Cường ba đờ đẫn nói, tôi, tôi không làm được, tôi chưa làm bao giờ. Anh làm được, sự tự tin của anh đi đâu mất rồi. Anh là Trác Mộc Cường ba, anh nhất định sẽ làm được ngưng lại một chút lư cánh nam lại nói tiếp nói chuyện với tôi đi đừng để tôi ngủ nói nói gì bây giờ nói chuyện gì cũng được hay là anh hỏi tôi trả lời anh muốn biết chuyện gì tại sao cô lại biết bài hát ấy anh quên tôi là mật tu giả hà tôi cũng lớn lên ở tây tạng bài hát ấy từ nhỏ đã thường nghe thường ngâm nga dĩ nhiên là biết rồi sao cô lại trở thành mật tu giả chuyện này thực ra là bởi cha tôi Cha tôi là một người cực kỳ sùng bái mật tu, ông ấy tôn sùng mật pháp, một lòng muốn trở thành mật tu giả, cũng đã từng tu hành ở Nhật Bản nghìn ngày, đạt được danh hiệu A Các Lê Tôn Giả. Nhưng những mật tu giả theo phái chính thống ở Tây Tạng lại không chấp nhận ông, cho rằng ông không đủ tư chất, khó có thể trở thành mật tu giả. Khi ấy cha tôi ở bên ngoài Đại Phật tự cầu Pháp, nhưng tăng nhân trong chùa không cho. Trác Mộc Cường Ba lấy làm lạ hỏi, Đại Phật tự ở đâu vậy? Lữ Cánh Nam nói, có rất nhiều ngôi chùa tu luyện pháp môn mật tu xây dựng ở những nơi thâm sơn cùng cốc hiếm dấu chân người, giống như Đảo Huyền không tự vậy, rất ít người biết đến. Năm đó, cha tôi cũng cậy mình có chút võ nghệ, sau mấy lời qua lại với tăng nhân trong chùa, liền ra tay đánh người, kết quả không cần phải nói cũng biết, mới có vài chiêu, cha tôi đã bị một vị cách quả đánh cho bay ra khỏi cửa. Từ đó, ông lại càng si mê mật tu hơn nữa. Có lẽ bởi lòng thành của ông đã động đến trời cao, trong một dịp tình cờ, có một vị đại sư mật tu phát hiện ra tôi rất có thiên phú, vì vậy tôi liền trở thành mật tu giả. giọng lữ cánh nam bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần, anh chớ nên cảm thấy tôi rất lợi hại, mật tu giả ở cảnh giới cách tây, chỉ tương đương với người mới nhập môn mà thôi, nếu như nếu như là anh, có lẽ sẽ làm được tốt hơn rồi. Này, này, nữ cánh nam, nữ cánh nam, Trác Mộc Cường ba nói, cô đừng ngủ chứ? Tay gã cầm dụng cụ phẫu thuật, nhưng lại không dám nhúc nhích, thấy giọng lữ cánh nam vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. giây lát sau, Lư Cánh Nam dường như đã hồi phục được một chút, chậm chậm mở mắt, nói, hình như mệt quá rồi, để tôi nghỉ một lát. Không được, cô không được ngủ, tôi không, lời gã còn chưa dứt, chỉ thấy Lư Cánh Nam không biết lấy sức lực ở đâu, đột nhiên khẽ ngẩng đầu lên, hai tay giữ lấy gương mặt chỉ cách mình trong gang tấc của Trác Mộc Cường Ba, rồi đôi môi hồng nhợt nhạt bịt kín lấy miệng gã. Trác Mộc Cường Ba cảm nhận một cách rõ rệt đôi bàn tay băng lạnh và đôi môi bút giá ấy đang khe khẽ run lên, sức sống có thể đang dần nhạt nhòa tan biến, nhưng không thể mang đi niềm khát khao mãnh liệt đó. trong khoảnh khắc ấy, thời gian như thể dừng lại, vô số tinh linh trắng muốt từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên tóc hai người, đậu trên vai hai người, quây xung quanh họ, ôm lấy họ, tựa hồ cũng muốn cảm nhận tình cảm nóng bỏng đó. cường ba thiếu ra, đây là khoảnh khắc em được ở gần anh nhất rồi, tâm ý đã thỏa, đời này không còn gì hối hận nữa. Nụ hôn ấy dường như đã làm tiêu hao hết sức lực của Lữ Cánh Nam, đồng thời cũng hút đi sạch mọi tạp niệm trong đầu Trác Mộc Cường Ba. Lữ Cánh Nam khe khẽ thì thầm bên tai gã, em tin anh, anh nhất định sẽ làm được, anh là Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba cảm giác trời đất như nhuộm lên một màu trắng toát, bốn bề tĩnh mịch như tờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi Lữ Cánh Nam mềm nhũn ngả xuống vách đá, ngước mắt nhìn rồi thốt lên, tuyết rơi rồi, đẹp quá. Sau đó thì tắt lịm, gã mới giật mình sực tỉnh, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu xúc cảm đều gạt hết ra khỏi đầu óc, vội tiếp tục công việc đang còn giang dở. Em tin anh, anh nhất định làm được, thời gian không đợi người, không còn thời gian để do dự nữa, chắc Mộc Cường ba nghiến răng hạ quyết tâm, khi huấn luyện luyện tập như thế nào, thì cứ chiếu theo đó mà làm, không ai giúp đỡ, cũng không ai chỉ dẫn, tất cả, đều chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Hoa tuyết lặng lẽ rơi, vừa chạm xuống mặt đất liền lập tức biến mất. Thời gian cũng đang lặng lẽ trôi, Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hay biết, chỉ nghe dụng cụ trên tay va vào nhau lách cách. Cũng không rõ bao lâu sau, gã mới hân hoan reo lên, "Cầm máu rồi, cầm máu được rồi." Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Lư Cánh Nam đang nằm yên ở đó, da trắng như tuyết, gương mặt lạnh như xương, môi tái nhợt, tứ chi lạnh toát, quả tim Trác Mộc Cường Ba cơ hồ muốn nhảy thoát lên giữa không trung, gã vội đưa ngón tay sờ vào cổ cô. Nhất định phải có mạch đập, nhất định phải có mạch đập nhé trác mộc cường ba cơ hồ đã thầm cầu khấn tất cả các vị thần phật mà gã biết ngón tay chỉ còn cách động mạch cổ cô chưa đầy một cm mà không dám nhích lên gã nhắm chặt mắt lại từ từ đặt tay lên học học trác mộc cường ba há miệng thở hổn hển tựa hồ cả quá trình phẫu thuật vừa rồi cũng không mệt bằng việc đặt hai ngón tay ấy xuống cổ lữ cánh nam vẫn còn mạch đập lữ cánh nam không thể chết dễ dàng như vậy được gã áp sát bên tai lữ cánh nam khe khẽ thì thầm cánh nam cô làm tôi sợ chết đi được Lữ cánh nam không nhúc nhích, tựa như nàng công chúa Bạch Tuyết đang say ngủ. Trác Mộc Cường ba tiếp tục nói, tôi làm được rồi, cảm ơn cô. Gã đang định nhổm người dậy, chợt cảm thấy bên má mình có cảm giác là lạ, bỗng sực nhớ ra một chuyện, vội vàng áp tay lên trán lữ cánh nam, nóng quá. Tim Trác Mộc Cường ba như thắt lại, hỏng bét, đây là phản ứng do mất máu quá nhiều, giống như mẫn mẫn lúc ở đảo huyền không tự vậy. Cách tốt nhất là truyền máu, nhưng gã lục tung ba lô lên cũng không thấy có máu nhân tạo, chỉ còn cách truyền dịch thôi vậy. Mạch máu của lữ cánh nam đều đã xẹp lép, Trác Mộc Cường ba đâm thử mấy kim đều không thấy có máu chảy ngược ra ống truyền, gã phải rất tốn công mới truyền được dịch vào cơ thể cô, song tình trạng vẫn không thuyên giảm là mấy. Giữa trốn đất trời giá lạnh ấy, Trác Mộc Cường ba nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn còn một cách, chính là tiếp máu qua đường miệng. Tuy không phải trực tiếp truyền máu vào huyết quản, nhưng trong máu có rất nhiều chất sinh dưỡng, lại dễ được cơ thể hấp thụ, nên cũng rất hiệu quả lúc ra tay với bản thân mình trác mộc cường ba lại chẳng hề do dự gã vung dao vạch một đường máu liền chảy thành tia nhỏ vào miệng lữ cánh nam trác mộc cường ba nằm sấp xuống ôm lữ cánh nam vào lòng một tay giơ cao túi chuyển dịch một tay gác lên miệng cô dùng ngực và vai đỡ cho đầu cô hơi ngửa lên để khỏi bị sặc không biết bao lâu sau máu từ từ ngưng chảy trác mộc cường ba lại đổi tay cắt thêm một dao nữa cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần sắc mặt lữ cánh nam mới từ từ trở nên hồng nhuận đồng thời tuyết cũng rơi mỗi lúc một lớn hơn áp tai lắng nghe nhịp tim lữ cánh nam đã dần mạnh mẽ hơn trác mộc cường ba bấy giờ mới yên tâm phần nào bèn quay ra làm nốt mấy việc như dẫn lưu sát trùng băng bó rồi mở túi ngủ ra ôm chặt lữ cánh nam vào lòng cùng chui vào bên trong tựa hồ như lại trở về động băng trên núi tuyết bên ngoài kia chỉ là lần này chỉ có gã và lữ cánh nam sau khi mất khá nhiều máu cơ thể trác mộc cường ba cũng chịu không thấu đầu óc lâng lâng chỉ muốn ngủ một giấc. cuối cùng gã cũng nở một nụ cười mãn nguyện, ngủ thiếp đi. ủa tuyết rơi thật rồi kìa. cái phần mềm gì đấy chuẩn ra phết nhỉ? mắc kéo cửa lều, lớn tiếng kêu lên. theo bản đồ mây này thì tuyết sẽ còn rơi thêm mấy ngày nữa. nhạc dương nói. đằng xa Merkin và sauce đã đứng trong tuyết được một lúc lâu. sauce nhìn màn sương tuyết mờ mờ mịt mịt xung quanh mình, lại đưa tay ra bắt lấy một bông hoa tuyết rơi hứng hở trên không trung thời tiết này cực kỳ bất lợi với đa số các loài động vật, y cũng rất ghét. Merkin nhận ra sự khó chịu của Sos, liền lớn tiếng gọi Mark, thu dọn đồ đạc nhanh lên, chúng ta phải lên đường thôi. Mark quay sang lầu bầu với nhạc dương, cái thứ sương mù khốn kiếp này đã khó chịu lắm rồi, giờ thêm cả tuyết nữa, thời với lại chẳng tiết, chó chết thật. Này, giúp một tay đi chứ, nhạc dương. Nhạc dương từ bên ngoài trở vào trong lều, chợt nói, đợi đã, máy tính hình như có phản ứng, đây là. Mark liếc nhìn màn hình, vội vàng chạy ra gọi Merkin. Merkin lại xem kết quả hiển thị trên màn hình máy tính, nhưng không có phản ứng gì, chỉ bảo Mark, thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát. Trời xanh mây trắng, trên bãi cỏ ven bờ suối, em gái mặc áo trắng truyền thống của người tạng, đầu đội vòng hoa, đang tung tăng chạy nhảy, chắc một cường ba đuổi theo sau, gã ôm chặt lấy em gái, lớn tiếng reo hò, bắt được rồi, bắt được rồi. Em gái gã liền bật cười khanh khách trác mộc cường ba ôm em gái vào lòng nằm ngửa trên bãi cỏ nhìn mây trắng lững lờ trôi đột nhiên em gái chống bàn tay bé nhỏ lên ngực gã ngồi thẳng người dậy rồi lùi lại một bước ánh mắt u ớt nói anh quên em rồi sao dáng vẻ thê lương u buồn như sắp rơi lệ ấy khiến trác mộc cường ba giật nảy mình kinh ngạc vội vàng đứng bật dậy mẫn 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 không anh không có sao anh lại quên em được chứ mẫn mẫn đứng trước mặt trác mộc cường ba đột nhiên tách ra làm hai người bên trái là mẫn mẫn người bên phải. Dáng vẻ cô đơn hưu quạnh như thể nhìn người lại sót cho mình, nhưng cũng không thiếu phần cao ngạo độc lập ấy, chẳng phải lữ cánh nam thì còn ai vào đây được nữa. Cánh, cánh nam, ánh mắt chắc mộc cường ba dịch chuyển giữa mẫn mẫn và lữ cánh nam, cuối cùng cũng dừng lại trên người mẫn mẫn, cô lao vào lòng gã. Chắc mộc cường ba không dám ngước mắt lên nhìn lữ cánh nam, chợt nghe cô đứng cạnh khe khẽ hát, một bài hát xưa mà anh, vợ cũ của gã hồi đó rất thích, để tuổi xuân thổi bay làn tóc em, để gió đưa giấc mộng của em đi xa. Nhìn em một lần thôi, đừng để má hồng ôm gối chiếc, người tình muôn đời của em, tuổi xuân không hối tiếc. Em mờ thanh trong vắt, trong cơn mơ màng, dường như thực sự có người đang rủ gì hát bên tai gã. Cánh nam sao lại biết hát bài này nhỉ, mình đang nằm mơ sao. Khi chắc Mộc Cường ba bắt đầu có ý nghĩ ấy, tiếng ca cũng trở nên mỗi lúc một mờ mịt xa xôi, tựa hồ lữ cánh nam mà gã không dám nhìn thẳng ấy cũng đang dần đi xa, còn thân thể mẫn mẫn trong lòng gá cũng biến thành một cái bóng, mỗi lúc một nhạt hơn. Không, đừng đi, Trác Mộc Cường ba giật mình sực tỉnh, trong lòng trống không, chẳng còn gì cả, không mềm mại như ngọc, cũng không băng lạnh như sắt đá, không gì cả. Tựa hồ giấc mộng mấy ngày trước lại tái hiện, một cách bản năng, Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn những tảng đá xung quanh, trong tiềm thức chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy cảnh tượng của mấy hôm trước, Lư Cánh Nam đang ở cạnh đó rèn luyện thân thể, vết thương đã gần như khỏi hẳn nhưng lần này gã đưa mắt nhìn khắp lượt cũng chỉ thấy đống lửa đang cháy sương mù mờ mịt tuyết vẫn chưa thôi rơi còn người thì chẳng thấy bóng đâu bốn bề trống trải ngoài đá trơ trọi ra thì chẳng còn gì khác một nỗi sợ không tên trong nháy mắt đã xâm chiếm toàn thân trác mộc cường ba mồ hôi túa ra trên trán và sau gáy gã một cơn gió thổi qua làm tứ chi gã đều lạnh run lên trác mộc cường ba bật người dậy đặt tay lên ngực trên lồng ngực gã vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy Tiếng hát chập chờn như có như không đó phảng phất như đang vần viết bên tai, nhất định là cô ấy chưa đi xa. Trác Mộc Cường Ba sải chân bước dài, vừa lớn tiếng gọi tên Lữ Cánh Nam, vừa đi khắp bốn phía xung quanh tìm kiếm. Sau khi vòng vòng mấy lượt mà không có thu hoạch gì, tư duy Trác Mộc Cường Ba bắt đầu rối loạn, không biết phải làm sao, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, chân cô ấy bị thương, có thể đi đâu được. Sao không dừng lại biến mất, sao lại biến mất? Trác Mộc Cường Ba lấy hết sức hét gọi không biết mệt mỏi, mãi tới khi sức cùng lực kiệt vẫn không thấy hồi âm gì. Còn người gã đang mỏi miệng hét gọi kia, lại đang ở một nơi khuất nẻo cách đó không xa. Nghe tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba, nhìn bóng hình mông lung đang hoang mang quanh quẩn giữa vùng tuyết trắng, trong lòng lữ cánh nam chợt trào dâng lên cảm giác chua xót pha lẫn thương cảm bồi hồi. Cô chỉ thấy như từng lớp, từng lớp ngụy trang của mình đang chóc ra, vội lấy ngón tay ấn mạnh vào vết thương, chỉ có cảm giác đau đớn kịch liệt ấy mới đủ làm cô tỉnh táo khỏi cơn mê loạn tha thứ cho tôi, tôi không thể đi cùng anh được nữa, tôi sợ sẽ mất đi lý tính. Cánh Nam, đừng đi." Đột nhiên, giọng Trác Mộc Cường ba vang lên sau lưng cô. Tim nữ Cánh Nam đập dồn dập, cô hít mạnh một hơi, suýt chút nữa thì tắc thở, nếu hai cánh tay mạnh mẽ đó kéo lấy mình ôm vào lòng, sợ rằng mình sẽ không thể làm gì được. Nhưng chỉ giây lát sau, cô lại không cảm thấy tiếng thở nặng nề cuồng loạn vang lên phía sau nữa, cũng không thấy cái bóng cao lớn che khuất cả ánh mặt trời ấy đâu. Bỗng nhiên phía xa xa vang lên một tiếng hét giận dữ, Lữ Cánh Nam. Cô đang ở đâu, em mờ thanh xa dần xa dần. Xin lỗi, cường ba thiếu ra, chân tôi bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục được, anh phải một mình lên đường, mới có hy vọng đi trước bọn mất kinh một bước. Lữ Cánh Nam tự nhủ, nước mắt chầm chậm, chậm chảy dài trên má. Chắc một cường ba rõ ràng trông thấy trong sương mù có bóng người đung đưa, vội vàng chạy đến, nhưng lại chỉ thấy một cái cây khô đét đang lắc lư trong gió, tựa hồ đang chế nhạo gã, lại như đang thở dài thương hại. Gã tức tối gầm lên, tiếp tục tìm xa hơn. Cứ thế, hai người đi lướt qua nhau trong màn sương mờ mịt, càng lúc càng xa dần. Không biết bao lâu sau, chắc một cường ba ủ rũ trở lại bên đống lửa. Lửa đã tắt, khói nhẹ lứng lở bay lên, hòa vào sương mù, trên không trung, những vạt tuyết vẫn rơi lả tả, cảm giác lạnh giá bao phủ khắp không gian. Gã mệt mỏi dựa vào vách đá, chỉ thấy xương cốt trong cơ thể mình tựa như bị rút sạch, một mùi hương vẫn còn thoang thoảng phải rồi đêm trước cô cũng ở đây y như gã lúc này hồi tưởng lại mấy ngày ở bên lữ cánh nam cô đều ra sức truyền dạy cho gã dạy gã cách xác định phương hướng trong sương mù dạy gã cách một mình sinh tồn giữa trốn hoang dã dạy gã những kỹ năng chiến đấu đặc biệt dường như cô đã dự cảm trước được ngày hôm nay cô ấy sẽ không đi làm chuyện gì dại dột nữa chứ trác mộc cường ba giật thoát mình nhớ lại lối đánh liều chết lấy mạng đổi mạng của lữ cánh nam hôm trước Thầm nhủ không hay, vội vàng thu dọn ba lô, một mình đi sâu vào màn xương mờ mịt. Nhạc Dương đi theo bọn Moker hơn nửa ngày, đột nhiên nghe Moker bảo dừng lại, trong lòng lấy làm nghi hoặc, mọi lần đều là đi tới khi sắc trời ngả tối, Moker mới dừng bước tìm nơi cắm trại, còn hôm nay thì vẫn còn sớm, và lại chỗ này địa thế vừa thoáng vừa rộng, không phải là lựa chọn tốt để làm nơi cắm trại qua đêm, tại sao lại dừng ở đây chứ? Anh nghĩ vậy, bèn cất tiếng hỏi luôn. Moker nở một nụ cười thần bí nói, không phải cậu giỏi suy đoán lắm sao? Đoán thử xem. Mạc đứng bên cạnh hớn hở nói, lần này chắc chắn mày không đoán được đâu. Nhạc Dương nghiêm túc nói, vậy để tôi đoán xem, nhìn bộ dạng vui vẻ của mấy người, rõ ràng là sẽ xảy ra sự việc gì đấy có lợi cho chúng ta. Nhưng chỗ này cách bạc ba la thần miếu vẫn còn xa, theo hành trình này, ít nhất cũng phải đi một hai tháng nữa mới đến được, và lại địa hình địa mạo xung quanh đây tôi đều đã tìm hiểu kỹ rồi, gần khu vực này không có di tích cổ đại gì cả, lại càng không thể là phía cường ba thiếu ra xảy ra vấn đề, nếu họ theo đến đây, tôi sớm đã phát giác được rồi. Chưa đến đích, cũng không xuất hiện niềm vui bất ngờ gì, đối thủ của chúng ta cũng không tổn thất, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là chúng ta có thêm trợ thủ. Nhạc Dương còn chưa nói hết, Mark đã vỗ tay bôm bốp, luôn miệng khen hay. Cậu tưởng bạc ba la thần miếu dễ ra vào vậy sao? Chỉ với bốn chúng ta mà xông vào đó ư, tôi không ngu vậy đâu. Nói đoạn, Merkin khẽ gật đầu với Mark một cái. Mark liền lấy trong ba lô sau lưng ra một cái hộp nhỏ, bóng đèn đỏ gắn bên trên không ngừng chấp sáng. Merkin nói, tín hiệu gửi trả lại rất mạnh, bọn họ đã bắt đầu nhảy dù rồi. Nhạc Dương hiểu ra, có trợ thủ thật à, chẳng trách lại dừng ở chỗ thoáng rộng thế này. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, địa hình này không thích hợp cắm trại, nhưng cực kỳ hợp để nhảy dù xuống. Nhạc Dương lục lại những tư liệu từng nắm được trong trí nhớ, ngạc nhiên thốt lên, người của Kha Phu à, Đám lính đánh thuê người Nga Lần này, đến lượt bọn Merkin phải ngạc nhiên Chỉ nghe Merkin nói, không ngờ, cả đầu mối này các người cũng tra ra được à Mark cao giọng kêu lên, không thể nào Merkin hằn học trừng mắt lên nhìn hắn, quát cho một tiếng Thằng ngu, chắc chắn là mày bị để ý lúc đi liên lạc rồi Y ngưng lại dây lát, rồi nói tiếp Có điều, hình như không được phía bên đó chú ý lắm thì phải Nhạc dương thầm thở dài, đúng vậy trong những tư liệu Lữ Cánh Nam cung cấp cho họ từ đầu đã có đề cập đến Kha Phu và đám lính đánh thuê người Nga, chỉ là về sau, họ phát hiện ra Merkin sử dụng một đám vì tiền bán mạng do y chiêu nạp được, bao gồm cả bọn săn trộm hồ lang kia nữa, và lại cũng không liên hệ gì với Kha Phu, vậy nên đầu mối này cũng đứt đoạn từ đó. Chẳng ai ngờ được, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Nhạc Dương không kìm được buột miệng hỏi, chẳng lẽ ông không sợ người nhiều miệng lắm, đem thông tin tiết lộ ra ngoài à? Merkin nói, người nhiều miệng lắm. Không, 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 rất ít người biết được quan hệ giữa tôi và Kha Phu, y là người tôi có thể tuyệt đối tin tưởng. Lần hành động này, Kha Phu dẫn theo một đám lính đánh thuê do đích thân y huấn luyện, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, bọn chúng vốn không biết mình phải đi đâu, làm gì, mà chỉ cần biết có mệnh lệnh, biết đi theo Kha Phu mà thôi. Và lại, đến cả Kha Phu, cũng chỉ dựa theo tỏa độ tôi đưa cho y để đến đây hội hợp, y cũng không rõ tôi đang tìm thứ gì, tiết lộ thông tin. Vốn chẳng ai biết thông tin gì, làm sao mà tiết lộ được. Nhạc dương thầm kinh hãi, cuối cùng đã hiểu được mưu kế của Mekin. Bề ngoài, y dẫn theo một đám người bán mạng vì tiền quần thảo với bọn họ, nhưng trên thực tế, lực lượng thực sự của y vẫn là bọn lính đánh thuê người Nga, vì vậy đến phút cuối cùng, bọn thuộc hạ kia của y đã được định sẵn là sẽ bị bỏ rơi. Còn bọn lính đánh thuê kia thì sao? Mekin chỉ cần ngấm ngầm liên lạc với thủ lĩnh tổ chức của chúng, và lại còn dùng quan hệ của y và Khafu giành được sự tín nhiệm tuyệt đối của đối phương, thuyết phục đối phương, chỉ cần tập hợp đúng thời gian và địa điểm do y định ra là được. Đám lính đánh thuê ấy, trước khi đến nơi này, thậm chí là sau khi đến đây rồi, cũng không biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Không ai biết được thông tin, vậy thì cũng không phải lo đến vấn đề thông tin bị tiết lộ ra nữa. Cuối cùng, Nhạc Dương chỉ hỏi, sao không cho tôi biết? Đồng tử trong mắt kinh đột nhiên thu nhỏ lại, cặp mắt như mắt rắn ấy nhìn chằm chằm vào mặt Nhạc Dương nói để tôi lặp lại một lần nữa nhé giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác điều gì cần cho cậu biết tự nhiên tôi sẽ nói ra nếu tôi cảm thấy có gì cậu tạm thời chưa cần thiết phải biết cậu là người thông minh chắc là hiểu phải làm thế nào rồi đấy mắc đứng bên cạnh đắc ý thầm nhủ rốt cuộc ông chủ vẫn tin tưởng ta hơn sau đó Murkin lại nói có điều mọi biểu hiện của cậu tôi đều thấy rõ tôi không phải là kẻ không biết lẽ phải tự nhiên sẽ dựa theo biểu hiện của cậu mà dành cho cậu sự tín nhiệm nhất định, tuy rằng không phải là tuyệt đối, nhưng sẽ thay đổi dần theo thời gian. Tôi tin rằng lòng tin chúng ta dành cho nhau đều sẽ dần được tăng lên. Tôi thích làm bạn với những người thông minh mà. Nói đoạn, y thân thiện đặt tay lên hai vai nhạc dương, gương mặt hết sức hòa dịu dễ gần. Nhạc dương gật đầu, tôi biết phải làm gì. Hai người nhìn nhau cười cười. Vẻ đắc ý lập tức biến thành thức tối, mắc đành ngẩng đầu lên nhìn trời lính đánh thuê. 10 phút sau, mắc vặn vẹo cái cổ đã tê mỏi vì ngẩng lên quá lâu, lau bao cấm cản, sao mãi không thấy nhỉ. Merkin nói, đừng gấp, độ cao hơn 2.000 mét, có nhảy dù thì cũng phải mất thời gian chứ. Sauce nói, chỗ này toàn sương mù, đợi đến lúc mày nhìn thấy thì bọn họ đã ở rất gần chúng ta rồi. Lời vừa mới dứt, trong màn sương liền xuất hiện một chấm đen nhỏ, nhanh chóng lớn dần lên trước mắt họ, chẳng mấy chốc nhạc dương đã nhìn rõ, đó là một cái hòm lắp ghép chuyên dụng có thể tách rời ra của bộ đội đặc chủng đang từ từ bay về phía này theo hướng dẫn của tín hiệu điều khiển. Sau khi cái hòm lắp ghép đầu tiên xuất hiện, liền đến cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ trong giây lát, trên không trung đã xuất hiện gần chục cái hòm lắp ghép như vậy. Nhạc Dương thầm kinh hãi, một cái hòm lắp ghép như thế có thể tách ra thành 8 hòm nhỏ chứa trang thiết bị cho 8 người sử dụng, không, loại này còn lớn hơn loại bọn họ thấy trước đây, chắc phải đủ đồ cho 10 người sử dụng. Cuối cùng, anh cũng không nén được buột miệng thốt, có bao nhiêu người vậy? Merkin nói, nếu trên đường không có tổn thất gì, đại khái khoảng 500 người gì đấy. Năm, 500 người, nhạc dương vừa cười, vừa đưa tay lên lau mồ hôi ở phía bọn Merkin không nhìn thấy trên mặt, vậy thì vết sạch bạc ba la thần miếu cũng không thành vấn đề rồi. Merkin lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, nói, không, muốn vết sạch bạc ba la thần miếu, đừng nói là 500 người, cho dù 5.000 người cũng không đủ, hừm lấy được bao nhiêu thì lấy thôi. Sau các hòm lắp ghép, người nhảy dù đầu tiên đã xuất hiện trong màn sương mù mịt. Nhạc dương giờ ống nhòm lên, vừa nhìn qua một cái, đã không khỏi kinh ngạc đến ngẩn ra. Người đó mặc một bộ trang phục liền thân trắng như tuyết, đầu đội mũ chống nhiễu điện tử giống như của các nhà phi hành vũ trụ, kính đen đồng thời cũng là màn hình điện tử che cả hai mắt, dưới cằm có ống mềm để hô hấp, chứng tỏ rằng bộ trang phục này có hệ thống tuần hoàn không khí tự động, có bảo đây là trang phục phi hành vũ trụ cũng không hề quá đáng chút nào và lại, nó lại không nặng nề vướng víu như trang phục phi hành, mà bó sát vào người, khiến kẻ nhảy dù ấy trông hết sức khôi vĩ tráng kiệt, thể hình không thua mất kin là mấy. Hết lính nhảy dù này đến lính nhảy dù khác xuất hiện trong tầm nhìn, nhạc dương thầm ước đoán, chiều cao bình quân của đám người này đều trên 1m85, thể trọng hẳn phải hơn 100 cân, sức cánh tay sợ rằng cũng phải đến 200 cân là ít. Một đám người như vậy, không ngờ chỉ trong giây lát đã xuất hiện đến 500 tên ở đây đám lính nhảy dù đó tiếp đất, liền nhanh nhẹn xếp dù lại, dùng khóa điện tử lấy ba lô trang bị của mình trong các hòm lắp ghép, xếp thành hàng lối chỉnh tề, cực kỳ ngay ngắn. Từ động tác và thân thủ của họ, Nhạc Dương nhận ra sức chiến đấu của đám người này hoàn toàn khác hẳn với bọn bán mạng vì tiền đụng độ với họ mấy lần trước, những kẻ này. Không ngờ đều là những chiến sĩ có thân thủ tương đương với Ba Tam hoặc Tây Mễ, đặc biệt là khi bọn chúng tập kết thành đội hình, sức chiến đấu lại càng đáng sợ gấp bội nhạc dương nhìn những binh sĩ đã đứng thành hàng lối tay đặt sau lưng ấy chỉ thấy trang phục đều tuyền một sắc trắng mũ đội đầu bằng kim loại màn hình điện tử che kín mắt hệ thống ống mềm tuần hoàn không khí vươn ra ngoài cùng một chiều cao thể hình đều to lớn vạm vỡ khiến bọn chúng không giống một đám binh sĩ mà giống những cỗ máy giết chóc được sản xuất từ cùng một công xưởng hơn đây rõ ràng là một đám quái vật mấy trăm người xếp thành đội hình chiếm cả một khoảng đất rộng cả mắt cũng không khỏi cảm khái thốt lên hay quá, đây mới gọi là lính chiến chứ. Trong bọn lính nhảy dù ấy, có một người sau khi tiếp đất không ra lấy ba lô ngay, mà dảo bước đi tới, ấn một nút nhỏ ở mang tai, màn hình đen che trước mắt liền nâng lên. Y cười lớn, ôm chặt lấy mơ nhạc dương chăm chú nhìn mấy lọn tóc bạc lòa xòa trước chán, những nếp nhăn sâu hóm ở khóe mắt, hốc mắt hõm sâu, đôi mắt màu xanh nhạt, sống mũi hơi khoằm, rồi so sánh với bức ảnh trong trí nhớ, người này chính là Kha Phu. Y hơi thấp hơn mơ một chút, nhưng thân hình lại có vẻ vạm vỡ rắn chắc hơn, đôi mắt đã trải nhiều giết chóc ấy, thậm chí cả khi mỉm cười cũng toát lên sát khí. Kha Phu vừa nhiệt tình ôm lấy Mokin, đồng thời hỏi, anh bạn già, giờ đã có thể cho tôi biết, chúng ta sẽ đi đâu rồi chứ? Mokin cười cười, còn nhớ mấy năm trước tôi nói gì với anh không? Ánh mắt Kha Phu hơi cụp xuống, rồi lập tức sáng bừng lên, thần miếu. Bạc Ba La thần miếu. Mokin cười cười, gật đầu nói, nào, để tôi giới thiệu nhưng Kha Phu dường như sớm đã biết trước, không đợi Merkin giới thiệu, đã sổ ra một chàng tiếng Anh, đầu tiên nói với Sos, Sos, tôi biết anh, anh với Merkin trước đây cùng một tổ. Kế đó, lại quay sang mắc cười cười bảo, chào mắc lần này mày không gây họa gì chứ. Ủa, còn anh bạn trẻ này là? Merkin liền giới thiệu, nhạc dương, lính trinh sát xuất sắc nhất quân đội Trung Quốc. À, sau khi biết được thân phận của nhạc dương, Kha Phu tỏ ra hết sức thân thiết, ôm hai vai anh lắc nhẹ, tốt lắm, tốt lắm, tôi cũng xuất thân từ lính trinh sát đấy, Khafu Nhạc Dương gật gật đầu, Khafu lại chỉ tay về phía đám quái thú, hỏi, cậu thấy binh sĩ của tôi trang bị thế nào? Hệ thống hình ảnh lập thể mới nhất đấy, có 3 chế độ chuyển đổi, nhìn đêm, thăm dò bằng hồng ngoại và sóng siêu âm, cho dù ở trong điều kiện nào cũng vẫn giữ được tầm nhìn, kể cả phần đầu, toàn bộ đều được thiết kế chống đạn, và lại còn sử dụng vật liệu sợi siêu nhẹ, phần đùi có tấm bảo vệ, găng tay cũng có sợi kim loại, sợi giữ nhiệt, hệ thống tuần hoàn không khí riêng. Ngoài ra, toàn bộ đều không có đường may, thiết kế chống nước, ngăn cách khỏi mọi nguy cơ sinh hóa. Có thể nói, đám binh sĩ này của tôi có thể sinh tồn ở bất cứ môi trường nào, cho dù bị chôn vùi dưới bùn đất hay núi lở, không có không khí, thì trong 24 tiếng đồng hồ, vẫn không mất đi sức chiến đấu. Nhạc Dương lại thêm một phen ngấm ngầm kinh hãi, những trang bị này rõ ràng là để nhầm vào các cơ quan cảm bẫy cũng như cổ độc của bản giáo, anh không kìm được, buột miệng hỏi, thế này đúng là vũ trang đến tận răng rồi, nhưng lúc mặc vào tháo ra chẳng phải rất phiền phức à. Kha Phu cười khi khi bảo, tại sao phải tháo ra, trước khi kết thúc nhiệm vụ, bọn chúng sẽ không tháo bộ trang phục này ra. Cậu đừng nhìn bề ngoài mà tưởng lầm, thực ra mặc vào là cậu sẽ biết ngay, còn dễ chịu hơn cậu tưởng nhiều lắm, thậm chí có thể nói, giống như là chui vào túi ngủ vậy. Mặc bộ đồ này, cậu có thể ngủ ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tư thế nào cũng được. Vậy, Vậy đại tiểu tiện thì sao? Mắc cũng chưa từng mặc loại quần áo kiểu này bao giờ. Kha Phu không nín được, phá lên cười ha hả, Mark, nhà thiết kế chính của bộ trang phục này, chính là ông chủ của mày đó, mày chưa mặc thử bao giờ hả? Tuy là đồ liền thân kín mít, nhưng cũng vẫn có đường bài tiết riêng chứ. Merkin đứng bên cạnh đưa mắt ước lượng nhân số, cho mày hỏi, Kha Phu, tổn thất bao nhiêu người vậy? Kha Phu lắc đầu nói, đại khái khoảng một nửa, Ben, Thời tiết trên đỉnh núi này có lẽ là thời tiết xấu nhất tôi từng gặp phải đấy. Một năm bốn mùa sương mù và gió lớn không hề gián đoạn. Tôi thấy anh một ngày phát tín hiệu hai lần, biết là việc rất gấp, nên thời tiết đỡ hơn một chút là lập tức lệnh cho bọn chúng liều chết sông lên. Đám người tổn thất kia đều bị gió lớn thổi bay hoặc đi lạc trong màn tuyết mù mịt cả. Thấy Mckin lộ vẻ gượng gạo, Kha Phu lại nói, có điều những tên còn lại này đều là tinh anh trong các tinh anh, hầu hết đều là cựu binh trên chiến trường giải ngũ trở về cũng có khá nhiều thành viên trong các đội lính đặc nhiệm nữa. Giờ bọn chúng là của anh cả rồi đấy, tôi đảm bảo năng lực chiến đấu của chúng tuyệt đối có thể khiến anh hài lòng. Nhạc Dương đứng bên cạnh khẽ hỏi, đều là người Nga à? À không, Kha Phu, tuy gọi là lính đánh thuê Nga, nhưng thực ra bọn chúng đến từ khắp các nước trên thế giới, chẳng qua được tôi huấn luyện một cách thống nhất, thực thi nhiệm vụ một cách thống nhất mà thôi, cũng có khá nhiều cựu binh hồi trước từng đi theo bên đấy, năng lực tác chiến rất mạnh. Trong lúc Kha Phu và Nhạc Dương nói chuyện, chỉ thấy Mckin đã bước đến phía trước đội quân lính đánh thuê. Kha Phu giơ một tay lên, đội hình liền tự động chuyển thành dạng bán nguyệt, đảm bảo cho đa số người có thể nhìn thấy Mckin, đồng thời tất cả đều có thể nghe rõ tiếng y. Mckin lớn tiếng nói, "Ta là Mckin, Ben Mckin, có lẽ trong các người cũng có kẻ đã biết tên ta, hoặc nhiều người còn chưa biết, có điều cũng không sao, kể từ hôm nay, ta sẽ chỉ huy các người thực hiện nhiệm vụ lần này." Kha Phu chiến hữu thân thiết nhất của ta đã giao quyền chỉ huy tối cao của hành động lần này vào tay ta, ta hy vọng các người cũng có thể tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ta, giống như phục tùng mệnh lệnh của Kha Phu vậy. Trước khi bắt đầu hành động, ta muốn hỏi các người mấy câu hỏi, chúng ta vào sinh ra tử, rốt cuộc là vì cái gì? Có ai không muốn sống thoải mái an nhàn đâu chứ? Những lúc tắm máu giết chóc trên chiến trường, có bao giờ các người từng có ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống trên đầu ngọn súng ấy không? Bây giờ, có một cơ hội, không cần phải sống những ngày liều mạng chém giết nữa. Có thể sở hữu tất cả những thứ các người từng khát khao. Trác Mộc Cường ba đi xuyên qua màn xương, quan sát hoàn cảnh xung quanh, gã bắt đầu lần theo dấu vết từ chỗ Mơ Kinh cắm trại đêm hôm trước, dựa vào đó suy đoán ra tuyến đường Mơ Kinh có thể đi, sau đó không ngừng truy đuổi. Trác Mộc Cường ba cho rằng, gã xuất phát muộn hơn Mơ Kinh nửa ngày, nhưng gã đi đường thẳng, và lại bọn Mơ Kinh nhất định sẽ còn dừng lại cắm trại, chỉ cần mình có thể đuổi suốt ngày đêm, chắc chắn là sẽ bắt kịp đối phương, hoặc là kịp thời ngăn lữ cánh nam lại, cô đang bị thương ở chân, chắc chắn không thể đi nhanh bằng gã được. Chỉ cần phương hướng không sai, nhanh nhất là đêm nay sẽ có thể tìm được mất kinh. Chắc một cường ba đang tự nhủ với lòng, chợt nghe phía trước có tiếng gầm lớn, tựa như tiếng kêu của loài dã thú gì đó, và lại không chỉ là một con, mà là cả một đàn. Liền ngay sau đó, gã lại phát hiện có hai cái bóng trong sương mù, đang từ hai phía trái phải tiến lại gần mình một cái màu xám, một cái màu đen, sói, là hai con sói do tên thao thú sư kia khống chế. Chắc một cường ba không hiểu tại sao mình vừa thoáng nhìn đã có thể khẳng định đây chính là lũ sói của Sos, đó gần như là một thứ trực giác bản năng, trực giác còn cho gã biết, hai con sói ấy dường như không hề có ý định chiến đấu. Lúc này, chắc một cường ba đã bồn ba cả một quãng đường dài, thể lực cũng tiêu hao gần hết, những ngày trước, cứ đến chập tối là lữ cánh nam lại yêu cầu gã thực hiện một loạt động tác cổ quái phối hợp với nhịp thở để hồi phục lại thể năng. Nhưng kẻ địch đang ở trước mắt, chắc một cường ba không dám mạo hiểm nghỉ ngơi, lũ sói đang ở đây, chứng tỏ bọn Merkin cũng cách không xa, toàn thân gã ướt sũng mồ hôi, gió lạnh thổi tới lại càng thấy lạnh hơn. Hai con sói ấy không có vẻ gì là muốn chiến đấu, cũng không gầm gừ cảnh cáo, chỉ cẩn thận tiếp cận gã, nghếch mũi lên hít hít người người gì đó. Chắc một cường ba lấy làm ngạc nhiên, gã đã từng chiến đấu với bọn sói này, lẽ nào chúng lại quên mất mùi cơ thể gã được sao? Hay là gặp phải lũ sói khác? Không, chính là bọn chúng rồi. Bọn chúng muốn làm gì vậy? Hai con sói dừng lại cách chắc một cường ba khoảng 10 bước rồi không tiến lên nữa. Con sói xám gừ gừ gì đó với con sói đen. Sói đen đưa mắt nhìn ra phía sau, rồi lắc lắc đầu. Sói xám lại nhìn chắc một cường ba, khịt khịt hai tiếng với sói đen. Sói đen khục khục đáp lại bằng một âm mũi có vẻ uy hiếp sói xám dường như muốn lại gần hơn một chút nữa, nhưng sói đen đã giơ chân trước lên ngăn nó lại, kế đó dùng đầu hút vào nó một cái, trong họng phát ra một tràng âm thanh khọt khẹt. Sói xám đành cúi đầu, bất an dùng chân trước cào cào xuống mặt đất. Nhìn hành động kỳ quái của hai con sói, chắc một cường ba đột nhiên nghĩ ra, hai con sói này rất có khả năng là chưa nhận được mệnh lệnh của tên thao thú sư, mà chỉ tuần tra lãnh địa của mình theo thói quen, tình cờ gặp phải gã mà thôi. Nếu như không có mệnh lệnh của tên thao thú sư kia, Trác Mộc Cường ba quyết định mạo hiểm một phen, thử giao lưu với hai con sói này. Gã chậm chậm ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với đầu lũ sói, chăm chú nhìn vào mắt chúng, khe khẽ nói, các ngươi sẽ không làm hại ta, phải không? Sói xám cảnh giác nhìn xoáy vào Trác Mộc Cường ba, còn sói đen lại nhe răng phát ra một tiếng gầm gừ khe khẽ. Trác Mộc Cường ba giơ hai tay lên, xòe rộng bàn tay ra, tỏ ý trong tay mình không có gì, không thể gây uy hiếp gì đến bọn chúng, sau đó nói, các ngươi không cần nghe lệnh của tên thao thú sư đó, chúng ta không phải kẻ địch, ta sẽ không cướp đoạt thức ăn của các ngươi, cũng không xâm chiếm lãnh địa của các ngươi. Con sói sám quay đầu đi, tựa hồ đang cười gần. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, rồi lại dùng tiếng tạng cổ lặp lại một lượt, mới nói được nửa câu, phía xa xa lại vẳng đến tiếng gào rú ẩm ý. Lần này Trác Mộc Cường ba đã nghe rõ hơn, âm thanh ấy không giống như của dã thú phát ra, mà giống tiếng hò reo của rất nhiều người tập trung lại một chỗ hơn. Thế nhưng, muốn phát ra được âm thanh như thế, phải có bao nhiêu người cùng ở đấy chứ? Hai con sói cũng bị âm thanh kia thu hút, lần lượt ngoảnh đầu về phía đó. Trác Mộc Cường Ba nhân cơ hội ấy đứng bật dậy, thử tiến lại gần con sói thêm chút nữa, cử động đó của gã lập tức làm kinh động bọn chúng. Con sói đen quay ngoắt đầu lại, tăng tốc trong nháy mắt, lao bổ về phía Trác Mộc Cường Ba, sói xám cũng theo sát phía sau. Ở khoảng cách gần thế này, Trác Mộc Cường Ba cơ hồ không thể né tránh. Trong khoảnh khắc đó, đợt huấn luyện đặc biệt của Lữ Cánh Nam mấy ngày trước đã tỏ ra có hiệu quả, gần như trong vô thức, chắc Mộc Cường Ba đã kịp thời đưa tay lên che chắn cho các vị trí quan trọng như mặt, đầu, cổ họng, tay kia rút đao đánh soạt một tiếng. Nhưng tốc độ của lũ sói cũng rất kinh người, gã mới giơ tay lên, con sói đen đã hút vào người rồi. Cú lao rất mạnh, khiến cả người chắc Mộc Cường Ba loạn choạng lùi lại mấy bước, kế đó con sói xám lại bồi thêm một cú hút nữa, làm gã mất trọng tâm ngã phịch xuống đất. Cổ tay chắc Mộc Cường Ba lật mạnh, thanh đao lưới cong của ba tang để lại vạch trên không chung một đường parabol hoàn hảo, hai con sói liền tách ra hai bên, chừng như muốn cắn vào vai gã. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, chúng đòn này, thì cánh tay không cất lên nổi nữa mất. Mắt thấy lưỡi đao không thể vươn tới mình lũ sói, gã liền dồn lực vào cả tay lẫn chân, thân thể rụt về phía trước. Hai con sói cùng lúc cắn phập tới, xé toác hai miếng lớn trên áo gã. Trác Mộc Cường ba lộn người bật dậy, chỉ thấy hai con sói đang nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí, gã còn có cảm giác như con sói đen đang nhíu mày, ánh mắt toát lên một vẻ u uất khó tả, rồi nó lại nghiêng đầu khẽ gừ gừ với con sói xám. Trác Mộc Cường ba không khỏi buồn bực trong lòng, tại sao? Tại sao nhất định phải tấn công ta? Lẽ nào thuốc của tên thao thú sư ấy vẫn còn công hiệu? Nghĩ tới đây, gã bất giác đưa hai cánh tay lên người người, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì lạ. Hai con sói đảo một vòng, rồi lại trở lại chắn ở phía có âm thanh vẳng tới, mặt đối mặt với Trác Mộc Cường ba, tựa hồ đang cảnh cáo gã, không được đi tiếp. Con sói đen còn chậm chậm tiến lên, ép chắc một cường ba phải lùi lại, miệng không ngừng gầm gừ, lè cả cái lưỡi đỏ chót và hàm răng sắc nhọt, như thể đang uy hiếp, quay lại đi, quay lại đi. Chắc một cường ba lại càng lấy làm khó hiểu, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy mới bước lên một bước, hai con sói kia liền thình lình tấn công luôn, bọn chúng đang che giấu điều gì. Ngăn cản ta ư, vậy thì ta nhất định phải xem xem. Gã vung vẩy thanh đao trong tay, trầm giọng nói, "Tránh ra." Sói đen nhất quyết không nhân nhượng, tiếng gầm gừ mỗi lúc một gấp gáp hơn. Ánh mắt Trác Mộc Cường Ba từ từ trở nên lạnh lẽo, ngập tràn phẫn nộ, gã nghiến răng ken két, quát lên, "Tránh ra." Một người một sói chừng chừng nhìn nhau, gã bước lên một bước, chân sau con sói liền gập lại, tựa hồ sẵn sàng lao bổ vào gã bất cứ lúc nào. Trác Mộc Cường Ba nhìn nó không chớp mắt, bàn tay nắm chặt cán đao, lưỡi đao chỉ thẳng vào chóp mũi con sói tay kia nắm lại thành nắm đấm, cũng hướng sang phía con sói xám còn lại, sau đó lại tiến lên thêm một bước nữa. Sói xám hình như hơi sợ, thân mình khẽ lùi về sau, mũi khịt khịt mấy tiếng, nhưng sói đen thì nhất quyết không lùi bước, tiếng gầm gừ trở nên thấp trầm hơn, dài hơn, thái độ uy hiếp cũng rõ rệt hơn. Trác Mộc Cường ba không hề sợ hãi, lại bước thêm một bước nữa về phía sói đen, chân gã dẫm mạnh xuống đất, gã tin rằng sói đen sẽ cảm nhận được mặt đất đang rung lên. Vậy là, Khoảng cách giữa Trác Mộc Cường 3 và Sói Đen giờ trở nên rất gần, song phương nhìn chòng chọc vào nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhất quyết không chịu lui bước, song cũng không hề có ý định phát động tấn công. Trác Mộc Cường 3 chậm chậm nhích người, tiếp tục lại gần Sói Đen hơn nữa. Thể hình cao lớn của Trác Mộc Cường 3, cộng với cái ba lô to tướng trên lưng, tổng trọng lượng tính ra phải gấp hơn 4 lần Sói Đen, cuối cùng, Sói Đen cũng không đứng vững trước khí thế của gã, liền nhảy sang một bên tránh ngay trước khi Trác Mộc Cường 3 chuẩn bị phát động tấn công liền sau đó, nó kêu lên một tiếng, rồi cùng sói xám biến vào màn xương, chạy về phía mất Kin. trác Mộc Cường ba thầm nhủ, đi báo tin à, tên thao thú sư ấy, rốt cuộc đã làm như thế nào? trác Mộc Cường ba không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy không rõ tại sao bọn mất Kin lại dừng chân ở đây, nhưng đằng nào thì cũng đuổi kịp đối phương rồi, nói không chừng lữ cánh nam cũng đã. Mặc dù hôm qua lữ cánh nam bị thương rất nặng, nhưng gã tuyệt đối không dám so sánh người đàn bà thép ấy với người bình thường, gã cần phải điều tra cho rõ, rốt cuộc lữ cánh nam có ở phía trước hay không. Ngoài ra, chắc Mộc Cường Ba cũng thắc mắc không hiểu âm thanh kia là thế nào. Xét cho cùng, dẫu có bị phát hiện, gã cũng tự tin có thể chạy thoát được, thứ duy nhất có thể đuổi kịp gã là lũ sói, cũng không còn uy hiếp gì nhiều khi gã có cây sáo xương trong tay. Chắc Mộc Cường Ba dảo nhanh bước chân chạy theo hướng lũ sói, âm thanh mỗi lúc một gần, màn xương nhạt dần. Nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng phía sau màn sương mù ấy, gã lại không dám tin tưởng vào mắt mình nữa. Trên khoảng đất trống rộng rãi ấy, có một đám binh sĩ vũ trang đầy đủ tận răng đang xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn, đội hình vươn dài ra mãi rồi khuất dần trong sương. Thân hình cao lớn của Merkin đang đứng trước đội ngũ đó, y đang chỉ tay lên trời thao thao bất tuyệt, không biết là hứa hẹn gì, còn đám binh sĩ kia thì chốc chốc lại giơ cao cánh tay, đồng thanh gieo hò vang dội. Em mờ thanh gã nghe thấy lúc nãy, chính là tiếng gieo hò của đám người này. Sau đó, trác mộc cường ba mới chú ý thấy cách gã gần hơn nữa tên thao thú sư kia vẫn chùm mình trong bộ áo choàng đen bên cạnh y là một quân nhân mặc bộ đồ liền thân màu trắng đầu đội mũ chụp có ống mềm để thở Mắc đang tâu toét cười nói chuyện gì đó với quân nhân ấy còn bên trái mắt, người đó người đó cũng mặc đồ dần di giống hệt gã gương mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời quen thuộc ấy nhạc dương người đó chính là nhạc dương trác mộc cường ba vẫn không tin bèn đưa tay dụi mạnh lên mắt không thể nào sai được, người đó chính là Nhạc Dương, anh không chỉ đứng bên cạnh mắt, mà còn tham gia bàn luận với bọn chúng, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, cũng vẫn là nụ cười tràn đầy ánh nắng đó, chỉ là tâm trạng trác Mộc Cường ba càng lúc càng thêm rối bời. Sao vậy chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải mình đang nằm mơ hay không, nếu đúng là thế, vậy thì giấc mộng ấy, thật sự quá là đáng sợ. Chắc Mộc Cường ba đấm mạnh lên tảng đá lớn cạnh đấy, hy vọng có thể khiến mình thoát ra khỏi cơn ác mộng này tại sao lại là Nhạc Dương, tại sao lại là cậu ấy, cậu ấy chẳng phải là người trong đội của mình hay sao. Nhưng rốt cuộc gã vẫn không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy, ngược lại, cú đấm còn khiến quân nhân đứng cạnh thao thú sư Sos chú ý. Đám binh sĩ ăn mặc chỉnh tề kia dường như cũng cùng chia sẻ một hệ thống thông tin, quân nhân kia vừa ngoảnh đầu, cả đám đều không hẹn mà cùng quay đầu ra, sau đó, Merkin cũng ngoảnh đầu lại, liền trông thấy Trác mộc cường ba. Tuyệt lộ! Merkin nhe răng cười, thầm nhủ, cường ba thiếu gia vẫn không chịu bỏ cuộc à. Ủa, nhìn bộ dạng phẫn nộ thế kia, lẽ nào, lữ cánh nam đã chết rồi. Thấy Mắc và Kha Phu đều có ý xông lên bắt sống chắc mộc cường ba, Mắc Kin liền giơ tay lên ngăn hai người lại, tự mình bước tới, cười cười hỏi, Ủa, đây không phải cường ba thiếu gia hay sao? Sao hả, phải chăng anh đã nghĩ kỹ rồi, muốn nhập bọn với chúng tôi hả? Chắc mộc cường ba cố ghim lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, lạnh lùng nói, lữ cánh nam đâu rồi? Bàn tay McKin vung lên, chỉ đội ngũ đứng sau lưng mình, như cười mà không phải cười đáp, anh nói xem. Toàn thân Trác Mộc Cường ba lạnh toát, run giọng kêu lên, "Cô ấy, cô ấy chết rồi sao?" McKin chỉ cười cười không nói, gương mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhịp hô hấp đặc biệt mà Trác Mộc Cường ba đã dần dần quen thuộc lập tức bị rối loạn, gã há miệng thở hồng hộc mấy hơi liền, nhìn chòng chọc vào Nhạc Dương một lúc, rồi bật cười khanh khách, đưa tay chỉ McKin, Nhạc Dương và đám người đứng sau lưng họ gần giọng nói, được. Được, tôi sẽ trở lại, các người nhớ đấy, nhớ lấy tất cả những gì mình làm, chuẩn bị gánh nhận hậu quả đi. Dứt lời, gã liền lùi nhanh về phía sau, trong chớp mắt đã biến mất trong màn xương dày đặc. Nhạc dương bị trác mộc cường ba trợn mắt lên nhìn, không ngẩng đầu lên được, còn mắc lúc này lại hăng hái tân công, vội xun xoe với mất ông chủ, để tôi dẫn người đuổi theo hắn. Tên này càn quấy quá rồi, hắn đâu có coi chúng ta ra gì chứ, Merkin nghĩ ngợi dây lát rồi gật gật đầu. Mark lập tức phấn khởi chạy đi tìm người, tìm trang thiết bị. Nhạc Dương bước đến bên cạnh Merkin nói, ông đã hứa với tôi. Merkin cười cười gật đầu, yên tâm, tôi sẽ giữ lại mạng cho hắn. Có điều, tôi vẫn không yên tâm để hắn ở trong bóng tối quấy rầy chúng ta như vậy. Tôi định mời cường ba thiếu gia của cậu đến đây đi cùng chúng ta thôi. Nói đoạn, y liếc nhìn Nhạc Dương một cái, rồi tiếp lời, như vậy, coi như cậu không nợ nần gì hắn nữa rồi. Ở cạnh đấy, Mac đã lấy vũ khí mới, cười ha hả, Kha Phu chọn ra mấy chục tên lính đánh thuê đi theo hắn. Sos hú dài một tiếng, hai con sói kia nghe tiếng liền chạy tới, chỉ thấy Sos chỉ về phía chắc một cường ba vừa đào tẩu. Hai con sói gầm gừ mấy tiếng rồi chạy vụt đi, Mac hét lớn, theo tôi, đi theo bọn sói ấy, nhanh lên. Xé xác tên đó ra, Mạc cười khẩy đứng một bên quan sát, nhưng không đưa ra bất cứ chỉ thị gì. Thấy Mark đã dẫn bọn lính đánh thuê đi xa, mà Merkin dường như đã quên lời hẹn, nhạc dương bình tĩnh bước tới trước mặt y, nói, để tôi đi theo xem sao. Merkin không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ xoay người đi đến bên cạnh Kha Phu. Nhạc dương biết Merkin đang nghĩ gì, nhưng nụ cười thê lương ấy của cường ba thiếu ra cứ in hẳn trong óc, không sao xóa nhào đi được. Anh nghiến răng, rồi vẫn quyết định chạy theo mắc và bọn lính đánh thuê kia. Tuyết hình như mỗi lúc một lớn hơn, chắc một cường ba chạy như điên cuồng giữa màn sương tuyết mịt mù trái tim lạnh giá của gã nảy lên những nhịp bất an, tựa như những bông tuyết phiêu linh bị gót dày nặng trịch dẫm nát, nghiền đi nghiền lại, phát ra những tiếng xạo xạo. Lữ cánh nam chết rồi, nhạc dương là nội gian, vậy còn Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn thì sao? Bọn họ đi cùng nhau, cho dù Pháp Sư Á là công phu cao cường đến mấy, nhưng chẳng ai dám đảm bảo ông có thể tránh được người phe mình ngấm ngầm ra tay ám hại. Nếu Pháp Sư Á là bị hại, Mẫn Mẫn cũng tuyệt đối không thể sống sót ở nơi này tiếng sói chu và tiếng người hò hét phía sau mỗi lúc một gần hơn, chẳng rõ là có mấy trăm hay mấy ngàn người đang truy đuổi gã nữa, không ngờ bọn chúng lại có nhiều người như thế. Còn gã thì sao, chỉ còn lại có một mình, tim chắc Mộc Cường Ba bắt đầu đập loạn nhịp, đồng thời, gã hoàn toàn không phát giác, hơi thở của gã đã trở nên rối loạn, gấp gáp như người mắc bệnh nặng, gã cũng không hề để ý, gã chỉ muốn chạy, chạy xa một chút, rời khỏi cái nơi đầy dẫy những ác mộng này càng xa càng tốt. Trong cơn hoang mang cực độ ấy, gã như thoáng nhìn thấy ánh mắt tràn trề mong đợi của Lữ Cánh Nam, cuối cùng, gã cũng quyết định không theo đường cũ quay ngược lại, mà vòng qua chỗ bọn mất kinh tập kết, tiếp tục tiến lên. Chỉ có điều, âm thanh truy đuổi sau lưng, đã càng lúc càng gần hơn, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, trong lùm cỏ, sau gốc cây khô, sau những tảng đá lớn, đều có bóng dáng của lũ sói. Chạy đến cơ hồ kiệt sức, chắc một cường ba trượt chân ngã hụt xuống nền đá, rồi lại trượt đi xa thêm mấy mét nữa. Cú ngã ấy cũng không nặng lắm, nhưng gã đột nhiên cảm thấy tim mình đập cuồng loạn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, gã muốn gắng sức chống người lên, song thân thể bỗng run lên, cả người như bị sét đánh chúng, tê liệt không thể nhúc nhích được nữa. Trác Mộc Cường ba đau đớn ấn tay lên ngực, rồi lại ngã xuống. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác giận dữ điên cuồng, gã bất thình lình đấm mạnh vào ngực mình một cái, đến cả mày cũng muốn phản bội tao nữa hả? Tại sao? Tại sao? Chỉ có những bông hoa tuyết rơi là tả, lạnh lẽo hứng hờ trả lời lại câu hỏi phẫn uất của gã. Sau cú đâm ấy, nhịp tim chắc một cường ba giường như dần dần bình ổn trở lại, thế nhưng, gã hoàn toàn không hay biết, mình vừa mới vòng một vòng qua cửa địa ngục rồi trở về, phương pháp hô hấp của mật tu đâu phải thứ có thể sử dụng bừa bãi. Chắc một cường ba vùng vẫy chống hai tay xuống định đứng lên chạy tiếp, chỉ thấy xương cốt toàn thân rã rời, tứ chi đều run rẩy. Cả một ngày liên tục chạy không ngừng đã làm thể lực gã tiêu hao gần như cạn kiệt, vừa rồi lửa giận sông lên làm u mê đầu óc, gã chỉ còn biết có chạy và chạy, giờ đây dừng lại, bao nhiêu sức lực đều đã tan biến vào hư không. Tiếng sói gầm gừ phút chốc đã đến gần, đám lính đánh thuê quả nhiên được huấn luyện rất bài bản, chắc một cường ba dốc sức chạy điên cuồng như vậy mà cũng không thể thoát khỏi bọn chúng. Mắc thở phì phò như trâu, sông lên trước tiên, giận dữ chửi bới om sòm, chạy đi, sao không chạy nữa. Nằm lăn lóc dưới đất như con chó ấy. Mắc cầm súng bước đến sau lưng chắc một cường ba, khi hắn chỉ còn cách mình chừng một mét, chắc một cường ba đột nhiên bật dậy, xoay người vung đao lên, thanh đao lưỡi cong lóe lên như tia chớp. Không ngờ, Mạc đang thở hồng hộc bỗng nhiên trở nên một người hoàn toàn khác, gặp nguy mà không loạn, nòng súng dịch ngang, chặn lấy lưỡi đao của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba mượn đà nhát đao ấy đứng hẳn lên, rồi lại xoay người theo hướng ngược lại, tung cước, nhằm cả người lẫn súng đá tạt ngang một cú rõ mạnh. Cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu bị gã chuyển hóa thành chút sức lực cuối cùng rồi dồn cả vào chiến đấu. Mắc không hề hoảng hốt, sờ cánh tay phải lên che chắn mang tay, người hơi nghiêng đi, ung dung hóa giải cú đá của Trác Mộc Cường ba, đồng thời khẩu súng đã đổi sang tay trái, vừa chống đỡ vừa bắn bằng một tay. Nhưng động tác của Trác Mộc Cường ba tiếp nối rất liền mạch, trước tiên xoay sang trái, rồi xoay sang phải, kế đó lại xoay sang trái, loạt đạn của mắc, toàn bộ đều găm cả trên ba lô sau lưng gã. Trác Mộc Cường ba cứ thế vùng đao loang loáng, còn mắc thì gặp chiêu nào tiếp chiêu ấy, đám lính đánh thuê phía sau quay lại, nhưng vì hai người quấn chặt lấy nhau, nên chúng cũng không tiện nổ súng. Mark có ý muốn thể hiện thực lực trước đám lính đánh thuê mới đến này, nên mỗi quyền mỗi cước đánh ra đều làm bộ làm tịch tỏ ra rất ung dung thoải mái. Nòng súng nhầm vào ngực Trác một cường ba, súng nổ, nhưng chắc một cường ba đã kịp thời đấm chết họng súng ra phía khác, tia lửa lóe lên quét một vòng ra mé ngoài, có mấy tên lính đánh thuê vội vàng lùi lại né tránh. Kế đó, ánh đao của chắc một cường ba lại lóe lên. Mark đột nhiên lỏng tay, một tay cầm súng tay kia nhanh chóng rút ra con dao găm quân dục, lấy dao trọi dao, đồng thời tay phải lật lên, khẩu tiểu liên liền xoay nửa vòng trên lòng bàn tay hắn. Mắc nắm tay lại cầm vào nòng súng, dùng như một cây gậy vụt xuống cổ tay Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vội rụt tay về, khẩu súng lại xoay thêm nửa vòng nữa, nòng súng chĩa vào gã. Mắc nhả đạn liên tục, Trác Mộc Cường Ba không kịp đề phòng, suýt chút nữa thì chúng đạn, trong lúc luống cuống, dù sao cũng có chút may mắn, chỉ thấy lòng bàn tay rung lên, hóa ra đã dùng đao hất văng được một viên đạn. Hai người quần nhau được một chập, mắc chợt buông rơi con dao găm, rồi nắm chặt cổ tay cầm đao của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cũng giữ chặt nòng súng của hắn, hai người rằng co qua lại, nhưng không ai giật ra được. Mắc cười gần, kỹ thuật xả kích cận chiến, tưởng mỗi mình mày biết thôi chắc. Trác Mộc Cường Ba dồn hết sức lực, nhưng mạnh người, định quăng mắc ra xa như quăng một bao cát. Mắc lập tức buông súng, một tay đè lên hông Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường ba chỉ thấy lực khí ngưng trệ, không sao vận sức được nữa, chẳng những không nhấc được mắc lên, ngược lại còn bị hắn thừa cơ đá vào khớp gối, ngã lăn ra đất. Còn khẩu súng kia, gã cũng không nắm chắc, bị hất văng lên không. Trong khi đó, Mắc đã một tay tóm lấy Trác Mộc Cường ba, tay kia giơ lên cao chụp một cái. Trác Mộc Cường ba đang định vùng vẫy đứng lên, thì đã bị hắn di súng vào chán, đè xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, tâm ý của Trác Mộc Cường ba đã hoàn toàn nguội lạnh, không ngờ đến cả cái tên tiểu nhân giả dối, bị ổi này mà mình cũng không đánh lại, tất cả mọi chuyện trước đây đều tựa hồ như hoa trong kính, trăng trong nước, vạn sự đều đã kết thúc, gã nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy có người quát lớn, mắc. Ngón tay mắc đang đặt trên cò súng, trực bóp vào rồi lại buông ra, buông ra rồi lại định bóp vào, trong chớp mắt đã biến đổi mấy lần, đôi mắt nghi hoặc chuyển động quan sát khắp xung quanh, sau cùng, cũng vẫn buông cò súng ra, nhìn về phía người vừa lên tiếng, đồng thời hỏi, nhạc dương sao cậu lại ở đây? Nhạc Dương thở hổn hển khom cả người xuống, nhưng vẫn không ngừng lại, vội vàng nói, ông chủ bảo, tha cho anh ấy. Mắc đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi lại nhìn Nhạc Dương, nghi hoặc hỏi, thật à? Lúc tôi xuất phát, ông chủ có nói vậy đâu nhỉ? Nhạc Dương đứng thẳng người dậy, lấy thiết bị liên lạc ra, nói với Mắc, có cần nghe ông chủ đích thân nói không? Mắc ngần ngừ, hắn đương nhiên hiểu rất rõ, ông chủ của hắn thường xuyên thay đổi khó lường, chẳng ai có thể nhìn thấu được y đang nghĩ gì trong đầu, tự nhủ như vậy, hắn liền thu súng về, cười khi khi nói, vậy thì không cần, chẳng lẽ tôi lại không tin cậu. Kế đó, hắn lại lấy báng súng gõ gõ lên mặt trác mộc cường ba, đổi giọng châm chọc, cường ba thiếu ra, anh may mắn lắm, ông chủ tôi mở lòng từ bi, lần này tha cho anh một mạng. Nếu anh còn dám đối đầu với chúng tôi nữa, đừng trách tôi đánh cho như chó đấy nhé. Hừ, đúng là không biết tự lượng sức. Toàn thân Trác Mộc Cường ba run lên bần bật, răng nghiến ken két, nhưng cơ bắp từ trên xuống dưới đều cứng đờ cả ra, muốn lật người nhổm dậy cũng không thể làm nổi. Mắc đắc ý vô cùng, gác súng lên vai, bước lại chỗ bọn lính đánh thuê. Mấy chiêu vừa rồi thế nào, chà, chúng ta trao đổi một chút thôi, không dám nói là học tập, không dám, không dám đâu, đều là ông chủ dạy đó, thế này. Thế này này. Nhạc Dương nhìn đám lính đánh thuê khô tay múa chân cười đùa rôm giả, rồi lại nhìn chắc một cường ba đang một mình quằn quại vùng vẫy muốn đứng lên trên nền đất tuyết phủ, không chút do dự bước về phía gã. Mắc làm bộ làm tịch với mấy tên lính đánh thuê vài câu, rồi nghiêng đầu cười khẩy nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương. Nhạc Dương đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, đưa tay ra nói, Cường Ba thiếu ra. Nhưng rồi, anh ngạc nhiên nhận ra, Trác Mộc Cường Ba căn bản không buồn nhìn mình lấy một cái, đôi mắt đờ đẫn của gã chỉ nhìn về phía bầu trời xa xa, giữa hàm răng nghiến chặt kia rít ra hai chữ, cút đi. Nhạc Dương không khỏi giật mình, xưa nay anh chưa từng nghe cường ba phát ra âm thanh nào đáng sợ đến thế, khàn khàn như ác thú gầm gừ, bốt giá như băng. Em mờ thanh ấy, tựa hồ được phát ra từ một ma vương đến từ chốn cửu u địa ngục, bình thản đến độ không còn chút sắc thái tình cảm nào, khiến người ta nghe xong cũng thấy lạnh thấu cả tâm can. Bàn tay nhạc dương xứng lại giữa không chung, để mặc cho những bông hoa tuyết rơi xuống, rồi tan chảy trong lòng bàn tay. Mắc và bọn lính đánh thuê như thể đang xem một vở kịch hay, tên nào tên nấy đều chăm chú nhìn hai người. Nhạc Dương rụt tay lại, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ nói, anh bỏ gánh nặng trên lưng xuống, thì sẽ đứng lên được thôi. Trác Mộc Cường ba thoáng ngẩn người, bỏ gánh nặng xuống, thì sẽ đứng lên được. Nhạc Dương nói vậy là có ý gì? Cậu ta muốn nói gì? Tai mắc vốn rất thính, vừa khéo lại hiểu được câu tiếng chung này, vội vàng hùa theo, ừm, đúng. Thả đi cũng được, nhưng phải để ba lô lại. Nhạc Dương, cậu suy nghĩ cũng chu đáo thật, hừ. Trác Mộc Cường ba đã hiểu ra, liền kéo dây móc, cởi ba lô ra, vùng dậy đứng lên, lảo đảo mấy bước mới trụ vững được thân hình, đưa mắt nhìn Nhạc Dương, trên môi gã lại nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Nhạc Dương bị ánh mắt của Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm, không khỏi hoảng hốt lùi lại nửa bước, đang chuẩn bị quay người đi thì liền va phải một người cao lớn. Mắc đã từ phía sau dấn lên, vừa khéo chặn ngay sau lưng Nhạc Dương, khiến anh không thể lùi thêm được nữa. Trác Mộc Cường ba nhìn Nhạc Dương đứng sánh vai với Mắc và đám lính đánh thuê, xoay người định bỏ đi, chợt nghe Mắc nói, đợi đã, quần áo cũng phải để lại. Nhạc Dương thất thanh kêu lên, Mắc. Mắc cười hì hì nhìn Nhạc Dương, nói, ông chủ chỉ nói là thả hắn đi thôi đúng không, có bảo là thả cả người lẫn quần áo đâu. Tôi nghĩ, ông chủ cũng không hy vọng tên này giữ lại súng lục hay dao găm gì đó ở trong bóng tối ngấm ngầm phá hoại hành động của chúng ta, đúng không nhỉ? Cậu nói có phải không, Nhạc Dương? Nhạc Dương còn định nói gì đó, chợt thấy Trác Mộc Cường ba xứ người lại, bắt đầu cởi cúc áo, cởi xong một thứ, lại ném vút ra xa, tựa hồ mang theo nỗi phẫn hận tột cùng. Ngón tay Nhạc Dương bấu chặt vào ống quần, không khỏi run lên, thẫn thờ nhìn Trác Mộc Cường ba cởi từng món, từng món đồ trên người, ném ra xa, cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót, đứng sừng sững giữa chốn tuyết sương mịt mùng tựa một bức tượng đá. Đủ rồi đấy, mắc, giọng Nhạc Dương hơi biến đổi, mắc lấy làm hứng thú. Lườm anh một cái, vui vẻ nói, thân hình cũng khá lắm, cha cha, cái quần xịp kia đặc biệt quá, giống như của đàn bà ấy nhỉ. Đám lính đánh thuê xung quanh đều cười ồ lên, mắc lại vung vẩy khẩu súng trên tay nói, vơ hết đồ đạc, trở về thôi. Thấy một tên lính đánh thuê bước đến nhặt ba lô của Trác Mộc Cường Ba, nhạc dương lạnh lùng gần giọng quát, tránh ra, để tôi. Anh cẩn thận nhặt từng món quần áo Trác Mộc Cường Ba ném đi, gấp lại gọn gàng, lúc ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn của gã đã bắt đầu chuyển động, ấm thân trần trụi hướng lấy gió lạnh tuyết giá, chậm chậm tiến về phía xa. Mắc ở phía sau thúc giục, đi thôi, nhạc dương, hắn không chết được đâu, không thấy hắn cường tráng thế à. Nhạc dương nhớ lại lúc mới vào quân ngũ, lưu cánh nam giảng bài đầu tiên, từng huấn thị đám tân binh bọn họ thế này, phải nhớ, những điều các cậu sắp làm, người bình thường sẽ không thể nào hiểu nổi, các cậu sẽ phải nhẫn nhịn những điều người thường không thể nhẫn nhịn, các cậu sẽ phải đối diện với những tình cảnh người thường không thể nào tưởng tượng được. các cậu sẽ phải từ bỏ đi sự tôn nghiêm của chính mình. các cậu sẽ phải ký hợp đồng với ma quỷ. khi cần thiết, có thể sẽ phải bán đi tất thảy mọi thứ, ngoại trừ linh hồn mình. đồng thời phải khắc chế bản tâm trước ham muốn hưởng thụ cuồn cuộn như thác lũ. có rất nhiều người đi trước các cậu đã trụi lạc, nhưng không ai trách bọn họ. cũng như thế, tôi cũng sẽ không trách các cậu. tôi chỉ hy vọng các cậu có thể giữ được một trái tim chính nghĩa. khi các cậu không thể không đắm mình trong bể rượu trong rừng thịt, khi các cậu dùng ma túy rồi rơi vào ảo giác, khi các cậu phải vung dao trên phố, đổ máu nơi đấu trường, tôi hy vọng các cậu chớ nên quên rằng, các cậu từng là một người chân chính, vĩnh viễn, đừng bao giờ quên. Nhạc Dương trầm mặc, đưa mắt liếc nhìn bóng hình sắp khuất hẳn trong màn xương kia lần cuối, rồi tự cảnh cáo mình, không được rơi lệ, không được đỏ mắt, mày có thể làm được, mày cần phải làm được. Cơ hồ như xúc cảm đã hóa thành vật thực, từ sâu thẳm trong đáy lòng cuồn cuộn dâng lên, trào ra cổ họng, Nhạc Dương dùng hai hàm răng nghiền nát nó, hòa với nước bọt, rồi lại nuốt trở xuống, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng chắc một cường ba đi khuất dần, trong lòng thầm khấn nguyện, cường ba thiếu ra, trên đường, bình an. Mắc mang theo ba lô hành lý của Trác Mộc Cường Ba, hưng phấn khua chân múa tay khoe khoang với đồng bọn rằng mình chỉ cần hai ba chiêu đã đánh cho Trác Mộc Cường Ba lại lục xin tha thế nào, còn Nhạc Dương thì lặng lẽ đi tới lều của Mắc Kinh. Mức Kinh hình như đang bàn bạc với Kha Phu xem nên sắp xếp đám lính đánh thuê như thế nào, thấy nhạc dương bước vào, chỉ hờ hững hỏi, thả rồi à? Nhạc dương gật đầu, Merkin lại nói, vậy hiện giờ, cậu và hắn, chắc là không còn quan hệ gì nữa chứ? Nhạc dương lại gật đầu, Merkin hỏi thêm, nếu cường ba thiếu ra lại tiếp tục truy theo, gây phiền phức cho chúng ta, cậu tính sao? Nhạc dương ngây người, vốn tưởng rằng xảy ra chuyện như vậy, mình sẽ khó tránh khỏi tội chết, đột nhiên nghe Merkin hỏi một câu như thế, anh lập tức phản ứng lại ngay, nghiêm giọng đáp, tôi sẽ tự tay bắt giết anh ấy. Tốt, Merkin cười lớn đứng lên, vỗ vỗ vai nhạc dương nói, tôi thích nhất là những nam nhi nhiệt huyết trọng tình trọng nghĩa như cậu. Cậu chịu giúp đỡ cường ba thiếu gia của cậu như thế, chắc hẳn rằng trong tương lai, cậu cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nói đến đây, y chợt đổi giọng cảm thán, thực ra đi tìm kiếm di tích, báu vật ở những vùng hoang vu không bóng người này, chẳng có gì mà phải phân biệt quốc gia dân tộc cả, hợp lại thì hai bên cùng có lợi, tách ra thì cả hai đều bại, cường ba thiếu gia của cậu, thực ra không nên đứng ở lập trường đối địch với chúng ta chút nào. Kế đó, Merkin lại hỏi rõ từng chi tiết của hành động lần này, nhạc dương không dám giấu giếm, toàn bộ đều kể lại tận tường, chỉ là không nhắc đến trong áo lót của Trác Mộc Cường ba có một túi ngầm. Merkin nghe nói đồ đạc và quần áo của Trác Mộc Cường ba đều được mang về đây, vội vàng bảo, cậu ra ngoài mang hết quần áo và ba lô đó vào đây, nhớ kỹ đấy không được thiếu món nào, còn nữa. Nói với đám lính đánh thuê ấy, bất cứ thứ gì, chỉ cần là đồ trong ba lô hay quần áo của Trác Mộc Cường ba, đều phải giao lại hết. Nhạc Dương ra khỏi lều, thấy Mắc đang khua môi múa mép nước bọt nước dãi bay tung tóe, chợt nghe Sauce đứng cạnh hỏi, "Mắc, mấy người bạn sói của tao đâu?" À, Mắc đột nhiên há hốc miệng, nhưng không thốt nên lời, đích thực là bọn hắn theo tiếng sói chu mà đuổi tới, nhưng sau khi đến được chỗ Trác Mộc Cường ba, hai con sói kia đi đâu nhỉ? Phải chăng đã bị Trác Mộc Cường ba giết rồi? hình như không để ý thấy bọn chúng và chắc Mộc Cường ba có chiến đấu thì phải. Sau khi xong việc, hắn đắc ý quên hết mọi sự trên đời, lại tưởng rằng hai con sói đã quay về trước rồi, giờ nghe Sox hỏi đến, mới sực nhớ ra, lẽ nào bọn sói mất tích rồi. Mắc định tìm mấy tên lính đánh thuê cùng đi với mình lúc ấy để hỏi thử, nhưng cả bọn lính đánh thuê đều đội mũ bịt kín đầu, đứng lẫn vào đội hình thì chẳng thể phân biệt được ai với ai nữa. Hắn càng nghĩ càng cuống, mồ hôi túa ra ướt cả chán. Nhạc Dương mang đống đồ đạc vào trong lều, Kim lập tức lục lọi tìm kiếm, chỉ thấy y lật tung cả ba lô quần áo của Trác Mộc Cường ba lên, nhưng dường như vẫn không tìm được thứ muốn tìm. Y đưa tay lên nắn nắn chỗ trước ngực mình, lẩm bẩm nói, "Không có." "Không thể nào, mình nhớ rõ là hắn có mà." "Lẽ nào?" Kim ngẩng đầu lên, chỉ đống đồ đạc ấy nói, "Hết chuyện rồi, cậu có thể ra ngoài." Nhạc Dương liền im lặng ra khỏi căn lều ấy, vẫn không tin Kim dễ dàng bỏ qua cho mình như thế trong lòng thầm đưa ra một kết luận mới về con người này, tên Merkin này, một là hắn không độc ác như mình tưởng tượng, hoặc là hắn còn độc ác hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Trong màn sương mù và tuyết bay trắng trời, bất kể là những tảng đá màu nâu đỏ hay cành cây khô mục đều phủ lên một tầng màu trắng bạc. Tuyết nhảy múa trên bầu không điểm trang cho cả thế giới, cơn gió lạnh thấu xương thỏa sức tung hoành giữa mê vụ. Trác Mộc Cường ba chỉ mặc đồ lót, đội gió đội tuyết đờ đẫn tiến lên. Do ấy, thực sự rất lạnh, nhưng không thể lạnh bằng trái tim gã. Lữ cánh nam chết rồi sao? Cả thi thể cũng bị lũ sói ăn thịt rồi sao? Nhạc Dương, chúng tôi tin tưởng cậu như vậy, tại sao lại là cậu chứ? Trái tim cậu cũng bị sói ăn rồi hay sao? Chẳng trách lại không phát hiện ra nội gián, thì ra bản thân kẻ đi điều tra nội gián lại chính là nội gián, ha? Đúng là một sự châm biếm tuyệt diệu, ta là người ngu xuẩn nhất trên đời này hay sao? Ba Tăng cũng chết rồi, Trường Lập cũng chết rồi, đội trưởng Hồ Dương, Pháp Sư Tháp Tây đều đã chết rồi. Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn, bọn họ liệu có còn sống không? Tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao cứ phải chỉ còn lại một mình ta? Một mình ta, liệu có thể đi đến đâu? Có thể làm được gì chứ? Merkin mang theo cả quân đội đông đến nghìn người, còn ta thì sao? Ta đã không còn gì cả, chỉ còn lại tấm thân máu thịt này, giữa trốn giá tuyết mênh mông, thử hỏi có thể đi được bao xa. Nhưng tại sao, tại sao ta vẫn phải tiếp tục đi thế này? Phùng sinh, Chắc Mộc Cường ba cứ đi mãi như thế, không có mục đích, cũng mất cả phương hướng. Tựa hồ tư duy của gã cũng bị sương tuyết làm cho đông cứng lại, chỉ còn lại một chút bản năng sinh tồn là vẫn thúc giục gã không ngừng tiến bước. Thân thể gã biết rằng không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại là sẽ không thể nào nhúc nhích được nữa. Mới ban đầu gã còn có thể loạng choáng bước đi, rồi khi màn đêm dần dần buông xuống, không khí mỗi lúc một lạnh hơn, Chắc Mộc Cường ba chỉ cảm thấy mạch máu cơ bắp trong cơ thể mình tựa như bị đông cứng thành những khối nước đá, nhấc chân bước những bước cứng nhắc với gã cũng trở thành một chuyện cực kỳ gian nan. Vẫn phải tiếp tục đi thế này nữa sao? Chắc Mộc Cường ba không biết đã bao nhiêu lần tự hỏi bản thân câu ấy, nhưng thân thể gã dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ý thức, vẫn cứ quật cường tiến lên, tại sao phải vậy chứ? Gã lờ mờ nghe thấy nơi đáy lòng mình vẳng lên một âm thanh, có lẽ mẫn mẫn vẫn còn sống, có lẽ tử kỳ lân chỉ ở không xa phía trước, biết đâu ta vẫn còn cơ hội trông thấy bạc ba la thần miếu ta đã hứa với thầy giáo rồi nhất định phải trở về gã chuyển động khớp cổ một cách cứng nhắc hất những âm thanh đó ra khỏi đầu như thể chọc vỡ bong bóng xà phòng sau đó gã nghe thấy ở đằng sau mọi âm thanh khác tận bên trong tiềm thức còn sâu hơn nữa dưới đáy lòng gã ở một góc nhỏ đã bị cố tình lãng quên phẳng lại một âm thanh đã bị biết kín từ rất rất lâu rồi em gái có lẽ vẫn còn sống em mờ thanh ấy trực tiếp chui vào ý thức khống chế thân thể gã, điều khiển gã bước đi. Không thể chết, không thể chết ở đây, không thể biến mất một cách lặng thinh trong cái góc không người biết đến này được, ta vẫn còn lý do để sống tiếp. Sau một thoáng mê loạn, Trác Mộc Cường ba cuối cùng cũng đánh thức được ý chí cầu sinh trong mình, gã dần dần hồi phục lại nhịp thở đặc biệt của mật tu giả. Gã phải tích tụ tất thảy mọi sức mạnh có thể tích tụ được, chỉ để sống sót, nhất định phải sống sót. Chỉ có điều, sức người không thể đấu lại với trời, thân thể Trác Mộc Cường ba vẫn tiếp tục đông cứng lại mới đầu toàn thân vẫn còn phát run lên về sau tứ chi tê cứng đến độ không còn cảm giác thoạt tiên răng vẫn còn va lập cập vào nhau về sau hai hàm răng dường như đã đông kết không há miệng ra nổi nữa tiếp tục đi về phía trước trác mộc cường ba không ngờ còn mất cả cảm giác bước đi chỉ là nhìn thấy cảnh vật xung quanh biến ảo biết rằng mình đang đi mà thôi những bông hoa tuyết rơi xuống vai gã ngực gã đầu gã cũng không tan chảy đi nữa cổ trác mộc cường ba không thể xoay chuyển gã chỉ có thể đảo trong mắt, tìm kiếm chỗ nào tránh gió trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy được, nhưng trước mắt gã, chỉ có bầu trời minh mông, những tảng đá nằm rải rác khắp nơi, đừng nói là chỗ tránh gió, muốn tìm chỗ nào tuyết không rơi tới được cũng là điều không thể. Sắc trời mỗi lúc một tối hơn, gã cũng biết, sau khi đêm đen phủ xuống, nơi này sẽ không còn một chút ánh sáng nào nữa. Lúc đó, thì gã chỉ có thể chờ chết mà thôi. Hết lần này đến lần khác thất vọng, khiến ngọn lửa nhiệt tình vừa bốc cháy lên trong lòng gã, lại từ từ bị gió tuyết làm nguội lạnh. Trác Mộc Cường ba biết, sức lực gã đã đến cực hạn chịu đựng rồi, gã thậm chí còn cảm nhận được một cách rõ ràng, nhịp tim mình đang trở nên chậm dần. Lý trí cho gã biết, dấu gã có tìm được chỗ tránh gió tránh tuyết, thì với tình trạng cơ thể hiện nay, gã cũng không thể nào sống sót được ở nơi đây, một khi nằm xuống, gã sẽ ngủ một giấc dài rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy. Muốn sống, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện, chỉ là, ở nơi này, giữa lúc này, liệu còn có thể có kỳ tích hay sao chứ? Trác Mộc Cường ba ôm theo cảm giác bất cam ấy, vẫn ngoan cường nhích bước, tìm kiếm, chỉ cần thân thể gã vẫn chưa hoàn toàn đông cứng lại, gã sẽ không dừng giống như trước khi bóng đen hoàn toàn xâm chiếm bầu không của Sandrila, bầu không cũng không chịu nhường, vẫn phát ra một vài tia sáng yếu ớt cuối cùng. Thế rồi, Trác Mộc Cường ba đột nhiên trông thấy ngay phía trước mình, bên trên một tảng đá khổng lồ, một đóa tuyết liên đang nở rộ giữa tuyết bay mù mịt. Thoạt nhìn, nó có vẻ rất yếu ớt, cành lá ấy, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm gãy lìa nhưng nó vẫn kiên cường đâm rễ trên đá cứng, đón lấy gió tuyết, kiêu ngạo nở ra nhụy hoa thơm ngát. Nhìn đóa hoa tuyết ấy, Trác Mộc Cường ba sực nhớ đến lời ước định với thầy giáo, không khỏi bồi hồi thương cảm, thầy giáo, xin lỗi, tôi không thể hoàn thành ước định với thầy được rồi. Không phải tôi không muốn làm cho tốt, mà thực sự là ý trời trêu ngươi, tôi đã không còn khả năng vãn hồi sự việc nữa rồi. Những người cùng đến đây với tôi, cứ lần lượt ra đi ngay trước mắt, còn tôi thì chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn, chẳng thể làm gì được. Bây giờ, tôi cũng sắp phải lìa xa thầy rồi, thầy giáo, cảm ơn, cảm ơn thầy đã làm bao nhiêu chuyện vì tôi, vậy mà tôi chỉ có thể để lại cho thầy niềm ân hận và nỗi đau vô hạn. Tôi đã chiến thắng núi tuyết, chiến thắng biển lớn, nhưng lại không thể chiến thắng được lòng người phức tạp đa đoan. Thì ra trên thế gian này, thứ đáng sợ nhất lại là con người. Trác Mộc Cường ba nhích vài bước đến trước tảng đá lớn đó, định giơ tay khẽ vuốt lên đóa tuyết liên nhưng thử mấy lần mà cánh tay vẫn không thể nào cất lên được chỉ còn biết đờ đẫn đứng nhìn gã hoàn toàn quên hết cả tuyết và gió lạnh đóa tuyết liên ấy đung đưa trong gió tựa như ngọn lửa trong lòng gã bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt nhưng nó vẫn quật cường cháy lên mang theo hơi ấm nhỏ bé dịu dàng khoảnh khắc đó trong óc chắc mộc cường ba hiện lên gương mặt tất cả những người quan trọng trong cuộc đời gã đầu tiên rất rõ rồi mờ dần tan biến phảng phất như nghe có ai ở xa xa hát lên rằng để tuổi xuân thổi bay mái tóc dài của em, mang theo giấc mộng. Kế đó, mạch suy nghĩ của gã bỗng đứt đoạt, đóa tuyết liên mong manh yêu kiểu đó, cuối cùng cũng không chịu nổi gió tuyết, gãy lìa, rơi xuống, xoay chuyển mấy vòng theo gió. Trác Mộc Cường ba nhìn theo đóa hoa trắng, đúng vào giây cuối cùng trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, gã bất ngờ phát hiện phía trước có một hang động. Mấy tảng đá lớn chất chồng lên nhau, các khe đá hình thành nên một thông đạo hay một cái huyệt thiên nhiên, cao khoảng nửa người, không biết sâu chừng nào, lẽ nào, đây chính là huyệt mộ ông trời sắp đặt cho ta? Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn nhích người lại gần hang động đó, chỉ là cơ thể gã đã đông cứng, vừa nãy mới đứng trước đóa tuyết liên một lúc, mà giờ đã không thể nào cất bước được nữa. Trác Mộc Cường ba dùng hết sức lực toàn thân cũng không sao đưa chân lên khỏi mặt đất dù chỉ một cm, lại dồn sức vào eo hông, thân thể liền mất thăng bằng, sau khi lắc lư đung đưa được hai bước như con chim cánh cụt, gã liền đổ vật xuống đất, không thể nào nhúc nhích được nữa. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chắc Mộc Cường Ba không biết mình còn cách hang động ấy bao xa, có lẽ chỉ còn một bước, có lẽ không đến một bước, tóm lại, tất cả đều không quan trọng. Chết bên trong hay bên ngoài hang, thì có khác biệt gì đâu chứ. Gã nghe thấy máu mình bị tắc nghẽn trong các mạch máu, khó nhọc chen chúc, phát ra những âm thanh lạo xạo như đồng hồ cát, gã nghe thấy tim mình đang gắng sức vật lộn, nhưng lại như người hen xuyến không thể thở được vậy, càng lúc càng yếu dần, nhịp đập cũng chậm dần, chậm dần thịt thịt, 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 thịt. Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Trác Mộc Cường ba mất ý thức, gã trông thấy một đôi mắt màu vàng cam sáng rực. Ta chết rồi sao? Trác Mộc Cường ba cảm thấy mình đang nổi dập dình giữa chừng không. Gã lờ mờ nhớ lại, cha từng nói, con người sau khi chết, linh hồn sẽ đến một nơi không phải nhân gian, cũng không phải em mờ tàu địa phủ. Sau khi chết, mỗi người đều phải đến nơi này trước, đợi triệu gọi hoặc phán xét. Trong cõi u minh có những vị chúa tể, họ sẽ dựa vào những hành vi thiện ác của người đó thuở sinh tiền, để phán quyết phong hồn sau khi chết sẽ đến thế giới cực lạc hay xuống 18 tầng địa ngục. Con người ta chết đi rốt cuộc có linh hồn hay không? Ha ha, ai có thể nói chắc được chứ? Người sống thì chưa chết, vì vậy không thể chắc chắn được, còn kẻ đã chết, lại không thể nào kể lại tình hình sau khi mình chết cho người sống. Nghĩ những chuyện này dường như chẳng có ý nghĩa gì hết thì phải. Vậy thì, một cô hồn giã quỷ như ta đây, sẽ trôi giặt đến nơi nào? Kế đó, chắc một cường ba giường như trông thấy thân thể mình đang bình thản nằm đó. Ta đấy phải không? Thì ra ta đã già như vậy rồi à? Đã bao lâu không soi gương rồi? Một năm, hai năm, hay là lâu hơn nữa? Xem ra ta vẫn chưa bay đi xa lắm, có vẻ như vừa mới rời khỏi cơ thể. Ủa, đó là gì vậy? Sói, đúng rồi, ta còn nhớ trước khi chết, hình như đã nhìn thấy một đôi mắt sói. Hà, sao lại không nghĩ ra chứ, một hang động thế này? Quá nửa là có đàn sói cư trú rồi. Người bơi giỏi lại chết đuối, ta tốn nửa đời người để nghiên cứu về động vật họ chó, cuối cùng lại chết trong bụng sói, cũng coi như trước sau vẹn toàn, chết đúng nơi đúng chỗ rồi. Ừm, không phải, nếu chết trong bụng sói, thân thể của ta sao vẫn còn nguyên vẹn như vậy được? Gã không khỏi nghi hoặc, lại đưa mắt liếc nhìn thân thể mình thêm lần nữa, chỉ thấy cơ thể trước mắt mình mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng thì nhòa đi, không gian xung quanh tối sầm trác mộc cường ba lại rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa lại không biết bao nhiêu lâu nữa ý thức trác mộc cường ba dần dần khôi phục sự tỉnh táo ấm áp quá giống như lúc nằm trong bụng mẹ được là nước ấm bao bọc quanh mình thân thể nổi dập dềnh trên không trung không có trọng lực toàn thân đều có một cảm giác tự do dễ chịu lạ thường thì ra trước khi thành hình con người mới sở hữu một không gian tự do nhất dễ chịu nhất an nhàn nhất về sau khi có tay chân con người liền bị hành động của chính bản thân ước thúc, khi có ngũ quan, lại bị giác quan của mình ước thúc, khi có ý thức thì lại bị chính tư tưởng của mình ước thúc. Chỉ khi chưa có tất cả những thứ ấy, con người ở trong trạng thái thuần túy là linh hồn mới là một dạng tồn tại tự do. Chẳng trách, mỗi người khi sinh ra, đối mặt với thế giới này, đều khóc hòa lên đau đớn. Bởi vì họ đều biết rằng, một khi đã đến thế giới này, họ sẽ mất tự do. Suốt cả cuộc đời, con người đều bị những thứ vô hình hay hữu hình ước thúc kìm kẹp, có những người tháo bỏ được một vài trói buộc, vì vậy họ sống vui vẻ thoải mái, nhưng cũng có những người không thể thoát khỏi ước thúc, vì vậy họ đau khổ có người nhìn thấu được những ước thúc ấy, cho nên họ u uẩn, buồn bã có người không thể nhìn ra những trói buộc quanh mình, thế nên họ khoái lạc, vô tư. Kỳ lạ thật, ai nói với ta những điều này thế nhỉ? Là cha phải không nhỉ? Đúng rồi, hồi nhỏ cha đã nói với ta như thế, không ngờ đến giờ ta vẫn nhớ được. Tại sao lại nghĩ đến những điều này nhỉ? Bởi vì cảm giác ấm áp, dễ chịu đó sao cảm giác này ở đâu nhỉ đây có phải cảm giác khi ở trốn thiên đường không trác mộc cường ba thầm nghĩ như thế mở mắt ra chỉ thấy trên đầu tối om nhưng lại có ánh sáng từ dưới chân hắt lên kế đó gã từ từ hồi phục lại chi giác cảm thấy mình đang nằm trên mặt đá cứng rắn cả người bị thứ gì đó đè lên hơi ấm chính là do cái thứ ấy tỏa ra thứ này mềm mềm có nhịp thở có tiếng tim đập tiếp đấy gã còn cảm thấy cả tảng đá bên cạnh rồi hơi thở nhịp nhàng Nhịp tim vang vang, tiếng gió bên ngoài tràn vào hang động phát ra những âm thanh ù ù. Ta vẫn còn sống, chắc Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng hiểu được trạng thái của mình lúc này. Tiếp đó, gã ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ vật thể sống mang cho gã hơi ấm ấy là gì, gã đã thấy. Ba con sói, hai con đang chia nhau ôm hai chân gã, hai chân trước của chúng bắt chéo nhau, gác lên đùi, từ bắp phế cho đến ngón chân gã đều được chúng ôm chặt lấy, còn một con sói lớn nhất đang cuộn mình trên ngực gã thành một đống tròn tròn, đầu vùi vào trong đuôi, thi thoảng nó lại phe phẩy đuôi một cái, như thể xua mũi trên mặt. Ba con sói đều thở nhẹ nhẹ rất nhịp nhàng, nhiệt lượng nóng như lửa ấy đang từ cơ thể chúng cuồn cuộn truyền qua sưởi ấm cho gã. Trác Mộc Cường ba vừa nhúc nhích, con sói cuộn mình trên người gã liền tỉnh lại đầu tiên, mở cặp mắt nhập nhèm, ngoảnh đầu nhìn gã. Bộ lông màu xám cho, hai tai dựng ngược, cái miệng dài, đầu mũi đen đen, đôi mắt sáng rực phát ra những tia sáng vàng yêu dị trong hang động ngược sáng gần như không cần nghĩ ngợi chắc mộc cường ba lập tức nhận ra đây chính là ba anh em nhà sói sám gã từng gặp ở khả khả tây lý đúng thế chính là bọn chúng những ký ức phủ bụi dường như lại sống dậy gã tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ vốn đã phai nhạt dần trong trí nhớ một người một sói chăm chú nhìn nhau hệt như lúc ở vùng băng nguyên khả khả tây lý chỉ một cái nhìn thoáng qua từ ba năm về trước nhưng đôi bên đều đã nhớ kỹ ánh mắt của nhau, tựa hồ từ rất lâu trước đó, bọn họ đã là những người bạn chí thiết, nay lại tương ngộ thêm một lần nữa trên con đường vận mệnh, không cần phải hỏi nhau từ đâu đến, nay sắp đi đâu. Không biết chắc Mộc Cường Ba lấy đâu ra dũng khí, như thể con vật đang cuộn mình trên ngực gã không phải là sói, mà là một con tạng ngao quen thuộc trong cơ sở huấn luyện của mình, gã vươn hai tay, đưa tới phía dưới cổ con sói, nhẹ nhẹ gãi lớp lông tơ màu trắng của nó, rồi khẽ hỏi, ủa, anh bạn, sao chúng mày lại ở đây? Nhưng con sói chợt nhào lên, hai chân trước ấn vai Trác Mộc Cường ba xuống, lẻ lưỡi liếm liếm lên môi gã. Đúng rồi, đây là truyền thống của họ nhà sói, khi con sói lưu lạc bên ngoài trở về gia tộc, các thành viên gia tộc sẽ ôm lấy nó, hôn hít để công nhận và chào đón sự trở về của kẻ lưu lạc xa bầy, đồng thời đây cũng là điều kiện không thể thiếu để nhận biết lại mùi vị của nhau. Nhớ ra rồi, đây là những tri thức giáo sư Phương Tân từng dạy cho gã. Trác Mộc Cường Ba đã nhớ lại hết, con sói xám này, đang dùng ngôn ngữ cơ thể nói với gã rằng, chào mừng anh trở lại, bạn của chúng tôi. Hai con sói khác cũng đều đã tỉnh, loạn choạng tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, ba cái đầu sói to tướng chụm lại một chỗ, ba cặp mắt cùng hiếu kỳ nhìn gã một cách dò xét, bọn chúng ngửi ngửi, hôn hít, gừ gừ khục khục dầm gì với nhau gì đó. Trác Mộc Cường Ba cũng ôm hôn, xoa đầu lại chúng, trong khoảnh khắc, tựa hồ gã được vây bọc trong hạnh phúc, cảm giác từ lâu vắng bóng ấy, tất cả đều đã ủa trở về. Con người lừa gạt lẫn nhau, luôn mưu tính hại nhau, nhưng chúng mày lại chưa từng bỏ rơi tao, chúng mày vẫn còn nhớ đến tao, nhớ đến mùi vị trên người tao sao, hả các bạn sói. Trác Mộc Cường ba ngồi lên, ôm chặt lấy ba cái đầu sói còn lớn hơn cả đầu gá, rõ ràng là đang cười rất vui vẻ, nhưng lại không sao kìm được nước mắt trào tuôn. Ba con sói liếm nước mắt cho gã, rụi đầu vào cánh tay gã, làm nách gã vừa ngứa vừa buồn, không nén được phải bật cười lên thành tiếng. Đùa nghịch một lúc, Trác Mộc Cường ba thấy bên ngoài hang động sáng trưng, liền nói với ba người bạn sói ấy, được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, tao muốn ra ngoài một chút. Gã chỉ nói bằng ngữ khí bình thường, cũng không nghĩ rằng bọn sói có thể hiểu được lời mình, không ngờ ba người bạn sói này trông thấy ánh mắt Trác Mộc Cường ba hướng ra cửa hang, liền lập tức đoán ngay ra tâm tư của gã. Con sói lớn nhất ngẫm nghĩ dây lát, rồi ưng một tiếng, nhấc chân trước lên khẽ vỗ vỗ vào đùi Trác Mộc Cường ba, một con khác thì nhe răng cắn vào áo lót của gã giật giật, rồi há miệng, lè lưỡi nhìn gã. Trác Mộc Cường ba ngây người suy nghĩ, thầm nhủ, lẽ nào chúng đang nhắc nhở ta, bên ngoài rất lạnh, mặc đồ thế này sợ không ổn, không sao đâu, tao chỉ ra ngoài xem một chút thôi. Trác Mộc Cường ba nói xong, lại không khỏi bật cười, sao lại có thể dùng suy nghĩ của con người để suy đoán tâm tư của sói được chứ, không chừng ý mấy người bạn sói này muốn biểu đạt, căn bản không phải như gã nghĩ cũng nên. Chẳng ngờ, lời vừa dứt, con sói đứng đầu liền khẽ kêu gừ gừ mấy tiếng, ba con sói lập tức lần lượt chui ra khỏi hang, nhường lối cho gã. Cửa hang rất nhỏ, chắc một cường ba buộc phải khom người bỏ ra ngoài. Bên ngoài vẫn là sương giá mù mịt như hôm trước, nhưng sắc trời đã sáng, tuyết đã ngừng rơi, chắc một cường ba cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng gã có thể cảm nhận được thân thể mình đã có thay đổi gì đó. Phương pháp hô hấp lữ cánh nam dậy cho gã dường như đã dung hòa vào nhịp thở tự nhiên, không cần phải cố gắng gì hết, mỗi hơi hít vào thở ra của gã đều liên lạc với nhịp tim, mạch đập, hướng chảy của dòng máu trong cơ thể, và với cả cảm giác kỳ dị đang từ từ xoay chuyển xung quanh gã nữa. Trác Mộc Cường ba xòe bàn tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay ấy, ánh mắt gã tựa hồ như đã xuyên thấu qua da, nhìn thấy dòng máu, những kinh mạch bên dưới lớp da xù xì, gã còn nhìn thấy trong đó một dòng năng lượng đang chuyển động. Gã mừng rỡ ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, trời này, đất này, không khí này, dường như đều đã thay đổi. Trác Mộc Cường ba chỉ mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh, tuy có thể cảm thấy khí lạnh ập đến, nhưng cái lạnh ấy không buốt đến tận xương tủy như trước khi gã chìm vào giấc ngủ dài ấy. Giờ đây, gã có thể cảm nhận được một cách rõ rệt những luồng khí lưu đang cuồn cuộn trong không khí, cảm nhận chúng vòng qua những tảng đá lớn, xuyên qua các khe hở, tràn khắp mặt đất mênh mang. Gã cảm giác được, không gian phía trước mặt mình tràn trề sức sống, có vô số động vật, thực vật đang hân hoan sinh trưởng, phía bên phải gã là một khoảng trống luồng khí lưu ngoài biển thổi vào cuồn cuộn bốc lên từ phía dưới, bên tay trái gã, là mạch núi cao lớn, không khí loãng vượt qua núi tuyết, mang đến phương xa những tin tức lạnh giá. Những thông tin bay đến theo làn gió này, trước đây gã chưa từng phát giác. Gã còn cảm nhận được, nhịp tim đập và nhịp thở đều đặn, mạnh mẽ, có quy luật của ba anh em sói xám sau lưng mình, một ngọn cỏ không biết tên, đang nấu mình phía sau tảng đá lớn, ở nơi tầm nhìn không thể vươn tới, quật cường vùng vẫy vươn lên, ở một vị trí nào đó trên cơ thể gã có thứ gì không biết tên đang chậm chậm chuyển động làm năng lượng trong cơ thể cũng chuyển động theo trao đổi liên tục và cân bằng với thế giới bên ngoài gã có thể cảm thấy mỗi luồng khí mình hít vào cơ thể được các mạch máu dẫn động chảy đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể đưa năng lượng đến từng nơi một rồi lại mang theo những cặn bã đã cạn kiệt theo một đường khác đẩy ra bên ngoài Trác Mộc Cường ba lại hướng ánh mắt về phía cái hang sói đã cứu mạng mình đột nhiên trông thấy một cái bóng quen thuộc đang lăn qua lăn lại trong gió phía trước cửa hang. Gã nhướng mày nhìn kỹ hơn, thì ra là đóa tuyết liên đó, giờ đây hoa đã khô tàn héo úa, nhưng vẫn quẩn quanh trước cửa hang không chịu rời đi, nhìn mức độ khô héo của cánh hoa, rõ ràng gã đã ngủ không chỉ một ngày. Trác Mộc Cường ba bước đến cạnh đóa tuyết liên đó, khẽ nói, cảm ơn nhé. Đóa tuyết liên như thể nghe thấy lời của gã, gió vừa thổi đến, liền phấp phới bay xa. Oác, một tiếng sủa dài vang lên, Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại, chỉ thấy con sói nhỏ nhất đang nằm phục sau lưng mình, trước miệng là một miếng gì đó màu trắng. Con sói đang ngước lên nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Trác Mộc Cường ba cúi xuống nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là mảnh da dê non gã tặng cho ba anh em nhà sói xám này ở khả khả Tây Lý hay sao? Không ngờ, giờ đã bị mài mòn chỉ còn lại một mẩu nhỏ bằng cái đuôi con thỏ, vậy mà chúng vẫn còn giữ lại bên mình. Gã liếc nhìn ánh mắt chờ mong của người bạn sói, lập tức hiểu ra, liền lấy trong túi áo ra chiếc còi gọi sói từng cứu mạng mình mấy lần, đưa tới trước mặt nói, tao cũng, vẫn luôn giữ gìn. Con sói nhỏ nhất ấy oác lên một tiếng hân hoan, bổ nhào tới vật chắc một cường ba lăn ra đất, rồi rút vào người gã. Chắc một cường ba luôn miệng nói, này, đừng, đừng thế, lạnh quá, được rồi, được rồi, ủa, yên nào, yên nào, mày bị sao thế, đang đùa vui. Chắc một cường ba bỗng phát hiện ra trên mình con sói có vết thương. Vết thương tuy đã khép miệng, nhưng lại dài đến giận người, chạy dọc theo xương sống con sói ấy. Sau đó, gã mới nhận ra, đuôi con sói này bị cụt mất một nửa, tai trái cũng khuyết mất một miếng. Bấy giờ, chắc Mộc Cường ba mới để ý quan sát hai con sói còn lại, ba anh em nhà sói xám này, không ngờ khắp mình đều đầy những thương tích. Con sói to nhất là bị thương nặng nhất, chân trái phía sau của nó đã đứt liệt, chỉ còn một mẩu cuộn lại treo dưới bụng, nay nó chỉ còn có thể đi bằng ba chân, con sói kia thì cũng chẳng khá hơn là mấy, trên đầu nó có một vết sẹo to tướng, chỉ cần xuống thấp một chút thì coi như hỏng mất một con mắt. Tuy những vết thương này đều đã lành, song vẫn có thể tưởng tượng ra được tình hình cuộc chiến khi đó thảm liệt cỡ nào. Trác Mộc Cường ba kiểm tra tỉ mỉ các vết thương, không ngờ lại thấy rất giống vết thương do lũ sói gây ra, gã sực tỉnh ngộ, vội hỏi ba anh em sói xám, "Chúng mày bị trục xuất rồi ư? Sống chung với sói một?" Trác Mộc Cường ba biết, trong đàn sói, nếu một con sói rời xa bầy đàn quá lâu, khi trở về cần phải hỏi ý kiến của các thành viên khác vì thời gian xa cách quá dài trên mình con sói ấy đã nhiễm phải nhiều mùi vị khác những thành viên của gia tộc cũ coi đó là những yếu tố không an toàn chỉ khi được thủ lĩnh và các thành viên trong gia tộc chấp nhận con sói lưu lãng mới có thể yên ổn trở về nếu không được chấp nhận thì nó sẽ bị đuổi đi những con sói thuở trước từng là thành viên trong cùng một gia tộc với nó sẽ không chút nương tình xua đuổi con sói tội nghiệp ấy ra khỏi lãnh địa của bầy đàn thậm chí còn cắn chết luôn nếu nó vẫn không chịu rời đi ba anh em sói xám này, bọn chúng làm sao vượt qua được vùng băng nguyên khả khả tây lý rộng minh mông ấy, rồi lại bằng cách nào bôn ba nghìn dặm đến vùng cao nguyên Tây Tạng. Làm thế nào vượt được ngọn núi tuyết lạnh giá khủng khiếp ấy. Tất cả những điều chúng làm, chỉ vì muốn quay lại với bầy đàn của mình, thế nhưng bọn chúng lại bị trục xuất, bị xua đuổi. Mình mẩy đầy những vết thương, chúng chỉ có thể quanh quẩn ở vùng hoang dã hình thành bởi băng và tuyết này, có nhà mà không thể trở về, hoàn toàn không có gì, chỉ biết dựa dẫm vào nhau mà sinh tồn. Nghĩ đến cảnh ngộ của ba anh em sói xám sao mà thật giống với mình, trong lòng chắc một cường ba lại không khỏi dâng lên một cảm giác chua sót, gã nâng mặt con sói nhỏ nhất đó lên, lầm bẩm nói, chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi cả. Con sói nhỏ nhất ấy thấy chắc một cường ba sờ vào những vết thương trên thân mình, giống như đứa trẻ bị oan khuất lắm, nước mắt rưng rưng nhìn gã, miệng nghẹn ngào rên rỉ, rồi nghiêng mình qua, để chắc một cường ba nhìn thấy những chỗ bị thương khác nữa, rồi lại ve vẩy cái đuôi cụt trước mắt gã, nó xoay tròn, ra sức lấy miệng đớp lấy nửa cái đuôi cụt, nhưng cố mấy cũng không thể nào cắn được đuôi mình, sau đấy, nó lại ngập ngừng ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, móng khịt 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 không ngừng. Trác Mộc Cường Ba nắm lấy chân trước con sói, khẽ nói, tao biết mà, tao biết hết cả mà. Biết rõ là con sói đang kể lể những uất ức trong lòng với mình, nhưng đáng tiếc Trác Mộc Cường Ba lại không biết nó nói gì. Gã nhớ lại, khi lên lớp giảng bài cho gã, giáo sư Phương Tân từng nói, thanh đới của loài sói có hình chữ V, chúng có thể phát ra hơn 80 loại tiếng kêu khác nhau, còn loài người chúng ta cũng chỉ có thể phát ra hơn 100 âm đơn âm tiết khác nhau, phạm vi thính lực của sói từ khoảng 12 đến 80 000 hét, còn phạm vi thính lực của con người từ 20 đến 20 000 hét. Các bạn, các bạn có chú ý thấy, phạm vi thính lực của sói bao phủ phạm vi thính lực của con người chúng ta hay không? Như vậy, có nghĩa là những gì chúng ta nghe được, chúng cũng đều nghe thấy được. Và lại, thanh đới của loài sói khá giống với con người, số âm tiết của tiếng sói chu cũng tương đối gần với số đơn âm tiết con người có thể phát ra, thông qua các âm tiết khác nhau, cùng sự biến âm và độ dài tiếng chu, có thể tạo ra vô vàn các tổ hợp. Vì vậy, loài sói hoàn toàn có thể chỉ dùng âm thanh để biểu đạt tình cảm của mình. Sói có ngôn ngữ riêng của chúng, và lại cũng giống như con người chúng ta, lũ sói ở những nơi khác nhau, lại có ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ này được truyền từ đời này qua đời khác, không chỉ dùng để giao lưu với đồng loại, biểu đạt ý tứ của mình, mà còn dùng để giáo dục đời sau, dạy cho con cháu chúng kỹ năng sinh tồn. Chỉ đáng tiếc, mấy nghìn năm nay, nhân loại chúng ta, chẳng có mấy ai thực sự lắng nghe tiếng của loài sói cả, không ai lắng nghe nỗi thương tâm, sự phẫn nộ và cừu hận của chúng, cũng không ai lắng nghe sự cảm kích, niềm vui và lòng ái mộ của chúng. Thầy giáo của tôi từng nói, trước khi nước Trung Quốc mới thành lập, ở Tây Tạng có một vị chuyên gia nghiên cứu động vật họ chó, ông ấy không chỉ nghe được tiếng của loài sói, mà còn có thể sử dụng ngôn ngữ của sói trực tiếp giao lưu với chúng nữa. Tuy tôi không có bản lĩnh như vị chuyên gia ấy, có điều trải qua nhiều năm nghiên cứu, tôi và các bạn đồng nghiệp nước ngoài cũng đã tổng kết ra được 13 loại âm điệu khác nhau biểu đạt những tình cảm khác nhau của loài sói. Chắc Mộc Cường ba sục sạo trong ký ức, những âm thanh con sói ấy phát ra, rõ ràng không nằm trong 13 loại âm điệu mà giáo sư Phương Tân tổng kết ra. Phát âm của nó rất ngắn, rất nhanh, chỉ một hai âm tiết là liền biến đổi âm điệu, thoạt nghe rất giống như một số người Mỹ da đen hát nhạc rap. Trác Mộc Cường ba nghe được một lát, liền thấy con sói lớn nhất lại gần, dùng đầu húc vào con sói nhỏ ấy, lườm mắt lườm nó, cổ họng phát ra những âm thấp trầm, tựa hồ như đang nói, có gì mà phải khóc lóc, đã là sói thì chỉ có chảy máu không rơi lệ, đừng có làm mất huy phong của mình đi. Con sói nhỏ ấy biến đổi âm điệu, chỉ nghe những tiếng gù gù trong cổ họng, tựa như bất mãn lắm. Con sói đầu đàn chẳng buồn để ý đến nó, Sơ một chân trước lên ấn vào bụng Trác Mộc Cường Ba, gừ gừ hai tiếng, vẻ như đang hỏi gì đó. Bụng Trác Mộc Cường Ba bị con sói ấn lên một cái, lập tức phát ra một tiếng ục. Dài, con sói đầu đàn như đang cười cười với gã, rồi ngẩng đầu lên, miệng nhe ra, phát ra những tiếng gừ gừ nhịp nhàng theo tiết tấu nhất định. Lần này thì Trác Mộc Cường Ba đã hiểu, đây là lệnh tập hợp trước bữa ăn, nằm trong 13 âm điệu cơ bản mà giáo sư Phương Tân đã tổng kết, thông thường chỉ có con sói thủ lĩnh mới có thể phát ra, ý là tập hợp thôi, chúng ta đi săn. Hai con sói kia nghe thấy âm thanh này, liền không đùa giỡn nữa, lập tức nghiêm túc lại gần con sói đầu đàn, tư thế như thể có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ba con sói xếp thành hình mũi tên đi vào màn sương mù dày đặc. Mới đi được mấy bước, con sói đầu đàn lại ngoảnh đầu lại, nhe răng với chắc một cường ba, dường như đang nói, đi thôi, còn ngẩn ra đấy làm gì. Đi được một lúc, chắc một cường ba liền phát hiện, con sói nhỏ nhất cứ liên tục ngẩng đầu, ngước lên nhìn mình, ánh mắt có vẻ hơi bực bội, ý chừng muốn nói, đứng cao thế làm gì. Lộ hết bây giờ, Trác Mộc Cường ba đành rút đầu rút cổ, gión rén đi theo sau lưng chúng. Cũng không biết chỗ này đã gần đến khu vực có sinh vật hoạt động, hay là vì trong sương mù, cảm quan của con người kém xa động vật, dọc đường, ngoại trừ sói ra, Trác Mộc Cường ba không gặp bất cứ con vật sống nào. Nhưng ba anh em sói xám thì mới đi chưa bao xa đã dừng lại, cùng lúc vỉnh tay lên, thân mình áp xuống đất, trong bộ dạng của chúng, rõ ràng là vật săn đã ở rất gần rồi. Ba anh em sói xám chấn chỉnh lại tư thế chiến đấu, nhưng con sói đầu đàn hình như vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, ngoảnh đầu ra phía sau, liền thấy chắc một cường ba lù lù đứng đó, chẳng trách hôm nay đi săn không thể nào che giấu được hành tung. Ngẫm nghĩ dây lát, nó liền quay đầu lại, bước đến trước mặt chắc một cường ba, dùng móng vuốt vạch một đường ngang dưới đất. Chắc một cường ba dẫu có thông minh mấy cũng phải ngẩn người, không đoán ra được ý tứ của con sói này thấy con sói quay mình, chắc Mộc Cường ba liền nhấc chân chuẩn bị đi theo, thì liền bị nó nghiêng đầu hất cái chân gã trở lại phía sau đường vạch. Chắc Mộc Cường ba ngớ ra, chỉ nghe con sói đầu đàn ấy lại thấp giọng gầm gừ mấy tiếng. Trong những gì gã từng học được, đây là âm thanh cảnh báo lúc chiến đấu, những âm điệu ngắn sẽ không truyền đi xa quá, có tác dụng nhắc nhở đồng bọn bên cạnh mình phải chú ý cảnh giác. Chắc Mộc Cường ba liền hiểu ra, đoán rằng con sói định nói, anh ở đây canh chừng, đừng tiến lên nữa. Gã đợi một lúc lâu, khắp người bắt đầu có cảm giác gai lạnh, bất giác liền đứng bắt chéo hai chân, tay ôm trước ngực, đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm nóng từ tay trái dâng lên, tràn qua vai, rồi chạy sang tay phải, sau đó trở về tay trái qua chỗ hai cánh tay giao nhau, cứ vậy tuần hoàn không ngừng, nửa thân trên bắt đầu không thấy lạnh nữa. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên sực hiểu ra, động tác tránh rét này, vừa khéo lại chính là một trong các động tác của quái lữ cánh nam dậy cho gã vào những ngày cuối cùng, chỉ là trước đây không bao giờ có cảm giác kỳ dị này không lâu sau, phía trước phẳng lại tiếng một vật thể nặng nề đổ vật xuống đất, con sói nhỏ nhất chạy ra khỏi màn xương, gừ gừ hai tiếng, bảo Trác một cường ba đi theo. Chắc một cường ba theo con sói đi đến một hõm núi, giật mình cả kinh, gã vốn tưởng rằng ba anh em sói xám này chỉ vây bắt một số động vật nhỏ, chẳng ngờ đâu vật săn của chúng lại lớn khủng khiếp thế này. Đây có lẽ là một con hươu, nhưng cho dù không tính đến cặp sừng khổng lồ kia, con vật này cũng phải cao đến hơn 2 mét, da dày, lông dài thường thượt. Trác Mộc cường ba thực sự khó mà tưởng tượng nổi, ở nơi như thế này lại có một giống quái thú như vậy sinh sống, không hiểu là nó ăn gì. Có điều, sau khi xem xét thân thể con hươu khổng lồ đó, chắc một cường ba dường như đã hiểu, con hươu này có vẻ như lưu lạc từ một nơi rất xa đến đây, trên mình sớm đã mang đầy thương tích, đen đuổi thế nào, lại bị ba anh em sói xám chặn ở đây. Bọn sói xám không lập tức xông vào tấn công, mà quần thảo với con quái thú cho đến khi nó chỉ còn thoi thấp thở, không còn năng lực phản kháng, bọn chúng mới ra tay. Cổ họng con hươu lớn ấy bị răng sói xé nát, đã chết từ lâu rồi, nhưng ba anh em nhà sói xám không lập tức nhau vào cắn xé, mà đợi Trác Mộc Cường ba đến. Trác Mộc Cường ba biết, theo tập tục của họ nhà sói, sau mỗi lần săn bắt, phải đợi tất cả các thành viên tham gia cuộc săn đến đủ, con sói đầu đàn mới bắt đầu chia phần. Những con sói địa vị khác nhau, sẽ ăn những phần khác nhau của con mồi, đồng thời, thứ tự ăn trước ăn sau cũng rất được chú ý. Mấy nghìn năm nay, đàn sói vẫn dùng phương thức này để thể hiện quyền uy và địa vị của con sói đầu đàn, và đảm bảo sự công bằng và công chính trong một đàn sói. Chỉ là, chắc Mộc Cường Ba không ngờ, xem ý tứ của con sói đầu đàn kia, hình như là muốn gã hưởng dụng con mồi trước, lẽ nào đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn quý. Chắc Mộc Cường Ba hơi nghi hoặc bước lên trước, con sói đầu đàn vỗ vỗ lên ra bụng con hươu khổng lồ, ánh mắt lóe lên, móng vuốt vạch một đường, giống như khi nãy nó vẽ đường ranh giới xuống đất vậy. Kế đó, con sói lại ngẩng đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba, phát ra vài thanh điệu dài ngắn khác nhau. Trác Mộc Cường Ba hơi ngần ngừ, hoàn toàn không hiểu gì cả. Con sói nhỏ nhất không biết từ lúc nào đã ngậm mảnh da dê non tới đặt trước mặt gã, rồi áp áp mặt cọ vào đó với vẻ rất thỏa thuê, đoạn hướng về phía gã rên lên ư ư, sau đó cũng bắt trước con sói đầu đàn, nhìn xác con hươu, giơ móng vuốt lên vùng một cú trên không trung. Động tác ấy của nó, rất giống với động tác cắt cổ mà các vị tướng quân trong phim chiến tranh hay làm khi hạ lệnh cho thủ hạ chấp hành các nhiệm vụ ám sát. Thấy Trác Mộc Cường ba vẫn cứ đần thối mặt ra đó, con sói còn lại bắt đầu cuống lên, nó nhảy tới gặm vào đùi hưu rằng giật mấy cái, sau đó nhe hàm răng sắc nhọn ra với Trác Mộc Cường ba, Trác Mộc Cường ba vẫn chưa hiểu, nó lại lay cắn vào đùi hưu, vừa lay vừa rằng thêm mấy lượt, rồi nhe răng ra. Một cơn gió lạnh thổi đến, Trác Mộc Cường ba khẽ dùng mình, đột nhiên sâu chuỗi mấy động tác của ba con sói lại với nhau, bỗng sực hiểu ra. Ba anh em sói xám này muốn gã lột ra con hươu. Con sói nhỏ nhất bảo rằng da thú rất ấm áp, còn con kia thì muốn nói, nếu bọn chúng dùng răng xé rách ra, thì bộ da thú chẳng dùng làm gì được nữa. Trác Mộc Cường ba nhìn những người bạn sói với ánh mắt cảm kích, gã đang định tìm kiếm công cụ nào cho vừa tay, bỗng thình lình nhớ ra giáo sư Phương Tân từng tặng gã một con dao quân dụng của Thụy Sĩ rất sắc bén. Vì con dao rất nhỏ, lúc đó gã đã nhét chung với thanh kiếm đồng trong suốt quá trình vượt biển đến núi tu di này cũng không hề dùng đến lúc này đây chính là vũ khí duy nhất mà gã còn giữ được trác mộc cường ba liền sắn tay vào lột da con hươu khổng lồ ấy lần đầu tiên làm công việc này khó tránh khỏi việc cắt lem nhem nhiều chỗ nhưng xét về chỉnh thể thì cũng có thể coi là một tấm da hoàn chỉnh gã chui vào tấm da ấy hai tay vừa khéo xuyên qua hai chân trước của con hươu có điều chân gã thì không thể chui vào ống chân sau được và lại thân hư quá dài, khiến gã trông như đeo theo một cái túi nước to tướng, kéo lệch xệt dưới đất. Sau khi để chắc một cường ba lột ra hư, con sói đầu đàn mới bắt đầu bữa ăn ngon lành của nó, con kia đứng bên cạnh chờ đợi. Con sói nhỏ nhất tạm thời chưa đến lượt, liền quay đầu lại, đi vòng quanh bộ áo da mới của chắc một cường ba hít hít ngửi ngửi. Sau đó nhìn chắc một cường ba nhe răng cười, nhao lên vật gã lăn ra đất, cắn nhẹ lên đùi, lên vai, lên cổ hỏng gã. Chắc một cường ba đương nhiên hiểu con sói chỉ muốn đùa với gã. Trong đàn, lũ sói thường hay đùa nghịch kiểu này, chúng có thể điều tiết được lực cắn rất chuẩn xác, có lúc thoạt nhìn cứ tưởng chúng cắn xé nhau rất dữ dội, kỳ thực cả hai không hề làm thương tổn nhau chút nào. Kỹ xảo chiến đấu của chúng đều được rèn luyện trong những lần đùa nghịch như vậy. Cử động này của con sói nhỏ nhất rõ ràng có ý, khoác ra hưu lên, vậy là anh biến thành hưu rồi, cắn anh này, cắn anh này. Trác Mộc Cường ba không chịu kém, cũng nhe răng ra cắn lại trong mắt con sói lộ ra nét cười hết lắc bên phải lại né bên trái dễ dàng tránh khỏi miệng phát ra những tiếng gừ u khiêu khích trác mộc cường ba cũng bắt chước theo âm thanh ấy hồi đáp lại nó con sói lại càng vui vẻ hơn trác mộc cường ba vừa đùa nghịch với con sói vừa thầm nhủ lũ sói ở đây thực sự rất cường tráng thể hình như gã mà cũng bị chúng bổ nhào tới quật ngã ngay cú đầu tiên lần nào cũng không còn sức phản kháng xem ra phải học hỏi từ chúng một số kỹ xảo chiến đấu mới được kế đó Gã lại nghĩ đến một số vấn đề khác, phải chăng ba anh em sói xám này vốn thuộc về nơi đây? Bọn chúng đã trở về đây rồi, điểm này rõ ràng đã có thể khẳng định. Thế nhưng, cũng như kết luận gã rút ra khi quan sát ba con sói này ở Khả khá Tây Lý, lông của chúng không dày lắm, vì vậy, nơi chúng sinh tồn ít nhất cũng không thể ở giữa vùng trời đất mịt mù băng tuyết thế này được, còn nữa, làm sao bọn chúng trở về được đây? Trác Mộc Cường ba bỗng nhớ lại hồi ở núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, nhớ lại lần đầu tiên cương nhật phổ bạc thổi cây sáo xương, lẽ nào chỉ có sói ở đây mới hiểu được ý nghĩa của âm thanh ấy. Lũ sói khi đó, chính là bọn chúng hay sao? Trác Mộc Cường bao ôm lấy con sói nhỏ nhất, một tay chỉ lên trời tựa như xuyên qua cả tầng mây, hỏi nó, chúng mày ở trên đó xuống đây phải không? Sau đó lại gật gật đầu, nói, chúng mày trở về đây, là từ trên đó xuống phải không? Con sói hình như hiểu được ý gã, nheo nheo mắt gật gật đầu, rồi lại phát ra một tràng dài những âm thanh trác mộc cường ba không hiểu gì trác mộc cường ba thầm nhủ vậy là đúng rồi chúng tụ tập đàn bò yắc và đàn sói chính vì muốn sinh tồn ở môi trường quá cực hạn chịu đựng của bản thân băng qua núi tuyết tìm đường trở về thế nhưng giờ đây cũng vẫn chỉ còn lại ba bọn chúng cũng có nghĩa là lũ sói và đàn bò yắc kia đều đã chết dọc đường hết cả rồi rốt cuộc bọn chúng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn bao nhiêu khó khăn mới trở lại được nơi này chứ Trác Mộc Cường ba không sao nén nổi niềm thương cảm dâng lên trong lòng, những khổ nạn mà ba anh em sói xám này phải trải qua, sợ rằng cũng không kém gì bản thân gã. Nghĩ về cảnh ngộ của ba con sói, Trác Mộc Cường ba lại nhớ đến cảnh ngộ của mình. Lúc này, con sói thấy Trác Mộc Cường ba bỗng thần người ra, bèn lè lưỡi liếm lên gương mặt gã, Trác Mộc Cường ba cũng đưa tay ôm lấy cổ nó. Nó lại liếm liếm bàn tay gã, cổ họng phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ dịu dàng. Cảm giác ấm áp, dinh dính mà lại hơi ươn ướt ấy, lập tức khiến nỗi u uất trong lòng Trác Mộc Cường ba giảm đi một phần đáng kể. Gã nhìn mặt con sói, đột nhiên nhớ lại những kiến thức giáo sư Phương Tân từng dạy mình hồi trước, khứ giác của động vật họ chó nhạy cảm hơn con người cả vạn lần, chúng có thể nắm bắt được cả những thông tin con người chúng ta không có cách nào phát hiện ra. Chẳng hạn, khi cảm xúc của một người thay đổi, sẽ dẫn đến sự thay đổi của các nội tiết tố trong cơ thể, con người không thể nào phát hiện được sự thay đổi hormone này, nhưng động vật họ chó lại có thể nắm được rất rõ ràng như vậy có nghĩa là động vật họ cho có thể dễ dàng biết được trạng thái tình cảm của con người biết được chúng ta đang phẫn nộ vui vẻ đau thương hay sợ hãi trác mộc cường ba nhìn con sói mình đang ôm trong lòng với ánh mắt thân thương khẽ nói ừm mày đang an ủi tao đúng không cảm ơn cảm ơn nhé ba con sói ăn xong mới đến lượt trác mộc cường ba con hươu ấy quá lớn vì vậy vẫn còn khá nhiều thịt anh em nhà sói sám để lại cho gã hai đùi sau và cả cái sống lưng xem ý tứ của con sói đầu đàn có vẻ như là ăn không hết thì kéo về. Nhìn cái xác hươu to tướng và những miếng thịt đỏ hồng, chắc một cường ba hơi ngần ngại, gã vẫn chưa quen ăn sống cho lắm, chỉ là giờ đây gã đã đói đến không chịu nổi nữa rồi. Gã trần trừ dây lát, rồi lấy dao cắt ra một miếng cho vào miệng nhai, không ngờ thịt sống ăn cũng có một vị ngon khó tả. Bọn sói nhìn chắc một cường ba, như cười mà không phải cười, chừng như diếu cợt móng vuốt và răng nanh của gã không đủ sắc bén vậy. Trong lúc nhai thịt, Chắc Mộc Cường ba đột nhiên nhớ lại một lần về nhà, cha gã từng nói: nếu con muốn thực sự hiểu được một loài sinh vật khác, vậy thì hãy vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng, như vậy con mới có thể được chúng công nhận. Con cho rằng người qua ba sống chung với sói là quan hệ như thế nào chứ? Chỉ khi con thực sự hiểu được sống chung với sói nghĩa là thế nào, con mới lý giải được ý nghĩa của những điều ta đang nói. Sống chung với sói à? Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, bỏ miếng thịt trên đầu mũi dao vào miệng. Câu nói của cha vứt bỏ suy nghĩ mình là một con người đi, hãy dùng hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh, lấy lòng thành ra để gặp gỡ với chúng, như vậy con mới có thể được chúng công nhận. Rốt cuộc nên lý giải như thế nào nhỉ? Trác Mộc Cường ba lúc này đã dần dần hình thành nên kiến giải của riêng mình, phải chăng cha gã muốn nói, muốn thực sự hiểu được loài sói à? Vậy thì hãy từ bỏ tư cách làm người của mình, con, hãy trở thành một con sói đi sau khi ăn xong, đặc biệt là với phương thức nhai thịt sống này, nhiệt lượng đã được bổ sung đáng kể. Kỳ thực, so với ba anh em sói xám, chắc Mộc cường ba ăn rất ít. Sói có thể ăn một lần số lượng thức ăn bằng một phần ba trọng lượng cơ thể, sau đó tùy theo hoàn cảnh, chúng có thể không cần ăn gì thêm trong mấy ngày hoặc thậm chí là mấy chục ngày tiếp theo đó. Ăn uống xong xuôi, là thời gian để nghỉ ngơi và chơi đùa, suốt dọc đường trở về hang động, con sói nhỏ nhất và con sói nhớ cứ nhảy nhót đùa giỡn không thôi. Về đến hang, Trác Mộc Cường ba mang hết những thứ còn lại trên người mình ra, xếp thành một hàng ngang dưới đất. Mỗi món đồ ở đây đều mang một ý nghĩa khác nhau, thầy giáo, đa cát, gia tộc, đàn sói, em gái. Đây chính là toàn bộ những gì gã giữ lại được, nhìn mấy món đồ trang sức ấy, gã không khỏi giàu dĩ chán nản. Chỉ dựa vào mấy thứ này, gã không thể đối chọi lại với cả quân đoàn của mức kiên được. Phải làm sao đây, ở lại chỗ này, trở thành một con sói, sống chung với anh em sói xám nhìn quanh trong hang động tối tăm mù mịt trác mộc cường ba cười khổ thầm nghĩ lần này sợ rằng phải sống chung với sói thật rồi con sói đầu đàn bị thương ở chân nên không ra đùa nghịch với hai con sói kia mà chui vào hang động cuộn mình nằm bên cạnh trác mộc cường ba trác mộc cường ba cũng nhàn rỗi không có việc gì làm bèn chỉ vào những món đồ trước mặt kể lại lai lịch và câu chuyện đằng sau của từng món cho nó nghe không hiểu tại sao gã cảm thấy con sói nhất định hiểu được vì trong toàn bộ quá trình gã kể chuyện nó luôn yên lặng lắng nghe rất chăm chú. Sống chung với sói hai. Trác Mộc Cường ba đặt tay trên sống lưng con sói, vuốt dọc theo bộ lông dài của nó. Cuộc trùng phùng với ba anh em nhà sói xám khiến gã hân hoan vô cùng, gã biết ba con sói này đã không chỉ cứu mạng mình. Không hiểu tại sao, ngoài lũ sói bị tên thao thú sư kia khống chế, những người bạn sói dường như tín nhiệm gã một cách tuyệt đối, từ khi gã còn nhỏ xíu đã vậy rồi gã thậm chí không cần phải trải qua thời kỳ rẻ rặt ban đầu kéo dài mấy ngày hoặc mấy tháng giống như những con sói là tiếp xúc với nhau lần đầu. Gã còn nhớ hồi nhỏ, thường là lần thứ hai hay thứ ba khi gã mang thức ăn cho lũ sói, chỉ cần xác nhận thứ đó vô hại, chúng sẽ ăn luôn trên bàn tay gã. Mỗi lần như vậy, gã đều tranh thủ vuốt ve lũ sói một chút, bộ lông của chúng mềm mại trơn bóng như lụa, vuốt lên cảm giác dễ chịu vô cùng. Nghĩ tới đây, chắc Mộc Cường ba lại không khỏi cười khổ, có lẽ bản thân gã, làm một con sói thì thích hợp hơn là làm người cũng nên. Trong màn sương mù hơi ẩm dinh dính, cậu bé chắc mộc cường ba cô độc, sợ hãi bước đi một cách hoang mang. Trong khu rừng phía trước đột nhiên lóe lên một cặp mắt màu vàng cam, cậu bé cường ba sợ cuống lên, giật lùi về phía sau, liền chạm phải một cẳng chân cao lớn, vững chắc. Cậu bé không nghĩ ngợi gì, đã ôm chặt lấy cẳng chân đó, cha ơi, phía trước. Đức nhân lão ra khi ấy vẫn còn trẻ, khẽ xoa đầu chắc mộc cường ba nói, con trai, đừng sợ, đó là bạn sói, nhà chúng ở trong rừng sâu, chúng là hàng xóm của ta đấy. Cậu bé chắc Mộc Cường ba nhìn mấy con sói xám cao lớn đi ra khỏi rừng cây, lại ôm chân cha mình chặt hơn nữa. Cha ơi, con sợ, người cha cúi thấp xuống, dịu dàng nói, đừng sợ, chúng cũng như chúng ta thôi, sói mẹ chăm sóc sói con, sói bố ra ngoài kiếm thức ăn. Sau đó, cậu bé chắc Mộc Cường ba không sợ nữa, cậu nhìn thấy những người bạn sói đó thẻ lưỡi ra, liếm liếm lên lòng bàn tay cha mình, một người bạn sói khác lại còn liếm cả mặt cậu nữa, cảm giác ngơ ngứa buồn buồn, khiến cậu bật cười khúc khích. Một con sói mẹ, ngậm theo một sói con chưa dứt sữa cũng đến trước mặt cha cậu. Đức nhân lão ra đưa tay ra, dùng ngón tay cái ấn khẽ lên trán con sói nhỏ, nói với sói mẹ, nó sẽ trở thành một anh chàng khỏe mạnh. Nhìn chú sói con chỉ bằng nắm tay cha mình, cậu bé cường ba không sợ hãi nữa, cậu hỏi, con vuốt ve nó được không ạ? À? Cha cậu đáp, vậy phải xem sói mẹ có đồng ý không đã. Cậu bé chắc một cường ba lại hỏi sói mẹ, tao có thể sờ nó một chút không? Sẽ không làm nó bị thương đâu. Sói mẹ liền nhẹ nhàng đặt sói con vào lòng bàn tay chắc một cường ba, cậu bé dùng cả hai tay nâng sói con lên. Con sói nhỏ nheo nheo mắt, chuyển động trong tay cậu, mình nó mềm nhún, ấm ấm. Cha cậu nói, con trai, đây chính là sinh mệnh, mỗi sinh mệnh đều đến với thế gian theo phương thức như vậy cả. Đây chính là sinh mệnh trác mộc cường ba giật mình sực tỉnh khỏi cơn mơ phát hiện ra toàn thân đẫm mồ hôi vừa nãy rốt cuộc là một giấc mộng hay là những gì gã thực sự trải qua có điều cho dù đã xảy ra trong quá khứ thật đi chăng nữa thì cũng là chuyện từ hồi gã bốn năm tuổi rồi giờ đây đã trở nên mờ nhạt mơ hồ không nhớ được nữa rồi nhưng vừa nhắm mắt lại giấc mơ ban nãy lại hiện lên rõ mồn một như trong phim không sao xua đi được khi ý thức từ từ tỉnh táo thêm chút nữa trác mộc cường ba mới ngạc nhiên nhận ra xét theo hiểu biết của gã cảnh trong giấc mơ ấy là chuyện gần như không thể nào xảy ra trong hiện thực trong thời kỳ cho con bú sói mẹ sẽ bảo vệ con một cách tuyệt đối cho dù là những con sói được cùng đàn cũng nghiêm cấm không được lại gần bọn sói con nếu nó chịu để một người là tiếp xúc với sói con thậm chí còn đặt con mình vào tay nhân loại thì chỉ có thể gọi đó là thần tích chứ không phải kỳ tích nữa trác mộc cường ba càng thêm tin rằng mình chỉ vừa nằm mơ thế nhưng tại sao toàn thân lại đổ mồ hôi đầm đìa thế này Gã đưa mắt nhìn ba anh em nhà sói xám, chúng rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng lại không chịu mở mắt, vẫn lười nhắc cuộn đuôi, tiếp tục nằm sát vào người Trác Mộc Cường ba, cảm nhận hơi ấm của nhau. Trác Mộc Cường ba hết sức cẩn trọng nhấc tay mình lên, trong lòng càng thêm nghi hoặc, đó rốt cuộc là mơ hay là? Tại sao lại có cảm giác chân thực đến thế? Tướng mạo thời trẻ của cha gã, cho dù bây giờ gã hồi tưởng lại, cũng chưa chắc đã rõ nét được như trong giấc mơ ấy. Lẽ nào, cơ thể gã thực sự có điểm gì khác với người bình thường ư. Mấy ngày sau đó, Trác Mộc Cường ba liên tiếp nằm mộng, toàn là mơ thấy những chuyện hồi nhỏ mà gã đã quên mất từ lâu, mỗi lần tỉnh lại, mình mẩy đều đẫm mồ hôi, sức lực như thể trôi đi đâu hết, tựa hồ mới ác đấu với dã thú một trận kinh thiên động địa vậy. Gã từng nghĩ, đấy là do ba anh em sói xám nằm đè lên người mình, nhưng nếu thế, thì tại sao hôm đầu tiên tỉnh dậy, gã lại thấy tinh thần sảng khoái, tai mắt cũng tinh nhạy hơn thường ngày. Và lại, mỗi lần tỉnh dậy chắc mộc cường ba đều cảm thấy bức bối khó chịu nhưng không sao diễn tả nổi cảm giác ấy chỉ thấy trong cơ thể mình trống rỗng như thiếu đi thứ gì bảo là đói khát cũng không giống mà bảo là tâm tình u uất cũng không phải những lúc như thế gã liền điều chỉnh hơi thở theo phương pháp mật tu mà lữ cánh nam đã dạy phối hợp với các động tác kỳ quái kia cảm giác hụt hẫng đó liền giảm bớt đi phần nào số lần như vậy mỗi lúc một nhiều ba anh em sói sám trông thấy đặc biệt là con sói nhỏ nhất cũng bắt đầu học theo động tác của gã có lần trác mộc cường ba đang làm một động tác vừa khéo trông thấy con sói nhỏ nhất nằm ngửa ra đất bốn chân trồng lên trời gắng sức cuộn tròn mình lại định chui đầu qua hai chân sau để ngậm lấy đuôi gã lấy làm thích thú cảm giác bức bối lập tức giảm đi đáng kể từ đó trở đi cảm giác khó chịu ấy cứ giảm dần từng ngày đồng thời cảm giác có một dòng khí lưu từ từ luân chuyển bên trong cơ thể mỗi ngày một mạnh mẽ trác mộc cường ba phát hiện động tác của mình càng lúc càng thêm nhanh nhẹn thể lực cũng từ từ hồi phục, có khuynh hướng còn tốt hơn cả trước đây. Sau khi thể năng của gã hoàn toàn phục hồi, ba anh em sói xám cũng không cần nằm lên người gã ngủ nữa, nhưng cả bọn vẫn ở trong hang, ôm nhau mà ngủ. Một ngày nọ, chắc một cường ba đột nhiên sực nhớ ra, trưởng lão thôn công bố từng nói rằng, gã vẫn chưa thức tỉnh, bèn thầm nhủ, lẽ nào cảm giác dị thường mấy ngày trước, chính là dấu hiệu ta sắp thức tỉnh hay sao? Những ngày này, chắc một cường ba đã rất quen thuộc với ba anh em sói xám. Con sói đầu đàn, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là chân phía sau bên phải bị gãy, đồng thời, lông dưới cằm nó cũng dài hơn một chút, nom như để dâu quai nón, phía trên lông bẩm có một vết sẹo hình ngôi sao. Ở cạnh nhau một thời gian, chắc một cường ba luôn có cảm giác mắt của con sói này không tròn như con sói nhỏ nhất, mà mí mắt phía trên hơi trùng xuống, giống như người lúc nào cũng trao mày suy nghĩ vậy. Con sói có thể hình tầm trung là nhiều sẹo nhất, đến nối bộ lông màu xám của nó loang lổ như con ngựa vằn, rất nhiều chỗ thịt gồ hẳn lên miệng nó có vẻ hơi ngắn hơn một chút nhưng lại ngoác rộng sang hai bên hơn môi cũng dày hơn hai anh em của mình hai khóe mắt trúc xuống nhìn chính diện gương mặt nó toát lên một vẻ hung hãn rất đáng sợ đem sao ra những vết thương trên mình con sói nhỏ gần như không đáng nhắc đến lông nó tuyền một màu xám cho không có đốm loang lổ bốn chân đều đặn trên mặt cũng không một vết sẹo đôi mắt cực kỳ thông tuệ mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào trác mộc cường ba gã luôn có cảm giác như thể đôi mắt ấy biết nói vậy khuyết điểm duy nhất chính là cái đuôi bị cụt mất một nửa kia. Trác Mộc Cường ba biết, đối với loài sói, thực ra cái đuôi mới là bộ phận quan trọng để khoe vẻ đẹp. Sói đã cụt mất đuôi, thì dù có đẹp đến mấy, cũng không thể liệt vào hàng mỹ nam của họ nhà sói rồi. Hơn nữa, tai nó còn bị sứt một miếng, nhưng nếu không đến gần thì rất khó phát hiện ra được. Ngoài ra, gã cũng quan sát răng, lông, móng vuốt của bọn sói, sơ bộ đoán định con lớn nhất khoảng 12 đến 13 tuổi tính theo tuổi của loài sói thì đã bước vào tuổi trung niên, con sói khắp mình đầy sẹo khoảng 10 tuổi, thuộc loại tráng niên, còn con nhỏ nhất chắc khoảng 7-8 tuổi, thể hình nó thực ra cũng không khác biệt nhiều với hai con sói còn lại, chỉ là khi gặp nhau lần đầu tiên 3 năm trước, nó là con sói gầy gò nhất nên ấn tượng của Trác Mộc Cường ba đặc biệt sâu sắc mà thôi. Dựa theo tuổi chúng, Trác Mộc Cường ba lần lượt đặt cho chúng ba cái tên, sói cả, sói hai, sói ba để tiện xưng hô. Ba anh em sói sám mỗi con đều có điểm đặc sắc riêng, sói cả lão thành thận trọng, sói hai dũng cảm hiếu chiến, sói ba lại cực kỳ thông minh lanh lợi. Hôm đặt tên, Trác Mộc Cường ba lần lượt chỉ vào chán ba anh em sói xám, đồng thời lặp đi lặp lại, sói cả, sói hai, sói ba. Sói cả, sói hai, sói ba, mới chỉ lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần, ba con sói đã không hẹn mà cùng biết được ba cách phát âm trên chính là cách gọi tên mình, nhưng ánh mắt chúng đều toát lên vẻ khinh thường, con nào con nấy cứ khậm khậm khẹt khẹt. Trác Mộc Cường ba vừa gọi tên, chúng liền ngoảnh mặt đi ý tứ rõ ràng là chỉ cần ngửi mùi cũng biết ai là ai rồi cần gì phải phát âm ra cho phiền phức trác mộc cường ba lấy làm bất lực nhưng gã thì không thể dùng mùi vị để phân biệt ba anh em sói sám được sói ba là bất mãn nhất khi trác mộc cường ba gọi tên sói cả nó có thể lơ lớ hùa theo khà trang đại lang gọi sói hai sói hai cũng lặp lại theo ò trang nhị lang nhưng sói ba thì không thể lặp lại được nó nhe răng nhay nhay vạt áo da của trác mộc cường ba lắc đầu thật mạnh, ý bảo phải đổi cho nó một cái tên khác để còn phát âm ra được. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, liền gọi nó luôn là sói út cho xong. Bấy giờ sói út mới hài lòng, nhẹ răng phát ra tiếng xì. Xì, trang, tiểu lang. Kế đó, Trác Mộc Cường ba lại chỉ vào mình, Trác Mộc Cường ba, tao, Trác Mộc Cường ba. Lần này thì đến lượt ba anh em sói xám tròn mắt ra. Chúng không thể phát âm được cái tên đó. Sói cả ngoác miệng, nhưng không phát ra tiếng gì, liền quay sang nhìn sói hai, sói hai im lặng trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn chẳng biết làm sao, quay sang sói út, sói út đảo mắt một vòng, cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy nó khọt khọt trong họng, rồi đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng, a u trang. Sói cả và sói hai có vẻ rất hài lòng với kiểu phát âm này, đua nhau kêu lên mấy tiếng, a u trang, a u trang. Vậy là, kể từ đó chắc Mộc Cường ba có thêm một cái tên của loài sói, gọi là a u trang. Đồng thời, đối với việc nghiên cứu tiếng của loài sói chắc mộc cường ba cũng đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của giáo sư phương tân truyền thụ về cơ bản gã có thể nghe hiểu được các ngữ điệu có ý nghĩa đơn giản nhất như tập hợp ẩn nấp nằm xuống ăn thôi ngoài ra thời gian gã ở với sói út là nhiều nhất sói út tính tình chất phác như trẻ con nói nhiều nhất là những câu kiểu như mau qua đây chơi với tôi đi tránh ra không cần anh nữa chỉ mấy từ ngữ đơn giản vậy mà chắc mộc cường ba cũng phải vừa nghe vừa đoán không ngừng lần mò bắt trước theo mới có thể nắm bắt được còn nhớ có một buổi sáng thức dậy trác mộc cường ba học theo ngôn ngữ sói gào lên mấy tiếng ăn thôi kết quả là ba anh em sói sám tò mò nhìn chằm chằm vào gã phát hiện ra gã chỉ có hai tay không đứng đó kêu gào liền lập tức nhảy bổ tới vật gã ra đất trác mộc cường ba bấy giờ mới hiểu à thì ra phát âm như thế nghĩa là ăn thôi mình lại cứ tưởng là đi săn thôi chứ sau đó gã phải mất một thời gian mới phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa hai âm ăn thôi và đi săn thôi. Trác Mộc Cường Ba luôn có ý nối lại cái chân gãy cho sói cả, nhưng phải khuyên nhủ, an ủi mấy lần nó mới đồng ý để gã xem cái chân đó. Trác Mộc Cường Ba chạm vào chỗ gãy, sói cả bị đau, liền mảnh đầu lại nhe răng ra, gầm gừ mấy tiếng, cẩn thận chứ, đau lắm đấy. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới phát hiện, cái chân đó bị gãy đã quá lâu, không thể nối xương lại được, nhưng cũng may là không bị hoại tử, chỉ có điều, sói cả sẽ phải đeo chân lên mà đi thế này mãi. Gã u uất nói, xin lỗi, tao không có cách gì giúp mày được, vừa nói, gã vừa khe khẽ lắc đầu. Trong mũi sói cả phát ra những tiếng thở nặng nề, nó ngẩng đầu lại, rồi hướng ánh mắt ra phía màn sương mù xa xăm, cơ hồ như đang nói, chẳng sao cả, tôi đã quen rồi. Cứ như vậy khoảng 7-8 ngày, sau khi dẫn cả bọn tuần tra lãnh địa một lần cuối cùng trong ngày, sói cả liền kêu lên một chàng những âm thanh chắc một cường ba không hiểu gì, rồi sau đó sói út liền chạy vào trong hang ngậm miếng da dê nó ưa thích nhất chui ra trác mộc cường ba theo sau ba anh em sói sám phát hiện mỗi lúc một đi xa khỏi hang động cuối cùng đã ra khỏi giới hạn của lãnh địa sói cả vừa đi vừa để lại những dấu hiệu mới ven đường bấy giờ trác mộc cường ba mới hiểu ra liền quay sang hỏi sói út chúng ta sắp đi đến chỗ mới hả sói út khẽ rừ rừ mấy tiếng trác mộc cường ba đại khái nghe cũng hiểu ý nó muốn nói thức ăn không đủ nữa rồi Đúng thế, những ngày chắc Mộc Cường ba ở cùng ba anh em sói xám, tổng cộng đã đi săn hai lần, à không, phải nói là tổng cộng có hai lần phát hiện ra thức ăn. Cũng may, cả hai lần đều bắt gặp động vật cỡ lớn, trong thời tiết lạnh giá này, thịt cũng không dễ bị hư thối. Có điều, chắc Mộc Cường ba vẫn không thể không cố gắng thay đổi thói quen ăn uống của loài người, mỗi lần đều cố gắng ăn thật nhiều thịt giống như lũ sói, sau đó lại nhịn một thời gian dài. Không hiểu vì nguyên nhân gì, chắc Mộc Cường ba hân hoan phát hiện ra, Càng lúc gã càng thích ứng với kiểu ăn uống không quy luật này, về sau gã tự suy đoán, cho rằng nguyên nhân rất có thể là do các động tác kỳ quái và phương thức hô hấp đặc thù kia. Vì gã liên tưởng, thấy rằng những vị mật tu giả khiêu chiến cực hạn tuyệt thực của cơ thể người, hình như rất giống với lũ sói hay các loài động vật hoang dã khác không tìm thấy thức ăn. Theo tri thức ghi trên sách vở, thì mỗi khi đàn sói đi tuần tra lãnh địa hoặc mở rộng lãnh địa mới, các con sói trong đàn đều theo sát phía sau con thủ lĩnh, nhưng ba anh em sói xám thì hình như không phải thế chúng chia nhau ra, con nào chạy đường con ấy, chỉ giữ một khoảng cách nhất định để có thể cảm ứng thấy nhau. Không hiểu đi được bao lâu, Trác Mộc Cường ba chợt nghe thấy sói út ở phía trước vui vẻ reo lên, a à, u trang, mau lên. Đồng thời, sói cả, sói hai cũng đã cảm nhận được điều gì đó, lao vút lên như bay. Trác Mộc Cường ba biết, con mồi tuyệt đối không thể khiến ba anh em sói xám hưng phấn thế này, gã cũng buồng chân chạy nhanh lên, chỉ thấy trước mắt sáng bừng lên, cả ánh mắt dường như cũng được thấm nước ướt đẫm một con sông hình chữ S nằm vắt ngang, ngoằn ngoèo uốn khúc, sóng lăn tăn hắt lên, thoạt trông tựa như một chiếc khăn Hada khảm đầy bảo thạch. Đây là một con sông rộng đến cả mét, gã nhớ lại những ngày vừa qua, khi đi với Pháp Sư Á La và những người khác, mọi người đều dùng nước của mình mang theo, về sau, gã ở với ba anh em sói xám, lúc nào trời đổ tuyết thì ăn chút tuyết, thì thoảng nhờ bọn sói dẫn đường mới tìm được một hai rãnh nước nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay, so với dòng sông rộng cả mét này thực không thể nào sánh được. Trác Mộc Cường ba vội vàng chạy đến bờ sông, đang chuẩn bị vụt mặt xuống uống cho thỏa thích như ba anh em sói xám, đột nhiên trông thấy trong lòng sông xuất hiện một cái bóng quái thú đáng sợ, gã giật bắn mình ngẩng đầu lên, mất đà, loạn choạng lùi lại phía sau mấy bước liền. Sói út đứng cạnh quan sát, hai mắt nheo nheo như vầng trăng mới nhú, rõ ràng là đang nhe răng ra cười, nhìn bộ dạng của nó, xem chừng chỉ thiếu chút nữa là ôm bụng cười lăn lộn. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, lập tức hiểu ra, cũng không khỏi cười khổ, con quái thú ấy chẳng phải gã thì còn ai vào đây được nữa. Thì ra, sau một thời gian dài, chắc một cường ba dần dần quên hết cả thói quen của con người, cũng không biết đã bao ngày không rửa mặt cạo dâu rồi nữa, dâu tóc gã chẳng chịt vào nhau, lại khoác lên mình cái áo da dê tự may, toàn thân đầy mùi sói, lúc rảnh rỗi, gã còn dùng cành cây bện cho mình một cái áo tơi, khoác ra bên ngoài áo da, thoạt trông rất có khí chất của người rừng. Vốc một vốc nước lên tay, cảm giác ấm ấm, chắc một cường ba hất nước lên mặt, sau đó vục cả đầu mình xuống lòng sông một lúc lâu cũng không muốn ngẩng lên ba anh em sói sám uống đã đời no nê xong cũng đuổi nhau chơi đùa ven bờ sông trác mộc cường ba rửa mặt sạch sẽ nếu không phải vẫn hơi ngại tiết trời lạnh giá gã còn muốn nhảy xuống tắm rửa một trận nữa lúc sói cả chuẩn bị tập hợp cả bọn lên đường trác mộc cường ba phát hiện ra có vật gì đó đang trôi theo dòng nước gã vớt lên xem thử thì ra là một cái túi bằng chất dẻo trác mộc cường ba nhận ra loại túi này đây là túi đựng thực phẩm giàu dinh dưỡng dạng nén của bọn Merkin. Gã lập tức nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam từng dạy, vì đây là chế phẩm từ chất dẻo, nên không thể dựa vào mức độ thấm nước để phán đoán thời gian, mà chỉ có thể quan sát mức độ oxy hóa của vết xé chỗ miệng túi hỏng đưa ra nhận định sơ bộ, đại khái thứ này bị xé ra khoảng từ 5 đến 3 ngày trước. Thân túi có những vết xước mảnh, chắc rằng không phải bị ném thẳng xuống nước, mà ở đâu đó gần đây, gió thổi rơi xuống lòng sông. Cũng có nghĩa là, khoảng 3 đến 5 ngày trước, đội ngũ của Mức hoặc một kẻ nào đấy đi lạc trong đội ngũ ấy đã xuất hiện ở gần đây. Vì bị ngâm khá lâu, dòng nước lại cuốn trôi đi hết mùi, nên ba anh em sói sám cũng không thể tìm được thêm thông tin nào có ích. Nhưng chắc một cường ba vẫn sẽ toạc ra một vệt dài trên cái túi, để ba anh em bọn sói nhớ được mùi của thành phần hóa học trong cái túi chất dẻo ấy. Sau khi phát hiện dòng sông, tuyến đường của ba anh em sói sám liền thay đổi, bọn chúng vạch ra lãnh địa mới men theo bờ sông. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể sống rời xa được nguồn nước, có con sông này sẽ càng dễ tìm thấy vật săn, đây là thường thức ai cũng biết. Có điều, từ khi nhìn thấy cái túi bằng chất dẻo đó, đầu óc Trác Mộc Cường ba luôn ở trong trạng thái rối loạn. Mười mấy ngày sống bình lặng bên cạnh ba anh em sói xám chỉ khiến gã tạm thời quên đi nỗi đau, gã từng không chỉ một lần có ý nghĩ tiếp tục tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân, nhưng đồng thời gã cũng biết, một khi tiếp tục thì sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tục đau đớn tiếp tục có những cuộc chia ly. Ba anh em sói xám nhất định sẽ không bàng quan, và lại, trong môi trường này, gã cũng không thể rời khỏi bọn chúng để mà đơn độc hành động. Nhưng cho dù ba anh em sói xám rất mạnh, nhưng kẻ địch của họ không phải là một hai tên, mà là cả một đội quân được vũ trang tận răng, dù chắc một cường ba tính toán ra sao, phe của gã cũng không có bất cứ cơ may nào để giành chiến thắng. Sói cả dẫn cả bọn đi dọc bờ sông, vạch ra một lãnh địa mới. Dòng sông này rất dài, có lẽ là chảy từ Sanri Laza hoặc do tuyết ở chân núi tan chảy hình thành nên. Nước chảy đến tận mép tầng bình đài thứ ba, hóa thành một giải lụa bạc thẳng tắp đổ xuống dưới. Vì mỗi ngày đàn sói chỉ có thể đi được một khoảng cách giới hạn, nên phạm vi lãnh địa của chúng cũng không thể kéo dài mãi. Vì vậy, lãnh địa mới này chỉ vạch một vòng xung quanh đoạn mút cuối của dòng sông mà thôi. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba và Lũ Sói lại tìm được trong phạm vi lãnh địa mới ấy một hang động có thể náu thân. Dọc đường, sói út thấy Trác Mộc Cường ba có vẻ tâm sự trùng trùng, liền chạy xung quanh gã, chọc cho gã vui vẻ. Trác Mộc Cường ba ấy nấy cười cười với nó, nhưng trong lòng vẫn bị vô số ý nghĩ dối như tơ vò quấy nhiễu. Bọn Merkin rốt cuộc đã đi tới đâu rồi? Pháp Sư Á La, và cả Mẫn Mẫn nữa, họ giờ ra sao? Nhạc Dương, Nhạc Dương, rốt cuộc tại sao cậu ta lại làm vậy? Mấy ngày đầu sau khi xác định vòng lãnh địa mới, cả bọn đều tuần tra một cách nghiêm mật trong lãnh địa, xem xét địa hình địa mạo, các đường đi lối lại, giám sát và tìm kiếm những nơi có khả năng có sinh vật xuất hiện. Về mặt này, chắc Mộc Cường ba không giúp gì được cho ba anh em sói xám, gã không có khứu giác nhạy bén như chúng. Trong thế giới của sói, chúng có thể dựa vào khứu giác để vẽ nên trong óc một mô hình 3D từ các mùi vị khác nhau. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, tấm bản đồ lập thể bằng mùi ấy còn chính xác và tỉ mỉ hơn cả bản đồ vẽ bằng máy tính. Vì vậy, trong những ngày này, Chắc Mộc Cường Ba dành thời gian hồi tưởng lại cả quá trình tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân kéo dài suốt mấy năm nay. Gã đột nhiên phát giác có rất nhiều điểm nghi vấn mà gã chưa từng chú ý đến, đồng thời cũng bắt đầu có cảm giác có thể những điều nhạc dương làm không giống như những gì gã vẫn nghĩ. Có một điều chắc Mộc Cường Ba không biết là cùng lúc ấy một đội ngũ đông đảo khác đang mang theo những lời cằn nhằn oán trách đi vòng vòng ở phía sau gã. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 40